hôm nay mình sẽ kể lại câu chuyện của lý tử vĩ nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký nhé tim sói xin cảm ơn ạ à. mở đầu câu chuyện trên màn hình điện thoại xuất hiện một thanh niên đầu chọc thân hình vạm vỡ family mọi người chú ý xem người đàn ông này tên tiểu soái hắn đang sắp đối diện với một trận quyết đấu sinh tử một anh thanh niên khác nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại mỉm cười cuối cùng mình cũng làm ra được clip nổi tiếng rồi lần này có thể nhận quảng cáo ăn cơm rồi anh ta nhấp tay liên tục lên màn hình điện thoại để thả tim cho chính video của mình. Vì quá vui mừng với chiếc video 9,3 triệu lượt view của mình, anh ta đã không để ý mọi thứ xung quanh mà kết thúc cuộc đời dưới gầm một chiếc xe tải. Anh ta đi vào một căn phòng trong đó có một cô gái đang làm việc. Anh ta nói, tôi chết rồi sao? Cô gái đó trầm mặt xuống nhìn chầm chầm vào khứa xấu số. Đồng hồ hiển thị 17 giờ 58 phút cô ta nói thầm, cứ phải chết vào giờ mình tan làm. Đúng thật là đồ ngốc, cô ta rõng dạc nói với anh thanh niên. Xem xét đến clip của cậu làm mang lại niềm vui cho rất nhiều người, chỉ số công đức vượt lên tiêu chuẩn có thể nhận được một cơ hội trùng sinh xuyên không. Khứa này nghe xong thì vui như được mùa, có thật không? Có thể tùy ý chọn không? Không được. Nhấn nút lắc số ngẫu nhiên, rút lời anh thanh niên nhấn tay vào chiếc nút, cái máy lập tức liên tục quay số. Quay đến dãy chữ cao thủ đệ nhất giang hồ Tử Vi Ma Tôn thì dừng lại, nhìn thấy kết quả anh thanh niên vô cùng phấn khích. Ôi trời, mình may mắn quá vậy. Cô gái kia chỉ tay về phía cánh cửa trong không gian rút xong thì mau vào cánh cửa đó đi, tôi đang vội tan làm, đừng lề mề. Anh ta lập tức chạy sòng sọc vào cánh cửa đóng mạnh lại còn hét lên một câu, đệ nhất giang hồ đến này Xong việc cô ta đứng dậy chuẩn bị đi về thì quay sang nhìn vào cỗ máy như muốn làm thứ gì đó, hóa ra cô ta rút tờ giấy trong cỗ máy kia ra, trong tờ giấy viết rằng, nhân viên A Vĩ của khách điếm bị cao thủ đệ nhất giang hồ tử vi ma tôn tiện tay đánh chết, đều nói hệ thống rách này phải mau thay đổi, chữ hơi dài một chút là nhì không hết chuyển cảnh tới một ngọn núi ở nơi nào đó ngay lúc này trên trời mưa to gió lớn sấm chớp liên tục đánh xuống ỉ đùng ầm ĩ bên dưới đất một bàn tay của ai đó cử động đó là bàn tay của một anh thanh niên đang nằm dưới mưa giang rộng hai tay mở to mắt nhìn chằm chằm lên trời chỗ này là chỗ nào vậy trời dây sau anh ta vui vẻ ngồi bật dậy à đúng rồi mình xuyên không rồi thanh niên này tên lý tử vĩ là nhân viên khách điếm bị đệ nhất cao thủ giang hồ tử vi ma tôn tiện tay đánh chết anh ta nắm chặt bàn tay vẻ mặt phấn khích nhe răng cười khoái chí và lại xuyên không thành đệ nhất cao thủ giang hồ tử vi ma tô anh ta đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới thân hình của mình thì liền nói người đứng đầu này ăn mặc cũng bần hàn quá sau đó anh ta phát hiện dưới chân của mình có một tấm lệnh bài đây là cái gì nhỉ chưa kịp nhặt thì thứ gì đó khiến anh ta liếc mắt nhìn về một phía xuất hiện phía sau lưng lý tử vĩ là ba thanh niên đang cầm kiếm chạy nhanh như ma đuổi về phía anh ta ba thanh niên khựng lại nhìn trước ngó sau lạ thật Rõ ràng khí tức của tử vi ma tôn ở gần đây sao không có bất kỳ tung ảnh nào. Vừa nghe thấy câu nói đó tử vĩ liền dơ tấm lệnh bài lên nhìn chầm chầm vào đám thanh niên mà nói, ngươi tìm ta sao, đám thanh niên nghe xong thì đồng thời im lặng không nói gì. Đám thanh niên nhìn thấy tấm lệnh bài trên tay tử vĩ liền nhận ra là ma giáo lệnh. Đúng vậy, chính là hắn, đám thanh niên tức giận nổi máu chó há to mồm hét lên. Hay cho một tử vi ma tô lại còn dị dung, thân người của tử vĩ đen kịch lại xung quanh tỏ ra những luồng khí kỳ lạ, quả nhiên khí tức máu tanh không thể nào che đậy ngươi bạo ngược vô đạo giết chóc thành tính vì công pháp gì đó mà giết hại bao nhiêu người số người mà giết đã nhiều vô số kể chất thành một đống như ngọn núi chưa hết ngươi còn thiêu đốt bọn họ chỉ còn lại bộ xương khô ta nghe nói ngươi chúng cổ trùng của vạn cổ các thực lực không như trước tử vĩ nghe xong thì tối sầm mặt toát mồ hôi lại chúng cổ độc trả trách ta phải ngụy trang thành người thường thì ra là như vậy ngay lúc này ba thanh kiếm vàng ánh kim phóng ra ba thanh niên chĩa kiếm vào người của tử vĩ hết lớn hôm nay bọn ta phải lấy đầu của ngươi tử vĩ nghe xong không những không sợ hãi còn mỉm cười chỉ dựa vào các ngươi sao ba thanh niên nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái toát mồ hôi hột nhìn chằm chằm vào tử vĩ tử vĩ nở một nụ cười nham hiểm ha 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 là thứ gì đã cho các ngươi ảo giác chỉ dựa vào ba người các ngươi là có thể đánh bại được ta tuy chúng cổ trùng nhưng ta vẫn là đệ nhất cao nhân giang hồ ba thanh niên nghe xong thì cau mày cau mặt tức tím người cây cú quá cắn đứt dây thanh quản nên không nói được gì. Sau đó thanh niên dâu ria bạc phơ trừng mắt thầm nghĩ, khi thế này chỉ có thể sử dụng chiêu đó rồi. dứt suy nghĩ thì ba thanh niên đồng lòng dơ kiếm lên trời hét lên. Xem trận, hoàng kim thanh kiếm, ba thanh kiếm tụ lại tạo thành một thanh kiếm khổng lồ phóng thẳng lên trời làm cho cả ngọn núi phát ra một ánh sáng chói lóa. Tử vĩ nhìn thấy liền nói giọng xem thường, các ngươi tưởng chút trò trẻ con này là có thể đả thương được ta sao giữa khu rừng một thanh kiếm khổng lồ nhô lên bên cạnh là sấm sét ì đùng đang đánh rầm rầm xuống vì vàng có tính dẫn điện cực tốt nên những tia sét đã yếu tiếng chung và ghé thăm thánh kiếm thế là những tia sét hòa nhập với thánh kiếm ngay tức khác liền tạo ra một thánh kiếm lôi điện tử vĩ giơ ngón tay ra phía trước tuy mình còn không biết làm sao sử dụng công pháp sau đó anh ta đặt tay lên chán mỉm cười tự luyến nhưng ta vẫn là tiểu soái phía sau tử vĩ ba thanh niên đã bị tia sét hòa nhập vào thánh kiếm của mình đánh cho trở thành bộ xương khô Thế nhưng anh ta vẫn không hề hay biết còn mỉm cười thầm nghĩ, chỉ cần đem mọi thứ giao cho bản năng của cơ thể này. Sau khi đánh ba thanh niên kia xong thì tia sấm cũng rượu hẳn đi, tử vĩ quay đầu nhìn sang mắt nhắm mắt mở, anh ta ngơ ngác khi nhìn ba bộ xương đang nằm trước mắt. Đây là sao nữa vậy trời, chỉ dựa vào một ý niệm, ba cao thủ này đã chết rồi sao? Đây chính là thực lực của người đứng đầu giang hồ sao, tử vĩ dơ bàn tay của mình lên nhìn ngắm, cái này đúng thật là quá ngầu rồi. Sáng hôm sau tử vĩ đi tới chấn vô dư, nơi này có một phiên chợ vô cùng náo nhiệt người dân đông đúc tử vĩ nhìn thấy thì rất thích thú bình thản như náo nhiệt quá đây chính là thế giới giang hồ chân chính sao bỗng nhiên một bé gái chỉ tay về phía trước mẹ mau xem kìa đó chính là tử vi ma tôn sao tử vĩ nghe thấy thì tái mặt xanh đổ mồ hôi như mưa đám người dân bu lại bàn tán chỉ trỏ về phía tử vĩ người đứng đầu giang hồ đúng là người đứng đầu giang hồ tử vĩ quay mặt sang chỗ khác cắn chặt răng tức giận mình bị phát hiện rồi ư sao có thể chứ chẳng phải là ta đã dị dung rồi sao phải làm sao đây chỉ có thể đem người ở đây đang suy ngẫm thì đột nhiên anh ta phát hiện trên bảng thôn có dán lệnh treo thưởng tử vi ma tôn người này vô cùng nguy hiểm nếu có manh mối xin hãy lập tức thông báo cho thiết y môn tử vĩ đọc xong thì câm họng không biết nói gì hơn anh ta quay mặt sang chỗ khác thở phào nhẹ nhõm cũng may là dị dung rồi bỗng dưng trong đám người dân đông đúc xuất hiện một cậu bé đáng yêu bước ra gọi anh a vĩ sao anh lại ở đây tử vĩ bất ngờ quay đầu lại nhìn thì ngơ con mẹ nó ngác một lúc sau cậu bé đáng yêu đưa tử vĩ về quán khách điếm đệ nhất, không ngờ anh bị xui xẻo vậy, không những rơi xuống vực còn khiến mình mất trí nhớ nữa. Anh biến mất hai ngày, mọi người đều nói anh về quê rồi, cậu bé dẫn tử vĩ đi tới một gian phòng tạm bợ, đây chính là phòng của anh. Anh thay bộ quần áo sạch sẽ trước đi, bên đầu bếp đang hối rồi, tử vĩ bước lại cầm ba cuốn sách nên nhìn chăm chú. Đây là phòng của mình sao, sau đó anh ta quẹt ngón tay lên mũi, xem ra đấy chính là thân phận giả của mình. 36 kế kế mãn thiên quá hải đúng là cao tử vĩ nhìn chăm chú vào tấm lệnh ma giáo mỉm cười thầm nghĩ mình phải mau chóng làm quen với thân phận này một lúc sau bàn tay ai đó đang tóm lấy một con chicken hóa ra là tử vĩ anh ta một tay cầm dao một tay cầm con gà đang dãy dụ kịch liệt cùng lúc đó một thanh niên xuất hiện trên đai lưng vắt một con dao sắc bén chỉ tay về phía tử vĩ sao vậy đầu óc hỏng rồi ngay cả gà cũng không biết giết sao tử vĩ nghe xong thì liếc mắt nhìn sang mỉm cười giết gà thì ra là vậy vì che đậy mùi máu tanh vốn có trên người mình sao? Thế là anh ta bắt tay vào việc. Thanh niên đứng phía sau liên tục chỉ trỏ la mắng, "Còn không mau làm việc cẩn thận ta nói ông chủ trừ hết lương tháng này của cậu. Thật xui xẻo, buổi sáng trốn việc thì thôi đi giờ còn không làm việc đàng hoàng. Cậu trừ giết gà ra cậu còn biết làm gì chứ, ngay cả lông gà cũng không bứt sạch cả, ngày làm mấy thứ công pháp rách vô dụng đó của cậu. Nếu cậu học được heo mẹ cũng có thể luyện công, la toang toác lên nãy giờ nhưng tử vĩ cũng không phản ứng gì." Thanh niên tức giận hét lên ta đang nói chuyện với cậu đấy, lỗ tai cậu bị điếc hay sao? Tử vĩ không nhịn được nữa liền tức giận chặt mạnh con dao xuống tấm thớt. Thanh niên kia nhìn thấy thì sợ hãi trợn trừng mắt giơ tay lên chống đỡ mặt mày mồ hôi đổ ra như sông. Tử vĩ quay mặt lại nhe răng cười nham hiểm ánh mắt phát ra một ánh sáng, ông còn muốn dặn dò gì sao? Đoạn chính đã kết thúc, còn phân phụ về việc bắt đầu của sự hiểu lầm, vài canh giờ trước, tiếng cười lớn vang trời của tử vi ma tôn, ha ha ha, một lũ kiến nhỏ bé trước mắt chúng ta là sự cuồng bạo của người mạnh nhất thiên hạ đang lên cơn ham muốn giết chóc đám người phàm nhân tầm thường quang cảnh đẫm máu hoang tàn đám người phàm nhân ngẩng đầu trong vũng máu hét lớn chi viện đến ngay hôm nay chúng ta nhất định phải ngăn cản tử vi ma tôn hắn ta nghe xong thì nở một nụ cười quỷ dị dơ ra tấm lệnh bài của mình ra cười lớn ha 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 đám phàm nhân nhìn thấy thì há mồm hoảng sợ không hay rồi là ma giáo lệnh hắn muốn truyền lệnh cho bệ hạ mau ngăn cản hắn ta trưởng về phía đám phàm nhân một luồng linh khí ngay lập tức đám phàm nhân đều bị diệt dưới tay của hắn ta máu đỏ nhuộm đỏ cả một vùng hắn ta khoai chi há toẹt miệng cười lớn ánh mắt phát ra ánh sáng đỏ lõm ha 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 chỉ dựa vào đám tiểu tốt ngọn cỏ ven đường như các ngươi mà cũng đòi đánh bại ông đây sao chuyển cảnh tới một ngọn núi nào đó nơi đây xuất hiện một thanh niên đang ngồi buồn bã trước một ngôi mộ nhỏ anh ta sờ vào tấm bia mộ đại bôn đáng thương ngay cả xương cũng bị khách gặm sạch rồi thanh niên thở dài hứa với ta kiếp sau đừng làm gà nữa, thanh niên này chính là nguyên chủ lý tử vĩ. Lúc thanh niên từ thế giới bên kia chưa xuyên không tới, anh ta đứng dậy nhìn vào bia mộ nói tiếp, thổi thêm chút gió nữa ta cũng nên về làm việc rồi. Ngay lúc này một luồng linh khí từ đâu bay tới ở phía sau lưng anh ta, trong một lúc không phòng bị anh ta đã bị luồng linh khí đó đâm thẳng vào người. Trong giây lát anh ta đã bị luồng linh khí đó đâm xuyên qua và rơi xuống vách núi, luồng linh khí tiếp tục tấn công vào người anh ta thêm một lần nữa khiến cho anh ta hồn bay phách lạc. Thanh niên đáng thương máu mồm hộc ra ngoài nước mắt đầm đìa, trước kia lìa xa cõi đời anh ta vẫn ngây ngô mà nghĩ, gió hôm nay cũng không cần mạnh như vậy chứ. Trở về với hiện thực, lúc này anh thanh niên to lớn đang cay cú chỉ tay về phía Tử Vĩ thầm nghĩ, tiểu tử này bị làm sao vậy, mấy ngày nay chẳng phải hắn vẫn còn một bộ dạng nhút nhát sao, thế là anh ta lên giọng khoác lác, lão tử sống trong giang hồ nhiều năm tiểu tử ngươi dám làm vẻ trước mặt ta, biết thân phận của lão tử không? Tử Vĩ liếc nhìn sang thầm nghĩ, tên đầu bếp này tuy đầu óc không tốt nhưng thể chất lại không tệ chỗ không quen biết ta cũng phải tuyển thêm một vài tên đệ tử lấy ra làm tay đánh miễn cưỡng đủ dùng ngay lúc này anh thanh niên quá cay cú liền đập mạnh tay xuống tấm thớt con cá trên đó liền lập tức bị hất bóng lên sau đó anh ta túm lấy con cá một cách dễ dàng không một chút ngần ngại anh ta liền tán con cá về phía bản mặt của tử vĩ quát lớn mẹ nó ngươi đây là ánh mắt gì đấy á đậu mớ ông đây nhịn mày lâu rồi đấy tử vĩ liền nhấc con dao trên thớt lên nói thầm Á đậu mớ, ông đây nhịn mày lâu rồi đấy. Tử vĩ chỉ thẳng con dao dính đầy máu gà về phía trước, để ta nghiệm thử xem. Ngươi có tư cách này không? Thanh niên kia nhìn thấy thì giật bắn người tay cầm chắc con cá. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sau đó anh ta liền trượt phải một vũng máu dưới chân ngã ra phía. Anh ta bị té ngã ngửa vào bức tường phía sau lưng con cá trên tay anh ta cũng từ đó mà văng lên trên. Nhìn thấy thứ gì đó khiến anh ta há mồm trợn mắt, mặt may tím tái toát mồ hôi hột la lên. A à, a à, há, Tử Vĩ lao tới kề sát mặt vào mặt của thanh niên chừng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh ta, Tử Vĩ nghe răng nở một nụ cười quỷ dị hai đồng tử đỏ lõm gằng giọng nói: "Ngươi có biết ta thích ăn món gì không? Thịt nạc đêm cắt thành lát mỏng, tẩm thịt vào một lớp bột chiên giòn, bỏ vào bên trong hương liệu nhỏ nặn ngâm chế, sau khi ngâm xong lại dùng dầu lửa nhỏ chiên một lát, cuối cùng tiến hành một cách bày đĩa kinh tế giống như món ăn của một nhà hàng năm sao." Tử Vĩ kề dao sát vào gò má của anh thanh niên, tiện thể nói luôn: Thức ăn là thịt ở đây của heo, tử vĩ ôm đầu nở nụ cười nham nhở mồm mép chảy rãi. Hay là ta nếm thử một chút, thanh niên kia nhìn thấy bộ mặt đầy sắc khí của tử vĩ thì nước mắt hai hàng la lên A. À. Tử vĩ nghe tiếng la của anh ta thì híp mắt lại tay bịt chặt tai. Thế nhưng anh ta lại vác dao ra sau lưng mà thầm nghĩ, ta còn chưa ra tay đã nhát thành như vậy rồi. Tiểu đệ này dẫn ra ngoài chẳng phải là mất mặt ma giáo bọn ta sao, thật vô nghĩa. Anh thanh niên nằm úp mặt xuống đất than thở, ta đều là cơ bắp, thịt ta chát, ăn không ngon đâu đột nhiên tử vĩ liếc nhìn về một hướng trong đầu hiện lên những dấu chấm hỏi thì bên ngoài cửa xuất hiện ba thanh niên vuông tam giác tròn đang ngơ ngác hóng chuyện tử vĩ hiểu kỳ hỏi sao vậy có chuyện gì ba thanh niên nghe thấy thì toát mồ hôi hột giả điên đáp lời không không có gì ta đi lau bàn còn ta đang dọn sàn tử vĩ nghe thấy thì bất lực xị mặt như đống cước thở dài chỗ này không lẽ đều là mấy tên xấu xí méo mó này thôi sao thật sự không có lấy một tên biết nghe lời nào sao đang than than thở thở thì đột nhiên một bàn tay của ai đó nắm lấy tà áo của anh ta. Tử vĩ giật mình nhìn xuống thì nhìn thấy cậu bé đáng yêu đã đưa mình về trọ. Cậu bé đáng yêu ngây thơ tôi mất long lanh nhìn chằm chằm vào tử vĩ. Tối hôm đó ở một căn phòng chứa củi ở sau núi Hậu Sơn, bên trong phòng của vẫn còn sáng đèn. Bên trong căn phòng là những bó củi đã được buộc chặt và chất thành đống xung quanh còn có những tay nải đồ dùng và sách vở. Tử vĩ nhảy thẳng lên giường thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng khiêng xong đóng củi rồi, anh ta hát to mồm ngáp ra nước mắt, mê chết ta rồi, muốn tu luyện công pháp phải điều tra tình hình ma giáo hiện tại. Tuy vất vả nhưng cuộc sống của cao nhân làm gì có hai chữ đơn giản, anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà trong đầu liên tưởng tới cậu bé đáng yêu. Hơn nữa hôm nay còn phát hiện một sống tốt, tập võ luyện công chính là bắt đầu từ việc bắt búp bê, ngẫm nghĩ một lúc anh ta mỉm cười hài lòng. Tử vĩ ngồi bật dậy bụng kêu rồn rào, nội tạng đập lộn tưng bừng trong bụng của anh ta. Thế là anh ta quyết định đi ra khỏi phòng vươn mình lên mà nói, đi ăn khuya thôi ăn xong rồi thì đi tìm đứa bé đó trò chuyện chuyện cảnh tới một gian phòng khác bên trong căn phòng phát ra một tiếng động kỳ lạ lúc này cậu bé đáng yêu đang bị thứ gì đó tác động mà văng ra cau mày cau mặt đau đớn trước mặt của cậu bé là một bàn chân của ai đó hắn ta lên tiếng mất trí nhớ rồi sao một thanh niên tóc vàng thân hình gầy gò xuất hiện ta xem chắc là đầu óc bị ngã khờ rồi hắn ta tên tiền võ kim là tiểu nhị khách điếm bình thường tiền võ kim đạp mạnh chân về phía mặt của cậu bé chẳng phải ngươi rất thân với tên đó sao một cô nhi một phế vật tổ hợp các ngươi cũng khá là xứng còn dám chủ động chọc tên đầu bếp đó hắn là anh em kết nghĩa của triệu trưởng quầy đội trưởng quay về xem các ngươi có kết cục gì hắn ta híp chặt con mắt lại sau đó nở nụ cười nham hiểm nói đi nói lại chi bằng mượn cơ hội này cho tên đầu bếp đó ló đầu chờ trưởng quầy về ta mới đòi công nói xong anh ta trợn mắt lên trên nở một nụ cười đắc ý ta đúng thật là thiên tài tiền võ kim chỉ tay vào mặt cậu bé đáng yêu ra lệnh ngươi mau tìm cách lôi tên phế vật đó ra đây cho ta vừa dứt lời thì một tấm gỗ lớn từ đâu bay tới lướt ngang qua đầu của tiền võ kim khiến anh ta giật mình liếc mắt nhìn sang tấm gỗ đáp ngay sau lưng của cậu bé đáng yêu từ ngoài kia xuất hiện bóng dáng của một ai đó tiền võ kim tức giận chừng mắt nhìn từ trong làn khói mịt mù tử vĩ xuất hiện miệng cắn chất một cái màn thầu đứng trong tư thế ngầu lòi nhìn chằm chằm về phía trước tử vĩ cắn một miếng màn thầu rồi lên tiếng nói cũng nói đủ rồi nghe cũng nghe đủ rồi Cậu bé đáng yêu nhìn thấy thì mở to mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào tử vĩ. Anh ta nhai chót chép trong miệng miếng màn thầu nở một nụ cười đắc ý chỉ tay về phía trước. Tình tiết tiếp theo, nhân vật chính lên sàn. Tiền võ kim quay đầu nhìn chằm chằm về phía tử vĩ, hắn ta nở một nụ cười đắc ý. Ngươi lại tự mình đưa đến cửa rồi, tiền võ kim chừng mắt nhe răng cười nham nhở, cơ hội tốt. Đánh hắn một trận đi nịnh triệu trưởng quầy, tử vĩ cũng nhìn tiền võ kim bặm môi cười thầm, cơ hội tốt, bộp tai hắn để đệ tử của ta xem thử thực lực của vi sư. Anh ta liền liên tưởng tới hình ảnh cậu bé nhìn anh ta với một con mắt lấp lánh, chờ ta dọn xong tên này đứa bé đó chắc chắn sẽ càng thêm sùng bái ta. Chuyện tốt như vậy, ta tuyệt đối không thể nào bỏ qua, thế là hai thanh niên đứng ra thủ này thủ kia ra rẻ. Tiền võ kim vắt tay lên chán khoác lác, ta khuyên ngươi biết điều chút, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ta cũng không phải là không thể, lý tử vĩ phớt lờ đi lời nói của khứa kia bước lại xoa đầu cậu bé niềm nở nói. Em đứng xa chút, ngoan ngoãn chờ anh tiền võ kim thấy vậy thì tức trào máu mẹ thằng nhóc ác mất trí nhớ đã dám xem thường ta tử vĩ quay sang nở một nụ cười tự tin bớt là màu ở đây với ta nha thằng lóc chóc tiền võ kim ôm cục tức lao tới vung nắm đấm lên quát lớn phế vật chính là phế vật tử vĩ phát giác được liền lách sang một bên né được một cú đấm sấm sét của tiền võ kim tiếp theo tới lượt anh mày đây tử vĩ chạy nhào tới anh ta nhanh nhẹn nắm lấy tay của tiền võ kim tử vĩ vật tiền võ kim một phát lộn một trăm hai chục vòng cú sốc đầu đời khiến ta say sẩm mặt mày đầu óc quay cuồng. Anh ta trợn trừng mắt mặt mày đen như đít nhái mồ hôi rơi xuống nhỉ nhại, Tử Vĩ hạ tay xuống ngay trước mặt của Tiền Võ Kim. Tử Vĩ đứng dậy thở phào nhẹ nhõm tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, thoải mái thật, cắt nhiều clip chiến đấu như vậy, sớm đã muốn thử chiêu này rồi. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình mỉm cười hớn hở, tuy còn chưa thể tùy tiện sử dụng mấy công pháp ngầu đó, nhưng chỉ dựa vào nội lực vận hàm trong cơ thể của ta, quyền cước của ta cũng không ai có thể địch lại, tiền võ kim nằm chèm bẹp dưới đất ngẩn cái mặt ngu ngơ nhìn chằm chằm tử vĩ lúc này tử vĩ vẫn đang nhìn ngắm đôi bàn tay của mình gương mặt anh ta bỗng trở nên quỷ dị vẫn không đủ quen với cơ thể này a a a cái này không được lỡ không may ra tay đánh chết người thân phận nói không chừng sẽ bị lộ đúng thật là phiền phức tiền võ kim nghe xong thì ôm mặt há hốc mồm kinh hãi cơ thể này là cái quái gì còn thân phận bị lộ là cái mẹ gì vậy má sau một hồi gắng óc suy nghĩ thì tiền võ kim mở to mắt ta hiểu rồi lúc trước ta ở trong kịch bản từng thấy qua tình tiết này. Người này tuyệt đối có thân phận thần bí, thứ gì đó khiến cho tử vĩ liếc mắt nhìn sang, tử vĩ quay người lại nhìn chăm chú vào võ kim. Tên này không trực tiếp bị ta đánh ngất đi, chiến lược thực tế của tử vĩ bây giờ là con số 0. Còn chiến lược thực tế của võ kim thì âm 10, lần đầu đánh người còn bị đánh trả, võ kim mồ hôi đổ như mưa lấy hết can đảm quát lớn người là ai. Tử vĩ nghe thấy thì chừng mắt rõ vẻ tức giận, dây sau anh ta chạy tới tóm lấy cổ của võ kim bóp chặt như bóp cổ gà, Tử vĩ đè võ kim vào trong vách tường gằng giọng hỏi. Ngươi vừa nói gì chứ? Nói vì sao ngươi lại nhìn ra được thân phận của ta? Cái thẳng cờ hó. Bóp ta đến tím tái mặt mày thế này làm sao mà nói được chứ? Tự vĩ trầm mặt xuống ôm cầm suy ngẫm. Tiểu tử này tuy hơi gà nhưng có thể phát hiện ra thân phận của ta. Không những vậy, hắn còn có thể chịu được một cú hất có nội lực của ta. Ngẫm nghĩ một lúc thì tử vĩ cũng buông cổ võ kim ra. Được buông ra thì võ kim ôm cổ ho thấy tổ tiên nói thầm. Đúng là một tên điên rồ, sau đó tử vĩ giơ bàn tay lên nếu bị ngươi phát hiện rồi vậy thì ta cũng hết cách thấy là anh ta giơ bàn tay về phía trước dồn hết năng lực vào trong lòng bàn tay không một chút do dự tử vĩ dùng một cú như lai thần trưởng đánh thẳng vào lưng của võ kim cú đánh trời giáng khiến cho xương cốt võ kim cong cong quẹo quẹo tử vĩ trơ mắt đứng nhìn võ kim nhào đầu về phía trước trên lưng in hẳn một dấu bàn tay ngay lúc này võ kim không còn bộ dạng nào thê thảm hơn nữa mồm thì sùi bọt mép linh hồn thì đi đoàn tụ với các cụ Tử Vĩ khoanh tay nhìn chằm chằm vào vỏ kim nở một nụ cười đắc thắng. Ngươi đã giác ngộ chưa? Chưa thức đánh chúng ngươi tên là Hóa Cốt Miên Miên Trưởng, ngươi chúng chiều này không đến 7 ngày sẽ vì xương cả người hóa thành bùn mà chết. Võ Kim nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái mồ hôi chảy lấm tấm vẻ mặt rõ u buồn, hóa thành bùn thật sao? Tử Vĩ chỉ thẳng vào mặt vỏ kim. Ngươi là thiếu niên lẽ nào cam nguyện cứ như vậy mà chết đi sao? Vĩ nhân từng nói, thứ gọi là giác ngộ chính là chết đi sống lại. Chào đón quang minh mới là tương lai mới, từ vì tỏ ra vẻ mặt vô sỉ không ai bằng, ta có thể cho ngươi một lựa chọn khác. Chuyển cảnh tới một khu rừng nào đó quang cảnh nơi đây thật thanh bình mây trắng trời xanh cây lá đâm chồi nảy lộc Trên một cành cây trong rừng xuất hiện một cô gái trùm từ trên đầu xuống dưới chân không lộ rõ mặt đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Cô gái đó nhìn xuống dưới xong thì ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm. Cô gái đó là Hạ Y Y bổ đầu thiết y môn. Hạ Y đứng dậy vươn mình than thở, chán chết đi được. Đều trách cha cứ hay cho mình mấy công việc nhàm chán, Hạ y nhắm chặt mắt chống nạnh, nói gì mà gần đây không thấy Thái Bình. Bảo mình đừng chạy lung tung, chẳng phải là có dư đảng ma giáo bỏ chạy đến chỗ gần đây sao. Ông ấy cảm thấy ta sẽ gây rối sao, hạ y che miệng phì cười lòi ra bộ mặt hồ ly con, chờ ta giúp ông ấy bắt được dư đảng của ma giáo gì đó xem ông ấy còn dám chê mình không. Hạ y lấy ra một cuộn tranh mở ra, ta muốn xem thử dư đảng này lợi hại cỡ nào mà dọa họ thành như vậy. Hình ảnh trong cuộn tranh là một cô gái thân hình ngọt như mía lụi bưởi to trắng và tròn đào thì căng mộng đúng chất một vựa trái cây vip bờ rồ. Hạ y nhìn thấy thì đứng hình mất 5 giây hạn hán lời, thế nhưng bỗng nhiên cô ta lại xé toạc cuộn tranh đi vẻ mặt đầy tức giận quát lớn, người đàn bà này sao hình tượng khác như vậy. Hạ y nắm chặt cuộn tranh rách nát trong tay nhếch miệng cười khinh bỉ, tên này còn không bằng bị ma giáo diệt, đột nhiên hạ y phát hiện được thứ gì đó thì mở to tròn hai mắt. Hóa ra là nhìn thấy từ phía xa có bóng dáng của tử vĩ và cậu bé đáng yêu, cùng lúc đó ở phía cậu bé và tử vĩ anh vĩ lời anh nói có thật không học được công phu sẽ không bị người ta ăn hiếp nữa sao tử vĩ tựa vào trong gốc cây mồm nhai chót chép một quả rừng đương nhiên rồi em thấy anh dọn dẹp lũ khốn kiếp ăn hiếp em một cách dễ dàng không không những không bị ăn hiếp còn chịu sự sùng bái của thế nhân cậu bé đáng yêu nghe xong thì quỳ xuống chị của em từng nói bái sư phải dập đầu ba cái dứt lời cậu bé liền đập mạnh đầu của mình xuống đất để bày tỏ lòng thành và sự kiên quyết với tử vĩ Tử vĩ nhìn thấy thì đơ con mẹ nó đớ nhìn chầm chầm vào cậu bé. Cậu bé ngẩng đầu lên thì trên đầu đã nổi lên cục u trà bá bự. Em muốn trở nên thật lợi hại xin sư phụ chỉ giáo. Chuyển cảnh tới một nơi nào đó lúc này xuất hiện một em gái xinh đẹp cùng với đám nô tỳ bước ra hớn hở chào hỏi. Thiếu ra người về rồi. Tưởng ai hóa ra là võ kim. Em gái xinh đẹp tiến lại đưa cho võ kim một tờ giấy. Hôm nay người về trễ quá bên kinh thành gửi thư cho người. Võ kim toàn thân đau nhức nhắm chặt mắt quay người rời đi. Kinh thành tìm ta lại có chuyện gì? bây giờ ta không có công phu quản mấy tên nó. Em gái xinh đẹp đặt tay lên cặp bưởi tỏ vẻ đáng yêu, vậy để nô tỳ hầu hạ thiếu gia thay đồ, bệnh lưng của người còn phải đắp thuốc. Em gái xinh đẹp bước lại cởi y thường của Kim Võ xuống, vô tình lại phát hiện được dấu bàn tay in trên y thường. Em gái xù lông lên như chó bị dẫm phải đuôi mà la hét um trời, đậu xanh rau má, là ai đánh thiếu gia của ta? Em gái thương hoa tiếc ngọc liên khóc nức nở, là ai sức lớn như vậy, vỗ ra cái dấu tay luôn rồi, ngay cả mũi cũng không nỡ cắn thiếu gia nhà ta thật quá đáng võ kim ngồi trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó rồi lên tiếng không cần đắp thuốc nữa em gái nghe xong thì bất ngờ bật ngửa ra phía sau võ kim tối sầm mặt mày chừng mắt nhìn chằm chằm ngồi trầm ngâm nhìn về phía trước anh ta ngồi liên tưởng nhớ lại cảnh bị tử vĩ đánh cho bầm dập bệnh lưng này hành hạ ta nhiều năm ngay cả đại phu kinh thành cũng bó tay không ngờ lại bị người này một hất một trưởng đã chữa khỏi rồi nói bó tay vậy thôi chứ thật ra là không ai dám chửi cho hắn hình bóng to lớn của tử vĩ hiện rõ trong đầu của võ kim hắn làm vậy chắc chắn là cố ý làm thế, một là nghe lời hắn, hai thì sau 7 ngày hóa cốt mà chết sao? Võ Kim đứng bật dậy vẻ mặt nghiêm ngặt cầm lấy vội một chiếc y thường, bây giờ ta đi nói chuyện với hắn. Chuyển cảnh tới khu rừng đó lúc này trời đã sập tối, bên sâu trong khu rừng hai thầy trò vẫn đang miệt mài luyện công, ngưng thần tụ khí. Tử Vĩ vừa thực hành vừa nhìn sang cậu bé chỉ dạy, võ thuật quan trọng bát pháp, điều quan trọng là trong ngoài hợp nhất, có hình có thần. Tử Vĩ thở phào nhẹ nhõm lâu đi vệt mồ hôi trên trán khen ngợi, em làm tốt lắm tử vĩ ngồi bệt xuống đất tựa vào gốc cây em luyện thêm lần nữa đi anh sẽ suy nghĩ xem công pháp gì thích hợp với em đột nhiên anh ta vươn mắt nhìn vô thức lên trời nói thầm nói ra thì công pháp trong ma giáo lệnh ta còn chưa nghiên cứu xong anh ta tùy tiện khuất một ngọn cỏ dại bên đường sau đó tử vĩ ngậm cọng cỏ dại vào trong miệng sị mặt u sầu lúc trước đám người đó từng nói đến công pháp gì đó nghe không phải thứ tốt lành gì nếu tiếp tục tu luyện công pháp đó e là không ổn lắm bỗng chốc tử vĩ lại tưởng nhớ tới ba thanh niên ngu người bị xét đánh hôm đó trước khi lâm trung ba thanh niên đã nói rằng bạo ngược vô đạo tàn hại bách tính nghĩ tới thì đau hết cả đầu tử vĩ ôm mặt mồ hôi rơi xuống như mưa sao phản phái đều thích chơi trò muốn cả thế giới biết mình đang làm việc xấu vậy bề ngoài giả người tốt sau lưng lại lén gây chuyện hắn khiến cho toàn cảnh lúc này của mình rất gian khó thế nhưng khi tử vĩ quay sang nhìn thấy cậu bé vẫn đang tập luyện miệt mài thì nói thầm bỏ đi lấy công pháp sơ cấp cho đứa bé này thử trước đã Thế là tử vĩ liền gọi cậu bé là tiểu soái Nghe thấy mình có cái tên khá thú vị thì cậu bé quay sang mở to mắt nhìn ngơ ngác. Anh ta lấy ra một cuốn bí kíp vẫy tay liên tục. Tiểu soái nào nào qua đây, sư phụ sẽ vậy con quyền pháp. Cậu bé ngơ ngác nhìn chăm chú vào cuốn bí kíp. Tiểu soái là đang gọi mình sao, còn cuốn sách này là từ đâu moi ra. Tử vĩ nghe xong thì chống lạnh ra rẻ, quy tắc giang hồ, không lấy tên thật thị chúng, sau này con sẽ hiểu. Từ đâu đến con cứ mặc kệ đi, thật ra anh ta mắc bệnh nghề nghiệp, không nhớ tên, toàn bộ đều dựa vào tiểu soái tiểu Mỹ xử lý. Cùng lúc đó Hạ Y vẫn ngồi chống cằm trên cành cây quan sát xuống, còn tưởng là người khả nghi không ngờ là hai tên ngốc. Nửa đêm nửa hôm ở đây đứng tấn gì chứ, Hạ Y tỏ vẻ mặt chán nản thở dài mấy hơi. Bộ dạng này, chắc ngay cả võ đồ cũng không tính. Bỏ đi, trong chừng họ một chút vậy, để tránh bọn họ bị sói lụng đi mất. Hai sư đồ ngồi lại với nhau nhìn chăm chú vào cuốn bí kíp học hỏi, đọc một lúc thì tử vĩ cau mày nhăn mặt không biết công pháp gì đó tu luyện đến bước nào và phải nên tiếp tục tu luyện như thế nào. Tiểu soái bước lại vui mừng hớn hở gọi sư phụ, con đã xem xong rồi. Tử vĩ nghe xong thì giật mình bật ngửa ra phía sau, á đù, nhanh vậy sao? Tiểu soái vẽ mặt đầy phấn khích, con có thể thử không? Tử vĩ liền xoa đầu tiểu soái vui vẻ, đương nhiên là được. Tiểu soái lập tức vào tư thế đứng tạ xung quanh tỏa ra những luồng linh vây quanh. Tiểu soái đấm về phía trước một cú toàn lực, ngay lập tức một luồng linh khí xuất phát ra từ nắm đấm của tiểu soái đâm thủng xuyên qua gốc cây tiếp đó luồng linh khí đâm thủng tất cả các cây xanh trong rừng một cách dễ dàng luồng linh lực đó lướt ngang qua một con chim thì cũng khiến nó lông rời khỏi thân vẫn chưa kết thúc luồng linh khí đó tiếp tục phóng vào sâu bên trong rừng hướng về phía một ngôi nhà luồng linh khí đó tấn công tới ngôi nhà trước mắt rồi kết thúc thành một vụ nổ lớn vang động sau vụ nổ là một làn khói bốc lên nghi ngút làn khói đó phát ra từ ngôi nhà của tử vĩ đột nhiên thứ gì trong đó lại tiếp tục tạo nên một vụ nổ banh chành ngôi nhà vốn đã đơn sơ giờ còn sơ xác hơn nữa hai sư đồ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trừng mắt há hốc mồm mặt mày xanh như đít nhái toát mồ hôi hột tử vĩ vô cùng bất ngờ trợn mắt há mồm dài tám thước trời đất ơi uy lực công pháp sơ cấp của mình mạnh như vậy sao tử vĩ vui mừng xoa đầu tiểu soái làm tốt lắm công pháp của sư phụ quả thật rất lợi hại tử vĩ nghe thấy thì nở mũi thật không hổ là công pháp của ta ngầu quá đi mất Hạ Y ngồi trên cây nhìn xuống hai sư đồ trò chuyện thì tái mặt xanh, cố gắng thêm. Tuy không vượt qua được ta nhưng làm người đứng thứ hai thiên hạ chắc cũng không có vấn đề gì. Ừm ừm, con muốn đi theo sư phụ cố gắng luyện tập không làm sư phụ thất vọng. Hạ Y đứng dậy hồn vẫn chưa kịp hoàn vào ánh mắt thất thần nhìn thẫn thờ về phía trước. Hạ Y quay mặt nhìn sang thấy cái cây cổ thụ ngàn năm bị chém đứt trong tích tắc thì toát mồ hôi hột. Cô ta ôm đầu hoảng hốt rối loạn tiền đình đầu óc quay cuồng. Rốt cuộc hai người này là người phương nào? Thế là Hạ Y quyết định đi theo hai sư đồ nhà tử vĩ về phòng. Sư phụ nói đúng, đại ẩn ẩn trong thành, cao thủ ở nhân gian. Tại sao ta lại đuôi chột như vậy? Xem hai sư đồ nhà ngươi là kẻ ngốc chứ? Hạ Y đứng lấp ló sau những bụi cây nhìn trộm. Uy lực một quyền của đứa bé này lại lớn như vậy, người làm sư phụ của hắn chắc càng không đơn giản. Lúc này tiểu soái quay sang tươi cười hớn hở. Sư phụ ta cũng muốn dọn ra ngoài ở cùng sư phụ. Tử vĩ nghe xong thì giơ hai cánh tay ra giải bày, muốn dọn đi thì cũng được thôi anh ta chỉ ngón tay cái về phía căn nhà của mình nhưng ta thấy chỗ của ta có hơi nhỏ khi ngón tay của anh ta chạm vào bức tường của căn nhà thì có điều gì đó lạ lắm các bạn ạ à. trong chớp mắt căn nhà đã tan tành thành những mảnh vỡ nhỏ từ từ sụp đổ hạ y chứng kiến cảnh tượng đó thì tái mặt xanh đậu mớ lại vì nhà không đủ ở mà hủy đi căn nhà sao từ lùm cây võ kim chui ra vẻ mặt sợ hãi hai mắt lòi ra như hai cái trứng vịt lộn hạ y liếc nhìn sang thấy võ kim thì giật mình hoảng hốt Địch! ngươi từ đâu chui ra vậy má nhìn thấy hậu quả của mình làm ra tử vĩ buồn bã lo lắng tiêu rồi mình không thu lực lại sao mặt khác tiểu soái lại vô cùng ngưỡng mộ tóm tắt khen ngợi sư phụ lợi hại quá nghe tiểu soái nói vậy tử vĩ cũng làm ra vẻ mặt cuôn ngầu lợi hại thì lợi hại thật nhưng tối nay chắc phải ngủ ngoài suối rồi còn không thì leo lên cành cây mà ngủ con ạ à. đột nhiên từ phía xa phát ra tiếng kêu lớn sư phụ sư phụ tử vĩ liếc nhìn sang thì giật mình hoảng sợ võ kim nhào tới ôm lấy chân của tử vĩ phấn khởi gọi lớn sư phụ tử vĩ bất ngờ giật bắn người cái gì vậy má võ kim nhìn tử vĩ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói thầm là cao nhân là cao nhân chân chính bất luận lai lịch của hắn là gì đều là cao nhân võ kim nhìn xanh đóng đổ nát từ nhà của tử vĩ đỏ mặt ngượng ngùng gõ nhẹ đã có thể chấn nát nhà rồi phải là cảnh giới gì võ vương thậm chí là võ thánh chỉ cần ôm chân của hắn ta chắc chắn cũng có thể lên bảng xếp hạng sát thủ tử vĩ không một chút đắn đo lập tức từ chối ta chưa từng nhận đồ đệ lớn tuổi như ngươi buông chân của ta ra một người từ chối một người nhất quyết không buồn. Lúc trước ta có mắt không chồng chẳng phải người bảo ta chọn sao, võ kim liền nảy sinh ra một ý tưởng đánh vào tâm lý, ta muốn đi theo người, ta rất có tác dụng đấy. Tử vĩ quyết không tin tưởng, cái bản mặt của ngươi thì có tác dụng gì chứ, võ kim đứng dậy đặt tay lên ngực khoe khoang, ta có rất nhiều tiền. Ta giúp sư phụ sửa nhà, tử vĩ nghe xong thì giơ bàn tay lên ra hiệu, dừng dùng, cách sỉ nhục người khác có rất nhiều loại. Xin đừng dùng tiền sỉ nhục ta, chỉ là một tên tiểu nhị có thể có tiền gì chứ, nếu không phải hắn chịu đòn hay ta chắc chắn sẽ không nương tay. Thâm thoát đã qua ngày thứ hai, tử vĩ nhìn thấy thứ gì đó thì hai mắt trợn trắng không thấy đồng tử, đập vào mắt anh ta là một tẩm điện xa hoa lộng lẫy, sư phụ thấy thế nào. Tiền trang mỗi ngày lấy tiền đều có hạn mức, chỉ có thể sửa chữa một cách đơn giản nhất, ánh sáng từ tẩm điện chiếu vào mặt tử vĩ cũng khiến anh ta sáng ngời. Ủa vậy là đơn giản giữ chưa? Tử vĩ thắc mắc quay sang hỏi cậu giàu như vậy chạy đến khách điếm làm tiểu nhị là sao ba kim võ hớn hở tươi cười đáp lời thế giới này thực lực là trên hết nhân tài tập võ lợi hại lắm đều nói chấn dư hàng ngoạ hổ tàng long triệu trưởng quầy rất nổi tiếng trong bảng xếp hạng sát thủ kim võ nắm chắc bàn tay vẻ mặt đầy phấn khích sư phụ người lợi hại như vậy chẳng phải cũng chạy đến đây làm nhân viên sao đều nói đại ẩn ẩn trong thành là một phế nhân chỉ có tiền thì có tác dụng gì chứ tử vĩ nghe xong thì nước trào lên cổ họng Thật ra thì trước khi xuyên không ước mơ của ta chính là là một phế nhân có tiền, tử vĩ mặt mày xám xịt lại giơ tay ra thẳng thừng nói. Ta thấy năng lực gì đâu, tiền cũng được gọi là năng lực, sao cậu không trực tiếp lấy tiền đập vào mặt hắn, kim võ nghe xong thì đơ người ra bộ mặt thì ngu ngu không biết có hiểu được gì không. Chuyển cảnh tới một quán trọ nào đó ở trong thôn, một cô gái xinh đẹp cầm trên tay một sấp tiền quay sang hỏi lão già bên cạnh, nhiêu đây có đủ không? Lão già nhìn thấy tiền thì vui vẻ cúi đầu, người thật rộng lượng quá, ngày mai tôi sẽ mang khế đất đến cho người, nhưng lão già lại nói thầm trong lòng. Lại có người ra giá gấp 10 lần mua một khách điếm rách nát, đúng là người ngốc thì tiền nhiều, lão già cầm sấp tiền vui vẻ ba chân bốn cẳng rời đi. Dù sao thì khách điếm này vốn không phải là của ta ha ha ha, khi lão già vừa rời đi thì cô gái xinh đẹp quay sang liếc nhìn vào một góc nào đó, thiếu ra. Đã làm xong rồi, nghe em gái xinh đẹp nó thấy võ kim bước ra từ một căn phòng, anh ta cầm lấy cây quạt nở một nụ cười đắc ý, thì ra năng lực của tiền mà sư phụ nói dùng tốt như vậy đang vinh váo thì đột nhiên bóng dáng của ai đó lướt qua người võ kim khiến anh ta giật mình quay mặt nhìn sang cùng lúc đó tử vĩ đang ngồi bên trong khuê phòng nhìn chằm chằm vào cuộn giấy trên bàn châu của dư hàng trấn chính là dư hàng châu cạnh đó là cô tô chỗ xa hơn chút là trung nguyên tên ngốc đó trực tiếp mua chỗ đó lại rồi lần này phát triển thế lực tiện hơn nhiều đột nhiên bên ngoài cửa ai đó gõ cửa ầm ỉ tùng 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 thì ra đó là hạ y cô ta bước vào dơ tấm lệnh bài lên giới thiệu, ta là hạ y y người của thiết y môn, có thể tìm cậu nói chuyện không. Một lúc sau tại một thanh lâu ở trong trấn, người nào đó cài trên đầu hai cái tai mèo lên tiếng, thân ái, thức ăn của người lên đủ rồi nha. Nhớ đánh giá tốt nha chụt chụt, ôi chúa ơi, cứ tưởng mỹ nhân phương nào ai dè là một người tiểu nhị bán xà bông. Tử vĩ nhìn thấy thì sởn gai óc nếu có thể chắc sẽ ói sấp mặt lìn, hạ y niềm nở giới thiệu, đây là phục vụ mới nhất của túy hoa lâu. Người có thích không, Tử Vĩ thẳng thừng đáp lời, thích cái quần, loại phục vụ này có loại nào đẹp không màng đến sự sống chết của độc giả không? Thức ăn lên đủ hết rồi ta cũng không khách sáo nữa, dứt lời Tử Vĩ liền cầm lấy cốc nước uống một ngụm, nhưng câu tiếp theo Hạ Y nói thì, ta là con gái môn chủ thiết y môn. Thân phận của cậu ta đã biết rồi, thế là Tử Vĩ nước cũng nốt không nổi mà phụt hết ra ngoài, bỗng dưng Hạ Y tối sầm mặt. Nếu ta đoán không nhầm cậu nhất định là, chưa kịp nói xong thì Tử Vĩ đã làm bộ mặt đầy sắc khí trong đầu còn nảy ra một ý định, phải giết cô ta mới được, Hạ Y nói tiếp. Ngài là thế ngoại cao nhân ẩn thế trong phàm chấn phải không? Tử vĩ nghe xong thì cảm xúc bùng nổ mở to tròn hai mắt nhìn chầm chầm Hạ Y. Sau đó tử vĩ miễn cưỡng cười tươi đáp lời, cô nương nói đùa rồi, như cô thấy ta chỉ là một phàm phu tục tử, ta nói mà, ngụy trang của ta làm sao có thể nhìn ra được. Thiết Y môn chắc là nha môn nhỉ, đây là thế lực đối lập, Hạ Y nghe thấy những lời đó thì đỏ mặt mỉm cười, quả nhiên như lời cha nói. Cao nhân chân chính luôn rất khiêm tốn, hai người ngồi cùng nhau dùng bữa thì hạ y ngỏ lời chắc ngươi cũng biết nay ma giáo sụp đổ dư nghiệt ma giáo tung hoành khắp nơi tử vĩ nghe xong thì sặc hết đồ ăn ra ngoài khụ khụ chuyện này có liên quan gì đến ta chứ hạ y đứng bật dậy đập mạnh tay xuống bàn há to mồm quát lên đương nhiên là có liên quan rồi nhưng dây sau cô ta lại làm bộ mặt đầy nghị lực còn gồng tay ra hiệu cho sự chiến thắng mà nói thiên hạ hưng vong mọi người đều có trách nhiệm nay thiết y môn thiếu người chuyện bắt dư nghiệt đang rất khẩn cấp Thế là Hạ Y đứng ra đặt tay lên cặp loa to tròn ngỏ lời. Ta muốn nhờ cậu giúp ta cùng bắt lũ dư nghiệt này. Tử vĩ nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái há hốc mồm bất ngờ. Hả, ta tự đi bắt ta sao? Chuyển cảnh tới chắc võ đường, tử vĩ đứng trước phủ ngước mặt nhìn lên. Đây chính là nơi mà cô muốn dẫn ta đến sao? Tử vĩ chạy loanh quanh sờ kỳ lân đá, trang hoàng trông khá đẹp. Chắc võ đường là làm gì vậy? Mình như vậy cũng tính là đến đại bản doanh của phe địch tham quan rồi nhỉ? Nghe câu hỏi của tử vĩ thì hạ y ngơ ngác cậu chưa từng kiểm tra qua sao sau đó cô ta nhận ra điều gì đó thầm nghĩ cũng đúng là một cao nhân thoái ẩn nhiều năm chắc không quan tâm mấy thứ này thế là hạ y liền tường thuật lại cho tử vĩ nghe bắt đầu từ mấy năm trước thiết y môn ở các nơi đều thiết lập chắc võ đường nơi này dùng để kiểm tra võ lực của người học võ từ võ đồ đến võ thần căn cứ vào đẳng cấp khác nhau thiết y môn sẽ phát ngọc bài khác màu hạ y đưa ra tấm ngọc bài của mình thẻ bài của tôi là màu xanh có nghĩa là võ giả trung dai Tử vĩ nhìn chăm chú vào tấm thẻ bài của Hạ Y rồi hỏi tiếp, vậy võ thần thì sao? Có màu gì? Hạ Y nghe xong thì thẳng thừng trả lời, tôi thật sự không biết, nhưng nó chính xác là chưa ai biết đến. Mãi đến hôm nay chưa từng xuất hiện qua người tu luyện đến võ thần, nhưng mọi người đều nói, tu luyện đến võ thần thì sẽ có cơ hội mở thang trời phi thăng đến thế giới khác. Tử vĩ nghe xong thì trầm mặt suy ngẫm, không biết thực lực của nguyên chủ mạnh cỡ nào, chi bằng đi kiểm tra thử một chút, nhưng sau đó anh ta liếc mắt nhìn sang Hạ Y thì có chút chần chừ lỡ như bị Thiết Y Môn nhìn chúng cũng là một chuyện phiền phức. Thấy Tử Vĩ cứ im lặng không nói gì thì Hạ Y chạy tới nắm chặt tay anh ta. Ai ra? Nghĩ gì vậy? Đến cũng đến rồi, không kiểm tra thì uổng biết mấy. Tôi dẫn cậu qua xem. Chưa kịp trả lời thì Hạ Y đã kéo anh ta chạy đi. Người lợi hại như vậy lừa vào trước rồi tính, nếu có thể trở thành trợ lực của Thiết Y Môn còn lo không chấn được bọn tà môn ngoại đạo đó sao? He he. Một lúc sau hai bọn họ đưa nhau vào một căn phòng, tiếng nói của Hạ Y vang lên. Sao? Sao lại như vậy? hạ y soi bản mặt của mình vào trong một quả cầu thủy tinh thì há hốc mùng kinh ngạc sao quả cầu này lại trong suốt chứ ngay cả màu trắng cũng không phải lại là màu trong suốt tượng trưng không có căn cơ học võ tứ vĩ liền giơ bàn tay của mình lên nhìn chăm chú không có căn cơ tập võ sao sau đó anh ta mỉm cười nói thầm xem ra nguyên chủ tu luyện công pháp có thể ẩn giấu thực lực không khổ là đệ nhất giang hồ đúng là có tầm nhìn sâu xa mình nghĩ nhiều rồi từ vĩ quay mặt sang chỗ khác thở phào nhẹ nhõm dù sao thì ta chỉ cần biết mình là đệ nhất cao thủ giang hồ là đủ rồi hà y đứng nhìn bộ mặt của tử vĩ thì nảy sinh nghi ngờ không ổn từ lúc chắc võ đường thành lập đến nay chưa từng xuất hiện sai sót kết quả kiểm tra tuyệt đối không có vấn đề thực lực của hắn và đệ tử hắn là ta chính mắt nhìn thấy sao lại kiểm tra không ra cùng lúc đó tử vĩ vội vàng vẫy tay chào tạm biệt nếu không còn chuyện gì nữa vậy ta đi trước đây suy nghĩ điều gì đó một lúc thì hạ y mở to mắt cô nhớ lại những điều lúc trước cha nói với mình iea chuyện học võ như đọc sách ngộ đạo vậy, bắt đầu của vạn vật. Đại đạo trí giản, diễn hóa trí phồn, phản phát quy chân mới là cảnh giới cao nhất, hạ y ngẩng đầu cau mày nhăn nhó. Hợp thành trời sinh tự nhiên, chẳng lẽ hắn ta tu luyện đến cảnh giới đó, khi hạ y đã ngộ giác ra được quay sang thì tử vĩ đã biến mất, cô ta vội vàng chạy ra trước cửa nhìn trước ngó sau. Người đâu mất tiêu rồi trời, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì phía sau lưng hạ y xuất hiện một người đàn ông lên tiếng, y y sao còn lại ở đây, cô ta liền bị dọa cho toát mồ hôi hột một lúc sau ở một viện phủ đôi bàn tay của ai đó đập mạnh tách trà xuống bàn một lão già hung dữ đang tức giận chất vấn hạ y thật là làm bừa hình ảnh của dư nghiệt ma giáo lại bị con trộm đi con đúng thật là bị ta cương chiều hư rồi thân là con gái ta con lại làm loại chuyện này ta phải giải thích với các đường chủ như thế nào hà y buồn bã quay mặt sang chỗ khác giận dỗi con đây chẳng phải là muốn giúp đỡ sao mà ba ba cũng không xem thử hình tượng đó vẽ thành dạng gì lão già này tên là hạ phụ môn chủ thiết y môn cảnh giới võ thánh nghe những lời nói của hạ y hạ phụ tức giận chửi tiếp con có thể giúp gì hơn nữa người phụ trách văn thư trong môn là do ta bỏ tiền mời đến chẳng phải là một bức hình chân dung thôi sao còn có thể vẽ thành gì chứ nhưng khi ông ta mở cuộn tranh ra thì há hốc mồm hoảng sợ nhìn thấy vựa trái cây trong cuộn tranh ông ta đỏ mặt ngại ngùng đến xì khói hạ phụ vội vàng cất cuộn tranh vào trong y thường ho khụ khụ đúng là vẽ rất tầm thường vi phụ thu lại trước hà y đứng dậy vẻ mặt quyết tâm tràn đầy sự phấn khích cha cha Tuy ma giáo bị lật đổ nhưng tử vi ma tôn thân là người chủ sự và rất nhiều dư nghiệt đều chưa bắt được. Một khi để hắn xây dựng lại đó chính là một trận tai nạn diệt vong, hạ phụ nhắm chặt mắt cầm tách trà lên sơi ngon lành. Chuyện này con mặc kệ, bọn chưa bắt được đó đều là lũ khó sơi, thực lực của tử vi ma tôn và hồng tụ này. Không phải người con có thể tùy tiện trêu chọc, nay ma giới bị bắt, địch trong tối ta ngoài sáng. Mọi chuyện đều phải tính toán kỹ lưỡng, hạ y cao mày trừng mắt lên tiếng, vậy nếu võ thần xuất thế thì sao? Họ phụ nghe xong thì ngẩng đầu trừng mắt cau mặt cau mày, cái gì chứ? Hạ Y vẻ mặt đầy kiên quyết trong đầu cô ra hiện lên hình ảnh của Lý Tử Vĩ một người vô cùng mạnh bạo, là ông trùm của các ông trùm, con nói là nếu chúng ta có thể tuyển được một vị võ thần thì sao? Chuyển cảnh tới viện phòng của Tử Vĩ, lúc này hai đồ đệ ngoan đang đứng trước sân đứng tạ luyện công pháp, trên một chiếc bàn đầy rẫy những quyển sách, kiếm pháp, quyền pháp, tâm kinh, nội công và ám khí, trên tay Tử Vĩ là tấm lệnh bài được vây quanh bởi những vòng linh lực màu xanh, thì ra công pháp cao dai đều giấu trong ma giáo lệnh này. Chủng loại nhiều như vậy thật không hổ là thiên hạ đệ nhất, tử vĩ nhìn chăm chú vào một cuốn tâm pháp mỉm cười, lần trước một công pháp sơ dai uy lực đã lớn như vậy, lần này thử cái khác xem nào. Sau đó anh ta nảy sinh ra ý định gì đó thì mở to mắt, thế là anh ta quyết định đi tìm hai tên đồ đệ của mình, vừa nhìn thấy sư phụ bước ra tới cửa tiểu soái liền hớn hở. Sư phụ người bận xong chưa, hôm nay luyện gì vậy, quyền pháp lần trước sao, tử vĩ nở một nụ cười tự tin, hông bé ơi, hôm nay học cái khác nha. Một đôi bàn chân của ai đang sãi bước trong khu rừng, ây ra, cha, người tin con một lần đi, thì ra đó là hai cha con nhà Hạ Y. Lúc này Hạ Y đang chỉ tay về phía trước rồi quay mặt sang nói với cha mình, chờ người đến rồi sẽ biết, con thật sự không lừa người đâu, nhìn vẻ mặt không tin tưởng. Của Hạ Phụ, Hạ Y liền chấp ba ngón tay lại giơ lên trời thề thốt. Con chính mắt nhìn thấy đứa bé bên cạnh người đó một quyền san bằng nửa ngọn núi, Hạ Phụ đáp lời, không phải ta không tin con mà là chuyện con nói quá kỳ quái. Hạ phụ vuốt râu trầm ngâm suy nghĩ, đứa bé 6 tuổi một quyền san bằng nửa ngọn núi. Kết quả kiểm ra ngay cả học đồ cũng không phải một cái búng tay hủy một căn nhà, nếu thật sự có người có thực lực này, trong giang hồ sao lại chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn. Và lại nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện thần võ, thần võ cũng không phải là lá cỏ bên đường. Ngay lúc này hạ y nhìn thấy thứ gì đó thì rụt rè sợ hãi cả người dùng mình lên, hạ phụ nhìn thấy thì thắc mắc, con bị làm sao vậy? Vẽ mặt hạ y ngay bây giờ như kiểu gặp phải quỷ, hai mắt mở to tròn há to mồm mặt mày đen như đít nồi trước mắt cô ta là tiểu soái đang đứng tạ luyện công pháp xung quanh cậu bé xuất hiện những luồng linh khí vàng kim quang vây quanh khi tiểu soái mở to mắt ra thì bên dưới xuất hiện một ánh mắt phát sáng của ai đó cũng mở lên phía sau lưng tiểu soái xuất hiện uy áp của một vị phật tổ to lớn toàn thân phát ra một ánh sáng hào quang trói lọi toàn thân của tiểu soái được bao bọc bởi một luồng linh lực mãnh liệt hai cha con nhà hạ y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngơ con mẹ nó ngác đứng hình mất 5 giây hạ phụ không tin vào mắt mình liền trợn cho lòi hai con mắt ra há to mồm cho răng lìa khỏi hàm thì mới nhìn rõ cái lùng mía đây là cái quái gì vậy đột nhiên bàn tay của phật tử trưởng về phía trước xung quanh tụ lại những luồng linh lực hạ phụ phát giác được ánh sáng phát ra từ tay của vật tổ thì liếc mắt nhìn sang bàn tay của phật tử đã áp sát gần hơn lòng bàn tay dồn hết công lực vào trong đè nén xuống công lực trong lòng bàn tay của phật tổ đã áp chế xuống hai cha con nhà hạ phụ ông ta tức giận lập tức chạy lên trước mặt hạ y há to mồm quát lớn mau lùi về phía sau hạ phụ giơ hai ngón tay lên cau mày tức tối cắn chặt răng niệm quyết rồi sau đó một vòng kết giới xuất hiện bao trùm lấy hạ phụ và hạ y bởi vì sức mạnh quá lớn hạ y giơ hai tay lên chống đỡ còn hạ phụ thì liên tục niệm quyết duy trì kết giới hạ y mắt nhắm mắt mở dùng một tay che miệng lại mặt toát mồ hôi lẩm tẩm vẻ mặt vô cùng sợ hãi và lo lắng hạ phụ thấy không ổn thì vào thế chuẩn bị tiếp chiêu cửu khúc hộ tâm trận đây là chiêu cuối cùng của ta rồi dốc hết công lực cấp võ thánh của ta chắc có thể đỡ được một đòn này Hạ phụ nhiêu mặt nhiêu mày chừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Hai đồng tử tuôn ra hai luồng linh khí, ngay lúc này Phật tử đã thẳng tay trưởng vào vòng kết giới của hạ phụ một cái nhẹ nhàng đã khiến kết giới nứt nảy ra. Trong chốc lát Phật tử đã hoàn toàn tan biến cùng với những ánh sáng hào quang lấp lánh, cũng là lúc tiểu soái luyện công xong, cậu vui vẻ mặt đỏ ửng hai mắt sáng long lanh hét lớn. Sư phụ, con hành công rồi, mặt khác võ kim cũng luyện công nhưng mà nó lạ lắm anh ta quay sang chừng mắt há mồm dài ra tám thước mặt mày đen xanh như đít nhái chúng ta luyện cùng một thứ sao nghe vậy tử vĩ quay sang khích lệ đừng nản chí sở trường mỗi người mỗi khác nhau chắc chỉ là công pháp này không thích hợp với cậu mà thôi tử vĩ quay sang xoa đầu tiểu soái mỉm cười nói thầm đúng là mầm giống tốt đây chẳng phải là ngôi sao trong công phu sao đột nhiên tử vĩ này sinh ra một suy nghĩ nếu như lai thần trưởng có thể dùng vậy hấp tinh đại pháp gì đó có phải cũng dùng được không mình xuyên không rồi chi bằng làm mấy thứ mà thế giới này không có đang không quan tâm về sự đời thì đột nhiên từ phía xa một tiếng hét của ai đó phát ra cha ba sư đồ nghe thấy thì quay sang giật mình hoảng hốt hạ phụ khi nãy bị một trưởng của phật tổ đã nằm xả lai ra đất cả người run rẩy mặt mày đen như đít nồi hạ y ngồi bên cạnh khóc nức nở cha người sao rồi người đừng dọa con đột nhiên tử vĩ lên tiếng hạ gì đó các người đây là sao nghe thấy tiếng nói của tử vĩ hạ y quay mặt nhìn sang hai má đỏ ửng Tử Vĩ bước lại vẻ mặt dè dặt rụt xe nhìn chăm chú vào Hạ Y. Sao cô lại ở đây? Hạ Y không ngại ngùng liền giải bày. Đây là cha ta. Ta muốn dẫn ông ấy đến xem thử không ngờ đúng lúc gặp phải các người luyện công. Cha vì bảo vệ ta mà đã bị trọng thương. Hạ Y nói xong thì Hạ Phụ bật người dậy ho như điên. Tử Vĩ nhìn thấy thì mặt mày tím tái toát mồ hôi hột lùi về phía sau. Hạ Phụ gắng gượng nói lên ta không sao. Nhưng mồm thì thổ huyết không ngừng. Ta thấy trông rất có chuyện. Không sớm chữa thì sẽ đi chầu diêm vương nhanh thôi. Hạ Y vội vàng lau đi vệt máu trên miệng của cha, ông ta trừng mắt nhìn chầm chầm vào tử vĩ. Không chào hỏi đã đến viếng là hạ mổ mạo phạm rồi, mong cao nhân đừng trách tội. Ông ta cay cú nhiều mày thầm nghĩ, thì ra lời Y Y nói là sự thật, đứa bé này có thực lực như vậy ta dốc hết sức phòng ngự cũng không thể đón được một trưởng này. Còn người này, sao trên người không có chút khí tức của người tập võ? Chẳng lẽ Tu Vi thật sự đến cảnh giới cao nhất, thực lực của bọn ta không đủ để nhìn thấu? Hạ Phụ đứng dậy tiến lại trước mặt tử vĩ cúi đầu không có ý làm phiền cao nhân tu luyện, ta là môn chủ hiện nhiệm của thiết y môn. Là cha của tiểu y y, tử vĩ nghe xong thì dường như nhận ra điều gì đó mở to mắt, môn chủ thiết y môn sao. Phải nắm bắt từ quan trọng, sau đó đột nhiên anh ta mặt mày tối sầm lại mũi dãi chảy tè le, đó chẳng phải là boss lớn của thế lực đối địch sao. Thiết y môn, trong môn có các năng nhân dị sĩ, khác với bảng xếp hạng sát thủ ở dân gian, vào thiết y môn tương đương với là người của triều đình, tuy không như người trong bảng sát thủ đi lại tự do nhưng lại có triều đình làm chỗ dựa võ kim đứng bên cạnh hóng chuyện thì nói thầm không ngờ lúc còn sống mình lại có thể gặp được loại nhân vật lớn này nói từ đầu đến cuối vẫn không thấy tử vĩ đáp lời hạ phụ nói thầm sao cao nhân không nói chuyện nhỉ chẳng lẽ mình nói sai gì rồi sao quả nhiên bản mặt tử vĩ lúc này xị ra nhăn nhó trông không khác gì bãi cước chó nhìn thấy bộ mặt đó hạ phụ sợ tái mặt xanh hai mắt lòi ra nước cũng trào lên cổ họng mà phụt ra ngoài cao nhân trông như đang tức giận nhỉ Tử vĩ cúi mặt trầm ngâm suy ngẫm điều gì đó thì đột nhiên tiểu soái gọi sư phụ. Tử vĩ quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu soái thì ân cần hỏi. Bị làm sao vậy? Con thấy thúc thúc này trông không được khỏe cho lắm. Đúng thật là như vậy. Hạ phụ sợ hãi tè ra quần hai mắt trợn trắng không thấy đồng tử. Xui quẩy hơn nữa là khi há miệng ra hồn cũng theo đó mà bay đi luôn. Tử vĩ nhìn thấy thì mở to mắt ngơ ngác. Đúng nha, mình đang hoảng gì chứ? Họ đâu có nhận ra thân phận thật của mình. Sau đó tử vĩ nở một nụ cười tự tin thầm nghĩ, hơn nữa kết quả kiểm tra ở đó họ cũng không thể nghi ngờ mình nếu như vậy chi bằng thuận theo tự nhiên đánh vào nội bộ kẻ địch một công đôi việc hạ phụ lúc này chóng váng mặt mày ngã ngửa về phía sau xuất sư bất lợi thì đột nhiên tử vĩ lên tiếng hạ môn chủ thiết y môn phải không chào ông nghe thấy lời chào của tử vĩ hạ phụ hồi sinh ngay lập tức có tại hạ chào ngài không có ý làm phiền cao nhân thụ nghiệp ta ở đây xin lỗi đại nhân tử vĩ nghe xong thì toát mồ hôi hột lên giọng khiêm tốn hạ môn chủ không cần xin lỗi ta chỉ dẫn con nít luyện chơi thôi, và lại ta cũng không phải cao nhân gì chỉ là một người bình thường mà thôi. Hạ phụ nghe xong ngoài mặt thì hùa theo mà đáp lời, thì ra là ta hiểu lầm rồi không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào. Nhưng trong lòng thì lại nói thầm, xem ra cao nhân không muốn bị vạch trần, chả trách lúc nãy ông ấy tức giận như vậy. Thế là tử vĩ chấp hai tay lại với nhau cúi đầu mỉm cười hành lễ, hạ thúc thúc gọi ta là A Vĩ được rồi, hạ phụ nghe thấy thì cười lớn. Gọi hạ thúc thúc thân phận biết mấy, gọi ta một tiếng hạc lão ca là được. Ai ra? Vậy sao mà được? Người là trưởng bối mà, có gì không được chứ? Sau này A Vĩ Huynh chắc chắn có bản lĩnh lớn ta, là ta chiếm tiện nghi của Huynh. Hạ Y đứng phía sau nhìn hai người trò chuyện thì há mồm cau mày nhăn nhó. Chuyện này là sao nữa vậy má? Ta nghe nói. Khí độ của trưởng quầy mới ở đệ nhất khách điếm không tầm thường. Hôm nay cũng muốn đến làm quen với người. Ai ngờ đến không đúng lúc để A Vĩ Huynh xem trò cười rồi. Tử Vĩ nghe xong thì cười té tét phẩy tay cho qua chuyện. Ông khen làm ta ngại quá không hổ là cố nhân nịnh hót cũng văn vẻ hạ phụ nhìn chằm chằm vào tử vĩ ngõ ý lời ta nói đều là thật a à, vĩ huynh quá khiêm tốn rồi chẳng qua ta còn một việc muốn thỉnh giáo không biết chiêu thức lúc nãy đứa bé đó đánh ra làm sao học được vậy tử vĩ nghe xong thì bất ngờ mở to mắt dây sau anh ta chỉ ngón tay lên trời hớn hở nói ý của ông nói là bộ công pháp đó à chuyển cảnh tới một thất tự tu hành nằm ngay giữa ngọn núi quang cảnh xung quanh trong lành yên tĩnh cây cối xanh mơn mởn một chú tiểu đáng yêu cầm trên tay một cây chổi đứng ra gọi lớn, "Như không sư phụ." Chú tiểu bước lại chỗ một cao tăng chỉ tay về một phía, người nghe con nói, "Lúc nãy con vừa nhìn thấy." Chưa kịp nói xong thì Như không cao tăng xoa tay lên đầu chú tiểu, "Con đừng vội, ta biết rồi." Cao tăng nhắm chặt mắt tay niệm sâu chuỗi, trời sinh dị tượng như lai hiện thế, "Con nó chẳng phải luôn muốn xuống núi sao, đi gọi đại sư huynh con đến đây." Chú tiểu nghe xong thì bước lại hỏi, "Ý của người là sao ạ?" Cao tăng quay người lại trầm mặt xuống, Cuộc thi tỷ võ đang cận kề, ngày tháng e là sắp hấp dẫn rồi, chú tiểu nghe xong thì đỏ mặt giận dỗi, sư phụ lại làm người đẩy câu đố nữa rồi. Chuyển cảnh về lại viện phòng của Tử Vĩ, lúc này hai cha con nhà họ Hạ đang cúi đầu chào tạm biệt sư đồ Tử Vĩ, vậy hôm khác bọn ta lại đến thăm viếng, Tử Vĩ cũng liền vẫy tay đáp trả. Goodbye no see you again, miệng thì cười nhưng trong đầu lại liên tưởng tới chuyện lúc nãy, Hạc lão ca muốn thử ta có thể dạy huynh, có được không chứ? Thật ớn lạnh, cuối cùng cũng dụ được người đi rồi thật không dễ dàng gì tử vĩ ngước mắt nhìn lên trời suy ngẫm dù sao thì không cho hắn bản hoàn chỉnh để hắn tự từ nghiền ngẫm đi đây là thế lực đối địch phải trừa lại một tay đột nhiên tiểu soái nắm lấy tay của tử vĩ tiểu soái con bị làm sao vậy tiểu soái gương mặt rõ vẻ buồn bã ánh mặt sụp xuống đáp lời có phải con gây phiền phức cho sư phụ rồi không tử vĩ nghe xong thì giật mình bật ngửa ra phía sau không phải vấn đề của con là sư phụ không tốt không kiểm tra môi trường xung quanh và lại lão già đó hình như cũng không nghi ngờ thân phận của ta có thể nói ta trong tối địch ngoài sáng dưới đèn đen chiêu này dùng khá tốt tử vĩ quay sang giang bàn tay về phía phòng ngủ tiểu soái đi ngủ sớm đi vi sư ra ngoài dạo một tí tiểu soái đúng là có thiên phú vừa dậy đã biết dẫn ra ngoài thật có thể diện mắt nhìn của mình tốt thật sau khi tử vĩ rời đi tiểu soái bước vào phòng đóng chặt cửa lại cậu bé tháo chiếc mũ trên đầu xuống thì lộ ra một mái tóc dài suôn mượt ô mai chuối tiểu soái là con gái các bác ạ tiểu soái ngồi trên một chiếc ghế mỉm cười sư phụ tốt với mình như vậy mình nhất định phải cố gắng hơn mới được chuyển cảnh tới một nơi hoang tàn xung quanh lá cỏ cây đã héo khô những vỏm đá nứt nẻ tử vĩ đứng chính giữa chống nạnh ngước mặt nhìn lên trời dường như anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó không biết mình đích thân ra tay sẽ có hiệu quả gì chi bằng mình cũng thử xem bỗng dưng trên đỉnh của một vỏm đá phát ra tiếng động cạch cạch của những cục đá va vào với nhau tử vĩ vô tình nghe thấy có người sao bên trong một hang động xuất hiện một cô gái đang thở hổn hển cô ta bước ra tựa vào một tảng đá bên cạnh chuyện này là sao mình trốn ở đây chị thương cũng bị người ta phát hiện sao thế là cô ta tụ linh khí vào trong lòng bàn tay cô ta trưởng linh khí vào trong võm đá tạo ra một lối đi để bỏ chạy cô gái từ từ bước ra khắp người cô ta xuất hiện những luồng linh khí vây quanh phía sau lưng là khói bụi mịt mù cô ta sử dụng hết công lực nên bây giờ thở hồng hộc như chó cô ta đau đớn cắn chặt răng vẻ mặt cau có tức giận mình không thể chết ở đây Chủ nhân, chủ nhân của mình còn đang đợi mình, vừa dứt lời thì đột nhiên cô ta thổ huyết ngay tại chỗ. Cố gắng thêm chút nữa giờ không thể ngã xuống, lúc này trong ánh mắt của cô ta xuất hiện bóng dáng của Tử Vĩ đang đi tới. Tô Ta lập tức nhận ra, khí tức quen thuộc, người này là chủ nhân sao? Tử Vĩ đứng gần lại hoảng sợ lo lắng, "Cô nương." "Cô nương không sao chứ?" Ngay lúc này cô nương kia không còn chống đỡ được nữa liền ngã vào người của Tử Vĩ khiến anh ta bất ngờ hoảng hốt. Chuyển cảnh tới một căn phòng trên bàn là một chậu nước đỏ lõm bên dưới là những băng vải đã nhuộm đỏ bằng máu của ai đó. Tử vĩ ngồi bệt xuống tựa vào góc bàn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta vội vàng thưởng dùng một cốc nước mát lạnh. Tự vĩ dùng tay lau đi giọt nước trên môi nhìn chăm chú vào cô gái trên giường nói thầm. Bận rộn cả tối cuối cùng cũng làm xong rồi. May mà lúc trước lướt được không ít clip dạy học, xử lý khẩn cấp một chút vẫn được. Trong lúc nghỉ ngơi cô nương kia mơ mơ màng màng gọi mới tên chủ nhân. Cô đơn này bị thương thành như vậy còn nhớ đến chủ nhân đó của cô ta đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên ngoài cửa một tiếng nói của ai đó vang lên đại nhân người dậy chưa tử vĩ vội vàng bước ra thì gặp một tiểu nha đầu có chuyện gì vậy tiểu nha đầu niềm nở đáp lời có vị đại nhân nói muốn tìm người tử vĩ bất ngờ đại nhân gì má cùng lúc đó hạ y bước ra giơ tay lên vẫy chào mỉm cười tươi như bông hé sờ lô hé sờ ly bấy bì vì sợ hạ y nhìn thấy có hot girl trong phòng anh ta liền đứng ra chắn cửa hạ cô nương sao cô lại đến nữa vậy hạ y lập tức lấy ra một chiếc túi này trưởng quầy, cha ta bảo đem thứ này cho người, tử vĩ cầm lấy và lập tức mở ra, đây là cái gì? Hạ y vội vàng ngăn cản, chờ đã, đừng mở ở đây, không kịp nữa rồi từ chỗ của hai người họ phát ra một tiếng nổ tung khiến tiểu nha đầu giật mình liếc mắt nhìn sang. Một bàn tay của ai đó trồi lên trong một đống sách luyện công pháp bảo vũ khí, tử vĩ ngồi dậy trong đống sách tức giận cao mày. Sơ xuất rồi, thì ra đây là túi thần kỳ của Doraemon, Hà Y ngồi xuống nhặt hết cuốn này đến cuốn khác bỏ vào túi còn Tử Vĩ thì ngồi thẫn thờ nhìn từng cuốn sách. Đây là thứ quái quỷ gì vậy chứ? Hãy ngỡ mặt trả lời một cách thản nhiên nhất có thể, thứ gì mà không có. Túi thần kỳ của Doraemon mà còn phải hỏi? Trước khi đến viện phòng của Tử Vĩ, Hạ phụ đã tìm được một bảo vật. Trời ạ, à, thế gian lại còn có công pháp lợi hại như vậy, người đâu, đi mở kho, ta muốn đáp lễ cao nhân. Hạ Y giơ bàn tay lên đếm tới đếm lui. Các loại đan dược, bí kíp, vũ khí cha ta đem đồ sưu tầm cả đời bảo ta mang đến để người chọn à phải rồi còn có mấy bức tranh này nữa tử vĩ nhìn thấy thì đơ người ra hạ y chỉ ngón tay lên trần nhà hớn hở nói tiếp cha nói đệ nhất khách điếm của người là khách điếm lớn nhất dư hàng chấn người qua lại chắc chắn rất nhiều mấy người này đều là dư nghiệt ma giáo đang bỏ chạy nếu ngày gặp được người tình nghi có thể báo cho thiết y môn có tiền thưởng tử vĩ mở bức tranh ra ngắm nhìn nói thầm có loại chuyện tốt như này sao đây chẳng phải là tặng một danh sách cho ta sao Nè, chẳng hạn như người này. Ngài đừng xem cô ta xinh đẹp, cô ta là binh khí giết người do tử vĩ đế quân chính tay nuôi lớn, cô ta chỉ cần một đêm giết sạch ba tông môn nhỏ làm trái tử vĩ đế quân. Nghe nói tên này chạy đến nơi gần dư hàng chấn chúng ta rồi, tử vĩ nhìn thấy ảnh thì lập tức liên tưởng tới cảnh cô gái được anh ta cứu lúc sáng, anh ta chừng mắt há mồm. Á đậu xanh rau má, đây chẳng phải là cô gái đã chơi mình đấy sao, nhìn bộ mặt của tử vĩ hạ y ngơ ngác hiếu kỳ hỏi. Sao vậy, cũng không đáng sợ vậy chứ, đột nhiên hạ y ngửi thấy được mùi gì đó cô ta kề sát mặt lại ngửi hết toàn thân của tử vĩ khiến anh ta tái mặt xanh toát mồ hôi hột hạ y ngẩng mặt nhìn chăm chú vào bàn mặt của tử vĩ sao trên người cậu lại có mùi máu tanh cậu bị thương rồi hay có người bị thương tử vĩ nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái thầm nghĩ mũi của cô nương này là chó hay sao vậy trời mùi này cũng có thể ngửi ra không thấy tử vĩ trả lời hạ y lách người nhìn sang cửa phòng mới nhìn thôi mà tử vĩ đã chột dạ anh ta giang hai ta ra quát lớn đây là phòng ngủ của tôi, không thể nào. Nếu anh hoảng loạn như vậy tôi càng cảm thấy tò mò hơn, không một chút ngần ngại hạ y mở toạt cửa ra xông vào. Quả nhiên không sai trong phòng đầy máu tăng thế này, tử vĩ vội vàng dơ bàn tay lên ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi anh ta sợ hãi hoảng hốt làm ra bộ mặt tấu hài xấu không ai bằng. Chết miệng rồi, lần này xảy ra chuyện rồi, hãy tiến lại giường của tử vĩ, trên đó có một bộ y phục dính đầy máu. Mùi máu tanh trên giường nặng quá, cậu bị thương rồi sao, tử vĩ ngỡ ngàng đâu mất tiêu rồi, nghe thấy động tĩnh nên bỏ chạy trước rồi sao, thế là anh ta an lòng liền đứng dậy cười tươi như được mùa. Tôi không bị thương, nhặt được một con mèo bị thương ở hậu sơn trong tội nghiệp nên ôm về, ai ngờ bôi thuốc xong vừa ngủ một giấc sau khi tỉnh lại nó đã biến mất rồi. Lại nhặt về bộ hạ trước đây, ta đúng là nhặt chuẩn quá đi, hạ y nghe xong thì thắc mắc hỏi. Mèo sao, trên chấn cơ bản không ai nuôi mèo, nói không chừng là do đệ tử của vạn cổ các dẫn đến. Đáng tiếc chạy rồi, nhân tình của vạn cổ các rất đáng giá, vạn cổ các sao. Hạ y mỉm cười đáp lời, đúng vậy, cuộc thi luận kiếm đang cận kề. Cuộc thi lần này vạn cổ các cũng tham dự, họ rất thích mèo, mèo là thanh thú của vạn cổ các. Lần này hàng dư chấn được chọn làm một trong những sân thi, thời gian này sẽ rất đông vui, nghe tới vạn cổ các tử vĩ nắm chặt bàn tay run rẩy. Hạ y ngỏ lời, nhớ giúp tôi xem thử có người nào đáng đi không, chỗ này đang hỗn loạn nói không chừng có một hai tên trà trộn vào. Tử vĩ cắn chặt răng tức giận thầm nghĩ, cổ gì đó trên người mình, chẳng phải là người của vạn cổ các đã hại sao. Hại mình không sử dụng được công lực, không thể làm màu, tử vì làm bộ mặt nghiêm nghị. Hạ cô nương, cuộc thi luận kiếm mà cô nói bây giờ có ghi danh được không? Được thì được, cậu định ghi danh cho đệ tử của cậu sao? Đúng vậy giờ tiểu soái còn nhỏ dẫn ra ngoài xem thử cũng tốt. Và toàn bộ câu chuyện của hai người bọn họ đều được cô gái kia ngồi trên trần nhà nghe thấy hết. Hạ y quay người rời đi không quên quay lại khen ngợi. Cậu đúng là một người sư phụ tốt đấy, dù sao tiểu soái là đứa bé có thiên phú ta trừ ủng hộ nó ra cũng không làm được gì. Nhưng sau khi hạ y rơi đi thì ánh mắt của tử vĩ trở nên sắt lạnh. Ha ha, bây giờ tử vĩ ma tôn biến mất. Nếu đột nhiên chui ra một tên có thực lực tương đương khó tránh sẽ bị nghi ngờ. Thực lực của tiểu soái không tầm thường để nó ra ngoài sáng thu hút sự chú ý của mọi người. Còn ta thì ẩn trong tối lén làm việc, tìm cơ hội tiếp xúc người của vạn cổ các giải trừ cổ độc trước rồi tính. Từ trong phòng nhìn ra hiện rõ bóng hình của tử vĩ. Cô gái kia nhìn thấy thì nhân lúc tử vĩ chưa vào phòng thì nhảy từ trên trần nhà xuống, Cô ta tiến lại bên giường cầm lấy chiếc áo của tử vĩ. Cô ta liền ôm lấy chiếc áo của tử vĩ vào người rồi dơ lên mũi người, không thể sai vào đâu được. Đây chính là khí tức của chủ nhân, ma giáo lệnh. Ai đấu kiếm cùng ta là do Tam Đại Tông cùng tiến hành đại thí giang hồ, người thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Linh đan, tiên khí, không những có thể lộ diện trong giang hồ càng có cơ hội xây dựng quan hệ với người của Tam Đại Tông. Một bước lên trời, do đó tham dự đại thí này đồng thời đoạt được vị trí đứng đầu đã trở thành mục tiêu cả đời của người học võ mỗi lần đại thí có thể nói là đầy nhân tài nhân tài xuất chúng tại một khách điếm ở nơi nào đó một tiếng hét sư phụ vang lên khiến các quan khách trong quán trợn mắt giật mình võ kim cắn xé tấm vải nước mắt tuôn ra như sông sư phụ con cũng muốn tham dự thi đấu tử vĩ đặt tay lên vai võ kim nhắm chặt mắt không phải ta không muốn dẫn con đi chỉ là cần phải có người có thể tin tưởng trấn thủ hậu phương ta mới có thể yên tâm lúc ta và tiểu soái không ở đây khách điếm giao cho con ấy. Dứt lời anh ta mở mắt làm bộ mặt hung dữ ánh mắt anh ta cực kỳ sắc bén nhìn vào một cái chỉ muốn đứt ngay, nhìn thấy bộ mặt của anh ta võ kim bịt mồm lại im lặng không dám hò hé. Sư phụ người yên tâm lên đường, con ở trong cửa hàng chờ người về, nghe võ kim nói vậy tử vĩ thử lừ mặt ra, sao nghe cảm giác không đúng lắm nhỉ. Chuyển cảnh tới một nơi nào đó, bên dưới hàng ngàn hàng vạn dân chúng đang đứng tập trung đông đúc. Một thanh niên chen chúc vào đám người mồm ra miệng lép, làm gì vậy vào trong đó chút không thấy có người không nhận được số sao không ai quan tâm tới lời của thanh niên nói nên anh ta tức giận cắn chặt rằng nhìn gì vậy chứ có gì đáng nhìn thế nhưng khi anh ta nhìn rồi thì há hốc mùm kinh ngạc mặt mày xanh như đít nhái là không đáng giữ chưa má một bàn tay của ai đó xuất hiện trên ngón tay có đeo một chiếc nhẫn đinh tiếp đó là khoe ra một bộ áo giáp trên cổ còn đeo một sâu chuỗi cuối cùng là một sợi dây lưng đỏ thắt chân eo của người đó hóa ra là hai sư đồ nhà tử vĩ anh ta và tiểu soái đang khoác trên mình là bát bảo như ý nhuyễn giáp sâu chuỗi trên cổ là bảo ấn phật châu chiếc vòng trên cổ tay là vòng nguyệt dương như ý còn nhẫn đinh trên ngón tay anh ta là hỏa nguyên thác chỉ trên đai lưng là túi thần kỳ của doremon dưới chân anh ta là một đôi giày tháp vân cấp phong báu vật mà tiểu soái đeo trên cổ là càn khôn hộ tâm hỏa tiểu soái bỡ ngỡ liếc nhìn xung quanh sư phụ sao mọi người đều đang nhìn chúng ta vậy tử vĩ nghe xong không trả lời mà nói thầm thì ra đây chính là cảm giác bị mấy tên mới vào sủng bái khi mặc trang bị thần đứng ở thôn tân thủ sao tuy vậy nhưng thứ này nặng quá vẫn là cởi bỏ trước đi anh ta liếc mắt nhìn về một phía phía sau anh ta xuất hiện hai người già nua và một cậu bé nói ra thì cuộc thi này thật sự đáng tin sao chỉ có một lũ già yếu bệnh tật đang bất lực thì đột nhiên từ phía sau lưng anh ta có một tiếng nói vang lên ha 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 tiểu huynh đệ lần đầu tham dự cuộc thi này hả à? tử vĩ bất giác quay đầu nhìn lại Trước mắt anh ta là một thanh niên thân hình vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn đi cùng với vài ba tên trẻ châu khác nữa. Thanh niên cầm đầu kiêu ngạo lên giọng khoác lác, "Cuộc thi tuyển chọn không cần mấy thứ trên người cậu chi bằng các anh em giữ giúp cậu." Từ phớt lờ đi lời nói của anh thanh niên kia tháo tất cả bộ áo giáp xuống bỏ vào túi thần kỳ của Doraemon rồi trả lời qua loa, "Đây là lòng hiếu thảo của đệ tử ta vẫn là ta tự cầm về tốt hơn ta có thể làm phiền người khác chứ." Tên kia bị vả vào mặt một cái đau điếng thì cắn chặt răng tức giận, "Ồ quao, wow, được của ló đấy." Đây là không nể mặt tang biêu ta. À. Bỗng nhiên Tử Vĩ nhìn thấy thứ gì đó thì mở to mắt nhìn chăm chú. Một cô gái xinh đẹp đi ra từ trong đám người đông đúc trên tay cầm một khay đầy trục thư pháp phát cho người dân, hình như cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Thế là Tử Vĩ vội vàng vẫy tay chào anh thanh niên kia. Tôi qua đó trước nha. Có chuyện gì lần sau nói tiếp. Tử Vĩ bước lại chỗ cô gái xinh đẹp lấy một trục thư pháp rồi cười tươi không cần tưới. Tên lúc nãy chỉ là một nhân vật phụ, chắc một tập cũng không qua nổi. Vẫn là cuộc thi quan trọng. Cô gái xinh đẹp có nốt ruồi trên mắt đứng ra phát động cuộc thi. Được rồi, chắc các vị đều đã nhận được đề thi lần này rồi. Thời gian thi là 12 canh giờ, sau nửa canh giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Chúc mọi người may mắn, tử vĩ quay sang nhìn thấy chú tiểu đáng yêu thì giật cả mình. Anh ta nhìn chăm chú vào thư pháp mặt chuyển đổi hai màu trắng xanh. Chờ đã, cuộc thi này không phải là tỉ thí võ thuật sao? Tại sao còn phải hái thuốc? Đây chẳng phải là làm thuê cho người ta sao? Thế là chưa thi mà anh ta đã ủ rủ thở ngắn thở dài lá thuốc này ta nhìn hình tìm cũng không tìm thấy, xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi. Ở trên một ngọn núi lúc này trời đã sập tối, sâu trong khu rừng hai sư đồ tử vĩ, tiểu soái đang nằm nghỉ ngơi đốt lửa bên dưới một gốc cây. Tiểu soái đang nằm ngủ ngon lành thì trong những lùm cây sau lưng phát ra tiếng động sệt soạt lục đục. Hóa ra là một tên trẻ trâu cùng đám với thanh thanh niên kia, lão đại, đi theo nửa ngày rồi, xử lý hắn không. Trong hắn như không biết võ, chắc là đến xem náo nhiệt, một tên trẻ nghe khác cũng ngẩng mặt lên chém gió. Ta cảm thấy được tên này trong không thông minh còn dẫn thêm một đứa bé, ta một quyền có thể đấm hắn dính tưởng. Thanh niên cầm đầu nghe xong thì nhe răng nhếch miệng cười đắc ý, đúng vậy, đồ trên người hắn đem bán còn lời hơn nhiều so với ngày thường chúng ta nhận đơn. Và lại còn có cái túi nữa, bên trong chắc còn không ít bảo bối, thế là hắn ta nhe răng cười he he chừng đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú về phía tử vĩ. Vẻ mặt hắn ta giỏ hiểm ác, Thế là anh thanh niên cầm đầu cùng với ba tên dân Buffalo nhào ra từ bụi lùm cười đắc ý, xử đẹp hắn. Ha ha ha, thế nhưng đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tấm lưới khổng lồ. Trong tích tắc các anh trai Sửu Nhi đã bị dây lưới quấn chặt lại ủn a à ủn ỉ cọ quậy như một con đuông dừa. Cái gì? Thằng nào lại dám ám toán lão tử? Một đôi bàn tay của ai đó nắm lấy dây lưới kéo xuống. Ngay lập tức đám buffalo bị treo ngược lên cành cây giật mình hoảng hốt máu dồn lên não. Người bày mưu tính kế làm chuyện này chỉ có thể là tử vĩ anh ta mỉm cười khoái chí vui đến nỗi phụt luôn hai cục cớt mùi ra ngoài ta đã nói mà đóng vai quần chúng mà hay thể hiện thì không sống quá một tập đâu anh ta lấy ra trong túi thần kỳ của Doraemon một bảo vật xích vân chùy có giá là 25.688 bạc anh ta mang bảo vật vào cổ tay ngay lập tức chiếc vòng đó liền bắn ra tơ nhện thì ra đây chính là niềm vui khi làm sờ bay đờ men sao anh thanh niên cầm đầu bị quấn chặt thì cắn chặt răng vùng vẫy trong vô vọng tử vĩ nhìn thấy bộ mặt đó của anh ta thì nở một nụ cười đắc thắng không lẽ các ngươi tưởng rằng ta thật sự là một tên ngốc sao, xin lỗi nha mấy cưng anh đây biết hết đó. Từ đầu cố ý lộ ra tài phú xong giả vờ mình là người mới, ta nhìn thấy mọi thứ thì nhận biết được ngươi sẽ đến tìm ta nói chuyện, tất cả những chuyện này đều có lý do. Ta cố ý cả, tử vĩ bước lại đạp chân mạnh xuống ngay trước mặt của tên cầm đầu khiến anh ta sợ hãi toát mồ hôi hột. Chả trách từ xưa đến nay phản phải đều thích nói chuyện với người khác, cảm giác này sướng thật, được rồi. Cho chuyện kết thúc, nên vào chủ đề rồi, nói thật tôi đối với thế giới của các người còn chưa quen lắm, tuy cũng không muốn phiền phức như vậy nhưng nhất thời cũng không có cách tốt hơn. nếu vậy thì chỉ có thể làm phiền người có lòng hảo tâm như các người giúp đỡ rồi. vừa dứt lời thì thần sắc anh ta trở nên quỷ dị, ánh mắt phát sáng thò bàn tay về đám giang hồ mõm. chuyển cảnh tới Hạ Y, lúc này cô ta đang ngồi nhâm nhi hoa quả vừa trò chuyện, thật bất ngờ lại do người đảm nhận giám sự cuộc thi lần này. một bàn tay của ai đó cầm lấy tách trà trên bàn đáp lời Hạ Y hết cách. Ai biết trong đầu hoàng thượng đó chứa cái gì, chuyện lớn như vậy, cha con không nói với con sao?" Hạ Y nghe xong thì phì má ra quay mặt sang chỗ khác, ông ấy mới không có công phu nói với mấy thứ này, gần đây ông ấy đắm chìm vào việc luyện công, ngay cả cửa cũng không bước ra mấy lần. Cô gái này là Mộng Thiên Thu, thánh nữ vạn cổ các, hạ bá bá đột phá đến võ thánh nhiều năm như vậy, cửu khúc hộ tâm trận sớm đã đại thành, tu luyện đến cảnh giới này đã rất khó đột phá, thành tựu của bao nhiêu người cả đời dừng ở đây, con vẫn là khuyên ông ấy đi. Hạ y nghe xong thì thẫn thờ, tính cách của cha con ai mà khuyên được, dù sao thì con cũng không khuyên được, à mà quên nói cái này, con nói người nghe. Gần đây con quen với một ẩn thế cao nhân, mộng thiên thù nghe xong thì mặt mày tím dịm mở to mắt tỏ vẻ mặt sợ hãi lo lắng, cô ta đập tay lên vai của hạ y một cái thật mạnh. Dây sau cô ta lên cơn động kinh túm lấy hai vai của hạ y quát lớn, không lẽ con nhìn chúng ai có lai lịch bất minh gì chứ, thân phận thì sao, môn phái thì sao, sư phụ là ai, tổ tông ở đâu, Mấy thứ này con cha chưa, Hạ Y nhìn thấy bộ mặt của cô ta thì sợn gai óc. Ý ra, biểu cảm bây giờ của người rất đáng sợ, hãy vội vàng lùi về phía sau mặt mày rõ vẻ bất an lo lắng. Người yên tâm, thông tin của hắn cha đã phái người điều tra rồi. Hơn nữa người này yêu thương động vật nhỏ, con người rộng lượng, tuổi trẻ lại bằng lòng giúp đỡ nuôi nấn một cô nhi, hắn tuyệt đối là người tốt. Quay trở về với bộ mặt quỷ dị mang tâm hồn người tốt của của tử vĩ, ngay lúc này tang biêu đang quỳ dưới chân của tử vĩ hai tay dâng lên thứ gì đó. Tử vĩ liền cầm lấy vật đó từ tay của Tăng Biêu, anh ta nhìn chăm chú vào củ nhân sâm đen xì thốt lên, đây chính là hắc huyền tham sao, khác hẳn với tranh vẽ. Nhưng sau cái thứ này giống cái mà bà ta dùng để nấu canh vậy nhỉ, Tăng Biêu nghe thấy thì há hốc mồm toát mồ hôi hột, lấy hắc nguyệt tham nấu canh, người này giàu cỡ nào. Thế giới của người có tiền, ta không hiểu, thanh niên ấm ức khóc nức nở, tử vĩ thấy vậy thì tỏ lòng từ bi, được rồi, nếu chuyện đã ổn thỏa, ngươi và tiểu đệ của ngươi có thể rời đi, tăng biêu ngay xong thì giật mình hoảng hốt cứ như vậy thả bọn ta đi sao tử vĩ liếc mắt nhìn sang không thì sao ngươi có thân phận gì đáng để ta đích thân ra tay không loại tôm tép này giết còn phải dọn xác phí sức biết mấy tử vĩ chỉ tay lên trời chống nạnh nhếch miệng cười nham nhở người sống trên đời mạng chó quan trọng có cơ hội còn không mau đi còn muốn tìm cái chết vậy thì không biết lễ phép rồi nhưng cũng là nhân vật phản phái ta có thể cho ngươi một lời cảnh cáo biết đỡ đạn như người ta làm nhiều rồi chỉ làm clip ra sân một lần làm xong là ném, chỉ ném vật liệu, ngay cả người đi đường cũng không phải. Tuy các người đều lấy tập võ làm vinh dự, nhưng đầu óc thông minh cũng rất quan trọng. Hữu dụng hữu mưu mới có thể thành đại sự, tăng biêu ngay xong như xét đánh ngang tai làm bộ mặt sợ hãi xấu ma chê quỷ hờn, làm xong thì vứt, ý hắn là giết người sao. Sau khi giết thì vứt xác, không còn tâm trí gì để suy nghĩ nữa tan đều liền lôi đám đàn em dân Buffalo bỏ chạy, chọc vào không nổi, cáo tử và không hẹn gặp lại. Ngày hôm sau lúc này trời cũng đã chập chiều, tử vĩ đang lơ tơ mơ mở mắt tỉnh dậy sư phụ tỉnh rồi sao anh ta ngồi bật dậy ngáp một hơi thật dài bây giờ là mấy giờ rồi tiểu soái nghe xong thì ngây thơ đáp lời mấy giờ là gì sư phụ đang nói đến thời gian sao bây giờ là giờ mậu rồi người đã ngủ cả ngày rồi tử vĩ cầm lấy trái xanh trên tay của tiểu soái thắc mắc hỏi cái này từ đâu đến đây là gì quả mãng cầu sao tiểu soái liền chỉ tay về phía khu rừng khi nãy con nhặt được ở bên đó còn có mấy thứ này đều nhặt từ bên đó về cả Tử vĩ nhìn thấy một đống bùi nhùi đen xì đó thì cạn con mẹ nó lời. Nhiều quá vậy, thu lại trước đi, một lát cùng mang qua bên đó. Hai sư đồ mải mê nói chuyện với nhau hoàn toàn không để ý tới bóng người trên cây đang nhìn chầm chầm vào họ. Đó chính là cô gái được tử vĩ cứu hôm đó. Cô ta ngồi trên cây nhìn chăm chú xuống hai sư đồ mặt đỏ ửng mỉm cười. Chuyển cảnh tới một nơi nào đó, một vật thể như cục cức khô được dâng lên. Mộng thiên thu vừa nhìn thấy thì cao có tức giận. Thứ này không đạt, một lão già cầm trên tay vật đó thở dài buồn bã mộng thiên thu nhìn thấy thì tức tối thốt lên đều nói không cần phải làm mấy thứ này lê mê gì chứ có công phu này chi bằng mau phát cáo thị thu mua phạm vi lớn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh mỉm cười thánh nữ không thể nói như vậy tam phục thiên năm nay khác với mọi năm e là có không ít chỗ sẽ bị thiên tai bọn thương nhân vô lương thử cơ vụ nâng giá hắc huyền tham triều đình không ra nổi số tiền này mộng thiên thu nghe xong thì câu mày nhăn nhó ha ha chẳng phải là muốn thử cơ lấy công sao nói cao thượng như vậy ghê tởm chết đi được còn dám ném chuyện này cho vạn cổ các chúng ta cũng không sợ lão nương bỏ độc vào rượu của hắn đang khẩu nghiệp thì đột nhiên tử vĩ bước tới xin hỏi nộp vật phẩm ở đâu vậy ạ à? mộng thiên thu ngay xong thì nổi cấu rốt cuộc có thôi đi không vậy trời tử vĩ vạch chiếc túi thần kỳ của Doraemon ra nhìn chăm chú đề của các người vẽ chủ tượng quá cũng không biết có phải cái này không mộng thiên thu nghe xong thì chống cầm gõ ngón tay lên bàn vẽ chủ tượng là có ý gì đó là do chính tay ta vẽ. Đột nhiên thứ gì đó phát ra ánh sáng dọi vào mắt của mộng thiên thu khiến cô ta bất ngờ, cô ta đứng bật dậy sợ hãi né tránh đây, đây là cái gì, thượng phẩm hắc huyền tham mà nhiều như vậy. Thuốc chân quý như vậy, đào sạch một ngọn núi cũng không hẳn có thể đào được mấy quả, tử vĩ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra quay sang gãi đầu ngơ ngác, các người cũng không nói là muốn bao nhiêu. Vậy thì các người tự chọn đi, mộng thiên thu nghe xong thì há mồm chừng mắt toát mồ hôi, chọn sao, đây là hắc huyền tham đó. Tử vĩ nhìn bộ mặt ngơ ngác của Mộng Thiên Thu thì thắc mắc hỏi, sao vậy, chẳng lẽ không phải muốn cái này sao? Mộng Thiên Thu cầm lấy một quả hắc huyền tham lên tay tươi cười, là ta muốn cái này, nhưng thật ra chỉ cần quả hạ phẩm này là đủ rồi, tử vĩ nghe xong thì đáp lời. Không ấy hay là các người lấy hết đi, Mộng Thiên Thu nghe xong thì bất ngờ lần thứ N, lấy hết đi sao, có thật không? Hắn không biết thứ này chân quý biết bao sao, dù sao đều là nhặt được tôi cũng không thích ăn cái này, hai em gái nghe xong thì kiểu, á đủ nhặt được ư, lừa à, không thích ăn. Thứ này còn có thể tùy tiện ăn được sao, dây sau mộng thiên thu nhiều mày suy ngẫm, chờ đã, đề đại thí lần này sớm đã cố ý tiết lộ ra. Tất cả mọi người đều biết vạn cổ các đang thu thập hắc huyền tham ở khắp nơi, đi cả ngày tiểu soái quay sang vẻ mặt buồn bã, sư phụ, con mệt rồi. Từ vì xoa đầu tiểu soái mỉm cười, lát nữa chúng ta sẽ về, mộng thiên thu vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai sư đồ nhà người ta thẩm mỹ người này chắc chắn cũng là vì nhân cơ hội này làm quen với vạn cổ các mà đến thì ra là vậy ta hiểu rồi người này ra tay rộng lượng đúng là đủ để đổi nhân tình này thế là cô ta tự tin khi đó rồi nói thẳng với tử vĩ nếu ngươi có tấm lòng này vậy ta cũng không khách sáo với ngươi nữa ngươi đại nghĩa như vậy giúp ta một việc lớn ân tình này vạn cổ các xin nhận tử vĩ nghe xong như xét đánh ngang tai vạn cổ các sao thế là cô ta giơ bàn tay ra phía trước mạnh dạng xương danh ta là thánh nữ vạn cổ các mộng thiên thu làm quen đi Mời các bạn chiêm ngưỡng kiệt tác vẽ tranh của Mộng Thiên Thu như hình ảnh đó là hắc huyền tham do chính tay cô ta vẽ. Một lúc sau Mộng Thiên Thu đưa tử vĩ kiểu phái và võ kim đi trên một con phố hai bên đường là một dãy quán trọ. Võ kim thoát khỏi kiếp căn nhà thì mừng rớt nước mắt. Vậy mà ta cũng nằm trong danh sách thi chính thức, cuối cùng cũng không cần trông nhà nữa. Sư phụ tốt quá, võ kim chạy lại ôm lấy tử vĩ. Bắt đầu từ hôm nay sư phụ chính là cha mẹ tái sinh của. Tử vĩ tức giận mặt đỏ bừng bừng, đừng kéo ta, buông tay ra, còn không buông nữa thì cút về trong coi cửa hàng cho ta, vừa đi kim võ vừa nhìn ngắm xung quanh, đây chính là sân thi chính thức sao? Hình như cũng không có gì đặc biệt, Mộng Thiên Thù nghe thấy thì lên tiếng cắt lời, cái này thì cậu không biết rồi, sở dĩ không có người đó là vì cả khu vực này bị Tam Đại Tông bao hết rồi, không giấu gì cậu, cuộc thi dự bị đó chỉ là dùng để chơi người, người có thể thông qua không có mấy người, người của các phương thế lực, các đại tông phái sớm đã bị đưa đến cuộc thi chính thức. Chỗ này có thể nói là cao thủ tập trung đông đủ mấy người mà không có chút bản lĩnh nào chỉ có thể đưa rau cho dù thông qua cuộc thi dự bị cũng sẽ bị loại ra câu nói của mộng thiên thu đã đâm thẳng vào trái tim của võ kim khiến anh ta tức trào máu tử vĩ thì phì cười thì ra là vậy cảm giác đột nhiên tiếp xúc được mặt đen tối của thế giới này mộng thiên thu tiếp tục đặt tay lên ngược cứ như hoa danh sách này rất khó lấy được nhưng cậu giúp tôi được việc lớn ba vị trí tham dự cậu muốn thêm mấy chỗ cũng không có vấn đề gì tử vĩ nghe xong vỗ tay khích lệ thánh nữ đại nhân tốt thật đấy nhưng trong thần tâm anh ta không hề biết đã giúp được gì cho bà ấy. Mộng Thiên Thu nhiệt tình quay sang nói: đi thôi. Trong thời gian đợi thi chính thức, chúng tôi bao ăn bao ở. Tôi dẫn các cậu đi. Nhưng dường như không ai thèm quan tâm tới võ kim đang đau lòng đến mức hồn bay phách lạc phía sau lưng. Mộng Thiên Thu quay sang bế tiểu soái lên: này nhóc con, chắc nhóc không đi nổi rồi phải không? Để ta bế nhóc. Nhưng thật ra tiểu soái hoàn toàn không mệt. Mộng Thiên Thu vội vàng bế tiểu soái rời đi. Tử Vĩ đứng phía sau nhìn tới nói thầm thánh nữ này bị bảo vệ tốt quá sao, cảm giác một bộ dạng rất dễ lừa. Đi được một lúc thì cũng tới khách điếm giang hồ, tấm bảng hiệu thôi cũng đã phát ra một luồng ánh sáng hào quang trói lọi, mộng thiên thu đặt tiểu xoái xuống. Trước khi rời đi cô ta nói, đúng rồi, còn một thứ phải cho các ngươi, cô ta nếm về phía tử vĩ vật gì đó. Này, giữ cho kỹ, đừng làm mất, trong lòng bàn tay anh ta là ba tấm thẻ gì đó cùng với một cây sáo mini. Đây là bằng chứng người tham dự cuộc thi, lát nữa dùng để đăng ký, còn về cái sáo này xem như quà gặp mặt ta tặng cậu lúc cậu cần giúp đỡ dựa vào tính vật này vạn cổ các sẽ ra tay giúp đỡ tử vĩ cầm cây sáo lên nhìn chăm chú sáo này làm bằng xương sao mộng thiên thu nhắm chặt mắt thở dài đây là ta lén lấy ra đấy chỉ có một cái cậu đừng tùy tiện sử dụng vừa dứt lời thì tử vĩ đã đưa cây sáo lên mùng phù mỏ thổi như điên ơ ờ, nhưng sao không thổi được nhỉ mộng thiên thu tức giận mặt đỏ bừng bừng đã nói là đừng tự tiện sử dụng mà vừa bước vào nơi ở anh ta đã há to mồm khen ngợi trang trí của khách điếm này không tệ nha thiết bị này đúng là khách sạn năm sao bên trong khách điếm hàng loạt thí sinh đang ngồi thưởng trà với bộ mặt sát thủ nhìn nhau bằng nửa con mắt vỏ kim nhìn thấy vẻ mặt thích thú của tử vĩ thì liền ngỏ ý sư phụ thích sao vậy sau này ta sẽ bảo người xây dựng khách điếm của chúng ta to hơn như vậy tử vĩ đi tới trước mặt ông lão dâu tóc bạc phơ đang ngồi mải mê viết vào quyển sách trưởng quầy chúng ta tới đăng ký ở khách sạn lão già cũng quay sang niềm nở Mấy vị thế, từ vĩ dơ ra ba tấm thẻ, ở ba vị, từ phía sau một bàn chân bước tới lên tiếng. "Con nít sao, không lẽ các vị đến nhầm chỗ rồi?" Một cô gái bước tới khoanh tay làm vẻ mặt kiêu ngạo nói tiếp, "Chỗ này không phải nơi chơi đùa, ta khuyên các vị về đi." Một đôi bàn tay cầm lấy một chun rượu, "Chuyện của người khác mà sao cô hay quản nhiều quá vậy?" Một ông lão nghiện rượu thân hình gầy gò xuất hiện. "Con nít không thể tham gia thi sao? Vậy ta còn nói một bà già như cô chạy đến chung vui làm gì chứ?" Cô gái kia bị dẫm phải đuôi thì xù lông lên quay mặt sang cắn chặt trắng tức giận. Ta chẳng qua là có lòng tốt nhắc nhở mà thôi, ông có ý gì chứ? Lão già nghe xong thì cầm chun rượu nóc liên tục trả lời qua loa. Đương nhiên là ý mặt chữ, cô gái cay cú biểu môi quê một cục cứt, xì xì, có lòng tốt mà bị xem như là đồ bỏ. Thế là cô gái ôm cục quê cục tức vào lòng cùng với đám thuộc hạ rời đi, lão già nghiện rượu với sáng nói tiếp, nhóc con à, cậu mặc kệ cô ta. Thế đạo này trước giờ thực lực quy tôn, phân nam nữ già trẻ gì chứ, người có thể đến đây có mấy ai là thiện, có gì đáng xem thường. Các cậu lần đầu tham gia thi phải không, nếu gặp phiền phức có thể đến tìm ta, tử vĩ nghe xong thì ngậm họng lại không biết nói gì hơn. Lúc sau anh giác ngộ ra được điều gì đó thì bước tới chắp tay cúi đầu, vậy thì cảm phiền đại gia chăm sóc rồi, ha ha ha, chuyện nhỏ, lúc này cô gái kia đang đứng trên tầng lầu quan sát. Chủ nhân, rõ ràng gần ngay trước mắt lại không thể nhận người, đây là chuyện đau lòng biết mấy, nhớ chủ nhân quá ngay cả nốt ruồi đỏ nhỏ bé trước ngực của chủ nhân người ta cũng rất nhớ. Khí tức khiến người ta say mê cho dù đổi một bộ dạng ta cũng có thể nhận ra ngay, lúc này tử vĩ đã nhận ra, sao cứ có cảm giác có người nhìn chầm chầm vào mình vậy trời. Một lúc sau tử vĩ trở về gian phòng để nghỉ ngơi, anh ta cầm chiếc sáo mini trong tay nhìn chăm chú, nhìn một lúc thì anh ta nhớ lại câu nói của mộng thiên thù. Lúc cậu cần giúp đỡ, vạn cổ các sẽ ra tay tương trợ, tử vĩ vắt chiếc sáo lên môi nói thầm, nếu mình nhờ cô ta giải cổ độc cho mình tuyệt đối sẽ bị nghi ngờ. Đang nằm thẫn thờ thì đột nhiên một tiếng rầm rầm khiến anh ta mở to mắt, anh ta ngồi bật dậy tức giận la toáng lên tiếng động gì đấy. Kim võ ôm tiểu soái hớt hải chạy vào mặt mày tím tái gọi lớn, sư phụ, võ kim hớt hải chỉ tay ra phía bên ngoài, xảy ra chuyện lớn rồi sư phụ ơi. Bên ngoài khách điếm, một dị vật thân hình uốn éo gai gốc đen xì đang tàn phá khắp mọi nơi ở khách điếm giang hồ, dị vật đó tấn công tới các thí sinh của cuộc thi. Cuộc thi bắt đầu, không lo sống chết, xin lỗi ta sẽ đốt thêm chút tiền giấy cho các người trong màn đêm tĩnh mạch tiếng la thất thanh thảm thiết của các thí sinh vô tội vang động cả quán trọ tất cả thí sinh đều bị dị vật đó hút cạn thần hồn chỉ còn lại bộ xương khô một thanh niên từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt một cô gái bẩm báo đại tỷ xong việc rồi thì ra là cô gái khi nãy cô ta nở một nụ cười nham hiểm rất tốt đến chỗ tiếp theo thôi người đứng đầu cuộc thi lần này nhất định sẽ là chúng ta ngay lúc này màn đêm bao trùm lấy khách điếm giang hồ đang yên tĩnh thì đột nhiên khách điếm bị một thứ gì đó tấn công xuống khiến cả căn nhà bị nổ tung trở thành một đống đổ nát. Trong đống đổ nát một luồng ánh sáng lướt qua nhanh như một cơn gió, từ trong vụ nổ phóng ra ba luồng linh lực xanh vàng hồng. Một lão già xuất hiện toàn thân xanh lẻ, ông ta đạt cảnh giới võ vương, lão già trầm mặt nói. Không ngờ đều là người quen nghỉ, một thanh niên xém già đứng ra dơ hai ngón tay lên nở một nụ cười khinh bỉ bốn năm không gặp. Các người đừng làm ta thất vọng, ông chú này cũng đạt cảnh giới võ vương, một tiểu bà bà toàn thân tím dịm đứng ra lên tiếng chỉ nhìn thấy mặt của các ngươi lão nương ta đã cảm thấy muốn ói rồi tiểu bà bà này cũng đạt được cảnh giới võ vương ba người trụng lại sáu mắt nhìn nhau ai nấy đều nở một nụ cười khinh bỉ xem thường đối phương thu lần trước chưa báo hết vừa hai lần này đúng lúc báo luôn vừa dứt lời thì ba luồng lên lực mãnh liệt sống vượt lên không trung tạo ra bên dưới một vụ nổ lớn chấn động cả một vùng ông chú tóc vàng giơ hai ngón tay lên niệm quyết ngay lập tức những lá bùa liền tụ họp vào đầu ngón tay của ông ta không một chút do dự ông chú liền phóng những lá bùa về phía tiểu bà bà thế nhưng cô ta không những không sợ hãi còn cười lớn ha ha chỉ vậy thôi sao này tên thầy bói rách kia trước khi ngươi đến đây chẳng lẽ không bói cho mình một quẻ sao anh già đứng phía trên nhìn thấy ông chú và tiểu bà bà đập lộn thì ngứa mắt lên tiếng một tên làm trò một tên làm ô nhiễm môi trường hai tên làm vé nhìn đây ra biểu diễn cho các ngươi xem cái gì mới thật sự gọi là đánh nhau thế là ông ta nhảy vụt lên mượn cây gậy như ý của tôn ngộ không đánh cho mấy em lóc chóc tỉnh ngộ anh già chỉ quất một gậy thì đã xuất hiện một hiện tượng linh khí bùng nổ sáng rực cả một bầu trời vừa hay vỏ kim đứng ngay ở đó tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh ta cắn chặt răng cả người run rẩy đây chính là câu đó anh ta nắm chặt hai tay vẽ mặt vô cùng phấn khích đây chính là chiến đấu cường giả sao cao thủ các đường tập trung lại với nhau so tài võ nghệ vì tranh vị trí đầu bảng mà thể hiện thân thủ thật sự là quá nhiệt tình quá nhiệt huyết quá bất ngờ. Ngay lúc này tiểu bà bà đã xuất chiêu phản kháng lại anh già. Ha ha ha, so với tên là màu như ngươi, đúng là lãng phí thời gian của ta, tiểu bà bà tức quá quát thẳng vào mặt anh già. Im miệng đi lão già chết tiệt, đừng tưởng chuyện ông lén lút treo thưởng ta. Lão nương đây không biết, tử vĩ cũng bước ra hóng chuyện, mấy người này nhìn sao cũng giống như đang phát tiết ân oán cá nhân. Đột nhiên thứ gì đó khiến tử vĩ quay mặt nhìn ra phía sau, sau lưng anh ta là đàn em của cô gái kia bọn chúng đang vác đao đuổi bắt các thí sinh để cướp bài của bọn họ khi nhìn thấy đám thanh niên kia đang nhào tới thì võ kim liều mình đứng ra che chắn cho tử vĩ đồng thời còn thọc tay về y phục thanh niên kia nhìn thấy liền hét lớn cẩn thận hắn muốn ra tay rút lui võ kim liền ném ra một sấp ngân phiếu nở một nụ cười bỉ ổi không ai bằng anh đây tuy gà nhưng tiền thì không thiếu đám thanh niên lúc trước kia vừa nhìn thấy ngân phiếu thì hai mắt sáng rực và trong chớp mắt hai sư đồ đã biến mất một cách bất ngờ ba thanh niên nhìn xuống thì ngơ ngác người đâu mất tiêu rồi mé nó là thuật che mắt thanh niên đầu đàng mê tiền ngồi xuống lượm hết tất cả ngân phiếu lên chạy thì cứ cho chạy đi ngân phiếu vẫn tốt hơn lượm xong thì chúng ta đổi mục tiêu vui vẻ chưa được hai giây thì đột nhiên thứ gì đó bất ngờ tấn công tới anh ta khiến anh ta mở trừng mắt thanh niên bị đánh gục ngay trước mắt đám thuộc hạ của mình hai tên thuộc hạ nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt địch tập kích cô gái xinh đẹp bước ra tay cầm một thanh đao sắc nhọn vẻ mặt cô tối sầm lại nhìn chằm chằm về phía trước, cô gái xinh đẹp lên tiếng. Chính là các người, muốn ra tay với chủ nhân mà ta yêu nhất sao, trên không trung một luồng linh khí vàng kim quang phóng qua nhanh như một tên lửa. Đó là tiểu soái đang dùng sức gánh cổng lưng cha sư phụ mắt dịch và đại sư huynh phế vật của mình chạy trốn, luồng linh khí đó lướt qua ba nhà báo đang đập lộn thì ngừng lại. Một khí tức này sau quen thế nhở, cô gái xinh đẹp xử lý xong đám thanh niên kia ngẩng mặt lên trời thầm nghĩ. Chỗ này có võ thánh, Cô gái thu thập được 3 tấm thẻ bài trong tay mang số báo danh 137, 138, 139, cô gái liền dùng pháp thuật tiếng ba tấm thẻ bài thành một chiếc nhẫn. Sau đó cô gái ôm mặt hai má đỏ ửng nói chuyện một mình, ha ha, chờ đủ 520 người thì hiến chiếc nhẫn này cho chủ nhân, sau đó nhân cơ hội này trở thành lại bên cạnh của chủ nhân, được nha. Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, ba sư đồ nhà Tử Vĩ đã đáp cánh thành công trên một mái nhà. Lúc này hai người kia không chúc hệ thống gì chỉ có võ kim là ói sấp mặt lìn anh ta ôm cổ mặt mày tái xanh. Hứa với ta lần sau nắm lưng quần của ta cũng được đừng nắm cổ áo ta. Võ Kim quay sang thử lừ mặt ra hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tử vĩ nghe xong thì im lặng không nói gì. Sau đó anh ta chống nạnh nhếch miệng cười khoái chí còn có thể làm gì bây giờ, xem kịch thôi. Thế là tử vĩ ném cho võ Kim một con chicken, gà này cưng chụp lấy. Tử vĩ phẩy tay kêu gọi, nào, cùng nằm nghỉ ngơi một lát đi. Võ Kim nhìn thấy thì khó hiểu nói thầm, sao sư phụ lại mang theo mấy thứ này bên mình vậy chứ? Tử vĩ nhìn bộ mặt ngu người của võ kim thì lên tiếng. Ngươi cứ nói muốn đi cùng không phải là muốn nhân cơ hội này lên bảng gì đó sao? Yên tâm vì sư nhớ. Nếu không ngoài dự tính chắc chúng ta phải thu thập thứ này, thu thập càng nhiều điểm càng cao. Nghỉ ngơi một lát chờ họ đánh xong chúng ta đi tìm tên điểm cao là được rồi. Võ kim nghe xong thì được giác ngộ chừng mắt há mồm. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thế là ba sư đồ ngồi trên ghế tựa người ăn bỏng ngô. Người uống trà sữa, người gặm gà nướng, quá là tuyệt vời, thế nhưng đột nhiên mái nhà phát ra một tiếng động cạch cạch cạch. Dị vật ngoằn ngoèo khi nãy đã tiến hóa từ màu đen thành màu đỏ đâm thủng qua mái nhà trồi lên khiến ba sư đồ bị hất văng ra phía xa. Trong lúc hoảng loạn không dự phòng tiểu soái đã bị dị vật quấn chặt lấy thân khiến cô bé mặt mày tái xanh. Chuyển cảnh tới hạ phụ, lúc này ông ta đang ngồi bế quan luyện công pháp, xung quanh ông ta tụ lại những đường linh lực vàng kim quan mãnh liệt bao trùm lấy ông ta. Đột nhiên ông ta mở to mắt câu mày nhăn nhó, ông ta nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy những luồng linh khí đang tụ lại loại cảm giác này là gì vậy sau lưng ông ta ngay bây giờ đã triệu hồi thành công uy áp phật tổ như lai như lần này phật tổ có vẻ rất dễ gần giơ hai ngón tay lên xin chào tất cả mọi người họ phụ mừng rỡ giang tay ra vui mừng đây chính là sức mạnh thuần túy tuyệt đối ông ta mừng đến mức khóc nước nở không ngờ thật sự có công pháp có thể kết hợp hoàn hảo với cửu khúc hộ tâm trận đồ của nhà kho cho đi thật sự là rất đáng chờ đại công của mình luyện thành mình nhất định phải một bà tai đánh chết lũ khốn hay gọi mình là võ vương bát. Nhưng trong quyển này hình như còn nhiều chỗ khiếm khuyết, chờ lần sau lúc gặp A Vĩ Huynh mới thỉnh giáo thêm. Thế là ông ta tung tăng hát líu lo trở về viện phòng của mình, vừa vào tới cửa thì một tên thuộc hạ đã bước tới thăm hỏi, môn chủ, người bế quan kết thúc rồi sao? Hạ phụ vuốt râu nở một nụ cười tươi tắn, gần đây trong môn có chuyện lớn gì không? Bấm ông chủ mấy ngày gần đây trong môn đều tốt, ha ha vậy thì tốt, cùng lúc đó hạ y bước vào, cha đã bế quan xong rồi à hạ phụ liền vẫy tay liên tục y y bảo bối của ta mau đến đây cha cho con xem món đồ tốt ông ta xòe bàn tay ra ngay lập tức những luồng linh khí mãnh liệt tụ lại vào lòng bàn tay của ông ta dây sau đó những luồng linh khí tụ lại tạo thành một vòng kết giới hạ y nhìn thấy thì không có chút bất ngờ đây là cửu khúc hộ tâm trận mà nhưng hình như không có gì khác biệt hạ phụ liền giơ ngón tay lên đắc ý con hãy nhìn kỹ đi hạ y nghe xong thì quay mặt nhìn sang trái rồi nhìn sang phải nhìn kỹ cái gì chứ bỗng chốc dưới chân của hạ y xuất hiện một đóa kim liên khiến cô ta vô cùng bất ngờ đây đây là kim liên của nai nhật như lai ông ta nghe con gái mình nói xong thì há to mồm cười hài lòng ha ha đúng vậy đó cửu khúc hộ tâm trận này của ta tuy bị xưng là công pháp ngự định tuyệt thế nhưng công pháp này chỉ có thể ngự định không thể tiến công lúc nguy cơ đến khó tránh hơi bị động hạ phụ trầm đôi mắt xuống nhiều năm nay ta luôn tìm kiếm muốn tìm một công pháp có thể kết hợp với cửu khúc hộ tâm trận không ngờ nay thật sự tìm thấy rồi ông ta vui mừng hớn hở trong đầu óc liên tưởng tới thành quả sau này của mình thì hai mắt sáng rực trời ta luyện thành công từ nay cửu khúc hộ tâm trận của ta có thể công cũng có thể thủ hình ảnh đó tuyệt biết bao vui mừng một lúc thì hạ phụ quay sang hỏi nói chung tất cả đều phải cảm ơn a vĩ huynh đúng rồi gần đây a vĩ huynh tốt không cha muốn đích thân đến thăm hạ y thản nhiên đáp lời a vĩ ca hắn và đệ tử của hắn không còn ở dư hàng chấn nữa hạ phụ nghe xong thì học mốt tại chỗ ngã quỵ xuống đất a à, vĩ huynh sao đột nhiên không từ mà biệt nói sao cũng để ta tiễn một chặng đường chứ cơ duyên lớn như vậy lại ngắn như vậy ta hận đời quá thấy cha buồn bã hạ y vội vàng kể lại dành mạch câu chuyện mấy hôm trước con đi qua thăm hắn nha hoàn trông coi cửa hàng nói với con hắn và hai đệ tử cùng đi xa một chuyến lúc trước hắn từng nói muốn ghi danh cho đệ tử tham dự cuộc thi lần này cuộc thi chính thức vào hai hôm nay chắc hắn đi tham gia thi đấu với đệ tử rồi nghe vậy hạ phụ yên tâm đứng dậy phủi bụi trên quần áo con gái ngoan lần sau chúng ta nói chuyện có thể không ngưng thở được không, không phải đi rồi thì tốt. Lúc sau ông ta ngẩng mặt lên thắc mắc nói, nhưng y y sao con không nói với cha một tiếng, sớm biết A à Vĩ Huynh muốn tham gia thi thì cha cho cậu ấy mấy chỗ rồi, cuộc thi dự bị này khâm lắm. A à Vĩ Huynh có thể thông qua không, hạ y nghe xong thì cũng cạn lời với người cha của mình, cha bế quan tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma sao con gọi cha nỗi. Hạ phụ phớt lờ đi lời nói của hạ y nói thầm, cao nhân vân tâm nguyệt tính như A à Vĩ Huynh lại có hứng thú với cuộc thi như vậy, ông ta nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Chắc A Vĩ Huynh tuy tính cách lãnh đạm nhưng không nỡ nhìn ái đồ của mình trách thế tuyệt tục cùng mình, A Vĩ Huynh đúng là vị sư phụ tốt. Chuyển cảnh tới chỗ của ba sư đồ tử vĩ, dị vật đang nhìn chằm chằm vào vỏ kim khiến anh ta mặt mày xanh như đít nhái cả người run rẩy. Tiêu, tiêu rồi, tiểu soái lúc này bị quấn chặt bởi dị vật đó ngạt thở không dám hò hé. Ta khuyên qua rồi, nhóc con nhưng cậu đến làm gì chứ? Mụ ác ma kia nhìn chăm chú vào tiểu soái mồm ra miệng lép trực tiếp đầu hàng từ bỏ đi ta cũng không muốn ăn hiếp con nít thế nhưng tử vĩ không hề sợ hãi còn lấy tay chọc chọc vào dị vật kia thứ này cảm giác thật quỷ dị cùng lúc đó võ kim khóc bù lu bù loa chạy nhào tới hét lớn sư phụ sư huynh bị bắt rồi mụ kia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền thầm nghĩ cái tên mặt đầy ngu ngốc này sao vậy đứa bé này cũng chẳng phải đi cùng hắn sao hắn hoàn toàn không quan tâm nhìn thấy tử vĩ vẫn bình thản động vào dị vật mụ ra nói thầm người hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức võ giả nào Chẳng lẽ hắn là người thường, đột nhiên Tử Vĩ liếc mắt nhìn sang, chờ đã, đây chẳng phải là cảm giác của Smile sao? Mụ ta vô cùng ngỡ ngàng, không đúng không đúng. Đây là cuộc thi chính thức sao có thể có người thường trà trộn vào được, không chỉ có tên này ngay cả tên bên cạnh trên người cũng không có khí tức của người học võ. Chẳng lẽ họ tu luyện công pháp có thể ẩn giấu thực lực? Cô ta cay cú cắn chặt răng mặt toát mồ hôi lấm tấm, đúng vậy, chắc chắn là vậy, nhưng nếu đã đến tham dự thi sao còn phải ẩn giấu thực lực chứ? mặt khác võ kim đã bị dị vật dọa cho sợ đến mặt mày đen như nước ngoài mồ hôi đổ ra như mưa tuy sư phụ và công pháp của sư phụ đều rất lợi hại nhưng cái này là cuộc thi đạo kiếm ai so với ta trong nhóm người tùy tiện bắt một người đều là võ vương mấy tên tôm tép lúc nãy thì thôi đi có cô gái này nói sao cũng là một võ sư đỉnh phong tử vĩ đứng đối diện mụ kia nhìn thẳng mặt không e rè không hổ là sư phụ sư huynh bị bắt làm con tin rồi sư phụ vẫn lâm nguy bất loạn bóng lưng hùng tư này xoái quá Tử vĩ cầm lấy dị vật trong tay gặng hỏi, thứ này là được sinh ra hay sao? Hay là dùng nội lực hay chân khí ngưng tụ ra như hạ lão ca? Anh ta vội vàng lấy thọc tay vào áo lấy ra thứ gì đó, dù sao thì đứa bé tiểu soái đó không cần ta lo. Cơ hội hiếm có, mụ kia nhìn thấy thứ gì đó thì cắn chặt răng mặt mày tối sầm lại, hắn sắp ra tay rồi. Quả thật lúc này tử vĩ đã vác từ trong người ra một cây đồ long đao khổng lồ. Anh ta chừng mắt nhìn về phía mụ kia, nói chung chém một khúc xuống xem thử trước thì mới biết đao bén hay người bén ha 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 chuyển cảnh tới ông chú nghiện rượu ông ta vừa nhâm nhi chun cồn thượng hạng vừa phán sự đời không ngờ không ngờ sân thi tổ a à nhỏ bé này lại có võ thánh ông ta say xỉn đi loạn choạng trên con đường vỡ nát cười toe toét cao thủ như vậy không đào đến vô định tông bọn ta thì tiếc biết mấy lúc này trên mái nhà tiếng của ả ma nữ kia quát lên mẹ nó con người ngươi có bệnh à lão già vô tình đi ngang qua nghe thấy thì ngước mặt lên nhìn động tĩnh gì vậy nhỉ ả à ác ma kia cay cú chỉ tay vào mặt tiểu soái la toang toác giờ đứa bé này đang trong tay ta. Trong tay ta có con tin, ngươi có thể tôn trọng ta một chút không? Không tôn trọng ta thì thôi đi ít nhiều ngươi cũng tôn trọng con tin chứ. Ngươi có tin là ta lập tức giết chết con tin không? Đừng có lao cá với bà mày. Ông già xỉn rượu nhìn thấy thì nói thầm, bà chăn sáng nay xem thường người khác đó à, khi thế này rất đủ. Hay lắm, xem bộ dạng chắc là một võ vương sơ cấp, đột nhiên ông ta phát hiện được điều gì đó thì liếc mắt nhìn sang. Ông ta thấy tiểu soái đang bị trói bên trên liền nghĩ, chờ đã, đây chẳng phải là đứa bé lúc sáng sao người lớn nhà nó đâu rồi đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên từ mái nhà phát ra tiếng canh canh như có người đang chặt thứ gì đó khiến ông ta giật mình sởn gai óc tử vĩ đứng bên trên mái nhà ra sức dùng đồ long đao chặt đứt dị vật quỷ quái đang quấn lấy tiểu soái chém không đứt nỗi sao không phải chứ đao này lúc mở hạt óc chó dùng rất tốt mà nghe vậy võ kim liền giơ lên một con dao găm sư phụ người dùng cây này thử xem cây đao này con bỏ rất nhiều tiền mới mua được Lão già nghiện rượu đứng bên dưới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vểnh tai lên ngóng chuyện. Tử vĩ quyết không bỏ cuộc đưa đao ra phía sau lấy đà há to mồm la lớn. Đồ đệ đừng sợ vi sư đến cứu con đây. Võ kim buồn bã khóc nức nở chỉa dao găm vào mặt mình. Sư phụ, đều trách con không bảo vệ tốt sư đệ. Nếu sư đệ xảy ra chuyện thì người dùng cây dao này giết con đi. Lão già say xỉn đứng bên dưới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trừng mắt há mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nặng tai nghiêm trọng. À ác ma tức giận mặt mày tối sầm lại cắn chặt răng nhăn nhó, đáng ghét, vậy thì đừng trách ta giết con tin. Đột nhiên một luồng linh khí lướt ngang quay cắt đứt đi dị vật của ả à ta khiến mụ bất ngờ quay sang nhìn, sau đó thì xuất hiện một đôi bàn chân đang đạp đất nhảy vụt lên. Thì ra là lão già say xỉn, ông ta ôm lấy kiểu xoái quát lên, bà chân này sao vậy, đứa bé nhỏ như vậy cũng ăn hiếp cho được. Sân thi tổ A à mấy trăm người cô lại cứ muốn lấy bài của ba người này, chuyên chọn người yếu ăn hiếp à. Cô không thể đi cướp của người khác sao, à ác ma nghe xong thì tức giận bốc lửa, lão già mất nết này. Ông từ đâu nhảy ra vậy? Ông tưởng tôi không dám cướp của người khác sao? Bài của mấy trăm người ở sân thi gần như bị cướp sạch rồi. Còn nữa, con mắt nào của ông thấy ta đang ăn hiếp con nít chứ? Rõ ràng là người đàn ông đó đang gây hứng với ta. Lão già quyết không nhịn nhục đấu khẩu tới cùng. Hai con mắt của ta đều nhìn thấy. Người ta ngay cả tụ khí hóa hình cũng không biết. Chỉ có thể cầm đao ở đây chém. Cô xem người ta đáng thương biết mấy. Đao chém đến sức mẻ luôn rồi. À ác ma nghe xong thì tức giận thắng chặt răng. Mụ ta la lên a a ha, bà đây chịu đủ rồi, thế là bà ta dùng chiêu phệ hồn bí thuật ngay lập tức những linh khí trên người ả à ta tụ lại vây lấy toàn thân mụ ta. Dây sau những luồng linh khí tấn công tới chỗ của lão già say xỉn, ông ta nhanh chân nhảy vụt lên né được một đòn. Cùng lúc đó tụ khí hóa hình đã tóm lấy và cuốn chặt tử vĩ, kim võ nhìn thấy thì giật mình hai mắt lòi ra như hai quả trứng gà. À ác ma chừng mắt nhìn về phía trước nở một nụ cười đắc ý, ha ha ha, ẩn giấu thực lực ở đây chưa ta phải không? ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào. Lão già say xỉn đáp xuống mái nhà bên cạnh nhìn chầm chầm vào à ta, bà già này thế mà lại biết phệ hồn bí thuật. Lần này e là không hay rồi, nhìn thấy bộ mặt kinh hãi của lão già tiểu soái quay sang thản nhiên nói, lão già già, sư phụ con rất lợi hại sẽ không có chuyện gì đâu, lão già nghe xong thì mặt đỏ ửng rớt nước mắt, ta hiểu, ta hiểu cả, ở trong mắt đệ tử sư phụ luôn là sự tồn tại lợi hại nhất và đáng tin nhất. Hắn đúng là sư phụ tốt, vì cứu con ngay cả đau cũng bổ rồi, lão già liếc mắt nhìn sang tử vĩ lo lắng nhưng một khi phát động phệ hồn bí thuật thì không thể tùy ý cắt đứt người bị phệ hồn sẽ bị rút đi nội lực mãi đến lúc đan điền trống rỗng trở thành phế nhân sư phụ của con lần này e là lành ít dữ nhiều rồi thì ngay lúc này tụ khí hóa hình quấn lấy tử vĩ bỗng nhiên từ từ nhà ra lão già say xỉn và à ác ma bất giác quay sang nhìn à ác ma nhìn thấy thứ gì đó thì vô cùng bất ngờ sao lại như vậy không thể nào phệ hồn bí thuật chỉ có thể thất bại trong hai trường hợp một đối phương là người bình thường một chút căn cơ cũng không có, không có bất kỳ nội lực nào. Hai, thực lực của đối phương vượt xa người sử dụng phệ hồn bí thuật, thế nhưng Tử Vĩ lại thoát ra một cách dễ dàng còn trình mắt nhìn về phía trước tỉnh như rồi. Cô cũng không chặt mình còn tưởng đáng sợ lắm chứ, ngay giây phút Tử Vĩ thoát ra được cũng là lúc phệ hồn bí thuật phản phệ công lực lên người cô ta, khiến cô ta thổ huyết tại chỗ. À ta nhất quyết không tin vào sự thật nên nhìn chằm chằm về phía Tử Vĩ, thằng nhóc ác này rốt cuộc là ai? lão già chứng kiến cảnh tượng đó thì cũng vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này. Không phải chứ, đột nhiên một bàn chân của ai đó nhảy vụt lên, thì ra là em gái xinh đẹp. Cô ta nhảy vụt lên ôm lấy tử vĩ khiến anh ta há hốc mồm kinh ngạc, tiểu vĩ nhìn chầm chầm vào mặt cô gái gặng hỏi, cô là ai vậy? Em gái nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà trước mặt tất cả mọi người, sau đó cô ta ôm chầm lấy tiểu vĩ vẻ mặt vô cùng hưng phấn cười tươi như hoa gọi lớn. Chủ nhân chủ nhân, cô gái nhìn chầm chầm vào mặt của tiểu vĩ thì hai má đỏ ửng, đều trách ta đến quá muộn hại chủ nhân phải đích thân ra tay, nhưng chủ nhân, người vẫn đẹp trai như vậy giải quyết kẻ địch một cách dễ dàng, dứt lời em gái đưa ra chiếc nhẫn cho tiểu vĩ. Chủ nhân, người xem trong nhẫn này đúng lúc có 520 miếng bài của người tham dự, tượng trưng cho tình yêu của ta đối với người vĩnh viễn không bao giờ cạn. Thế là em gái quỳ xuống trước mặt của tiểu vĩ hành lễ cầu hôn, người ẩn giấu thân phận tham dự cuộc thi này chắc chắn là vì có thể gặp được tam đại tông phải không? Không hổ là chủ nhân của ta, quả nhiên quỷ kế đa đoan tiểu vĩ nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái mồ hôi đổ như mưa nhìn bộ mặt ngu ngơ của tiểu vĩ em gái quay sang khóc nức nở người quả nhiên vẫn còn đang giận ta sao lúc trước người đều gọi ta là tú nhi lúc này anh ta nghe xong thì mặt còn ngu hơn lúc nãy cái đó tú nhi cô đi theo ta từ khi nào vậy tú nhi liền hớn hở đáp lời đương nhiên là bắt đầu từ sau khi người cứu ta bị trọng thương lúc đó ta vừa nhìn đã nhận ra khí tức của chủ nhân rồi tiểu vĩ hiếu kỳ tiếp tục hỏi Vậy cuộc thi dự bị hắc huyền sâm và một đống đồ tiểu soái nhặt được đều là do cô len lén để đó sao? Đương nhiên, ta có giúp được gì cho chủ nhân không? Tử vĩ nghe xong thì nhìn Tú Nhi chăm chú mỉm cười. Đương nhiên, cô đã giúp ta một việc lớn rồi. Anh ta xoa đầu Tú Nhi bày tỏ cảm xúc khiến cô ấy đỏ mặt bừng bừng ngài ngùng. Tiểu vĩ ngẩng mặt lên trời nói thầm. Chả trách luôn có cảm giác phía sau có người nhìn mình. Thì ra là nha đầu này, nhìn bộ dạng của nha đầu này chắc quan hệ của cô ấy và chủ cũ rất thân cận. Không biết lúc trước cô ấy làm sao tiếp xúc với chủ cũ, mình không lộ đấy chứ. Tú Nhi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tử Vĩ thì lên tiếng: Chủ nhân, cảm giác lần này sau khi người đổi thân phận dịu dàng hơn trước nhiều. Tuy nhiên chủ nhân hung dữ lúc trước ta cũng rất thích. Võ Kim đứng phía sau lưng khóc rướt mướt: Sư phụ, người không sao chứ? Lúc nãy dọa con chết khiếp rồi. Nghe vậy lão già say sỉn cười lớn: Ha ha ha, sư phụ người không sao, có thể khiến một võ vương sơ cấp sử dụng phệ hồn bí thuật phản phệ tiểu tử cậu giấu sâu thật đấy lão già say xỉn trồng đôi mắt sắc lệnh nhìn chằm chằm về phía trước thầm nghĩ tuy chỉ có một hơi thoáng qua nhưng khí tức trên cấp võ vương đó đúng là nhắm vào hướng này lúc trước nhìn tiểu tử đó bị bắt ta cho rằng là bà trần nó đang ăn hiếp người quên mất người có thể tham dự cuộc đại thí này sao có thể là phàm phu tục tử được tiểu tử này cho dù đối mặt với khốn cảnh đệ tử bị bắt cũng không bằng lòng để lộ thực lực ra tay đả thương người chỉ lấy cây đao không nặng không nhẹ cảnh cáo bà trần đó thậm chí đối mặt với bà trần đó sử dụng thuật phản phệ tiểu tử này cũng không sợ địch bất động ta bất động rất thích hợp với vô định tông chúng ta thế là ông ta nhe răng cười nham nhở hà giống tốt như vậy nhất định phải dụ sang đây Rút suy nghĩ ông ta liền làm bộ mặt bỉ ổi ánh mắt thất thần nụ cười ngờ nghịch gặng hỏi tiểu tử cậu tên gì vậy nhìn bộ mặt vô sỉ không ai bằng của lão già say xỉn tử vĩ tím tái mặt mày nói thầm tên này có lai lịch gì sao trông hắn còn phản phái hơn ta nữa tú nhi nhìn thấy thì quay sang ngỏ ý chủ nhân có cần ta giải quyết hắn không nghe xong thì tiểu vĩ ngơ con mẹ nó ngác Cô quen hắn sao? Tú Nhi trầm mặt xuống ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía trước. Ta quen hắn nhưng hắn không có tư cách quen ta. Nếu ta nhớ không lầm, hắn là tam trưởng lão của vô định tông, người trong giang hồ xưng là túy hoa thiên tôn, tử vĩ nhíu mày đơ mặt ra. Vô định tông, một trong tam đại tông sao? Đúng vậy, chính là vô định tông đó, lúc trước người chê họ quá nghèo và lại đệ tử phân tán. Lúc phát chiến thư cho các tông môn đã trực tiếp bỏ qua vô định tông, tử vĩ nghe xong thì hơi bất ngờ về bản thân của mình, cái này cũng có thể bỏ qua. Lúc trước ta hống hách vậy sao? Tú Nhi tiếp tục tường thuật lại câu chuyện, sau khi các tông môn khác nghe thấy chuyện này nghi ngờ vô định tông cấu kết với ma giáo. Nếu không phải vô định tông có ba vị trưởng lão võ hoàng đỉnh phong kỳ tọa chấn, e là không cần chúng ta đi đánh tự họ đã nội chiến rồi. Nhưng, nhớ năm đó thời kỳ đỉnh thịnh của ma giáo, cho dù toàn bộ cao thủ của tam đại tông cùng lộ diện cũng không thể làm lay động ma giáo chút nào, tuy nay tạm thời xa sút nhưng ta tin chỉ cần có chủ nhân ở đây thì mọi thứ sẽ lại bước vào chính đạo. Túy Hoa Thiên Tôn đứng bên này nhìn sang thì thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ. Ông ta biểu môi nhăn mặt, họ đang nói cái gì vậy chứ? Thế là ông ta liền giả vờ lên tiếng, tiểu tử, ta đang hỏi người đấy. Không biết ngươi tên gì, có tông môn chưa hoặc bái người nào rồi. Tử vĩ nghe thấy gì lách mặt sang nở một nụ cười tự tin. Anh ta tiến lại chắp tay chào hỏi, tại hạ lý tử vĩ, cảm ơn tiền bối lúc nãy ra tay giúp đỡ, không biết tiền bối xưng hô thế nào lão già say xỉn nghe thấy thì há miệng cười lớn con cái nhà ta đều gọi ta là lão đầu cậu gọi thế nào thuận miệng thì gọi tử vĩ niềm nở mỉm cười ấy ra vậy sao mà được chứ tú nhi nhìn thấy sự hòa đồng của tử vĩ thì nước mắt hai hàng thầm nghĩ chủ nhân lúc trước khi nào cần phải đích thân chu toàn với người ta trong khoảng thời gian mình đi tìm chủ nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đang buồn bã thì võ kim bước tới gọi cô nương gì đó ơi tú nhi giật mình quay người lại nhìn anh ta đặt tay ra sau gáy chào hỏi cô tên gì vậy cô quen với sư phụ ta sao tú nhi nhìn bộ mặt của võ kim thì im lặng một lúc rồi quay mặt ra chỗ khác không thèm trả lời tú nhi tối sầm mặt vẽ mặt đầy khó chịu đáng ghét nếu không phải ta không thể bảo vệ bên cạnh chủ nhân thì ngài ấy đâu cần phải ở với mấy tên xấu xí này chứ tú nhi ưỡn vựa trái cây của mình ra tự nghĩ tự ngại ngùng căn cốt của ta là tốt nhất chủ nhân lại xuất sắc như vậy con của ta và chủ nhân chắc chắn cũng sẽ là thiên tri kiêu tử chỉ cần chủ nhân bằng lòng ta đụng là trụng luôn he hơ lão đầu im lặng quan sát nãy giờ thì lên tiếng ông ta chỉ tay vào người tú nhi gặng hỏi nha đầu này ở cùng các người sao ông ta đột nhiên khó chịu cau mày cau mặt thầm nghĩ nha đầu này tuy không che đậy thực lực nhưng khí tức quanh người lại rất quỷ dị khiến người ta không nắm bắt được thế là tử vĩ bước tới giới thiệu cô ấy là em họ của ta ta và cô ấy cũng nhiều năm chưa gặp không ngờ có thể gặp được ở đây cô gái này không thích nói chuyện với người lạ xin tiền bối lượng thứ lão đầu nghe xong thì phì cười thì ra là như vậy người quen là được chắc các ngươi cũng biết đại thí này là do Tam Đại Tông cùng tổ chức, mục đích là vì tập kết cao thủ các đường trong giang hồ so tài võ nghệ. Nhưng mục đích cơ bản nhất thực ra là để lôi kéo năng nhân dị sĩ, ông già ta thấy mấy đứa khác là thuận mắt. Không biết các ngươi có hứng thú gia nhập vô định tông không, tử vĩ không một chút ngần ngại liền giơ tay lên từ chối thẳng thừng, đa tạ nhưng ta không có hứng thú cho lắm. Nghe câu trả lời của anh ta võ kim đứng phía sau mặt mày tái xanh, trời má, là vô định tông đó sư phụ. Một lúc sau tử vĩ ngồi kiệu trở về, bên trong kiểu phát ra một tiếng hét lớn cậu từ chối lời mời của tam trưởng lão vô định tông sao tử vĩ nhâm nhi miếng điểm tâm thản nhiên đáp lời đúng vậy hắn không biết vì sao sống chết cứ muốn ta dẫn tiểu soái gia nhập vô định tông mộng thiên thu cau mày hỏi lại một lần nữa vậy cậu thật sự không đi sao tất nhiên là không đi chả có tí hứng thú nào dây sau anh ta liền tươi cười đưa ra ý kiến so với làm đệ tử vô định tông ta càng muốn làm lý tử vĩ người sáng lập ra môn phái nào đó bái vào môn hạ của người khác tuân thủ quy tắc của người khác không có ý nghĩa chi bằng sáng lập một môn phái của mình tư diêu khoái hoạt suy nghĩ của ngươi cũng có chút thú vị đấy sau đó mộng thiên thu đơ mặt ra nói thầm hắn nói không sai ngoài ra thế nhân đều xưng ta là thánh nữ vạn cổ các lại có mấy ai nhớ đến tên thật của ta chứ tên này trong không thông minh nhưng lại nhìn thấu tất cả mọi chuyện hơn ai hết tử vĩ nhìn mộng thiên thu nở một nụ cười nham nhở sau đó anh ta trợn cặp mắt nhìn lên thầm nghĩ tiêu đề này vừa xem đã rất thu hút người ta bấm vào đến lúc đó ta mới thừa cơ hội tuyên truyền ta còn sợ không ai biết đến tân ma giáo của ta sao, nhưng phải suy nghĩ ra một cái tên nổi bật mới được, không thể gọi là ma giáo. Lát nữa gọi Tú Nhi ra bàn với cô ấy, một lúc sau đoàn kiệu của tử vĩ đã trở về tới khách điếm của anh ta, tên thuộc hạ vui vẻ nói vọng vào kiệu, đại nhân. Đến nhà rồi, tử vĩ vội vàng bước xuống kiệu chào tạm biệt mộng thiên thu, cảm ơn thành nữ đại nhân đưa ta về. Có muốn vào trong cửa hàng uống ly trà không? Mộng thiên thu nghe xong thì vô cùng bất ngờ, cậu còn mở cửa hàng sao? chưa kịp trả lời thì đột nhiên trên trời pháo hoa bắn lên rực rỡ tử vĩ giật mình liếc mắt nhìn sang nữ hầu hạ thân cận của võ kim bước ra hai bên của cô ta là đám thuộc hạ đang xếp hàng nghiêm chỉnh chào mừng đại nhân trở về đám thuộc hạ ngay xong liền đồng thanh đọc lớn cung trúc đông ra khải hoàn trở về đông ra anh minh thần võ giáp quán thiên hạ nữ hậu bước tới trước mặt tử vĩ thăm hỏi đại nhân thiếu gia nhà ta đâu nô tỳ có chuyện muốn nói với người tử vĩ liền chỉ ngón tay về phía sau thiếu gia nhà cô ở trong xe ngựa đằng sau đó Cùng lúc đó Hạ Y và Hạ Phụ cùng nhau xuất hiện. Vừa thấy tiểu vĩ Hạ Phụ liền gọi, A Vĩ Huynh, ông ta bước lại nắm lấy tay của tử vĩ cười tươi phấn khích, mấy hôm không gặp như cách ba thù. Cuối cùng Huynh cũng về rồi, Hạ Phụ tỏ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, tuy kết quả chưa ra nhưng ta tin hạng nhất nhất định chắc chắn sẽ là của A Vĩ Huynh. Sáng sớm ta đã chờ ở đây chỉ vì có thể đến chúc mừng đầu tiên, lúc này Mộng Thiên Thu đã xuống kiệu từ bao giờ. Cô đứng chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúng túng gọi, Hạ, bác Hạ, cô ta toàn thân hóa đá trừng mắt há mồm, chuyện này là sao, đây có còn là bác hạ mà ta quen không? Hạ y nhìn thấy thì bước lại chào hỏi, mộng thiên thu sao cô lại ở đây, thiên thu chỉ tay về phía hạ phụ. Tôi mới phải hỏi câu này, sao các người lại ở đây, các người quen nhau à? Hạ y dõng dạc đáp lời, đương nhiên quen, đây chính là người lúc trước con nói với cô. Giới thiệu một chút, vị này là Lý Tử Vĩ, à Vĩ. Mộng Thiên Thu nghe xong thì tức giận, trọng điểm là giới thiệu tên sao, đùa gì chứ. Chú Hạ là người đàn ông già chững chạc được công nhận, ở trước mặt tên này sao lại có bộ dạng này chứ? Hạ Phụ nghe xong thì quay sang đáp lời. Nha đầu thiên thu, tuy con là thánh nữ vạn cổ các nhưng giang hồ này thực lực vi tôn, A à Vĩ Huynh ngay cả lần đầu gặp mặt ta cũng phải xưng một tiếng cao nhân. Lúc con nói chuyện với Huynh ấy sao có thể không khách sáo như vậy? Mộng thiên thu nhắm chặt mắt gượng cười, nhưng chú Hạ à, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Xưng huynh đệ với một thanh niên hình như không thích hợp thì phải, thế nhưng hạ phụ không những không thay đổi cách sừng hô còn nói thêm vài lời tục ngữ nói rất hay học vô thường sư năng giả vi sư nếu không phải a vĩ huynh không cho bảo tao gọi một tiếng cha cũng được hạ phụ bây giờ đã hoàn toàn bị che mắt trong đầu ông ta chỉ toàn hình ảnh tử vĩ mà thôi nói thật nếu không có a vĩ huynh đời này võ nghệ của ta e là không thể đột phá nữa a vĩ huynh vị thần duy nhất của ta mộng thiên thu nghe xong như rối loạn tiền đình quay sang hỏi hạ y cha cô rốt cuộc bị sao vậy y y trạng thái tinh thần này của ông ấy bình thường không hạ y quay sang mỉm cười đáp lời không sao đâu ông ấy chỉ đơn thuần là do hưng phấn quá độ thiên thu nghe thấy thì tức máu dồn lên não la lớn hưng phấn quá độ sao chú hạ thật sự đột phá võ nghệ là dựa vào a vĩ huynh của ông ấy sao đúng vậy cô còn nhớ cửu khúc hộ tâm trận của cha ta có điểm yếu gì không mộng thiên thu trầm mặt xuống đương nhiên nhớ cửu khúc hộ tâm trận là công pháp phòng ngự thượng đẳng nhưng không có thủ đoạn tấn công hơi bị động Mộng Thiên Thu tụ linh khí vào lòng bàn tay nói tiếp, tuy chú hạ luôn muốn tìm một công pháp có thể kết hợp với nó nhưng công pháp này sao có thể dễ dàng tìm được. Đừng nói là cửu khúc hộ tâm trận của chú hạ, có được thì có mất, thế gian có mấy công pháp có thể hợp lại một. Hạ Vũ không quan tâm lời Mộng Thiên Thu nói quay sang vui vẻ trò chuyện với Tử Vĩ, "À đúng rồi A à Vĩ huynh, có thể xem giúp ta chiêu này của ta có vấn đề gì không?" Một lúc sau tại viện phòng của Tử Vĩ, Mộng Thiên Thu ôm đầu rối loạn tiền đình thầm nghĩ, tại sao lại thành ra như vậy? thì ra tên này chính là người khả nghi mà y y từng nhắc đến sao hình như có đúng là từng nhắc qua bên cạnh người đó còn có một đứa bé nhỏ tuổi thấy thiên thu thần hồn hoảng loạn hạ y bước lại nhẹ nhàng nói thiên thu cô cô không biết tuy a vĩ không chịu để lộ thực lực nhưng anh ấy thật sự rất lợi hại nếu để anh ấy gia nhập thiết y môn vậy đối với thiết y môn mà nói như hổ mọc thêm cánh vậy thiên thu nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái tình hình này xem ra không chỉ là y y ngay cả chú hạ cũng bị tên này tẩy não rồi cơ mà nhìn cái tên thân hình gầy gò ốm yếu đó mới bao lớn hắn có thể lợi hại đến cửa nào chú hạ là một võ thánh còn cần tìm loại người này thỉnh giáo còn nữa ta lại đem tính vật cho một người có lai lịch bất minh ta có thể lấy lại không lúc này hạ phụ đang thi triển công pháp vừa học được ông ta niệm quyết chừng mắt há mùng trong thật ngầu lòi ông ta trưởng tay về phía trước sau lưng ông ta một vòng linh khí tụ lại nhung thanh kiếm kim quang vây quanh ánh sáng đó chiếu rọi vào mặt của mộng thiên thu khiến cô ta bất ngờ cắn chặt răng Vài giây sau đó ngay trên đầu ông ta xuất hiện uy áp bàn tay khổng lồ của Phật Tổ Như Lai, dưới chân ông ta là một đóa kim liên sáng rực. Bàn tay khổng lồ đó đập mạnh xuống đất tạo nên một trận động đất rung động cả một khu rừng. Trong tích tắc mặt đất trong sân nhà của Tử Vĩ đã để lại một dấu ấn để đời, Hạ phụ vui vẻ khoe công phu của mình cho Tử Vĩ, "A Vĩ huynh xem thế nào?" Tuy không có uy lực lớn như đứa bé đó nhưng cũng xem như có chút hình hài, nhìn bộ mặt của Tử Vĩ lúc này Hạ phụ thầm nghĩ, "A Vĩ huynh đang nhíu mày." a à, vĩ huynh nhíu mày là sao hạ phụ nhìn vẻ mặt đầy sắc khí của tử vĩ thì toát mồ hôi hột đôi chân mày nhíu chặt biểu cảm nhẫn nhịn này lẽ nào biểu hiện của mình tệ đến mức a à, vĩ huynh phải suy ngẫm mới có thể mở lời sao nhưng vẻ mặt lạnh như băng của tử vĩ chỉ là hình thức bên ngoài thật ra bên trong anh ta vô cùng hoảng loạn tiêu rồi một công pháp không hoàn chỉnh cũng có thể luyện ra đây là người ở thế giới đối địch mình đây chẳng phải là mang đá đập vào chân mình sao nhưng nếu mình luôn duy trì tác phong hành sự hoàn toàn giống với chủ cũ vậy chẳng phải họ vĩnh viễn cũng không nghi ngờ mình sao? Anh ta cau mày trừng mắt nhìn về phía trước nở nụ cười nham nhở, dù sao thì chủ cũ hành động khoa trương. Bây giờ mình ở trong mắt họ chẳng qua là một người bình thường vô hại, hơn nữa, chiêu binh mãi mã cũng phải có vốn. Bỏ chút công pháp phiên bản nhỏ ra thu hút người gia nhập cũng không tệ, thiên thu sững sờ mặt mày toát mồ hôi, cô ta nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn không thể nào tin nổi. Đây là chuyện không thể nào, sau đó cô ta liếc mắt nhìn sang hạ y, chẳng lẽ lời y y nói đều là thật. Chuyển cảnh tới một tẩm điện ở nơi nào đó, một cô gái đang nằm sải dài trên chiếc ghế trước mặt cô ta là Mộng Thiên Thu đang quỳ gối kính lễ. Cô gái kia cầm hắc huyền sâm trên tay mỉm cười nói, "Có mấy thứ này thánh thượng đó cũng nên yên lặng một thời gian rồi, chỉ là không biết nhiều hắc huyền sâm thượng phẩm như vậy, vét hết kho của bao nhiêu người." Nghe vậy Mộng Thiên Thu đáp lời, bẩm chủ mẫu, "Số hắc huyền sâm này đều do một người cho, một người cho sao?" Thiên Thu liền vội vàng nói rõ ngọn nguồn sự việc. "Đúng Ban đầu tôi nghi ngờ người đó là vì lấy lòng vạn cổ các nhưng hắn không lấy gì cả. Chỉ đòi ba vị trí thi chính thức với tôi, sau cuộc thi tôi đưa họ về dư hàng chấn mới phát hiện người này không ổn, chú hạ thân là võ thánh lại rất cung kính với người này. Ngay cả cửu khúc hộ tâm trận cũng đột phá dưới sự giúp đỡ của hắn, tôi đang suy nghĩ nếu hắn có cách khiến cho cửu khúc hộ tâm trận dung hợp với các công tác khác có phải chúng ta cũng có thể. Chưa kịp nói hết thì cô gái kia lên tiếng cắt lời, thôi được rồi, cô gái kia làm bộ mặt khó chịu, thiên thu chẳng lẽ cô quên thân phận của mình rồi sao cô ta cao có tức giận ngồi bật dậy người nuôi cổ trùng không được học võ cô muốn học võ cũng phải hỏi cổ trùng trên người cô có đồng ý không còn nữa cô là thánh nữ vạn cổ các sao có thể kết giao với người ta một cách dễ dàng như vậy mộng thiên thu nghe xong im lặng không trả lời dây sau cô ta ngẩng đầu nói lớn nhưng chị vũ có thể tu luyện còn tu luyện thành võ vương chị ấy không những có thể tu luyện còn tuyển nhiều mỹ nam bồi bên cạnh ta chỉ là cảm thấy người này không đơn giản muốn kết giao mà thôi chủ mẫu nghe xong thì vô cùng tức giận há to mồm toát lớn hỗn xược cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm thiên thu ta hiếm khi khen ngợi cô ngược lại cô còn muốn cãi với ta chủ mẫu vô cùng tức giận câu mày câu mặt chỉ tay vào mặt thiên thu chất vấn cô ấy đặc biệt cô khác với cô ấy lần này chị vũ của cô tham gia đại thí bị nội lực phản phệ hôn mê đến nay cuộc thi của tổ a do cô phụ trách phải không làm rõ việc này cho tôi tôi muốn xem thử là ai dám động vào người của vãn cổ các ta thiên thu nghe xong thì cúi mặt buồn bã chủ mẫu càng lúc càng tức tối kịch liệt hơn gắn chặt răng gặng giọng nói ngay cả người của ta cũng dám ăn hiếp ta nhất định phải lột ra tên này xuống ngay lúc này ở trên một phiên chợ trong trấn một đám thanh niên đang ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau nghe nói hạng nhất cuộc thi thí võ lần này là người của dư hàng trấn chúng ta sao có thể trong trấn của chúng ta đều là tản nhân có thể có mấy người lợi hại kia chứ một anh thanh niên đứng ra mạnh dạn phát ngôn lời không thể nói như vậy tuy chỗ của chúng ta nhỏ nhưng nhân vật lớn rất nhiều cậu xem hạ môn chủ của thiết y môn, nói đến tuần tra, kết quả sau khi đến thì không bằng lòng đi nữa, một lão nương đi tới mỉm cười nói. Được rồi, hơn nữa gần đây chấn của chúng ta rất đông vui, kinh doanh trong cửa hàng của ta cũng tốt hơn không ít, đang trò chuyện với nhau thì đột nhiên từ phía sau một tiếng nói vọng tới. Mạo muội làm phiền một chút, một đường tăng đi cùng với một chú tiểu bước tới, xin hỏi trên chấn này có chỗ nào có thể mượn tá túc không? Lão nương nghe thấy thì cũng không chút ngần ngại mà chỉ dẫn. Gần đây người đến chấn chúng tôi nhiều, khách điếm chắc là ở đầy cả rồi, chắc đệ nhất khách điếm còn phòng trống, nhưng khách điếm đó khoảng thời gian trước đã đổi chủ, khoảng thời gian này đang tu sửa. Chú tiểu đáng yêu chỉ tay về phía thanh niên bán kẹo hồ lô hớn hở, đại sư huynh, ta muốn ăn cái này, đường tăng liền lấy ra hai miếng vàng, trước khi xuống núi tiền sư phụ cho không đủ xài nữa. Ngươi tiết kiệm chút đi, chú tiểu cầm hai đồng vàng hớn hở chạy tới mua kẹo còn đường tăng đứng phía sau thì cả một bầu trời tối sầm lại, muốn về quá đi. Đường tăng mặt mày mày xanh như đít nhái, lại đến cuộc thi dự tuyến gì đó xem náo nhiệt, lại chạy đi hỏi thăm trưởng lão Tam Đại Tông, xuống núi một chuyến mệt thật, muốn về gõ mõ quá đi. Đột nhiên thứ gì đó khiến anh ta mở to mắt bất ngờ, trước mắt đường tăng là tiểu soái đang đưa cho lão nương kia một giỏ hoa quả, hoa thẩm, tôi đến đưa trái cây cho người. Ngoài ra sư để bảo ta chuyển lời, lát nữa có thể đưa đồ đến khách điếm, lão nương liền xoa đầu tiểu soái vậy lát nữa ta mang qua, cửa hàng tu sửa thế nào rồi? Khi nào khai trương, ngày mai là khai trương rồi thẩm nhớ đến ủng hộ lúc này trò chuyện xong thì hoa thẩm chỉ tay về phía hai sư đệ đường tăng đúng rồi đúng lúc vị đại sư này muốn tìm chỗ dừng chân chuyển cảnh tới một khách điếm một thanh niên đang treo bảng hiệu sửa hàng bên dưới là mộng thiên thu đang quan sát và chỉ đạo bên trái chút bên phải chút xuống xuống được dừng lại ở vị trí này tử vĩ bước ra từ trong khách điếm gãi đầu ngại ngùng ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng phải làm phiền thánh nữ đại nhân thật là ngại quá lý tử vĩ Lúc nào rồi mà cậu bây giờ mới dậy vậy, anh ta đã ngáp ngắn ngáp dài. Gần đây ngày nào cũng bận, mệt hơn đi làm nữa, khó khăn lắm mới được nhàn một lúc đương nhiên phải ngủ nướng. Nói xong anh ta quay sang hỏi Thiên Thu, thánh nữ đại nhân, chẳng phải người về phục mệnh rồi sao? Cuộc thi kết thúc người còn muốn tiếp tục ở lại dư hàng trấn sao? Thiên Thu lập tức quay mặt xong chỗ khác giận dỗi. Hừ hừ, bổn thánh nữ qua lại tự do, thích ở đâu thì ở đó, thật ra khó khăn lắm mới có cơ hội ở ngoài chơi một lát ta mới không về. Thiên Thu quay sang ngẩn mặt hỏi chuyện, nói ra thì cậu ở trong tổ A có gặp qua người khả nghi gì không? Tử Vĩ nghe xong thì chột dạ giật mình bật ngửa ra phía sau, người khả nghi hả? Anh ta tối sầm mặt toát mồ hôi hột trả lời qua loa. Nói thật tôi cảm thấy điều rất khả nghi, sao cô ấy được nhưng lại hỏi cái này nhỉ? Thân phận của Tú Nhi chắc không bị nhận ra mới đúng. Hai người họ ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua, Mộng Thiên Thu nhìn chăm chú vào Tử Vĩ khiến anh ta mồ hôi đổ như mưa. Quay đi ngoảnh lại người đáng nghi nhất vẫn là ở ngay trước mắt, đột nhiên thiên thu nhắm chặt mắt thở dài vậy cũng đúng cuộc thi tổ a phần lớn là tản nhân giang hồ bọn họ cảm thấy đối phương đáng nghi cũng là chuyện bình thường mộng thiên thu tiếp tục tra hỏi vậy thì cậu có từng gặp một người đàn bà có thể sử dụng dây leo không bên cạnh cô ta có mấy tên mỹ nam đi theo độ nhận thức chắc là khá cao tử vĩ nghe xong thì trong đầu anh ta liền hiện lên hình ảnh của ả ác ma trùng hợp thay khi quả thật cô ta cũng đi cùng với một đám đàn ông và chiêu thức của cô ta cũng là sử dụng dây leo tử vĩ thay đổi sắc mặt xấu ma chê quỷ hơn người đàn bà đó không phải người qua đường sao lại còn có kịch à thế anh ta đành liều một phen đánh chống lảng mạo phạm hỏi hay là cô nói trước người đàn bà này là ai mộng thiên thù cũng không ngần ngại mà đáp lời người đó là đệ tử của vạn cổ các chủ mẫu rất xem trọng cô ta nhưng cô ta lại bị trọng thương trong cuộc thi lần này nội lực phản vệ hôn mê đến giờ chủ mẫu nổi giận ra lệnh tìm bằng được người ra tay nhưng người tham dự cuộc thi tổ a à, sau khi cuộc thi kết thúc thì mạnh ai nấy đi ta chỉ có thể đến hỏi cậu trước tử vĩ nghe xong thì gượng cười thì ra là vậy anh ta cúi mặt xuống lo lắng mồ hôi toát ra lấm tấm nội lực phản phệ không lẽ là do ta làm sao nhưng ta vốn không ra tay nội lực của cơ thể này mạnh như vậy sao lúc này tiểu soái đã đưa hai huynh đệ đường tăng trở về sư phụ con về rồi con dẫn mấy vị khách về a à, là cậu người dẫn một đứa bé tham dự cuộc thi dự tuyển tử vĩ méo biết chuyện gì đang xảy ra cũng giơ tay lên chào hỏi Ô ồ không ngờ lại gặp mặt nhưng thật ra trong đầu anh ta đang nghĩ rằng, đứa bé này là ai, vốn không nghĩ ra được, tử vĩ bước lên cửa chính giang tay ra chào mời. Nếu có khách vậy chúng ta vào cửa hàng nói đi, thánh nữ đại nhân vào tham quan đi, nhá hàng cho các bác bên trong khách điếm của tử vĩ. Trang trí xung quanh là các loại bình toàn là đồ cổ, thiết kế khuê phòng cho khách cực kỳ tinh xảo trắng lệ hoa mỹ, mộng thiên thu nhìn mọi thứ xung quanh thì thẫn thờ. Nói ra thì ta còn chưa ở qua khách điếm, trang hoàng cũng được đấy chứ, chả trách hắn có thể lấy ra được nhiều hắc huyền sâm vậy. Ta đã nói mà, tên này ngay cả Tam đại tông cũng không xem ra gì, lại có thể giúp Hạ Bá Bá đột phá, sao còn cần phải nịnh bợ vạn cổ các chứ? Nghĩ xong Mộng Thiên Thu ngẩng đầu mỉm cười nói, ta từng nghe y nói, khách điếm này vốn không gọi là đệ nhất khách kiếm sao lại thay tên, đáng ghét thật, vốn tưởng người ta muốn nịnh bợ mình, bây giờ biến thành mình nịnh người ta, từ phía sau lưng bọn họ đường tăng đi tới, siêu nhiên chỉ có trên giang hồ, hoàn kiến ba thao khổng ta thời. Nghe thấy hai bọn họ giật mình quay đầu nhìn lại, Đường Tăng mở mắt mỉm cười nói tiếp, chỉ có trong giang hồ mới có thể sống cuộc sống thoải mái. Nhưng người trong giang hồ phải chuẩn bị nghênh đón sóng gió mọi lúc. Hành tẩu giang hồ điều khó nhất cũng là điều chân quý nhất chính là hai chữ hòa bình. Khách điếm là một nơi có thể khiến người ta tạm thời nghỉ ngơi. Tuy trong giang hồ lại mong mọi người có thể tìm được nơi hòa bình để nghỉ ngơi, lý tưởng vĩ đại biết bao nhiêu, vị thí chủ này, ta hiểu, ta đều hiểu. Đường tăng ngẫn nghĩ xong thì hòa khóc nức nở, tên này hay thật, tử vĩ nhìn đường tăng rơm rớm lệ, người cũng cảm thấy vậy sao? Lại có người có thể đọc hiểu đồng âm của ta, tử vĩ bước lại đặt tay lên vai của đường tăng cảm xúc bùng nổ hai phen liền kết bạn và trở thành tri kỷ của nhau. Tối đêm hôm trước ở khách điếm của tử vĩ, lúc này anh ta đang đứng trong khuê phòng gọi Tú Nhi, cô ta lập tức xuất hiện từ phía sau lưng. Tử vĩ quay sang nói với Tú Nhi, chắc cô cũng nghe rồi, nay ta chúng cổ độc không thể tùy ý sử dụng công pháp, do đó cố ý ẩn giấu thân phận giờ ta đã thành công tiếp xúc thiết y môn và tam đại tông môn thậm chí là thánh nữ vạn cổ các chuyện quang phục ma giáo không thể quá vội còn cần phải xem tình thế cô ta nghe xong thì mỉm cười đáp lời dạ dạ tú nhi nghe lời chủ nhân tử vĩ nở một nụ cười niềm nở nói tiếp cô cũng không cần khẩn trương như vậy bây giờ chỉ có hai ta ở đây có vài chuyện ta muốn tìm cô thương lượng tú nhi nghe xong thì ngây người chỉ có ta và chủ nhân ở đây có vài việc cần thương lượng với ta sao thế là cô ta liền tưởng tượng ra hình ảnh tò te tí te nghĩ xong thì tự ngại ngùng tự nói, chẳng lẽ là muốn ủm ba la hay sao? Tử vĩ bước lại đặt tay lên vai cô ta khiến cô ta ngại ngùng vui sướng trong lòng. Đến đây đi chủ nhân, Tú Nhi đã chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị rất lâu rồi. Tử vĩ vẽ mặt đầy phấn khích gặng hỏi, cô cảm thấy cái tên khách điếm hòa bình này thế nào? Cú Nhi nghe xong thì thất vọng tràn trề nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Trở về với hiện tại, lúc này Tử Vĩ và Đường Tam đang nắm chặt lấy tay nhau, hai người rơm rớm lệ gọi tên nhau. Thi chủ à, tri âm à, mộng thiên thu nhìn cảnh tượng trước mắt thì nói thầm tên đầu bò này có ý nghĩa như vậy sao là ta nông cạn rồi tử vĩ tỏ vẻ mặt đắc ý thầm nghĩ trong bộ phim điện ảnh này từng nói càng trốn tránh càng dễ bị phát hiện chỉ cần ta không nói lại có ai có thể nghĩ ra tử vi ma tôn lại mở khách điếm ở đây chứ đường tăng quay sang cười tươi như bông nói với tử vĩ cho nên vị thí chủ này chúng tôi có thể ở tiệm không đương nhiên là được cũng không cần gọi ta thí chủ gọi ta lý trưởng quầy là được dứt lời anh ta gọi tiểu soái đến dẫn đường tăng và chú tiểu đi đến phòng nghỉ ngơi hai huynh đệ đường tăng bước vào khuê phòng thì vô cùng mừng rỡ vì trước mắt toàn là đồ gia dụng mới tinh không một chút ngần ngại đường tăng liền nhảy vọt lên giường nhanh như một cơn gió gương mặt anh ta lúc này tràn đầy sự hạnh phúc cuối cùng cũng có thể nằm xuống rồi chú tiểu nhìn thấy thì liền lên tiếng đại sư huynh đại sư huynh tuyệt đối không được ngủ đường tăng quay mặt sang chỗ khác đáp lời ngươi như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy muốn ngủ mà không tỉnh lại chú tiểu sụ mặt xuống buồn bã ta nói không phải ý đó. Chú tiểu đáng yêu liền chỉ tay lên trời mà nói, như không sư phụ từng nói, chúng ta có thể gặp được cơ ngộ rất lớn ở dư hàng chấn. Không ra ngoài đi dạo sao chúng ta có thể gặp được cơ ngộ, đường tăng nghe vậy thì quay sang chất vấn, lúc trước khi đệ đi xem náo nhiệt thì không nghĩ đến chuyện cơ ngộ. Bây giờ lại nhớ rồi, sư phụ nói sẽ có cơ ngộ vậy cũng không vội, chút thời gian này vẫn nên ngủ một chút, chú tiểu giận dỗi kéo áo của đường tăng là lối. Cơ duyên đâu có chân sao có thể ngủ dậy thì tự đến chứ, đại sư huynh mau dậy đi chúng ta ra ngoài dạo đi đột nhiên bên ngoài cửa phát ra tiếng động cậu bé liền ngoảnh mặt nhìn ra đường tăng cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc quay sang hỏi là ai vậy chú tiểu cầm một sổ hoa quả bước vào hớn hở đáp lời thị nữ đưa trái cây đến nói là phục vụ khai trương cửa hàng mới đường tăng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng không quên dặn dò nhớ cảm ơn người ta đó để ăn đi để huynh ngủ một lát sư phụ chỉ bảo chúng ta đến dư hàng chấn rốt cuộc là cơ duyên gì cũng không nói rõ thôi bỏ đi ngủ trước là hạnh phúc rồi ngủ đã đời mới có sức đi tìm cơ duyên đang phê cơn ngủ chưa được bao lâu thì chú tiểu hét lớn đại 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 sư huynh đường tăng ngồi bật dậy mặt mày tím tái tức giận lại sao nữa vậy chú tiểu cả người run rẩy chỉ tay về phía bên kia mắt chữ ao mùng chữ a kinh ngạc à. cậu ta chạy tới chỗ rủ hoa quả những quả xanh trong đó phát ra một tia sáng ngũ sắc lóe lên đây đây là gì vậy đường tam nhìn thấy thì mở to mắt lòi cả con mắt ra ngoài anh ta tiến lại cầm lấy giỏ hoa quả ánh mắt lấp lánh long lanh nói thầm, xuất hiện cơ duyên rồi. Ở nơi làm lễ khai trương khách điếm của tử vĩ, hoa thẩm cùng với một số người dân đến tham dự chúc mừng. Tiểu Lý Hà, khách điếm này của cậu tu sửa lại nay như hoàng cung vậy. Khách điếm như vậy e là ở Trung Nguyên cũng không tìm được căn thứ hai. Hoa thẩm liền lấy ra một lãng hoa để chúc mừng nhưng mà nó lạ lắm. Tiểu tử nhà cậu đặt hoa ở chỗ ta nói là muốn bày cho đẹp, cậu xem như vậy có được không? tử vĩ vừa nhìn thấy lãng hoa đã tưởng tượng mình nằm trong khung ảnh thờ mà gượng cười cảm ơn hoa thẩm chỉ là tạo hình này sao ta trông quen quá hoa thẩm vỗ vào lưng tử vĩ tươi cười nói ha 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 ngày mai khai trương hoa thẩm mới đến ủng hộ cậu đứa bé này bị ăn hiếp lâu như vậy đột nhiên làm trưởng quầy ta còn có chút không quen nhưng cậu có thể làm trưởng quầy cũng tốt có thể bảo vệ mấy đứa bé đó thẩm cũng xem như là nhìn thấy mấy đứa bé đó trưởng thành tử vĩ nghe xong thì ngây mặt ra đứa bé đó ý thẩm là tiểu soái sao không trả lời câu hỏi của tử vĩ hoa thẩm vội vàng vẫy tay chào rồi rời đi khoan hãy nói mấy chuyện này thẩm về trước đây cậu làm đi vậy ngày mai hoa thẩm nhớ dẫn bạn đến ủng hộ nhé tử vĩ đưa cho hoa thẩm một giỏ hoa quả đúng rồi đây là quả do con tự trồng thẩm cầm về ăn thử đi đứa bé này vậy thẩm không khách sáo với con tự nhiên từ phía xa một tiếng hét lớn vang lên thì chủ khoan đã đường tăng không cần quan tâm sự đời chạy như điên như khùng tới thánh quả hai năm trước thánh quả bị trộm thì ra là vậy đây chính là cơ duyên mà sư phụ nói sao, nói ra thì sao thánh quả lại xuất hiện ở đây, đường tăng thắng lại trước mắt tử vĩ và hoa thẩm chấp tay kính cẩn. Xin đắc tội, anh ta dở tấm vải che giỏ hoa quả lên, bên trong toàn là những quả xanh phát ra ánh sáng. Đường tăng tối sầm mặt mày toát mồ hôi hột gắn gượng hỏi, thí chủ à, mấy cái quả này từ đâu có vậy, tử vĩ cũng không ngần ngại thản nhiên mà nói. Cậu nói trái mãng cầu này sao, là ta trồng ra đấy, đường tăng nghe xong thì toàn thân hóa đá học máu mồm, cái lùm mía thánh quả mà cũng trồng được á. Ngay lúc này đường tăng nhìn thấy thứ gì đó thì mở to mắt há mồm bất ngờ, tử vĩ anh đã dẫn anh ta tới vườn mãng cầu của mình. Quả mọc ra nhiều vô số kể, đường tăng nhìn thấy những quả mãng cầu phát sáng trên cây thì há hốc mồm. Thật sự là trồng ra rồi, và lại còn rất nhiều như vậy. Tử vĩ cầm lấy kéo cắt một quả rồi mỉm cười nói, quả này là đệ tử của ta nhặt được, tiểu soái thích ăn nên ta trồng thử một ít. Nhưng khi tử vĩ quay sang thì mở to mắt bất ngờ, Đường tăng chắp tay khóc sướt mướt. Ơ kìa, sao hắn lại khóc rồi, nhưng không sư phụ rõ ràng đã nói thánh quả rất chân quý. Cành cây của cây quả trong tự còn chọc hơn đầu của ta nữa. Mười mấy năm cũng không thấy nó kết quả. Hai năm trước khó khăn lắm đơm ra mấy quả còn chưa ôm nóng đã bị cướp rồi. Lúc ta còn sống lại có thể nhìn thấy cảnh này, khi tức tôn quý quá. Mắt ta cũng sắp bị đuôi rồi, tử vĩ quay sang trấn an, cậu đừng khóc. Quả này ngon vậy sao, chi bằng như vậy, cậu mang một ít về đi tiện thể tuyên truyền khách điếm giúp tôi đường tăng liền quay sang hỏi thăm vị thí chủ này không biết thánh quả thụ này sao lại lớn xung xuê như vậy trong tự của bọn ta cũng có cây quả như vậy nhưng nó chưa bao giờ có sức sống tử vĩ quay sang chống nạnh hỏi tự của các người xây ở đâu khí hậu thế nào vô thiền tự nằm ở đỉnh linh phong dưới tác dụng của trận pháp bốn mùa như xuân tử vĩ liền đưa ra một câu trả lời vậy chẳng phải là đúng rồi sao mãng cầu là trái cây đới nóng dưới môi trường đó chắc chắn là không kết quả được rồi. Vì mô phỏng ra môi trường mùa nóng, ta phí không ít công phu đó, nhưng loại đất mà Tú Linh cho thật sự trồng cái gì cũng lớn nhanh, trồng đông không phải cậu mong nó lớn thì nó sẽ lớn. Phải dựa vào tập tính của thực vật để xây dựng môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng của nó mới được, đường ta nghe xong thì kiểu ngơ con mẹ nó ngớ. Trái cây đời nóng, trái mãng cầu là thứ gì, thực vật khác nhau có mỗi trường sinh trưởng khác nhau, tử vĩ vẫn nhìn chăm chú vào quả của mình trồng mà mỉm cười. Đường Tăng cũng cầm lấy một quả nhìn và nói thầm, chúng ta tự nghĩ rằng chỉ cần cho thánh quả sự chăm sóc tốt nhất lại bỏ qua xem thánh quả thật sự cần gì. Nghĩ tới nghĩ lui nãy giờ thì cuối cùng Đường Tăng cũng được chiếc chuông thần kỳ lắc cho tình ngộ. Sáng hôm sau tại khách điếm của Tử Vĩ, trước quán xuất hiện một cặp đôi cầu nam cầu nữ đang đứng cau có tức giận. Khách điếm này trong không tệ nhưng sao trưởng quầy còn không đến mở cửa. Anh thanh niên này là lục nhân giáp đến từ linh kiếm tông võ giả cấp cao, cô gái đi bên cạnh mồm ra miệng lép là khách điếm lại không mở cửa kinh doanh ảo thật đấy hại lục sư huynh bọn ta ở đây chờ lâu như vậy võ kim bước ra phất quạt lấy le anh ta niềm nở cúi đầu chào hỏi mấy vị khách muốn ở tiệm sao thành thật xin lỗi ngày mai khách điếm mới khai trương cô gái làm bộ mặt khinh thường ây dô cuối cùng cũng có người ra rồi à không biết còn tưởng tiệm này là do người chết mở chứ còn để bọn ta chờ lâu như vậy ngươi biết bọn ta là ai không một cửa hàng rách nát còn tưởng bọn ta thèm à Võ Kim nở một nụ cười khinh bỉ, hê hê hê, sau đó anh ta giơ cây quạt lên múa một điệu Alibaba. Ta bây giờ không còn là ta của lúc trước nữa, trong chớp mắt anh ta liền trở mặt nhanh như trở bánh tráng chỉ quạt vào mặt hai người kia quát lớn, thích kiếm mối không. Sao các mày không hỏi thử ta là ai, dám nói khách điếm của sư phụ ta rách nát, bọn mày thật to gan. Đã nói là ngày mai mới khai trương, em gái nghe xong thì tức giận đùng đùng rút kiếm ra chỉa thẳng về phía trước, lục nhân giáp liền đứng ra ngăn cản. Sư muội không được vô lễ, Thế là anh thanh niên vừa vịt bước lại cúi đầu chào hỏi, công tử là trưởng quầy của khách điếm này sao? Tại hạ là đệ tử đứng đầu linh kiếm tông lục nhân giáp. Khách điếm khác trong trấn không còn phòng chống nữa, nếu ngày mai có thể khai trương không biết có thể thông thả chút để chúng tôi vào ở trước được không? Võ Kim nghe thấy thì nhếch miệng nham nhở, chẳng phải là biết nói năng đàng hoàng sao, nhưng ngươi không nghe thấy lời lúc nãy ta nói sao. Khách điếm này là của sư phụ ta, hơn nữa, lúc này tiểu sư muội của ngươi chẳng phải chê cửa hàng này rách nát sao các vị của linh kiếm tông thân phận cao quý cửa hàng này e là không chứa nổi mấy tôn phật lớn như ngươi em gái liền rút kiếm lần thứ hai quát lên ngươi ở đây nói nhân nói của ai vậy lục nhân giáp liền bước tới ngăn cản lần hai sư muội đừng kích động vị công tử này sư muội ta nói chuyện dễ vội cô ấy không phải ý đó không biết trưởng quầy đang ở đâu ta có thể nói vài lời với trưởng quầy không vỏ kim liền chửi thẳng mặt sư phụ nhà ta đang tiếp khách không rảnh qua đây ngươi vừa đến đã báo tên chẳng phải là biến tướng lấy thân phận đè người khác sao biết mình đã bị nhận ra lục nhân giáp cắn chặt răng nhân nhó. Thân phận đệ tử đứng đầu linh kiếm tông cũng không đè được hắn, khách điếm này có la lịch gì vậy, em gái tức giận nóng lòng lên giọng la lối, sư huynh. Huynh nhìn bộ dạng xem thường người khác của hắn đi, bây giờ chúng ta hãy cho hắn cái kết, em gái rút kiếm ra lần ba quát lớn. Ta phải dạy dỗ hắn một trận, em gái phản kháng kịch liệt chạy vội vàng tới, thấy vậy đại sư huynh cũng đành lách sang một bên. Em gái quay mặt nhìn ra phía sau toát mồ hôi hột, ái trà, Lục sư huynh không ngăn cản ta nữa sao, hùng hổ giữ lắm cơ nhưng chỉ là làm vẻ. Thế là đại sư huynh cũng cưng chiều em gái mà giơ tay lên và vịt ngăn cản, sư muội đừng manh động, thật ra trong lòng anh ta lại muốn xem thử phía sau khách điếm này là ai. Đột nhiên khách điếm của tử vĩ xảy ra một vụ nổ lớn chấn động cả chấn, đám người của hạ y đang ngồi thưởng trà trong một khách điếm khác thì nghe thấy tiếng động lớn vô cùng bất ngờ. Mộng thiên thu đứng dậy đập tay lên bàn cao có tức giận, hướng chuyển đến âm thanh này là khách điếm của A Vĩ Huynh, hạ phụ sừng sốt tối sầm mặt vô cùng hoảng sợ. Chuyện cảnh tới tử vĩ, lúc này anh ta và đường tăng đang trò chuyện với nhau, loại cây ăn quả này. Trước tiên cây mãng cầu thích môi trường ấm áp có mặt trời, yêu cầu nhiệt độ bình quân ở 20 độ. Và lại thích hợp sinh trưởng trong đất cát vì nhiều hấp thu bài tiết nước tốt, đất cát tôi không biết chỗ các người có không, tôi dùng đất thần không rõ tên tú nhi cho ta. Tự của các ngươi đều ở mức độ cao còn phải chú ý duy trì nhiệt độ cân bằng cho quả có phân bón, à đúng rồi còn phải chú ý đến vấn đề tránh gió. Chưa nói hết thì tử vĩ phát hiện ra tiếng động ở phía xa, anh ta giơ tay lên chán ngóng nhìn, trên chấn náo nhiệt thật, nói ra thì. Tôi đến thế giới này cũng được một thời gian dài rồi nhỉ, dưới sự cố gắng của tôi mọi thứ đều bước vào quỹ đạo, anh ta cúi mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Chắc không bao lâu nữa khách điếm hòa bình của ta sẽ trở thành sự tồn tại danh chấn giang hồ nhỉ, lúc này hạ y chạy sòng sọc tới gọi lớn. Anh A Vĩ, cô ta chỉ tay về phía sau mặt mày tím tái toát mồ hôi sợ hãi, khách điếm của anh xảy ra chuyện rồi cùng lúc đó ở khách điếm bên ngoài nghi ngút khói lửa bốc lên dày đặc lục nhân giáp đỡ lấy em gái và người vẻ mặt lo lắng hét lớn sư muội anh ta tối sầm mặt cắn chặt răng thầm nghĩ tuy tính cách sư muội hơi bướng bỉnh nhưng võ công trong số người cùng tuổi cũng tính là hàng đầu nhìn võ kim đứng trong làng khói che miệng cười đắc ý nhân giáp nói thầm không ngờ một chiêu đã đánh lui tiểu sư muội xem ra tên này khó sơi nhưng khi anh ta liếc mắt nhìn sang thì mở to mắt bất ngờ đứng trước võ kim là tiểu soái đang đứng trong tư thế thái cực quyền Nhân giáp nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Là con nít sao, làn khói tan ra dần dần. Lúc này hai huynh muội nhân giáp đã nhìn rõ gương mặt của tiểu soái Mới bị đập cho tới bởi thì em gái vẫn còn ngông cuồng mà cắn chặt răng tức tối, xịt xịt. Sau đó cô ta há to mồm ra toang toác. Không biết tiểu tử thối nhảy từ đâu ra, chắc chỉ mang trên người chút kỳ chân dị bảo. Đúng lúc đỡ được tấn công của ta mà thôi. Cô ta tức như điên toàn thân bốc lửa vung kiếm về phía trước hết lớn. Ta không tin hắn có thể ngăn cản được lần hai, nhân giáp nhanh chân bước lên ngăn cản tiểu sư muội cứ giao cho ta là được hắn ta rút kiếm ra toàn thân hắn liền xuất hiện những luồng linh khí vây quanh hắn mắt nhắm mắt mở nói giọng khiêu khích nếu mọi người đều là người học võ chi bằng cùng tỷ thí nếu ta thắng thì để bọn ta ở thế nào nhưng trong đầu hắn ta đã có toàn tính lúc nãy đứa bé này đỡ lấy tấn công của tiểu sư muội trên người không có chút dao động nội lực nào chắc như suy đoán của tiểu sư muội chỉ là mang trên người và món vật dụng ngự địch mà thôi hắn ta không một chút ngần ngại nhào tới chĩa lưỡi kiếm vào mặt của tiểu soái ta đường đường là đệ tử linh kiếm tông vì duy trì hình tượng tông môn mới hạ giọng với lũ tiện nhân này nay nếu không tìm lại thể hiện chẳng phải để người đời cười sao hắn ta mở to mắt nhếch miệng cười đắc ý bọn tiện nhân chết với ta lưỡi kiếm càng lúc càng gần hơn võ kim nhìn thấy vô cùng sợ hãi nhưng ngược lại tiểu soái không những không sợ mà còn nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm cậu bé lập tức đứng vào tư thế siêu ngầu để tiếp chiêu xung quanh cậu bé bộc phá linh khí dữ dội Dây tiếp theo là nhân giáp liền bị tiểu xoái đấm cho tỉnh mộng một đấm là say đắm một đấm là bay màu đôi bàn tay nhỏ bé nhưng chỉ một đấm là răng môi lẫn lộn máu mồm dồn lên cổ họng mà học ra ngoài chiến này hết cứu sau đó cậu bé khuyến mãi thêm cho một cú đạp khiến hắn ta lộn chọc mấy vòng rồi rớt xuống ngay bên cạnh em gái em gái mưa quay sang tức giận mặt đỏ bừng bừng ánh mắt bén như lưỡi dao hét lớn lại dám đả thương sư huynh của ta còn vã vào mặt huynh ấy như vậy thì còn gì là cái bản mặt nữa Cô ta điên cuồng chạy nhào tới tiểu soái như một con chó vừa hay thấy đống cức, ta phải để các ngươi trả giá. Cô ta tức giận kiên quyết nhưng vẫn tỏ vẻ phòng bị. Đứa bé này lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tên dùng quyền. Từ xưa pháp quyền mạnh ở tiến công nếu ở phòng thủ, cô ta đã tới gần sát trước mặt tiểu soái Cậu bé cũng đã vào tư thế đến là đón đụng là trụng không án bố con thằng nào. Thế nhưng cô ta đã chơi xấu nhảy vọt ra phía sau lưng của tiểu soái để đánh lén. Cô ta nhếch miệng cười khinh bỉ. Ha 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 cắn câu rồi, cô ta nhảy xuống thanh kiếm nhắm thẳng vào đầu của tiểu soái nhưng cậu bé cũng không một chút e dè sợ hãi gì cả sau một lúc hỗn chiến không rõ kết quả thì lúc này bảng hiệu khách điếm hòa bình cũng đã lung lay rớt xuống hạ phụ và mộng thiên thu vội vàng chạy tới xem chuyện thì há hốc mùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hạ phụ quay sang thì nhìn thấy em gái tóc hồng đang ngã quỵ ra đó lẩm bẩm không không thể nào cô ta mặt mày xanh như đít nhái mồ hôi đổ ra như sông đứa bé này biết bao nhiêu loại công pháp vậy Sư tôn chẳng phải từng nói người học võ cả đời chỉ có thể học một loại công pháp sao, cùng lúc đó tử vĩ và hạ y đi tới. Phiền phức đã được giải quyết hết rồi sao, anh ta nhớ mày để mặt nghiêm nghị. Có ai có thể nói ta biết tình hình bây giờ là sao không, võ kim ôm tiểu xoái phóng tới nước mắt hai hàng quá lớn, sư phụ. Lúc nãy may có sư huynh nếu không chắc người không thấy được đệ tử nữa. Nhân giáp nằm giả chết kế bên liếc mắt nhìn sang thấy vỏ kim đang mách vốn thì mặt mày đen như đít nồi thầm nghĩ, sư phụ sao, tên thanh niên đó là sư phụ thật sao? Võ Kim vẫn cứ đứng mồm la miệng lép nói tùng lum tà la, nói đủ thứ chuyện trên đời, nói như chưa từng được nói. Nhân giáp lúc này nhìn thấy thì mới giác ngộ ra thầm nghĩ, có thể dạy ra đứa bé kỳ lạ như vậy. Sư phụ này e cũng không đơn giản, chuyện đến nước này chạy trước vẫn hơn. Ngay lúc đó thì một tiếng hét lên sư huynh khiến cho đám người của tử vĩ giật mình mở to mắt. Đó là tiếng của em gái mưa đang bị sư huynh dùng bỏ ba chân bốn cẳng chạy trước, tiểu sư muội muội chờ đó đi sư huynh về gọi người đến sang bằng chỗ này và chỉ trong chớp mắt anh ta đã trở thành một ngôi sao trên trời mất tích không một dấu vết em gái nhìn thấy thì cũng cạn lời em gái mưa quá đau lòng khiến cho toàn thân hóa đá sư huynh ít nhiều phải mang theo ta cùng chạy chứ ai lại chơi trò bỏ người chạy đi lấy của chứ chạy đột ngột quá vậy cũng không thèm đá động một tiếng tử vĩ đứng bên dưới nhìn lên thì cũng thật bất ngờ công nhận quậy khách điếm ta cũng rất nhanh và tốc độ chạy cũng rất nhanh đó mộng thiên thu bước lại gặng hỏi không ngăn cản một chút sao cứ như vậy để hắn về gọi cứu binh đến à thả cho hắn chạy có khi gặp phiền phức đó từ vì nghe xong thì thản nhiên đáp lời chẳng phải là người qua đường thôi sao chạy thì cứ chạy không sợ có phiền phức chỉ sợ không có phiền phức dù sao thì mỗi một nhân vật chính đều có nhiều tai họa anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào em gái mưa nở một nụ cười bỉ ổi hơn nữa chẳng phải chúng ta còn có một con tin sao cô ta nghe xong thì há hốc mùng kinh ngạc à. tại sao họ lại biết tên của sư huynh mình chứ Võ Kim bước ra lên giọng khoác lác tóm tắt khen ngợi sư phụ, đùa gì chứ, sư phụ ta là người kiểu gì. Ngài ấy chỉ cần đứng tại chỗ không cử động cũng có thể giết chết một võ vương, mặc kệ hắn là linh kiếm tông gì, chỉ cần có sư phụ ở đây một chiêu giết hết. Mộng Thiên Thu đứng bên cạnh nghe xong thì kiểu, giữ dị má, đứng yên tại chỗ giết chết võ vương, có phải khoa trương quá không? Thế là Hạ Y liền giải đáp thắc mắc cho Mộng Thiên Thu. Không khoa trương đâu, ngày đầu tiên gặp hắn, Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn bởi vì phòng không đủ ở chỉ một cái búng tay đã hủy hoại nó thành một đống đổ nát. Hạ phụ lúc này vuốt râu vẻ mặt trầm ngâm, Linh Kiếm Tông, nếu thật sự là người của Linh Kiếm Tông vậy thì chuyện phiền phức rồi. Chuyển cảnh tới Linh Kiếm Tông, bên trong một tấm điện xa hoa lộng lẫy các vị tông chủ đang ngồi nói chuyện với nhau, thì đột nhiên một tên thuộc hạ chạy như ma đuổi tới hét lớn tông chủ. Vẻ mặt khứa thuộc hạ đầy hớt hãi và hoảng sợ, tông chủ không hay rồi, vừa dứt lời thì một luồng linh khí tấn công tới anh ta khiến anh ta bị đánh bật ngửa ra phía sau một khứa tóc xanh vẽ mặt hiểm ác liếc mắt nhìn sang bột chộp chẳng phải ta nói rồi sao ta đang nghị sự với các vị tông chủ không ai được làm phiền khứa này chính là lục nhân ngạc tông chủ linh kiếm tông đạt cảnh giới võ thánh sơ dài một cô gái xinh đẹp trên mặt có ký ấn hình mặt trăng quay sang nói không hổ là người bước vào cảnh giới võ thánh nay khí chất của lục tông chủ khác rồi nhưng đừng nổi nóng như vậy nói không chừng người ta có việc gấp thì sao cô ta là Nguyệt Miên, lâu chủ ảnh Nguyệt Lầu, đạt cảnh giới võ vương đỉnh phong, tiếp đó là một thanh niên vẻ mặt phong lưu biến thái. Bên cạnh còn có một cô gái to trắng và tròn, ha ha đúng vậy, chuyện của chúng ta không vội, lục tông chủ đi làm việc trước đi. Hắn ta là công tử khanh môn chủ thanh sơn môn, đạt cảnh giới võ vương đỉnh phong, nhân ngạc quay sang vẻ mặt khó chịu cao có. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, tên thuộc hạ quỳ xuống bị trưởng một phát đau điếng nên gắng gượng đáp lời. Lục sư huynh, lục sư huynh về rồi, Nguyệt Miên quay sang thắc mắc hỏi, lục sư huynh ngươi chẳng lẽ là lục nhân giáp à? Nhân ngạc nhất miệng đáp lời, khoảng thời gian trước nhân giáp dẫn tiểu sư muội nó xuống núi rèn luyện, nay về chắc là có chút thu hoạch. Đúng lúc hai vị tông chủ cũng ở đây, cậu đi gọi nhân giáp đến đây chào hỏi, tên thuộc hạ nghe xong thì tái mặt xanh mồ hôi toát ra lấm tấm. Tông chủ, e là lục sư huynh không đến được nữa, nhân ngạc nghe vậy thì nổi máu chó mặt mày đầy sắc khí quát lớn. Gì chứ, chẳng lẽ còn cần ta đi mời nó sao? thấy nội bộ lục đục công tử Khanh bước ra niềm nở nói vài câu. Lục Tông chủ đừng vội, nói không chừng đứa bé đó đang chuẩn bị bất ngờ gì cho người thì sao, con đít mà. Con trai ta cũng thích làm mấy chuyện này, anh ta ôm lấy em của cô gái bên cạnh nở một nụ cười biến thái, nếu hắn không đến được vậy chúng ta qua chẳng phải là được rồi sao. Vừa dứt lời thì nhân giáp đã mang bộ mặt méo mó khóc như mưa bò tới gọi, a à, hu hu, sư phụ cứu con. Vừa nhìn thấy hắn ta nhân ngạc cũng với cái tông chủ vội vàng chạy đi tới nguyệt miên nhìn thấy thì tối sầm mặt bất ngờ nhưng cũng không quên mỉa mai vài câu lục tông chủ mấy tháng không gặp sao đệ tử của ông thành ra bộ dạng này rồi lục ngạc vội vàng đỡ lấy đồ đệ tức giận hỏi con sao vậy tiểu sư muội của con đâu rồi nhân giáp cả người run rẩy nước mắt hai hàng kể lại con với tiểu sư muội du lịch đến dư hàng chấn muốn tìm khách điếm ở trọ một ngày con ăn nói đàng hoàng với họ ai ngờ ác đồ của ông chủ khách điếm đó bỗng nhiên ra tay đến con trọng thương nhân lúc hắn không chú ý cuối cùng con cũng chạy ra rồi nhưng tiểu sư muội thì bị bắt lại làm con tin em gái đứng bên cạnh công tử khanh nghe thấy dư hàng chấn thì vẻ mặt lo lắng sợ hãi trở về lại khách đến của tử vĩ lúc này các thuộc hạ đang sửa sang dọn dẹp lại khách điếm tử vĩ bước ra chắp tay nói với hạ phụ cảm ơn hạ lão ca nếu không phải người phái người giúp bọn ta thì thật sự không dọn dẹp kịp tuy ta cảm thấy vòng hoa này không dọn cũng được hạ phụ quay sang niềm nở đáp lời a à vĩ huynh đừng khách sáo với ta nói ra hổ thạnh Ta cũng chỉ có thể giúp đỡ về mặt này, A à Vĩ huynh lẽ nào thích loại phong cách này sao, lần sau ta cũng đưa một chút đến." Hạ phụ trầm mặt xuống u buồn. thiết y môn tuy nghe lợi hại nhưng cũng không thể can thiệp vào tranh đấu giang hồ, đệ tử trong Linh Kiếm Tông tuy không nhiều nhưng cũng không phải dạng vừa gì. "A à Vĩ huynh, huynh biết sao người của Tam Đại tông môn phải tổ chức cuộc thi ai so kiếm với ta không?" Tử Vĩ đơ mặt ra đáp lời, "Vì tuyển chọn năng nhân dị sĩ." Hạ phụ ngẩng mặt lên nhìn thẫn thờ về phía trước, "Đúng vậy, nói chính xác là vì mở rộng thế lực của mình năm đó tử vi ma quân giết hại vô số người học võ đồ sát vô số tông phái tông môn còn lại phải ôm nhau gắn kết hoặc là suy tàn tiêu vong nói tới đây ánh mắt của ông ta tràn đầy sát khí các tông môn cũng có thể là cắn nuốt nhau tử vĩ ngây ngô nuốt nhau sao đúng vậy hiện tượng kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu bất luận đến đâu cũng tồn tại linh kiếm tông chính là một nơi dựa vào liên kết người khác cùng thống nhất các môn phái mà trở nên lớn mạnh sáng hôm sau tiếng pháo hồng nữa ầm ĩ trước sân của khách điếm hòa bình người tham dự khai trương đông đúc trò chuyện với nhau các người nghe thấy động tĩnh hôm qua không động tĩnh gì chứ đứng bên trên không trung nhìn xuống là nguyệt miên đây chính là khánh điếm hòa bình đó sao nhân ngạc cùng với các tông chủ đều cùng nhau đến ông ta mỉm cười xem thường chỗ này nhỏ như vậy xem ra là do chúng ta quá hùng hồn rồi nguyệt miên nở một nụ cười khinh bỉ đáp lời cái này thì chưa chắc lục tông chủ không ngại nhìn kỹ ở ảnh nguyệt lầu bọn ta tạo hình vòng hoa này dùng để tế người chết nói không chừng đối phương dự tính được chúng ta sẽ đến cố ý làm vậy người xem đối phương thậm chí còn viết chữ khánh trên đó là để cười nhạo chúng ta nhân ngạc nghe xong thì hạ lệnh cho một đám lula bước tới mọi người nghe lệnh bắt hết người trong khách điếm lại cho ta nếu bắt được tên dẫn đầu thì dẫn đến trước mặt ta đám lula cúi đầu tuân lệnh lúc này em gái đi bên cạnh công tử khanh buồn bã lo lắng khách điếm này chưa kịp nói gì thì hắn ta đã ôm lấy em gái mỹ nhân đang nghĩ gì vậy à đúng rồi nhà ngươi hình như ở dư hàng trấn phải không hắn ta nở một nụ cười nham nhở kề sát vào lỗ tai em gái nói tiếp. Lát bận xong bổn tông chủ dẫn ngươi về nhà xem thử, nghe nói ngươi còn có đứa em gái mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành, chắc em gái cũng xinh đẹp như tiên nhỉ. Em gái muốn lên tiếng phản kháng thì gã biến thái này liền vỗ mông em gái khiến cô ta vô cùng sợ hãi, hắn ta trầm mặt xuống nở một nụ cười nham hiểm, sao hả, cô muốn làm trái lời ta sao? Em gái quá sợ hãi nên đành ngoan ngoãn mà trả lời cho qua chuyện, không, không có. Tông chủ bằng lòng dẫn ta về nhà thăm non là vinh dự của ta mới đúng. Khứa này được nước lấn tới nhìn chầm chầm vào em gái. Vậy thì được rồi. Ngoan lắm. Dư hàng chấn này cũng xem như là bên cạnh đường thanh sơn môn ta. Chỉ cần ngươi muốn sau này ta dẫn người đến đây dạo chơi. Đa tạ. Tông chủ có lòng. Em gái thẫn thờ nhìn chăm chú xuống khách điếm thầm nghĩ. Ta không thể nào nhớ lầm. Vị trí này rõ ràng là đệ nhất khách điếm mới đúng. Nghĩ tới đây bỗng dưng em gái rưng rưng nước mắt. Nay khách điếm đổi tên chẳng lẽ là đã đổi chủ, nếu đổi chủ vậy hoàn cảnh hiện giờ của em gái ta thế nào rồi, cùng lúc đó ở một căn phòng, đôi bàn tay của ai đó đập mạnh lên bàn, đáng chết, lại dám nhốt ta, hóa ra là em gái thích khẩu nghiệp, cô ta đi tới đi lui trong phòng liên tục chỉ bới, chờ sư huynh dẫn người đến nhất định phải lột ra mấy tên này xuống làm lồng đèn, ngay lúc này tình cờ Tử Vĩ lấp ló sau cánh cửa nói vọng vào, lời thoại này của cô sao giống nhân vật phản phái hơn ta nữa vậy, em gái nghe xong thì mặt mày tím tái toát mồ hôi hột, tự nghĩ bê một bát điểm tâm bước vào chẳng phải ngươi một mực muốn ở lại sao bây giờ như ý nguyện được vào ở rồi ngươi nên vui mới đúng chứ anh ta đặt bát đồ ăn lên bàn nhẹ nhàng nói nè ăn chút đồ đi đừng chết đói ở chỗ của ta em gái nghe xong thì chừng mắt bất ngờ bật ngửa ra phía sau ý gì đây má hắn thật sự có lòng tốt đưa cơm cho mình à lúc nãy mình nói chuyện bị hắn nghe thấy rồi sao nhìn thấy em gái câm họng không nói gì thì tử vĩ lên tiếng sao hả cái này là do chính tay tôi làm đấy cô không muốn ăn sao anh ta phì cười nói thầm thầy từng nói, đối xử tốt với con tin là một loại phẩm chất tốt đẹp, ta thân là phản phái lại lương thiện như vậy, ai gặp cũng rơi lệ. Em gái nhìn chằm chằm vào bát đồ ăn sợ hãi tột cùng, biểu cảm này của hắn trong thức ăn này tuyệt đối có đồ, cười biến thái như vậy. Quả nhiên không phải đồ tốt lành gì, không để ta chết đói ở đây mà là muốn ta bị độc chết ở đây sao? Thế nhưng cái bụng nghiệp chướng lại không hề biết nói dối nên liền kêu lên gồn gào. Thế là em gái quê quá cầm lấy bát cơm run rẩy toát mồ hôi hột, kệ mẹ nó ăn cũng chết không ăn cũng chết cho dù chết ta cũng muốn làm quỷ chết no cuối cùng thì cũng không cần mặt mũi nửa rùa hết cơm vào mồm ăn còn chưa kịp xuống cơm thì đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên cô ta ngẩng mặt lên trời mọi thứ xung quanh cô ta đều bị nổ tung không có lý do cô ta mở to mắt thầm nghĩ lại có thuốc độc ngon như vậy chỗ này là thiên đường sao sau đó cô ta òa khóc nức nở hích hích dược tính thuốc độc này phát huy cũng nhanh quá đi ngay lúc này phía sau cô ta phát ra một tiếng nói lục tông chủ đây chính là đệ tử bị bắt cóc của các người sao. Nghe thấy cô ta ngẩng mặt nhìn lên, ủa, ta chưa chết sao, trước mắt cô ta là lục nhân ngạc cùng các tông chủ khác đang đứng bên trên không trung nhìn xuống. Tử vĩ ngước mặt nhìn lên, đến nhanh vậy sao, khách điếm đáng thương lại nhiều tai họa này của ta bắt có một con tin đã tan nát thành ra như vậy. Nhân ngạc gặng hỏi, ngươi là chủ nhân của khách điếm này sao, hắn ta nắm chặt bàn tay tụ lại một luồng linh khí màu xanh nói thầm. Y như lời nhân giáp nói, trên người tên này không có bất kỳ khí tức nào của người học võ hắn ta trưởng ra một luồng linh khí câu mặt câu mày ra lệnh do tiểu xúc sinh đó ra đây cho ta ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống tử vĩ nghe xong thì thở phào một cái mỉm cười một tên qua đường a vừa đi lại có tên b đến đúng thật là chiêu trò quen thuộc em gái đứng phía sau nghe thấy thì tái mặt xanh mồ hôi toát ra như mưa hắn không những biết tên của sư huynh còn biết tên của sư tôn cũng có nghĩa là hắn biết rõ thân phận của chúng ta nên mới ra tay với chúng ta nhưng cũng không đúng Lúc nãy hắn nhắc đến chiêu trò quen thuộc, chẳng lẽ hắn đã dùng chiêu này nhiều lần rồi, bộ dạng người thường này của hắn chắc chắn cũng là ngụy trang. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhân ngạc tức giận cắn chặt răng lên giọng ra oai, không bằng lòng do người ra sao. Vậy thì đừng trách ta không lưu tình, rút lời anh ta liền chỉ hai ngón tay xuống ngay lập tức một luồng linh khí tấn công trực diện xuống đầu của tử vĩ. Em gái nhìn thấy thì vội vàng hét lên ngăn cản, sư tôn dừng tay, tên này quen người, chuyện này chắc chắn có bẫy, hắn đang giả vừa đấy nhân ngạc nghe xong thì mở to mắt bất ngờ hắn ta ngấu nghiến hai hàm răng trừng mắt tức tối cái gì chứ tiêu rồi không thu chưa thức lại được luồng linh khí mất đi sự kiểm soát lao thẳng xuống khách điếm thấy sự việc không ổn hạ y liền ra sức bảo vệ một em bé kèm theo đó là lời hò hét các vị tránh xa một chút trước đi cùng lúc đó mộng thiên thu lao tới vẻ mặt hốt hoảng lo lắng hét lên y y cẩn thận hạ y giật mình quay mặt lại nhìn một luồng ánh sáng nào đó chiếu thẳng vào người của ta ngay lúc này trong đồng tử cô ta xuất hiện một tia sáng lấp lánh tú nhi xuất hiện dùng thanh kiếm của mình chống đỡ luồng linh khí của nhân ngạc hạ y mắt nhắm mắt mở ôm chặt lấy cô bé bảo vệ tú nhi quay mặt lại nhìn lúc này cô ta đang dùng một tấm khăn bịt mặt lại để che giấu thân phận hạ y nhìn thấy thì ngơ ngác mở to mắt người này là ai vậy nhỉ tú nhi mở to mắt vẻ mặt ngây thơ chủ nhân làm như vậy có được không đó tử vĩ nghe xong thì đặt tay lên ngược đáp lời cô tin ta đi chiêu này ta rất quen anh ta chỉ tay lên trời nở một nụ cười đắc ý đây là định luật trong truyền thuyết bất luận là ai chỉ cần đeo mặt nạ vào sẽ không bị nhận ra tú nhi đứng trước mặt của hạ y xung quanh cô ta tỏa ra một luồng linh khí đầy đặc thanh kiếm trên tay bốc lửa ánh mắt cô ta bé ngót nhìn chằm chằm về phía trước nhân ngạc đáp xuống đất hai phe phái đứng đối diện nhau hậm hực như muốn nút chửng đối phương thế là tử vĩ liền bày mưu ăn vạ không những hủy khách điếm của ta còn công nhiên động thủ với bổ đầu thiết y môn và dân thường đường đường là linh kiếm tông lại làm việc vậy sao sợ ma quá cùng lúc đó mộng thiên thu bước tới để mặc đầy lo lắng lý tử vĩ y y hai người không bị thương chứ nhân ngạc nhìn thấy mộng thiên thu thì thầm nghĩ trang phục đó người của vạn cổ các còn có người của thiết y môn và một lũ tiện nhân lần này phiền phức to rồi lúc nãy vội làm màu không ngờ lại xảy ra vấn đề đột xuất còn nữa nha đầu kia nói chuyện này có bẫy là đối phương cố ý làm vậy sao nguyệt miên đứng bên cạnh chống lạnh mỉm cười ai dô đông vui hơn tưởng tượng nhỉ Cô ta liếc mắt nhìn sang Hạ Y và Thiên Thu đã đều, bổ đầu của Thiết Y Môn, thánh nữ vạn cổ các cũng ở đây sao, cùng với ba vị này. Một tên ngốc trong rất có tiền, một tên khờ trông rất bình thường, cùng với một tên nhóc rất khả nghi. Ây da, đây chẳng phải là ba người đứng đầu cuộc thi tỷ võ lần này sao, nghe nói sân thi tổ A à đó ngư long hỗn tạp, ngay cả người của vạn cổ các cũng bị thương nặng trong sân thi đến nay chưa tỉnh lại. Cô ta nở một nụ cười nham nhở, có thể đoạt quán quân với thành tích áp đảo từ trong tay một đống võ vương, đúng thật là tài người dân nghe thấy thì bắt đầu bàn tán người đàn bà đó nói gì vậy tuy nghe nói người đứng đầu cuộc thi lần này là người của dư hàng chấn chúng ta nhưng lại là ba người họ sao không thể nào tôi quen lý tử vĩ lúc trước hắn luôn làm lính trong đệ nhất khách điếm đúng vậy khoảng thời gian trước không biết sao đột nhiên làm trưởng quầy ta nghe nói hắn có học võ nhưng rất gà đúng vậy ta còn nhớ tình hình lúc trước của hắn nhu nhược hay bị ăn hiếp nếu hắn lợi hại vậy lúc trước sao có thể bị ức hiếp thành ra như vậy nguyệt miên không dừng lại tiếp tục cười nhạo ta đây cũng rất tò mò sao một người thường trong không có chút võ lực nào ngày thường hay bị ức hiếp đột nhiên thay đổi lớn như vậy không những đột nhiên làm trưởng quầy còn lấy được hạng nhất cuộc thi tỷ võ tử vĩ nghe xong không nhịn được nữa cau có tức giận lên tiếng ngươi muốn nói gì thì nói đi đừng nói nhăng nói cuội không biết mụ điên này từ đâu nhảy ra hai ba câu đã phát hiện vấn đề tú nhi lo lắng bước lại bẩm báo chủ nhân tôi quen người này cô ta là kẻ bán tình báo lâu chủ ảnh nguyệt lầu Nguyệt Miên, của alo, sao ai cô cũng quen hết trơn vậy, người đàn bà này giỏi nhất là gây thị phi và lại hay mượn danh thanh trừ người của ma giáo đi khắp nơi gây phiền phức mới đứng ra giải quyết. Người trong giang hồ ghét ma giáo như vậy để là công lao của cô ta, thế là tử vĩ và tú nhi nói chuyện với nhau bằng mắt. Cho nên hình tượng ma giáo làm nhiều việc ác của chúng ta đều bị cô ta tạo ra cả sao, tôi thật sự là bị oan à, tú nhi tức giận hai mắt bốc lửa. Vậy thì không phải, chỉ là chủ nhân cao to uy võ như vậy làm gì mà hèn như trong miêu tả của mụ đó vô danh tiểu tốt gì cũng dám nói thành người của ma giáo chúng ta mấy tên đó xứng à tử vĩ giật mình bật ngửa ra phía sau ý này là thật ra ma giáo hung tàn hơn trong lời đồn người đàn bà này tuyên truyền còn chưa đến nơi đến trốn sao khi anh ta quay sang thì thấy tú nhi tức giận bốc khói tú nhi bình tĩnh cô còn nhớ tôi nói thế nào với cô không cô ấy nghe xong thì đặt tay lên ngực vẻ mặt đờ giận hơn một chút được thưa chủ nhân yên tâm đi một khi có người hỏi ma giáo nghiêm khắc tuân thủ ba nguyên tắc không quen không thân không biết nhìn thấy mọi người đều im lặng hạ y lên tiếng ta không biết các ngươi đang nói gì cũng không biết các ngươi có ý gì nhưng anh a vĩ thân phận của lý tử vĩ thiết môn y chúng ta đã điều tra qua rồi hai năm trước lý tử vĩ đến dư hàng chấn đồng thời làm việc trong đệ nhất khách điếm đảm nhiệm công việc bồi bàn ra thế trong sạch cha mẹ mất hết chỉ còn lại một đứa em họ không rõ tung tích cậu ấy thân thiện với người không tranh với đời khách điếm này là do tiền võ kim mua lại cho cậu ấy, còn về việc cậu ấy đoạt giải nhất. Cậu ấy âm thầm học võ có thu hoạch ngày thường giấu nghề cũng bình thường thôi, tử vĩ nghe tới đây thì cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ, ôi trời, cô là nhà Phật sao? Sao lén lén điều tra tôi nữa, nếu những gì cô ta nói là thật, vậy ta ngầu quá đi, đặc biệt chọn một nhân vật cha mẹ chết hết làm nick ảo của mình. Còn không quên trừ lại vị trí họ hàng xa cho thuộc hạ, từ nhiều năm trước đã xây dựng cho mình một hình tượng vô hại, anh ta ngẩng mặt ôm đầu nhếch miệng cười một mình như tên điên thì ra nguyên chủ thật sự có suy nghĩ những vấn đề này là lúc trước mình mắng quá lớn tiếng bề mặt giả người tốt sau lưng làm chuyện lén lúc không tốt sao giờ hắn khiến cho hoàn cảnh của mình rất khó xử tại sao vai phản diện đều thích chơi trò mong cả thế giới đều biết đến mình đang làm chuyện xấu vậy không hổ là người đứng đầu giang hồ thật lợi hại trong đầu anh ta nghĩ vậy nhưng mọi chuyện thật sự chỉ là hiểu lầm câm họng nãy giờ cũng đã lâu nguyệt miên bắt đầu lên tiếng lời người của thiết y môn nói ta đương nhiên phải tin. Nhưng ta vẫn muốn nhắc một câu, sớm đã nghe nói qua tông chủ Thanh Sơn Môn, dư hàng chấn gần đây xuất hiện dư nghiệp của ma giáo, cô ta đứng giữa một đống người rõng rạc nói. Chuyện xảy ra thất thường nhất định có vấn đề, ta cũng lo dư nghiệp ma giáo sẽ thay thế thân phận của ai đó trà trộn vào trong nhóm người. Cô gái đi bên cạnh công tử Khanh đột nhiên lên tiếng. Không, không phải đâu, chắc chắn hắn không phải người của ma giáo. Tiểu soái vừa nghe xong thì mở to mắt há to miệng gọi lớn chị. Tử vĩ giật mình hoảng hốt, ái trà, còn có nhân vật ẩn thân sao? Cô gái cúi mặt giải bày, hai năm trước ta đã quen hắn rồi. Ta có thể nhìn thấy khí tức trên người mỗi người, khí tức trên người hắn giống y như hai năm trước. Tử vĩ nghe xong thì trầm mặt tức giận suy nghĩ, khí tức sao? Loại đồ như khí tức còn có thể bị nhìn thấy sao? Đột nhiên điều gì đó khiến anh ta mở to tròn hai mắt. Anh ta nhìn thấy xung quanh công tử Khanh và cô gái đó xuất hiện những luồng linh khí đen kịch. Anh ta vô cùng hoảng hốt bất ngờ, đây là thứ gì vậy chứ? tú nhi nhìn qua luồng linh khí phát ra từ người của cô gái đó cô liền nhận ra đó chính là thiên nữ tử vĩ ngay lúc này trong đầu hiện lên một vạn câu hỏi vì sao thiên nữ sao là thiên nữ như ta hiểu sao tú nhi quay sang tên tiếng chất vấn chủ nhân người từng đích thân hạ lệnh phải tìm thiên nữ cho dù sau khi đi lạc người cũng có nhiều lần truyền lệnh bảo ta tiếp tục điều tra chuyện này chuyện quan trọng như vậy người quên rồi sao tử vĩ nghe xong thì ngu con mẹ nó người còn có loại chuyện này nữa à anh ta quay mặt sang chỗ khác cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong mồ hôi rơi lẩm tẩm ha ha cổ độc trong cơ thể ta càng lúc càng dài có nhiều chuyện quan trọng đều quên mất rồi mẹ nó chuyện quan trọng như vậy mà nguyên chủ không thể viết trong nhật ký để lại cho ta sao khi anh ta liếc mắt nhìn ra sau lưng thì tú nhi đã đứng sát bên lúc nào mà không thèm lên tiếng tú nhi bước lên trước mặt tay đặt lên vai anh ta có lẽ cần nghiệm chứng một chút nghe tới đây tử vĩ liên tưởng trong đầu cảnh tú nhi móc tim của anh ta ra ôi trời ơi ra tay rồi sao? Tú Nhi xé toạc áo của anh ra khiến anh ta vô cùng hoảng sợ mồ hôi toát ra không ngừng sờn cả gai ốc. Tú Nhi mở to mắt ngắm nhìn body sáu múi của anh ta, không có nốt ruồi đỏ sao. Đột nhiên cô ta lại làm ra bộ mặt đảm đang ưỡn ẹo thầm nghĩ, ngụy trang của chủ nhân nghiêm ngặt như vậy. Ngay cả chi tiết nhỏ chỉ có ta biết cũng không có chút sơ hở nào, cơ thể mới của chủ nhân thật sạch sẽ. Cô ta lại tiếp tục thay đổi sắc mặt, lúc này cô ta lại tức giận cắn chặt răng cao có, đều trách vạn cổ các đáng chết đó không những khiến chủ nhân mất hết công lực ngay cả ký ức cũng may màu thảo nào tính tình của chủ nhân thay đổi không giống như diễn thì ra là mất ký ức rồi chờ đã nói như vậy chủ nhân đã cứu mình trong tình trạng mất ký ức sao sau đó cô ta ôm mặt hai má đỏ ửng mở to mắt mình và chủ nhân là tình yêu hai hướng thiên nữ đứng bên này nhìn sang quan sát theo cách nói của lục tông chủ đệ tử của hắn bị một đứa bé làm cho trọng thương mà bên cạnh đứa bé đó còn có một công tử nhà giàu và một người thường thiên nữ nhận ra điều gì đó thì tối sầm mặt mày mở to mắt theo cách này xem ra đứa bé đó nhìn sao cũng giống em gái mình ngay lúc này một bàn tay của ai đó đặt lên vai cô ta khi quay mặt nhìn sang thì thấy công tử khanh cô ta toát mồ hôi lo sợ hỏng rồi vừa nãy vội vàng giúp a vĩ thoát tội công tử khanh nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sắc khí khiến cô ta vô cùng run sợ hắn ta nhìn thiên nữ với ánh mắt thất thần ý của mỹ nhân là nàng có thể làm chứng cho hắn sao hắn ta nổi trận lôi đình nắm lấy tóc của thiên nữ vật ra phía sau mặc kệ hắn có phải dư nghiệt ma giáo hay không ở trước mặt ta nói giúp người đàn ông khác có phải cô quên thân phận của mình rồi không xem ra ngày thường ta quá cưng chiều cô rồi nhỉ tông chủ ta đây trước giờ thương tiếc mỹ nhân hai năm nay chưa từng động qua cô thiên nữ nghe vậy thì vội vàng xin lỗi hắn ta nở một nụ cười nham hiểm ánh mắt rõ vẻ biến thái xem ra không cho cô chút bài học không được thiên nữ tối sầm mặt buồn bã rưng rưng nước mắt đúng chính là biểu cảm đáng sợ này trông cũng đẹp thật hắn ta đè thiên nữ xuống một tay bóp cổ một tay nắm đầu khiến vạt áo liền tụt xuống lộ hai cặp đồi to tròn căng mọng tử vĩ đứng nhìn thì thấy hai người bọn họ được bao quanh bởi một luồng linh khí kỳ lạ thứ này quen mắt quá là công pháp ma giáo danh hiệu thiên nữ này nghe rất lợi hại ngay cả nguyên chủ cũng phải hạ lệnh tìm kiếm chắc chắn có chỗ đặc biệt có chỗ cần dùng phải cứu thế là tử vĩ quyết định hạ lệnh cho tú nhi đến cướp người từ tay của công tử khanh Tú Nhi lao tới chém ra hai luồng linh khí tấn công trực diện vào người của Khanh công tử, anh ta giật mình hoảng hốt mở to mắt. Nguyệt Miên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì dùng ứng dịch để hỗ trợ công tử Khanh, Tú Nhi trong lúc hắn ta không phòng bị đã kéo thiên nữ ra khỏi người hắn một cách an toàn. Cùng lúc đó luồng linh khí của Nguyệt Miên đã tấn công tới nhưng Tú Nhi cũng đã nhanh trí dùng linh khí để tạo ra một màn bảo vệ chống đỡ. Tú Nhi cảm thấy đấu solo với Nguyệt Miên mà còn mang theo thiên nữ thì quá vướng víu đành ném cô ta xuống đất một cách vô tình sau đó một mình tú nhi bay vụt lên tấn công một lần hai đứa chị đây chấp cả lò linh kiếm tông và nguyệt ảnh lầu nhé nhìn thấy thiên nữ bị té tiểu soái vội vàng chạy tới đỡ lấy chị có sao không đột nhiên thiên nữ ngồi bật dậy nắm lấy áo của tử vĩ cô nương đó là bạn của cậu sao bốn người bên đó cô ấy không ứng phó nỗi đang nói chuyện thì đột nhiên hạ y đứng bên cạnh lên tiếng mạnh quá trên bầu trời lúc này là các luồng linh khí đang đối kháng với nhau luồng linh khí màu đỏ là tú nhi một mình chị đây cân hết xanh tím hồng vàng sức lực lớn mạnh ra ra một vụ nổ vang trời hạ y đứng chứng kiến tất cả mọi thứ liền thầm nghĩ cha từng nói mấy tên này không phải dạng vừa gì lúc này tú nhi đang chống đỡ một đòn tấn công của lục nhân ngạc tiếp theo là xử lý đòn tấn công của nguyệt miên cô gái này một trọi ba lại không phí sức còn dễ dàng trọng thương một trong số đó đáng chết chả trách cha nói nếu xảy ra chuyện không cho phép mình chủ động ra tay cảnh tượng như vậy mình ra tay cũng chỉ là gây thêm phiền phức Lúc này Tú Nhi vẫn đang miệt mài phản công lục nhân ngạc. Hai luồng linh khí áp đảo với nhau tạo ra một vùng lóe sáng. Nguyệt Miên nhân lúc không ai để ý liền lén lút tấn công, có cơ hội tốt. Nguyệt Miên lướt ngang qua người của Tú Nhi lấy đi thứ gì đó trên người của cô ấy. Tú Nhi mất thăng bằng và rớt xuống đất ngay trước mặt mọi người. Ánh mắt của Tú Nhi ngày càng lúc càng sắc lạnh hơn, trên mặt còn bị rạch đứt một đường. Cô lấy ra một thanh kiếm tuôn ra những luồng linh khí mãnh liệt. Tú Nhi trầm mặt xuống nhìn chầm chầm về phía trước, Hạ y nhìn thấy vẻ mặt đó thì mặt mày tái xanh nhận ra, bộ dạng này là dư nghiệt ma giáo hồng tụ. Hạ y liếc nhìn sang tử vĩ thì thấy anh ta vẫn đứng thản nhiên im lặng không nói gì, lẽ nào tên này cũng là nghiệp dư của ma giáo. Thật sự ngay bây giờ có vài người trong rất bình tĩnh, nhưng thực tế đã hoảng muốn chết rồi, thần khí 100% đề phòng bị nhận ra của ta. Hạ y quay sang chỉ tay vào hai người họ chất vấn, anh A vĩ, anh và người này là có quan hệ gì, đột nhiên nhân ngạc mỉm cười khinh bỉ. Sau đó ông ta nhìn chằm chằm vào bọn họ phát ngôn, người của Thiết Y Môn, cô đang đứng đó xem kịch sao? Dư nghiệt của ma giáo hiện thân, chuyện này giờ không còn liên quan đến tranh đấu môn phái trong giang hồ nữa, hắn ta liền hạ lệnh cho thuộc hạ mau bắt Tú Nhi và Tử Vĩ lại. Sau đó ông ta quay sang chất vấn đoán giả đoán non, chẳng lẽ là Thiết Y Môn các người âm thầm cấu kết với ma giáo? Hạ Y tức giận quát thẳng vào mặt Lục nhân ngạc à? "Khỉ khô đấy, Thiết Y Môn ta cây ngay không sợ chết đứng, sao lại có liên quan đến dư nghiệt ma giáo?" sau đó cô ta lại cúi mặt buồn bã thẩm mỹ hơn nữa tao muốn bắt nhưng ta không bắt được sáng nay tao mới đến tam đại tông sao lại chọn hôm nay chứ tử vĩ lúc này toát mồ hôi hột nhắm chặt mắt gượng cười ha 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 ngươi nói ai làm dư nghiệt ma giáo anh ta lúc này chúng ta với bộ mặt vô cùng tỉnh táo không chút sợ hãi ánh mắt sắc bén nhìn chầm chằm về phía trước sự trưởng thành của phản phái là tuyệt đối không thừa nhận mình là phản phái thế là anh ta liền dùng chiêu trò tụ linh khí vào tay liếc nhìn sang hạ y nói ai là ma giáo nhìn là biết Hạ y cô nương chẳng lẽ các ngươi không thấy ma khí trên người sao? Ngay lúc này tú nhi bước lại gọi nhỏ chủ nhân, tôi không biết ma khí người nói là thứ gì, nhưng người từng nói công pháp của người không phải vật tầm thường, nếu không phải vật tầm thường vậy chắc người thường cũng không nhìn thấy ma khí này. Tuy trên người tên đó có khí tức ma giáo nhưng ta không có chút ấn tượng nào với người này, hắn không phải người của ma giáo, chắc là học lén công pháp của chủ nhân. Vẽ hổ không thành lại thành chó đây mà. Một tên thuộc hạ bước lại đưa cho công tử khanh một lọ thuốc để trị thương đáng ghét lại dám chặt một cánh tay của ta. Tú Nhi ngơ ngác nhìn tử vĩ im lặng, đột nhiên vẻ mặt anh ta trở nên hoảng loạn mặt mày xanh như đít nhái toát mồ hôi hột. Tình cảm thứ này chỉ có ta và độc giả có thể nhìn thấy sao. Ta còn tưởng mọi người đều có thể nhìn thấy, và lại hiệu ứng đặc biệt của như lai thần trưởng chẳng phải bị nhìn thấy sao, chẳng lẽ như lai thần trưởng là vật thường thế. Có bệnh à, ở trong mắt người thường ma giáo đánh nhau chẳng phải như phim tiên hiệp cắt hiệu ứng sao, hình ảnh đó khó xử biết mấy. Vốn dĩ tôi đủ mạnh rồi còn tặng tôi thêm hiệu ứng đặc biệt ngón tay vàng có thể nhìn thấy sao. Nghĩ tới đây thôi đầu óc anh ta đã loạn trọng quay cuồng. Đây là thời khắc làm màu ta chuẩn bị gần hai chấp. Sao cứ xảy ra nhiều chuyện hoài vậy? Kế hoạch ban đầu, dù sao thì mấy tên ở bên kia cũng không nằm trong hình vẽ truy nã. Tính trở tay tố cáo bên đó mới là dư nghiệt ma giáo. Lập một vai người tốt trừ khử dư nghiệt ma giáo rồi thừa cơ để Tú Nhi lộ diện. Không ngờ chuyện bị lộ. Không những thân phận của Tú Nhi bị lỗ trước ngay cả mình cũng bị nghi ngờ lần này phải làm thế nào chỗ này nhiều người như vậy tú nhi giải quyết được không mất mặt quá đi bị vạn cổ các nghi ngờ thì chuyến này khỏi giải độc luôn anh ta liếc nhìn sang thiên nữ thì vô cùng mừng rỡ nói thầm chẳng phải chỗ này còn một vũ pháp thiên nữ sao cô ấy chắc chắn có thể nhìn thấy nhưng không như mong đợi vẻ mặt của thiên nữ vô cùng ngơ ngác hoàn toàn không nhìn thấy anh ta ngu con mẹ nó người im lặng không nói được gì bây giờ đành phải ôm mặt khóc lóc thảm thương thôi được đấy chính là số của á vĩ Tuy không sử dụng được công pháp nhưng thực lực của nguyên thân muốn toàn thân rút lui không thành vấn đề, dẫn theo tiểu soái và bị mỹ nữ này tìm một nơi bắt đầu lại cũng không phải là không được. Võ Kim bây giờ đã trở thành một tên bị lãng quên, thế là anh ta quyết định đứng ra tuyên bố mọi chuyện. Tôi không diễn nữa, chuyện đến nước này rồi thì ngửa bài thôi. Đột nhiên từ phía sau lưng của anh ta phát ra một tiếng nói. Ôi trời, thật sự là ma giáo. Tử Vĩ quay sang tức giận như điên, kêu gì chứ? Không thể chờ tôi giới thiệu xong mới kêu sao? Mộng Thiên Thù lúc này mặt mày tái xanh vô cùng sợ hãi run rẩy gọi: "Lý, Lý Tử Vĩ, cậu nhìn ra phía sau, quả thật không sai phía sau lưng của anh ta công tử Khanh đang bộc phá sức mạnh. Toàn thân anh ta được bao quanh bởi những luồng ma khí dày đặc, đôi bàn tay của anh ta đã được ma khí hấp thụ vào đã biến dạng thành một bàn tay quỷ quái, đáng chết. Cái thứ đáng chết này, anh ta há to mồm gương mặt trở nên quỷ dị, lại dám chặt một tay của ta. Anh ta đứng bật dậy ngưng tụ ma khí lại hét lớn: "Ta muốn giết các ngươi!" dây sau anh ta lại vui mừng hai mắt phát sáng phong hồi luân chuyển à mọi người hiệu ứng đặc biệt không thấy thì thôi đi tai mắt đều biến dị rồi có thể nhìn thấy rồi chứ rút lại câu tự báo ra môn nào lục nhân ngạc quay sang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cắn chặt răng tức giận hỏng rồi công tử khanh đúng thật là một tên ngốc thế là hắn ta liền trưởng một luồng linh khí trực diện vào người của khanh công tử luồng linh khí của nhân ngạc áp sát vào cơ thể của anh ta nhưng có vẻ không một chút hề hấn gì tất cả người dân đứng gần đó hoảng loạn hết lên chạy mau thật sự là người của ma giáo, đừng đẩy ta, đừng chen. Con ta đâu? A, à, tú nhi lo lắng quay sang hỏi. Chủ nhân bây giờ phải làm sao? Tông chủ linh kiếm tông trước giờ tự xưng là danh môn chính phái, vì danh tiếng ông ta nhất định sẽ nghĩ cách giết tên phế vật đó để chứng minh trong sạch. Tử vĩ nghe thấy thì nỡ một nụ cười bí hiểm, ha ha. Xem phản ứng đó của hắn, không giống người không biết nội tình. Để hắn giết chết tên đó vậy chẳng phải ta không còn cơ hội để phát huy nữa sao? Thế là anh ta đứng dậy nở một nụ cười tự tin rồi nói. Tú Nhi nhớ lấy, bắt đầu từ giờ, chúng ta diệt trừ dư nghiệt ma giáo, làm người tốt thay trời hành đạo. Chuyển cảnh tới một nơi tươi đẹp nào đó, trên bầu trời là túy hoa thiên tôn và hạ phụ đang uống rượu trò chuyện với nhau, ấy ra. Không ngờ thiên tôn ở trong trường thi gặp A à Vĩ Huynh của ta, đúng thật là nhân tài rơi vào trong mắt bác lạc, thật trùng hợp. Lão già say xỉn nghe xong thì cười khoái chí, he he, ta cũng không ngờ trùng hợp như vậy. Ta đang nghĩ chờ sau khi cuộc thi kết thúc không biết nên đi đâu tìm tiểu tử đó, ngươi nói tiểu tử đó mở một khách điếm sao hắn muốn tự làm à ta nói mà chả trách hắn không bằng làm gia nhập vô định tông ta hạ phụ vút dâu phì cười ta thấy ý của a vĩ huynh chắc là sợ sau khi gia nhập các đại môn phái hành sự bị hạn chế tự thành một phái không bị trói buộc mở khách điếm cũng khá tốt lão già say xỉn quay sang đáp lời đúng là rất tốt nhưng tiểu tử thú vị như vậy khó tránh bị nhìn chúng mới bao lâu đã chọc phải người của linh kiếm tông trong giang hồ vẫn là có chỗ dựa quan trọng hơn ông ta vẫn không từ bỏ ý nghĩ lừa người. Hạ Phụ liếc mắt nhìn sang phì cười, theo tính sách siêu nhiên của Á Vĩ Huynh. So với việc gặp phiền phức e là hắn không thích gửi gắm người khác bị hạn chế, ta cảm thấy nếu thực lực mạnh, tự mình chính là chỗ dựa của mình. Lão già say xỉn chỉ tay lên trời nói tiếp, không nói chuyện này nữa, dù sao thì ta vì dụ tiểu tử này mới chạy tới đây một chuyến. Ồ oh, hố, oh. đây là khách điếm của tiểu tử đó à, vừa quay sang nhìn thì hai con mắt lòi cả ra ngoài, trước mắt ông ta là cuộc hỗn chiến của ma giáo và thường dân linh khí ngập trời đánh nhau ì đùng trước mắt phát hiện tố nhi là dư nguyệt ma giáo đầu tiên nguyệt miên thì chưa phát hiện ra được là ai người đang chiến đấu với công tử khanh là tông chủ linh kiếm tông còn công tử khanh bây giờ chính là dư nguyệt ma giáo thứ hai bên dưới bây giờ còn xuất hiện thêm một tiểu hòa thượng đang dùng mỏ đánh người tay thì gỏ đầu ngta mỏ thì thiện tai thiện tai là tu giữ chưa hạ phụ chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì nước mắt hai hàng ôi trời chuyện này là sao nữa vậy đột nhiên bên cạnh ông ta phát ra một tiếng nói các người đang làm gì vậy những người này đều là dân thường thì gia hạ đi đang gắng sức bảo vệ người dân trong trấn các ngươi ra tay với dân thường linh kiếm tông có ý gì đây một tên thuộc hạ đã bị mê mẩn thần hồn ăn nói không rõ ràng bắt hết tất cả mọi người người dẫn đầu lệnh của tông chủ những tên thuộc hạ này đã bị mất hết lý trí điên cuồng tấn công tới hạ y như một con chó đói đột nhiên ở giữa trung tâm mớ hỗn độn phát ra một vụ nổ lớn khiến tất cả đám thuộc hạ của nhân ngạc văng ra phía xa thì ra đó chính là hạ phụ ra tay Ông ta dùng công pháp đã học được từ Tử Vĩ tạo ra một màn kết giới bảo vệ, Mộng Thiên Thù bước lại gặng hỏi, y y trạng thái của mấy tên này không ổn, trông họ giống như là bị mê hoặc thần hồn, cùng lúc đó Tử Vĩ bước lại, ta thấy giống như là cổ trùng thì đúng hơn, ý thức còn nhưng không chịu khống chế, bước chân hư ảo sức mạnh rất lớn, mặt xanh tím trắng bệt như thi thể biết đi. Thật ra đây là trạng thái sau khi bị nhiếp hồn, Mộng Thiên Thù nghe xong thì vô cùng bất ngờ, cái gì chứ? Nhiếp hồn là gì? Tử Vĩ không ngần ngại liền giải đáp thắc mắc tử vi ma tôn là đệ nhất thiên hạ thử qua vô số cách tu luyện nhiếp hồn chỉ là phế liệu sinh ra trong thí nghiệm của hắn chỉ cần bắt lại sứ giả mấy người này sẽ bị hồi phục lại bình thường mộng thiên thu nghe xong thì cũng hơi hiếu kỳ mà hỏi tại sao cậu lại biết rõ như vậy tử vĩ làm bộ mặt bí hiểm cô đoán xem ta rõ như vậy đương nhiên là vì ta đã gặp qua nguyên bản lão già say xỉn từ trên trời đáp xuống thanh niên tốt thật đấy đánh nhau thôi mà đầy khí thế hay lắm hay lắm biểu muội của tiểu tử đó công phu không tệ Hạ Phụ nghe thấy thì trừng mắt há mồm mặt xanh như đít nhái. Em họ, của ai, à Vĩ Huynh à? Nha đầu bạch mau đó à các người quen không? Hạ Phụ nghe xong thì mua mặt ra bạch mau, nha đầu gì chứ? Và giây sau đó ông ta liền trừng mắt há mồm hoảng hốt. Đó chẳng phải là thân tín của tử vi ma tôn sao, lão già say xỉn nốc vào một ngụm rượu. Sau đó ông ta lau đi rượu thừa trên miệng, ha ha một cái thiệt đã rồi nhìn chằm chằm về phía trước. Ngay lúc này cánh tay của ông ta bắt đầu trở nên tiến hóa nổi đầy rẫy những sợi gân và gai góc và trong chớp mắt toàn thân của ông ta trở nên to lớn, gương mặt quỷ quái, y phục trên thân cũng vì vậy mà rách nát đi, lần này đến lượt ta ra tay rồi. Ông ta lao tới chỗ của nhân ngạc và công tử khanh nhanh như một cơn gió, tử vĩ đứng phía sau nhìn thấy mỉm cười thầm nghĩ, người của vô định tông cũng đến rồi. Ông trời còn thương ta, cảnh tượng hiếm thấy, ta không cho phép có ai cướp đi danh dự của ta. Có thể tẩy sạch hay không phải xem lần này, tử vĩ liền gọi tiểu soái tới, lão già say xỉn lao tới đấm cho khanh công tử một cú bay ra xa bay về hướng tây phương cực lạc cú tiếp theo là nhắm thẳng vào người lục nhân ngạc ngươi cũng nên ăn một quyền của lão phu cho biết sự đời đi lục nhân ngạc học máu tại chỗ hắn ta cắn chặt răng ngẩng đầu tức giận tại sao ta cũng chịu đòn vậy khốn nạn thật tổ mẫu của ta còn chưa tát qua mặt ta mặc kệ hắn có phải dân thường hay không thể diện mất hết rồi chi bằng diệt khẩu hết tất cả mọi người đột nhiên thứ gì đó khiến anh ta mở to mắt sao không nâng lên được không những không thể nâng lên nội lực hình như bị rút đi rồi ngay lúc này toàn thân của anh ta được bao bọc lấy một luồng linh khí kim quang lúc này tiểu soái đang tụ linh khí thành một quả cầu nằm trong lòng bàn tay một lúc sau tiểu soái mở mắt to ra cũng là lúc sức mạnh được bộc phá đại phiêu lượng người cũng như tên trông rất xinh đẹp chính là biết cấp bậc nữ chính nhưng mọi người đều biết nữ chính thông thường đều nhiều tai họa phiêu lượng vừa về đến nhà thì nghe hai người dân bàn tán xôn xao ái ra thật đáng thương mai sau hai đứa bé này phải làm sao không sao đâu Chắc lão triệu họ sẽ chăm sóc chúng nhiều năm như vậy rồi. Lúc sau phiêu lượng bước vào nhà, người đăng ông nào đó quay sang cười nham nhở thốt lên, xem kìa. Nói đến là đến, môn chủ, bây giờ khuê nữ bảo bối đó của tôi. Đẹp chứ, đúng là khuyên quốc chi tử, phiêu lượng mặt mày tối sầm hai mắt mở to sợ hãi tột cùng. Triệu bá bá, mẹ ta đâu rồi, một lúc sau, phiêu lượng đứng bên cạnh công tử khanh, một tiểu tỳ dâng trà lên trước mặt hắn, môn. Môn chủ mời dùng trà, công tử khanh liền thò tay cầm lấy tách trà hắn ta nâng tách trà lên người thử với vẻ mặt đen kịch mùi vị trà hôm nay biến nhạt rồi người mới đến à tiểu Tỳ nghe xong thì mặt mày tím tái toàn thân run rẩy dâng nữ chưa từng học qua nấu trà mong môn chủ lượng thứ công tử khanh đứng dậy liếc mắt nhìn sang tiểu tỳ nham nhở ta không có ý trách ngươi không cần phải sợ sau đó hắn ta khom người xuống nở ra một nụ cười quỷ dị tay chạm vào môi của tiểu tỳ khiến cô ta dung sợ ứa nước mắt để ta xem thử nào dứt lời thì xuất hiện một cảnh tượng kinh dị. Một bàn tay của ai đó thò ra không có chút máu chỉ còn bộ xương khô, phiêu lượng mang y phục bước vào phòng, công tử khanh liền kêu lên, mỹ nhân, sao đứng ngây ra đó vậy, hắn ta giang rộng hai tay liếc mắt nhìn sang cười nham hiểm, mau qua đây thay đồ cho ta đi. Phiêu lượng cúi đầu khoác y phục cho khanh công tử bẽn lẽn hỏi, môn chủ, vị cô nương đó bị làm sao vậy? Khanh công tử lườm liếc nhếch miệng cười đều cáng, chẳng qua là một món đồ chơi miễn cưỡng có chút tác dụng mà thôi, nàng quan tâm cô ta vậy sao? nếu nàng quan tâm cô ta như vậy thì qua đó xem thử đi mỹ nhân quả nhiên như lời triệu trưởng quầy nói không những xinh đẹp tính tình cũng rất ôn dịu sau khi phiêu lượng bước sang nhìn cô gái kia thì sợ hãi tái xanh mặt mày hai mắt trợn tròn lên tay bịt chặt miệng lại hoảng loạn công tử thanh xuất hiện phía sau mặt mày đen như đít nồi tràn đầy sát khí sao mỹ nhân không nói chuyện nữa vậy bên trong chiếc tràn một cô gái đã bị hút cạn tinh nguyên mặt mày già nua nhăn nhó hốc hác cô ta với tay lên thảm thiết kêu cứu dây sau đó cô ta không chịu được nữa thế là cô ta đã buông tay súng và đi đoàn tụ với các cụ công tử khanh tiến tới bịt chặt miệng của phiêu lượng lại khiến cô ta mặt mày xanh sẩm rơm rớm nước mắt phiêu lượng lấy hết can đảm quay mặt nhìn sang rõ vẻ sợ hãi gọi môn môn chủ ngài làm gì đó hắn ta liền ôm lấy phiêu lượng vào lòng nhếch miệng cười nham nhở đừng sợ mỹ nhân đặc biệt hơn cô ta ta sẽ không đối xử với nàng như vậy đúng rồi sau này gọi ta là tông chủ hiểu không hiểu hiểu rồi thưa tông chủ Công tử Khanh nghe xong thì nhe răng nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, người đàn bà tuyệt sắc có thể chất đặc biệt này. Chỉ dùng một lần thì thật phí của trời, chi bằng nuôi cho tốt, chờ lúc ta đột phá mới dùng. Ngày tháng lâu dài, ta cũng sẽ trở thành nhân vật hô mưa gọi gió, mà thanh sơn môn ta cũng trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Một diễn biến khác trong câu chuyện, Lý Tử Vĩ chống nạnh đứng trước ba người, Lục Nhân Ngạc, Nguyệt Miên và Công Tử Khanh, tên Công Tử Khanh cay cú trợn trắng hai mắt há to mồm hét lớn, khốn nạn, ta là tông chủ thanh sơn môn dám ra tay với ta ta phải để các ngươi trả giá lý tử vĩ nghe xong thì dùng ngón út khuấy lỗ tai mặt mày bơ phờ ồ ồ vậy ngươi cũng giỏi quá nhỉ tú nhi để hắn im mồm đi em gái lập tức xuất hiện tuân lệnh chủ nhân dây sau một vũng máu đỏ tươi lướt ngang mặt của lý tử vĩ khiến anh ta mở to hai mắt ngơ ngác cô cậu mặt mày xanh như đít nhái há hốc mồm khi nhìn thấy mặt mày tú nhi dính đầy máu tú nhi à thật ra ý của ta không phải là giết hắn đâu gì chứ lúc trước người nói câu này chính là muốn diệt khẩu là tú nhi hiểu sai ý rồi ư lục nhân ngạc trừng mắt cau mày nhìn về phía trước thiên địa lương tâm bổn tông chủ không biết gì về chuyện này cả nếu bổn tông chủ mà biết hắn là ma giáo dư nghiệt cho dù giết ta ta cũng không qua lại với hắn nguyệt miên nghe thế thì quay sang chất vấn lời này của ngươi ngươi cảm thấy đáng tin không đúng là bị hai ngươi hại thảm rồi lục nhân ngạc quay sang mặt mày xanh lẻ toát mồ hôi hột sao ta biết lại phát triển thành như vậy chẳng phải cô thông minh sao mau nghĩ cách đi nguyệt miên nghe xong thì tức giận sù lông quay qua chừng mắt há mồm la ăng ẳng không còn nội lực nữa ta có thể có cách gì người biết điều là trang tuấn kiệt ta không biết hai người có quan hệ gì với ma giáo lý tử vĩ nghe mấy anh chị lải nhải nhức đầu quá thì quay sang nói với hạ phụ hạ lão ca ma công phản phệ hết thuốc chữa chết sớm siêu thoát các người có thể hiểu được chứ hạ phụ nghe xong thì cười tươi như hoa hiểu phải hiểu chứ a à, vĩ huynh về nghỉ ngơi đi chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý là được Lý Tử Vĩ cúi đầu hai mắt nhắm chặt, Tú Nhi chính tay giúp họ giải quyết một sư nghiệt ma giáo, tiếp theo chỉ cần dụ dỗ thêm chút là được, thật ra Tú Nhi cô ấy. Sau đó anh ta ngẩng mặt nhìn lên thì ngơ ngác, ta có thể đi rồi sao? Hắn không hỏi ta ư? Trái tim của người ở thiết y môn lớn như vậy sao? Một lúc sau Hạ Y nắm lấy tay áo của phụ thân há to mồm nói, "Cha cha, người ngăn con lại làm gì? A à Vĩ huynh hiểu về chuyện ma giáo như vậy, con phải hỏi rõ huynh ấy, lỗi như huynh ấy và ma giáo?" Hạ phụ liền quay sang ngắt ngang lời của Hạ Y. Y à, tính cách manh động này của con còn phải rèn luyện thêm. Chẳng lẽ con nghi ngờ A Vĩ Huynh có quan hệ với ma giáo ư? Không thì sao? Tú Nhi ở bên cạnh hắn. Hạ phụ giơ một ngón tay lên cau mày cau mặt đầu bí hiểm. Không không. Chính vì vậy chúng ta mới không được manh động. Nói xong ông ta liếc mắt nhìn sang chỗ khác vuốt dâu nói tiếp. Con nghĩ đi, nếu A Vĩ Huynh thật sự có quan hệ với ma giáo. Sao lại quang minh chính đại mang theo Tú Nhi ở bên cạnh? tú nhi là cánh tay trái của tử vi ma tôn nay lại ở bên cạnh a à vĩ huynh thậm chí nghe lời huynh ấy với thực lực của a à vĩ huynh mà nói chắc chắn đã dùng cách gì đó khống chế cô ta hắn hiểu ma giáo như vậy e là tình báo lấy được từ trong miệng của tú nhi lúc này chúng ta phải im lặng quan sát đừng gây thêm phiền phức cho a à vĩ huynh thời cơ đến a à vĩ huynh sẽ nói với chúng ta phụ thân nói có lý hạ y ngẩng mặt nhìn chằm chằm lên trời đúng rồi cha cha lúc nãy a à vĩ ca ca từng nhắc đến từ ma khí Người biết đó là cái gì không? Hạ phụ nghe thấy thì lập tức quay mặt nhìn sang trợn mắt lên gặng hỏi. Ma khí ư? Là thứ gì? Đột nhiên túy hoa thiên tôn bất ngờ xuất hiện phía sau. Mặc kệ ma khí ma tôn ma giáo gì đó, ta không có hứng thú với thứ đó. Chúng ta nói chút chuyện khác đi. Túy hoa thiên tôn chỉ một ngón tay lên trời liếc mắt nhìn sang nở ra một nụ cười nham nhở. Xem ra tiểu tử này đơn giản hơn ta tưởng. Cửu khúc hồ tâm trận đó của ngươi có thể đột phá là lấy được đồ tốt từ chỗ hắn phải không? Hạ phụ thế mà nghe xong thì tức giận câu có khó chịu phẩy tay đuổi túy hoa thiên tôn như đuổi tà. Đi đi đi, chẳng phải ngươi cảm thấy mình rất thân với A Vĩ Huynh sao, tự đi tìm Huynh ấy mà hỏi, đồ A Vĩ Huynh cho ta là bảo bối hiếm có. Đừng có mà dòng ngó, túy hoa thiên tôn nghe xong thì mắt nhắm mắt mở xị mặt xuống nhăn nhó, ừ ừ, keo thật đấy, vậy ta tự đi tìm hắn hỏi. Sau đó túy hoa thiên tôn chỉ ngón tay lên trời nhe răng cười sảng khoái, ta thấy chưa thức lúc nãy đứa bé đó dùng lợi hại hơn bí thuật phệ hồn của người đàn bà đó nhiều nói không chừng còn có thứ lợi hại hơn. Mộng Thiên Thu nghe xong thì mở to tròn hai mắt há to mồm la toáng lên, tiền bối, lúc nãy có phải người nhắc đến bí thuật phệ hồn không? Chuyển cảnh tới viện phủ của Lý Tử Vĩ, tiếng hét thất thanh của anh ta muốn bay luôn cái nóc nhà. Tiểu Soái là con gái ư? Lúc này Tiểu Soái đã diện lên cho mình một bộ váy màu hồng siêu cute và một mái tóc dài mượt mà. Lý Tử Vĩ hai bàn tay nắm chặt mặt mày tín tái quát lớn, đây là cùng một người sao? Đùa ta đấy à? Trả Tiểu Soái của ta lại đây. Tiểu soái chỉ tay vào mặt mình rõng rạc nói, chị à, lúc trước sư phụ té xuống vực mất trí nhớ. Hay là em thay bộ quần áo kia lại nha, bộ đồ này không tiện để luyện công, ô ô thì ra là như vậy. Thiên nữ bước tới hai mắt mở to nhẹ nhàng thăm hỏi. Huynh té xuống vực chắc đau lắm nhỉ, Lý Tử Vĩ nhìn thấy hai túi silicon thì lập tức quay mặt sang chỗ khác máu mũi phun trào như núi lửa. Ôi trời là tấn công sắc đẹp, sau đó anh ta bình tĩnh lại rồi quay sang khẽ cười, hi hi một cái vấp ngã nhỏ thôi thật ra trong đầu anh ta đã nghe hết những gì đối phương gặp phải thân thế bi thảm quá mỹ nữ đáng thương quá gặp phải chuyện nặng nề như vậy lại xuất hiện trong chuyện tranh hài cô ấy chắc chắn là nhân vật trong nhóm nữ chính nói thầm song lý tử vĩ ngẩng mặt nhìn lên mặt mày tím dịm chờ đã có búp nguyên chủ luôn tìm kiếm thiên nữ vậy ních phụ này của hắn ở bên cạnh thiên nữ rồi chẳng lẽ hắn không nhận sao thế là của cậu liền vuốt cầm suy đoán chẳng lẽ là một người không đủ phải tập trung chiến đội tam sát sao cùng lúc đó mộng thiên thu trên tay cầm thứ gì đó bước vào phòng lên tiếng lý tử vĩ thì ra cậu ở đây lúc nãy tôi tìm cậu cả nửa ngày trời qua tìm kiếm thanh sơn môn và linh kiếm tông đúng là có cấu kết với ma giáo âm thầm tu luyện công pháp ma giáo lục nhân ngạc bị túy hoa thiên tôn mang về tam đại tông do người của tam đại tông bàn bạc xem phải xử lý thế nào nguyệt miên không biết chuyện này bị nhốt ở thiết y môn chờ xử lý nói tới đây mộng thiên thu cúi mặt thở một hơi thật dài lần này khách điếm của cậu nổi tiếng rồi mọi người đều đang bàn tán chuyện này. Sau đó Mộng Thiên Thu đưa cho thiên nữ một bát thức uống gì đó đen xì lì. Còn cô, uống cái chén canh này đi, thiên nữ ngơ ngác gặng hỏi. Đây là thứ gì? Mộng Thiên Thu nhắm chặt hai mắt nhíu mày trầm tư, hạ bá bá tìm thấy cổ trùng trong phòng công tử khanh. Cổ trùng đó dựa vào máu huyết nuôi dưỡng, kết hợp với người ký sinh có tác dụng thái âm bổ dương, tuy cổ mẹ đã chết. Cổ con cũng không có tác dụng, nhưng vẫn làm ra thì tốt hơn. Lý Tử Vĩ nghe xong thì giơ một ngón tay lên trời rõng rạc nói. Vạn cổ các các người ngẫu hứng như vậy, ai có thể lấy được cổ trùng của các người, uống một miệng canh là có thể đưa tử cổ ra ngoài ư. Đơn giản vậy sao, tên ở Thanh Sơn Môn vừa là ma công vừa chơi cổ, sao có thể yêu nghề hơn mình nữa vậy? Mộng Thiên Thu tức giận khó chịu quay mặt sang chỗ khác, ngươi hỏi ta sao ta biết được, chắc là chủ mẫu cho. Cô ấy thích lo lợi ích chứ không lo hậu quả, Lý Tử Vĩ Hiếu Kỳ liền thọc tay vào chén canh nếm thử một miếng thì liền thốt lên, đắng vãi cả nhái. Mộng Thiên Thu liếc mắt nhìn sang nói, Cậu đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ta sao, mau uống canh đi. Không uống ta mang đi đấy. Lý Tử Vĩ nghe xong thì không một chút ngần ngại liền đổ áo bát canh vào mồm mặc dù là đáng đến mức mặt mày tím tái không còn chút máu. Uống xong anh ta nhếch miệng cười nham nhở he he he, uống xong bát canh thì thực lực tăng mạnh linh khí rồi rào, cửu trùng áp chế thực lực của ta. Ta dùng danh nghĩa Lý Tử Vĩ để nhất giang hồ lệnh ngươi giải trừ phong ấn, nhưng tất cả mọi thứ chỉ là suy nghĩ của cu cậu mà thôi. Thật ra chẳng có linh lực và thực lực gì cả, Lý Tử Vĩ quê quá mặt mày tối sẫm lại nhăn nhó xấu hết hồn, sức mạnh, sức mạnh không quay về. Mộng Thiên Thu nổi trận lôi đình giật lấy cái bát không trên tay của Lý Tử Vĩ há to mồm la toáng lên, "Lý Tử Vĩ cậu có bệnh à hả? Ta bảo cô ấy uống, không phải bảo cậu uống, trong cơ thể cậu đâu có cổ trùng, cậu uống thứ này làm gì chứ?" Lý Tử Vĩ ngơ ngác tự chỉ tay vào mặt của mình, "Ơ ừ cơ mà sao uống rồi vẫn không có phản ứng gì vậy nhỉ? Vậy cậu đang mong có phản ứng gì?" Mộng Thiên Thu bất lực khoang tay cúi đầu, "Chán thật đấy, bỏ đi. Cậu uống cũng uống rồi, ta kiểm tra giúp cậu vậy, cơ hội hiếm có, là do hắn tự đưa đến cửa. Thế là Mộng Thiên Thu bước tới giơ tay lên trước ngực của Lý Tử Vĩ dùng linh lực kiểm tra, thì ra còn một công trình này nữa sao? Ta không phải sợ gì, lỡ trong cơ thể ta cũng có sâu, thì ghê tởm biết mấy. Cô cậu nhắm chặt hai mắt tận hưởng mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng con cổ trùng đáng chết này cũng bị lấy ra rồi. Chỉ cần hồi phục thực lực, từ nay ta không cần phát triển ngầm nữa, ta ra tay trực tiếp dọa chết tất cả mọi người đăng lên bảo tọa đệ nhất giang hồ của mình, kiểm tra xong mộng thiên thu quay người rời đi không quên ban cho Lý Tử Vĩ một kết quả, ta đã nói mà, trong cơ thể của cậu không có cổ trùng, vẫn khỏe lắm, Lý Tử Vĩ nghe xong thì trợn trừng mắt há hốc mồm thốt lên, không có cổ trùng ư, sao có thể chứ, này này này, biểu cảm thất vọng này của cậu là có ý gì? Cùng lúc đó tiểu soái bước tới tay bê bát canh nhẹ nhàng nói, chị thánh nữ, em múc chén khác giúp chị rồi đây, cảm ơn em nhé bé con mộng thiên thu cầm lấy bát canh sau đó quay sang cau mày cau mặt sở thích này của cậu thật kỳ lạ một bộ dạng mong cơ thể mình có cổ trùng ư mộng thiên thu từ từ hít mắt lại tuy lúc nãy trong cơ thể của hắn không có cổ trùng nhưng mà bây giờ có rồi đấy thôi lý tử vĩ thất vọng toàn thân hóa đá nằm dài trên giường sao lại như vậy chứ tú nhi hớt hải chạy tới bên cạnh lý tử vĩ lo lắng tột cùng chủ nhân cố lên chủ nhân oai phong như vậy sao có thể bị chút chuyện nhỏ này đánh bại chứ lý tử vĩ nghe xong thì quay sang mặt mày hốc hác như sắp chết ta phải làm sao cố gắng đây thánh nữ vạn cổ các nói trong cơ thể của ta vốn không có cổ trùng nếu trong cơ thể của ta không có cổ trùng vậy sao ta không sử dụng được công pháp chẳng lẽ vốn không có cổ trùng gì hết trong này còn có hiểu lầm mà ta không rõ sao tú nhi nghe vậy thì đứng ra chỉ tay lên trời tươi cười hớn hở chủ nhân thực lực của người mạnh như vậy cổ trùng có thể hạn chế được người sao có thể là vật tầm thường được thánh nữ đó nhìn không ra chỉ có thể chứng minh cổ trùng này không đơn giản như vậy. Lý Tử Vĩ nghe xong thì thần sắc lập tức hồi phục, anh ta ngồi bật dậy cười tươi như được mùa. Ôi trời ơi, cô nói như vậy cũng rất có lý đấy. Lý Tử Vĩ vuốt cằm nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Thánh nữ không đủ trình, xem ra phải nghĩ cách tiếp cận chủ mẫu của vạn cổ các mới được, ngay cả thánh nữ cũng không nhìn ra cổ trùng. Chắc chắn rất ngầu, không hổ là thiên hạ đệ nhất, ngay cả cổ trùng cũng là thiên hạ đệ nhất cổ cùng lúc đó mộng thiên thu ngồi trước một cái bàn dùng cổ trùng để nhìn thấu sang chỗ của lý tử vĩ hai người đó đang nói cái gì vậy chứ tùy tiện giám sát hắn không tốt nhưng tất cả đều là vì hoàn thành mệnh lệnh của chủ mẫu hai người lý tử vĩ và tú nhi cứ mải mê tươi cười trò chuyện mà không để ý cổ trùng đang quan sát bọn họ mộng thiên thu nhìn vào thấu ảnh mặt mày nhăn nhó khó chịu dựa vào cách nói của túy hoa thiên tôn là mộng thiên vũ tấn công lý tử vĩ trước sau đó trong tình trạng lý tử vĩ không vùng vẫy thuật phệ hồn phản phệ rồi có thể đả thương mộng thiên vũ, lợi hại thật đấy. Và lại hắn có thể khống chế dư nghiệt ma giáo, rốt cuộc là đã dùng thủ đoạn gì. Mộng thiên thu nhìn lại vào thấu ảnh thì chỉ thấy Lý Tử Vĩ đứng một mình. Bạch mau nữ đó đi đâu rồi, còn hắn đang làm cái thứ gì vậy trời. Tử Vĩ trên tay cầm một vật gì đó giống lệnh bài còn nhìn say đắm. Lý Tử Vĩ nhìn miếng gỗ trong tay nhe răng cười khoái chí Đúng rồi, người trong giang hồ sao có thể không có tín vật của mình chứ. Thế là anh ta liền khắc một chữ gì đó to đùng lên miếng gỗ, từ nay về sau đây chính là lệnh bài thuộc về lý tử vĩ ta lúc sau tú nhi đi đâu đó đã trở về lên tiếng chủ nhân ta đã về rồi đây thứ ngài cầm là ma giáo lệnh sao lý tử vĩ quay sang đưa tấm lệnh bài cho tú nhi ma giáo lệnh lúc trước nay không còn dùng được nữa lúc nãy ta cải tạo một chút cô nhớ nó bây giờ như vậy sau này ở ngoài gọi nó là thánh hỏa a vĩ lệnh tú nhi đã hiểu rõ sau đó em gái nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài thẫn thờ không nói gì dây sau cảm xúc dâng trào tú nhi liền dơ tấm lệnh bài lên má trà trà âu yếm tâm tư tỉ mỉ không hổ là chủ nhân mà chữ vĩ này không những là hóa danh của chủ nhân càng có ý nghĩa đệ nhất ma tôn vĩ đại một câu hai lời chủ nhân đúng là thông minh hơn người ngẫm nghĩ xong em gái chỉ tay về phía trước thốt lên nhưng không nỡ buông tấm lệnh bài ra đúng rồi chủ nhân thứ người muốn ta mang đến rồi bao nhiêu đây có đủ để người dùng không tử vĩ liền cầm lấy một cuộn rồi đáp lời đủ rồi dư luôn rồi Tử Vĩ mở cuộn sách ra dùng bút viết lên thứ gì đó, bây giờ khách điếm hòa bình nổi tiếng như vậy. Phải đưa việc tuyên truyền công pháp vào lịch trình, làm mấy cái thử trước đã, Tú Nhi. Cô cũng phải học đó, tuân lệnh chủ nhân, Lý Tử Vĩ thẻ lưỡi liếm môi thốt lên, trong thế giới mọi người đều có hiệu ứng đặc biệt này. Luyện công pháp mà người khác không thấy hiệu ứng đặc biệt thì có nghĩa là gì, xem ra vẫn là mấy thứ của ta dễ dùng hơn. Không những lợi hại mà trông cũng rất ngầu, thế là anh ta liền dùng tốc độ tay xã hội viết lên cuộn sách, ha 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 nguyên chủ à nguyên chủ tôi biết công pháp của ông ngầu nhưng hiệu ứng đặc biệt mới là lãng mạn chân chính của đàn ông tôi tạm thời không dùng mấy thứ này mộng thiên thu bên này quan sát tới thì cũng không khỏi bất ngờ tốc độ này nhanh quá hắn đang làm cái gì vậy chứ thế là mộng thiên thu liền điều khiển cổ trùng bò lên người của tử vĩ cổ trùng bò lên vai tử vĩ để ta xem thử coi nhìn xuống thì thấy cu cậu vẽ những âm thanh niên cơ bắp cuồn cuộn cổ trùng há hốc mồm hét lớn hoàn toàn nhìn không hiểu đây là cái gì Mộng Thiên Thu nhìn thấy thì vuốt cầm suy ngẫm, đây là gì? Chẳng lẽ là loại công pháp nào đó? Loại công pháp mà chỉ có đàn ông không mặc quần mới có thể luyện ư? Bỗng chốc cổ trùng nội gián trên bàn nổ tung mà không hiểu vì lý do gì. Mộng Thiên Thu liền hốt xác con cổ trùng lên mặt mày nhăn nhó, bị phát hiện rồi sao? Một bàn tay của ai đó đặt lên vai Tử Vĩ, trong lòng bàn tay tuôn ra những dị chất màu đỏ. Tử Vĩ ngước mặt nhìn lên, tú nhi, có chuyện gì sao? Tú Nhi liền vã vào vai của Nam Chính một cái bóp cười tít mắt tôi thấy chủ nhân vất vả vậy đấm vai thay người đó mà chủ nhân chủ mẫu của vạn cổ các hành sự quỷ dị thâm sâu khó lường tình báo về cô ta rất ít nếu người muốn tiếp xúc với chủ mẫu vạn cổ các vậy ngày mai tú nhi sẽ đi một ngày ta đi nghĩ cách thăm dò trước để tiện cho hành động sau này của chủ nhân tử vĩ nghe xong thì vô cùng hài lòng cười tươi như hoa vẫn là tú nhi của chúng ta tốt nhất thuộc hạ đáng tin biết mấy cảm ơn sự ban tặng của nguyên chủ vậy khoảng thời gian tú nhi không có ở đây xin chủ nhân hãy hành sự cẩn thận, yên tâm đi, chủ nhân của cô có thực lực gì chứ, chẳng lẽ ta ở nhà của mình còn có thể bị người ta bắt cóc ư? Ừ. Bên ngoài viện phủ của tử vĩ xuất hiện một con mèo trắng bạch tạng với đôi mắt vàng khẻ lông xù như cục bông gòn mập như con heo. Sáng ngày hôm sau một bàn chân đen xì của ai đó đi tới một viện phòng, võ kim kẹp tiểu xoáy vào nách hớt ha hớt hải hét lên, báo quan, tôi muốn báo quan. Sau khi nghe rõ rành mạch câu chuyện thì hạ phụ đập mạnh tay xuống bàn tức giận quát lớn, cái gì chứ, a à vĩ huynh mất tích rồi sao dư nghiệt ma giáo đó cũng mất tích luôn rồi ư ừ. hạ y quay sang cau mày cau mặt ngay lúc này bỗng nhiên mất tích không lẽ hắn sợ tội nên bỏ trốn rồi sao hạ phụ ngồi chật vật đau đầu nhức óc im lặng không nói một lời nào im lặng một lúc thì ông ta lên tiếng chuyện này xảy ra quá đột ngột không thể nói bừa được hạ phụ hết sức bình tĩnh gặng hỏi chuyện a à vĩ huynh mất tích xảy ra như thế nào có lẽ chỉ là ra ngoài thì sao võ kim nghe xong thì đủ mặt ra đương nhiên là mới phát hiện tôi đến báo quan ngay Thiên nữ ngẩng đầu nhìn lên dõng dạc nói, lúc trưa tôi và A Vĩ cùng nhau ăn trưa, lúc đó huynh ấy không hề nhắc đến chuyện ra ngoài, còn hỏi tôi chưa có muốn cùng rèn luyện không. Đúng rồi, chúng tôi tìm thấy được hai thứ này trong phòng của huynh ấy, hạ phụ nhìn chầm chầm vào hai món đồ, nhện sao, còn có công pháp chưa hoàn thành. Kỹ năng vẽ của A Vĩ huynh thật vi diệu, chỉ là ăn mặc của nhân vật hơi không được tốt, mộng thiên thu cầm lấy con nhện trong tay thốt lên, con nhện đó là của tôi. Tôi giám sát hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn phát hiện, này này cô gái kia sao cô lại dám giám sát sư phụ của tôi chứ còn về hướng đi của hắn chắc tôi không biết ở đâu chuyển cảnh tới một nơi âm u tối mù nào đó tử vĩ nằm im bất động trên một đống lông mèo bị một chiếc khăn che mắt sau đó anh ta hoảng hốt ngồi bật dậy há hốc mồm kinh ngạc chiếc khăn che mắt của anh ta từ từ trượt xuống tử vĩ nhìn lên trần nhà miệng lẩm bẩm trời ạ à, đây là nơi nào vậy chứ đột nhiên bên ngoài phát ra một tiếng nói khiến anh ta liếc mắt nhìn sang hắn tỉnh rồi hắn tỉnh rồi mau đi thông báo với chủ mẫu bên ngoài xuất hiện mấy em mi nơ ngọt hết nước chấm tuy thịt nạt một chút nhưng cũng rất non mềm là loại tôi thích lại hoa si đúng là không tệ tử vĩ nhìn ra thấy mấy em gái thì ngu mặt ra cổ họng cứng nơ sau đó anh ta trợn trắng hai con mắt lên há to mồm la toáng loạn ôi trời đất ơi thú nhĩ nương trong truyền thuyết sao mình lại xuyên không nữa rồi ư bên ngoài nhà lao một tiếng nói vang lên thánh nữ đại nhân người không đi gặp chủ mẫu trước sao mộng thiên thu hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía trước lát nữa ta sẽ đi sau một nữ thuộc hạ bước lên phía trước ngáng đường mộng thiên thu thánh nữ đại nhân người không đi gặp chủ mẫu chủ mẫu sẽ giận đó hơn nữa một tội phạm cũng đáng để người đích thân đi gặp sao mộng thiên thu nghe xong thì cau có tức giận ta làm việc không ổn thỏa lát nữa sẽ tự thỉnh tội với chủ mẫu người đừng nhiều lời nữ thuộc hạ nghe xong thì mặt mày tím tái gượng cười hiểu rồi nhưng ta cũng vì tốt cho người thôi hư hư chẳng qua là một thánh nữ chỉ có danh giả gì mà giả chứ lý tử vĩ nằm bên trong nhà lao đang còn say kê thì bỗng chốc mở bừng mắt anh ta ngồi bật dậy nhìn trước ngó sau há to mồm làm nhảm một mình ta đang ở đâu ta nhớ ta nhìn thấy thú nhĩ nương ta lại xuyên không nữa rồi sao nói xong lý tưởng vậy liếc mắt nhìn sang mộng thiên thu và nữ thuộc hạ đã đứng bên ngoài từ lúc nào khoanh tay vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nam chính à, là là thánh nữ đại nhân ư lý tử vĩ ngưng ác phát tay ra sau gáy gãi đầu cái đó tình hình bây giờ là sao vậy mộng thiên thu nhíu chặt đôi chân mày lại liếc mắt nhìn sang nữ thuộc hạ ngươi ra ngoài trước ta có chuyện riêng muốn nói với hắn nữ thuộc hạ nghe xong thì cúi đầu dõng dạc đáp lời vậy ngươi cẩn thận chút nếu để người chạy mất tội này e là không ai đánh nổi lúc sau mộng thiên thu mở cửa nhà lao bước vào chỗ này là địa lao của vạn cổ tông nơi nhốt tù nhân địa lao vạn cổ tông ư cơ mà sao ta lại ở đây nói xong bỗng dưng lý tử vĩ sợ hãi tím mặt thầm nghĩ ta bị bắt cóc rồi sao tình tiết cũ dích vậy ư. Ừ. Vã lại ta làm thế nào bị bắt đến đây, sao ta không có chút ấn tượng nào. Lý tử vĩ hai mắt mở to mặt mày toát mồ hôi gọi lớn, thánh nữ đại nhân. Hôm qua Tú Nhi nói muốn lẻn vào vạn cổ các, chẳng lẽ cô ấy bị lộ rồi sao? Mộng Thiên Thu lập tức giơ bàn tay ra trước mặt của Lý Tử Vĩ dùng linh khí tụ lại để kiểm tra. Luồng linh khí quấn chặt cổ cậu ta khiến cho Siro trào ra toát mồ hôi như mưa, khụ khụ, sau đó Lý Tử Vĩ gục xuống há to miệng ói ra một con cổ trùng mà xanh. Cô cậu nhìn thấy con cổ trùng thì giật mình trợn trắng hai mắt hét lớn. Trời ơi ạ, à, đây là cái gì vậy? Sao lại ở trong người của ta? Mộng thiên thù liếc mắt nhìn sang rõng rạc đáp lời. Đây là huyễn cổ, người chúng huyễn cổ sẽ sinh ra ảo giác, cưỡng chế lấy ra sẽ hơi khó chịu, nhưng bây giờ điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể như vậy. Sáng nay cậu gặp người của vạn cổ các sao, không những chúng huyễn cổ, còn bị mang về vạn cổ các, là mệnh lệnh của chủ mẫu ư, sao chủ mẫu đột nhiên ra tay vậy nhỉ? Chuyện Lý Tử Vĩ trọng thương mộng thiên vũ chắc bà ấy còn chưa biết, Lý Tử Vĩ nghe xong thì liền thốt lên, không có, ta chỉ ra ngoài ăn cơm thôi. Thần không biết, quỷ không hay bị hạ cổ trùng, người của vạn cổ các này thật sự đáng sợ. Đang trò chuyện thì nữ đệ tử đi tới hét lên, "Thánh nữ đại nhân, cô ta chỉ tay về phía sau chừng mắt nhếch miệng cười nham hiểm, chủ mẫu đại nhân muốn gặp nam nhân này, còn nữa, bà ấy bảo thánh nữ đi cùng." Một lúc sau tại tẩm điện của chủ mẫu, nàng ta chống cầm hai mắt bơ phờ gặng giọng nói, thiên thù. Chuyện đầu tiên sau khi về không phải đến gặp ta chủ mẫu vô cùng tức giận, ở ngoài chơi mấy hôm, đúng là càng lúc càng không có quy tắc rồi. Lý tử vĩ nghe xong thì ngẩng mặt nhìn lên thầm nghĩ, con mèo này sao trông quen quen thế nhỉ, dây sau cu cậu tức giận xù lông chỉ tay về phía con mèo la toáng lên. Ôi giời ơi, chính là con mèo này, sáng nay nó xuất hiện bên cửa sổ của ta, ta còn sờ nó nữa. Lý tử vĩ nắm chặt bàn tay mặt mày xanh như đít nhái cắn chặt răng thốt lên, lại lợi dụng mèo khiến ta buông lòng cảnh giác thừa cơ hội hạ cổ trùng cho ta, độc ác. Quá độc ác, Mộng Thiên Thu nghe xong thì viết tắt nhìn sang, mèo gì cũng sờ. sẽ chỉ hại cậu mà thôi. Đùa gì chứ, ai có thể từ chối một con mèo, là người đều đi sờ hai phát có được không? Mộng Thiên Thu xị mặt xuống thắc mắc hỏi, chủ mẫu, sao người bỗng nhiên mời Lý Tử Vĩ qua đây vậy? Hắn là người của thiết y môn. Có giao tình không cạn, hạ bá bá đang tìm hắn, chủ mẫu nghe xong thì lườm mắt nhìn chầm chằm xuống bên dưới. Câu này nên là ta hỏi con, có phải con quên chuyện lúc trước ta dặn con rồi không? Mộng Thiên Thu nghe vậy thì đứng khép nép lại ánh mắt rõ buồn bã. Con đương nhiên không quên rồi, sau đó Mộng Thiên Thu ngẩng đầu lên tối sầm mặt, không đúng, người giám sát con sao? Mẫu chủ giơ tay lên chống cằm nhếch miệng cười nham hiểm, con có thể giám sát tên này, sao ta không thể giám sát con chứ? Lý Tử Vĩ nghe thấy những lời đó thì tức tối tự chỉ tay vào bản mặt của mình hét lớn, ôi giời ơi, cô còn len lén giám sát ta, nội gián, có nội gián. Không không cậu nghe tôi giải thích, chủ mẫu đứng bật dậy thả con mèo nhảy xuống chừng ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm về phía trước, tiểu tử cậu có chút bản lĩnh, có thể làm tiểu thánh nữ của bọn ta thần hồn điên đảo, ngay cả lệnh của ta cũng không nghe, chủ mẫu tiến lại trước mặt của Lý Tử Vĩ chỉ tay vào lồng ngực khiến anh ta mặt mày tái xanh. Ta nghe nói cậu rất lợi hại đúng không? Sau đó chủ mẫu giơ tay lên vuốt cầm của Lý Tử Vĩ cười nham nhở, thật đáng tiếc, đả thương người của vạn cổ các ta. Cho dù là thiên vương lão tử đến cũng phải trả giá, Cô cậu với vẻ mặt đanh đá quay mặt sang chỗ khác, hơ hơ, nhắc một câu. Tuy trong khí thế, nhưng người lần trước nói muốn báo thủ cho đệ tử đã ngồi tù rồi, chủ mẫu nghe xong thì hai mắt khép lại nở ra một nụ cười nham hiểm. Ngươi dám đem ta ra so sánh với mấy tên ngu đó ư, gan của ngươi cũng lớn đấy chứ, nói xong cô ta ngẩng đầu lên nhìn chầm chằm vào mắt của Lý Tử Vĩ, xong rồi, vòng cho chuyện kết thúc, chủ mẫu quay người rời đi sau đó giơ tay lên ngay lập tức một luồng linh khí được phóng ra quấn chặt lấy thân lý tử vĩ và cả mộng thiên thù cô ta trầm mặt xuống thầm nghĩ làm gì có nhiều chuyện phiền phức như vậy thân phận cũng được thực lực cũng được nhìn ký ức một cái là có thể giải quyết còn cần phí sức điều tra ư lý tử vĩ bị linh khí quấn chặt thân thì cay cú trợn trắng hai mắt quát thẳng vào mặt chủ mẫu thật là quá đáng không thẩm vấn thêm mấy câu nữa sao chủ mẫu liếc mắt nhìn xuống lý tử vĩ nghĩ bụng nếu thật sự có chỗ đặc biệt trợ lực này chắc chắn phải nằm trong khống chế của vạn cổ các ta nếu hắn không có chỗ đặc biệt gì, trực tiếp mang đi luyện thành dược nhân, cũng xem như báo thủ cho thiên vũ, chủ mẫu với gương mặt không cảm xúc hai mắt nhìn chăm chú phía trước nói thầm. Thuận lợi một cách bất ngờ, để ta xem thử bí mật của hắn là gì, khi cô ta nhìn vào trong quá khứ của Lý Tử Vĩ thì thấy mình đang ở trên một đường dây. Sau đó là cận cảnh cô ta chơi tàu lượn siêu tốc cũng với mấy anh thanh niên thời hiện đại, em gái bị cú sốc đầu đời thì xị mặt xuống nhăn nhó xấu hết hồn, chấm hỏi nặng, cái méo gì thế này. Chủ mẫu ngồi trên ghế tàu lượn mặt mày tím tái toát mồ hôi như suối. Trời đất ơi! Đây là cái gì? Em gái liếc mắt nhìn sang mấy thanh niên bên cạnh. Trang phục này cũng chưa từng gặp qua. Ta đang ở đâu vậy chứ? Bánh xe tàu lửa cán mốc đỉnh đường dây. Đậu xanh. Đây là động tĩnh gì? Tàu lửa lao xuống dốc gió hất bay tóc dựng ngược lên. Chủ mẫu chưa trải sự đời chấn động đột ngột khiến cho cô ta mặt mày tím tái mắt to mắt nhỏ há hốc mồm hoảng hốt. Một lúc sau chủ mẫu bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc chóng mặt say sẩm toát mồ hôi hột, đây là đây là hình cụ mới sao em gái quay sang nhìn mấy anh thanh niên nghe thấy mấy anh nói vui quá chúng ta đi chơi thêm lần nữa đi thật thú vị đi thử cái khác nữa đi ô mai chuối vui à thứ này liên quan gì đến vui không chủ mẫu đứng dậy đầu óc quay cuồng rối loạn tiền đình mặt mày đen như đít nồi em gái lẽo đẽo đi theo sau mấy anh thanh niên nghĩ trong lòng tiêu rồi bây giờ mình chỉ có thể hành động theo bọn chúng thế là chủ mẫu theo mấy anh thanh niên lên trò chơi thuyền bay em gái ngồi trên tay cầm chặt thanh bảo vệ thuyền bay hất một cái em gái muốn chào đờm ra ngoài, không thở nổi nữa. Tiếp theo là chơi trò đĩa bay thần tốc, chủ mẫu ngồi bên trên mà gió muốn thổi bay màu luôn. Trời ơi trời, bây giờ mà rơi xuống chắc chết quá, lúc sau em gái tiếp tục trải nghiệm trò chơi tháp rơi tự do. Tháp rơi xuống một cái muốn hồn bay phách lạc luôn, tóc của chủ mẫu dựng đứng lên hai mắt trợn trắng há to mồm la toáng lên à à à à, à. Chủ mẫu chưa trải sự đời sợ hãi hai mắt nhắm chặt toát mồ hôi ướt đẫm mặt, không, không được, mình không chịu được nữa, tuy như vậy rất dễ bị phản phệ. Nhưng không chạy nữa mình sẽ phải chết ở đây, thế là em gái liền lập tức đổi sang một địa điểm mới. Chủ mẫu lạc vào trong lễ hội Halloween, một đám người đã hóa trong cho bản thân một gương mặt quỷ dị. Chủ mẫu lang thang trong đám người mặt mày tối sầm lại ánh mắt láo lia nhìn ngóng xung quanh, ăn mặc kỳ lạ quá, đột nhiên chủ mẫu nghe được điều gì đó thì liếc mắt nhìn sang. Sau lưng là một thanh niên xã hội đen dẫn chương trình tay cầm micro phát động, hello mấy cưng nha, tonight is đêm hội Halloween chủ mẫu nghe xong thì trợn trừng mắt há hốc mồm thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thiên đình trong truyền thuyết sao bất ngờ từ phía sau lưng chủ mẫu một bàn tay với bộ móng đen xì đặt lên vai cô ta chào cô gái chủ mẫu nghe thấy thì liền quay sang thấy thứ gì đó khiến cô ta mặt mày xanh lẻ xanh lét không còn chút máu mồ hôi ướt đẫm cả mặt sau lưng là hai khứa nào đó ngụy trang thành đầu trâu mặt ngựa tay cầm iphone 13 thường dơ lên em gái xinh đẹp có thể giúp bọn anh chụp một tấm hình được không Chủ mẫu nghe xong thì đứng hình mặt mày đen như đít nồi hai mắt mở to tròn im lặng không nói gì, sau đó vì quá sợ hãi mà hồn trục xuất khỏi thân chủ mẫu ngã xuống đất. Quay về với hiện thực chủ mẫu ngã lăn đùng ra đất khiến cho các nữ đệ tử vô cùng sợ hãi gọi lớn, chủ mẫu, chủ mẫu, chủ mẫu, một nữ thuộc hạ có mái tóc màu tím bước lại đỡ lấy chủ mẫu lên, người đâu, mau đến đây, chủ mẫu ngất rồi. Một nữ thuộc hạ khác bước tới tóm lấy cổ áo của Lý Tử Vĩ chừng mắt há mồm hét lớn, ngươi đã làm gì chủ mẫu bọn ta, Cô cậu nghe xong thì trợn trắng hai con mắt lên há hốc mồm thầm nghĩ. Lại một tên lừa bịp ư, ta thật sự không làm gì cả. Mộng thiên thù liếc mắt nhìn về phía của chủ mẫu hai mày nhíu chặt cau có khó chịu. Chủ mẫu ngất rồi ư, sao lại như vậy chứ? Lý tử vĩ sợ hãi đến tụt quần cố gắng giải thích, hơi đất ơi là hơi, Ta oan uổng quá đại tỷ ơi, mộng thiên thù trầm mặt xuống cắn chặt răng nghĩ bụng. Chủ mẫu đã nhìn thấy thứ gì mà lại ngất đi như vậy. Một lúc sau đó Lý Tử Vĩ lại tiếp tục bị ném như một cục cứt vào trong nhà lao. Anh ta ngồi bật dậy tức giận la toáng lên, không phải chứ, các ngươi có bệnh à? Con mắt nào của các ngươi thấy ta ra tay với chủ mẫu các ngươi, rõ ràng là cô ta ra tay với ta thì có, ta không hề nhúc nhích luôn á. Nữ thuộc hạ nghe thấy thì liếc mắt nhìn sang nhân nhó. Ngươi đừng tưởng bọn ta không biết, nghe nói lúc tiểu thư thiên vũ bị ngươi làm trọng thương, ngươi cũng không có bất kỳ động tác nào, ai biết ngươi sử dụng thủ đoạn âm hiểm hạ lưu gì. Nếu chủ mẫu xảy ra chuyện, ta sẽ ném ngươi vào vạn trùng khu, Lý Tử Vĩ nghe xong thì ngẩng đầu nhìn lên quát thẳng vào mặt nữ thuộc hạ kia. Ngươi đây là loại logic gì? Vậy ta có thể đả thương chủ mẫu của các ngươi rồi. Các ngươi mong chờ gì ở cái lan can rách này có thể ngăn được ta? Ta còn mong cô ta có thể giải cổ trùng giúp ta nữa. Ta hại ai cũng không thể hại bà ta. Nói xong Lý Tử Vĩ quay sang phía sau. Thánh nữ đại nhân, thật sự không phải ta làm. Cô nói giúp ta mấy câu đi. Lúc nãy cô cũng thấy rồi phải không? Ta ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Mộng Thiên Thu nghe xong thì cúi mặt thở dài, lời tốt e là ta không thể nói giúp ngươi rồi tại sao chứ cô không phải là thánh nữ sao mộng thiên thu buồn bã có rúng người lại cậu không nhìn ra sao ta chỉ là một thánh nữ hữu danh vô thực mà thôi không có mấy người thật lòng tôn trọng ta chủ mẫu đối với ta cũng chỉ là dục vọng khống chế mà thôi ta nói chuyện bà ta vốn không muốn nghe lý tử vĩ nghe xong thì liền lấy ra cây sáo mini lúc trước mộng thiên thu tặng vậy cái này lúc trước cô đưa cho ta có dùng được không không dùng được đây chỉ là tính vật cận thân của mình ta Lý Tử Vĩ nghe vậy thì tức giận xì khói đầu nắm chặt bàn tay la toáng loạn lên. Cho nên lúc đó cô chỉ đang làm bộ sao? Ừ đúng vậy, cô cậu bất lực hai tay ôm má mặt mày xanh như đít nhái. A a a a a, vậy bây giờ phải làm sao đây? Dây sau Tử Vĩ nằm xuống rớt nước mắt gượng cười, bỏ đi, chuyện đến nước này đi ngủ trước đã, chắc Tú Nhi sẽ đến cứu ta nhanh thôi. Lúc này Tú Nhi được gửi gắm hy vọng thì lấp ló bên ngoài cửa, hai nữ đệ tử hớt hãi lo lắng, mau đi gọi dược sư đến đây, ta đi lấy an thần hương cho chủ mẫu. Mà Tú Nhi bên ngoài cửa cứ tưởng mọi chuyện là kế hoạch của Lý Tử Vĩ nên phì cười. Chủ nhân của ta mạnh hơn lúc trước rồi, chủ nhân chắc chắn là không yên tâm mình nên mới đặc biệt đến đây. Tú Nhi ôm mặt mở to mắt nhìn cả quá trình, cho dù là chủ nhân lúc trước. Cũng không dám đối chất trực diện với chủ mẫu vạn cổ các nhưng nay chủ nhân không những có thể đối chất trực diện với người đàn bà đó, còn không tốn chút sức lực nào đã trọng thương đối phương. Cánh cửa của nơi nào đó thì từ mở ra, một bàn chân của ai đó từ từ bước vào bên trong, hóa ra là Tú Nhi em gái nhìn chằm chằm về phía chiếc giường có ai đang nằm trên đó, người đó không ai khác chính là chủ mẫu, Tú Nhi tiến về phía kệ sách liếc mắt nhìn sang tức giận thầm nghĩ, dám ra tay với chủ nhân ta yêu nhất, thực sự muốn một đao giết chết người đàn bà này, Tú Nhi lục tìm thứ gì đó trên kệ sách, bỏ đi, nếu chủ nhân không giết cô ta, cô ta chắc chắn còn giá trị lợi dụng, chuyện này liên quan đến cổ trùng trên người chủ nhân, ta không thể làm bừa. Tú Nhi cầm lấy một quyển sách lật từ trang này đến trang khác, chuyện gì đây? Chuyện tranh ư? Em gái quay sang tiếp tục lục tìm nhưng toàn bộ sách trên kệ đều là chuyện tranh. Tú Nhi cầm lấy một quyển sách cuối cùng lật ra xem thì mặt mày tím tái toát mồ hôi hột. Á đù, vẫn là chuyện tranh. Tú Nhi tức giận máu dồn lên não khiến cho gương mặt đen kịch lại. Cơ mật của vạn cổ các đâu, sao ngay cả một thứ liên quan đến cổ trùng cũng không có. Ngày thường người đàn bà này không làm việc chính sao, rất suy nghĩ Tú Nhi phát hiện ra bên trong góc tường có một chiếc hộp màu vàng. Cô ta tiến lại cầm chiếc hộp lên thẩm mỹ. Hộp gỗ còn khóa lại sao, Thế là em gái liền cố gắng tìm cách mở chiếc hộp ra, trong này nên có vài thứ có ích nhỉ. Bỗng nhiên ngay bên cạnh phát ra tiếng động, Tú Nhi nghe thấy thì liếc mắt nhìn sang. Chủ mẫu trên giường hai mắt nhắm chặt ôm đầu ngọ quậy, chóng mặt quá, còn tưởng ta sắp chết rồi. Chủ mẫu người bật dậy trong trạng thái thất thần im lặng không nói nên lời, trong tâm trí của cô ta giờ đây là hình ảnh tàu lượn siêu tốc. Phượng Hoàng bay lượn, cho đĩa bay nhân tạo người hành tinh đánh rơi, còn có lễ hội Halloween kinh dị nhất hành tinh đã thế còn gặp ngay hai tên lưu la lục lạc ngụy trang đầu trâu mặt ngựa nhờ chụp hình dùng và cuối cùng là một đám người ngụy trang zombie vô cùng quỷ dị nghĩ tới đây chủ mẫu trợn trắng hai mắt lên mặt mày tối sầm lại toát mồ hôi như mưa tên này quả nhiên không đơn giản cô ta ôm đầu rối loạn tiền đình nghỉ trong lòng lấy công cụ dùng hình ra chơi khắp nơi đều là thần tiên còn thứ cuối cùng xuất hiện đó chẳng lẽ là quỷ sai đầu trâu mặt ngựa của địa phủ chui ra ngẫm nghĩ xong chủ mẫu vội vàng bước xuống giường chờ đã Hình như ta từng thấy qua nội dung này gần giống trong sách vậy, thế là cô ta từ từ đi tới phía của kệ sách, nguyên cả đống sách đều bị hất tung cả lên không gọn gàng. Sao có vẻ như sách của ta bị động qua vậy? Chủ mẫu tùy tiện lấy một quyển sách với bộ mặt nghiêm nghị tức giận, mấy người này quét dọn càng lúc càng lơ là. Cô ta mở quyển quyển sách ra nhìn chăm chú mà không hề chú ý Tú Nhi đang núp sau cái lang cang, Tú Nhi ngồi sau cái lang cang co rút người lại không hở ra một tiếng động. Em gái có chút bất ngờ hai mắt mở to thầm nghĩ, như vậy mà cũng không phát hiện ra sao, chủ mẫu nhìn chăm chú vào quyển sách, cô ta thốt lên trong lòng, tìm thấy rồi. Bên ngoài ai đó mở cửa ra, hóa ra là nữ thuộc hạ. Cô ta bưng vào phòng một bát thức ăn, "Chủ mẫu, người tỉnh rồi, dược sư nói, người bị kinh sợ quá độ, mở thuốc an thần." Chủ mẫu nghe xong thì liền chạy nhanh tới trước mặt nữ thuộc hạ kia, "Vậy người đó bây giờ đang ở đâu?" "Ai chứ?" Ý của chủ mẫu là cái tên hại người hôn mê đó sao? "Sau khi người ngất đi, ta nhốt hắn vào trong địa lao rồi." Chủ mẫu nghe xong thì hoảng hốt há to mồm nói. Cái gì chứ? Mau đi mời người ta ra tiếp đón đàng hoàng đi. Nói xong cô ta cúi đầu mặt mày đen như đít nồi hai hàm răng cắn chặt. Không đúng, chờ đã, ta đích thân đi mời. Chuyển cảnh tới nhà lao, mộng thiên thu ngồi có mình vào một góc mặt mày buồn bã. Lý tử vĩ, cậu nghĩ cách chạy trốn đi. Tử vĩ nghe xong thì lật người sang chống cầm rõng rạc đáp lời. Tôi chạy rồi chẳng phải cô sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm sao, mà cô biết rõ ta sống ở đâu, chạy cũng vô ích. Mộng Thiên Thu giơ cánh tay ra phía trước, cậu không thể dọn nhà sao, đổi một nơi khác sinh sống, cậu không biết đó thôi. Tinh khí của chủ mẫu cổ quái, trước giờ có thể động thủ thì không động khẩu, chờ chủ mẫu tỉnh lại, nói không chừng thật sự bắt cậu đi nuôi sâu. Lý Tử Vĩ với đôi mắt thất thần phờ phệt, hung tàn như vậy sao, nhưng với thực lực của ta, ta và sâu ai độc chết ai còn chưa chắc. Đột nhiên bên ngoài một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho Mộng Thiên Thu và Lý Tử Vĩ giật mình liếc mắt nhìn sang, chủ mẫu, ngài chậm chút, ngài mới tỉnh lại đó mộng thiên thu mặt mày đen kịch lại cắn chặt hai hàm răng một lúc sau tử vĩ đã được trục xuất ra khỏi chuồng và ngồi trong một gian phòng thường trà ái ra tôi nói mà đều là hiểu lầm chủ mẫu nâng chén trà lên cười tít mắt đúng vậy đúng vậy đều là tôi không tốt lại gây ra trò cười lớn như vậy đệ tử đó của cậu không sao chứ trách tôi lúc đó không hỏi thân phận của cô ta lời không thể nói như vậy tham dự cuộc thi đều phải rèn luyện nếu mọi người đều nhường nó vậy còn ý nghĩa gì Mộng Thiên Thu đứng bên ngoài nghe thấy những lời đó thì toàn thân hóa đá thẩm mỹ. Tình hình gì đây? Chủ mẫu liếc mắt nhìn sang lên tiếng khiến cho Mộng Thiên Thu hồi lại tinh thần. Y ý, ý ý, Thiên Thu, sao cô còn ở đây? Sau đó chủ mẫu phẩy tay liên tục, đi đi đi, đừng làm phiền ta nói chuyện với lý trưởng quầy. Thế là Mộng Thiên Thu bị đuổi ra khỏi phòng mà không hiểu là vì lý do gì, cô ta hoảng loạn tinh thần, Thân hồn điên đảo trợn trắng hai mắt há hốc mồm hét thất thanh, xảy, xảy ra chuyện gì rồi, bên trong khuê phòng chủ mẫu nhẹ nhàng rất trà cho lý tử vĩ lý trưởng quầy mời uống trà cô cậu trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước chủ mẫu không cần khách sáo thái độ của người biến hóa lớn như vậy nói thật ta cũng hơi sợ đột nhiên chủ mẫu đặt bình trà lên bàn mà mặt mày tái nhợt mồ hôi không ngừng đổ xuống tiêu rồi không lẽ hắn thủ chuyện lúc trước mình ra tay với hắn sao người này 80% là thần tiên trên trời tuyệt đối không được đắc tội với hắn thế là chủ mẫu liền cầm lấy bình trà giúp sang một bên muốn bay cái nắp ra ngoài sau đó cô ta đập mạnh đầu xuống bàn hét lớn a à cao nhân, à không Thần tiên, tôn giả, tôn thượng Lúc trước tiểu nữ tử thất lễ rồi Xin người lượng thứ tha cho ta Lý tử vĩ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Thì mặt mày tím dịm ngu người ra Sau đó chủ mẫu liền nắm lấy tay của lý tử vĩ Thân phận của người ta đã biết Lúc trước thiên thu từng nhắc đến bản lĩnh thông thiên của người Chỉ cần người bằng lòng truyền thụ một chút Vạn cổ các ta nhất định nghe theo lời người không cần lý do Lý tử vĩ nghe tới đây thì sừng sốt nhận ra thân phận của ta sao ngươi nói thật ư Cô cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình tái mặt xanh không lẽ là độc duy của tử vi ma tôn yêu hắn thì phải hạ cổ trùng hắn bên ngoài cổng thiết y môn lão hạ phụ dẫn theo tiểu soái võ kim và thánh nữ ra trước đón tử vĩ a à vĩ huynh a à vĩ ơi sư phụ à người về rồi chủ mẫu ván màn xe ngựa từ từ bước ra cô ta đi tới trước mặt lão hạ phụ niềm nở nói môn chủ thiết y môn lâu quá không gặp chủ mẫu hé miệng cười tươi tắn ta nghe nói thiên thu quen với mấy người bạn mới, nên tự ý làm chủ mời lý trưởng quầy đến chỗ ta làm khách. Quên chào hỏi các người, là ta sơ hở rồi, hạ phụ nghe xong thì cũng đáp trả lại bằng một nụ cười mà nói, chủ mẫu không cần để bụng. Thật ra đứa bé thiên thu đó có nói với chúng ta rồi, nói xong ông ta thầm nghĩ, người đàn bà này ý gì đây? Sao đột nhiên tính tình thay đổi vậy? Ai không biết tính cách của chủ mẫu vạn cổ các quỷ dị đa biến, cổ quái sắc bén, và lại ghét nhất là dị tính. Theo như cách nói của thiên thu, a vĩ huynh rõ ràng là bị cô ta bắt đi ngẫm nghĩ xong ông ta quay sang nhìn tử vĩ thì thấy anh ta vẫn đang cười cười nói nói với chủ mẫu nhưng mà thái độ của cô ta và a vĩ huynh tốt như vậy thậm chí có thể xưng là lấy lòng chủ mẫu quay người lại liếc mắt nhìn sang môn chủ nếu ta đã đưa lý trưởng quầy về rồi vậy ta cũng dẫn thiên thu về đây trước đó ta muốn nói mấy câu với lý trưởng quầy sau một lúc bàn thảo chuyện gì đó thì lý tử vĩ quay người đi vào nhà cô chờ ở đây nha tôi đi lấy cho cô được ạ à. Phiền ngài rồi, rất nhanh Lý Tử Vĩ đã mang từ trong nhà ra một đống công pháp như ngọn núi. Nè nè, ở đây hết, cô làm thế nào mang về? Chủ mẫu nghe thấy vậy thì lập tức giơ cánh tay lên. Tất cả các công pháp đều được hút vào bên trong chiếc vòng tay của cô ta. Thu xong hai mắt cô ta sụp xuống hai má đỏ hồng tay chạm vào cái vòng tay. Như vậy là được rồi, đa tạ Lý Trưởng quầy nha. Lý Tử Vĩ hai tay chống lạnh ngay mặt lên rõng rạc nói. Sau này có cái mới ta lại đưa đến cho cô còn tưởng huyết hải thâm thù lớn cỡ nào mới hạ cổ trùng cho ta thì ra chỉ muốn chút công pháp này lý tử vĩ nhìn thấy chủ mẫu nâng niu cái vòng tay thì nói thầm nhưng công pháp thế giới này của họ chẳng lẽ rất ít sao hay là vật hiếm nên quý giá lúc sau chủ mẫu đặt tay lên ngực vui vẻ thốt lên đúng rồi lý trưởng quầy theo như lời lúc trước đã nói người cần ta giúp việc gì chỉ cần ta có thể làm được nhất định dốc hết sức giúp lý tử vĩ nghe xong thì vui mừng hai má đỏ bừng bừng đập mạnh tay vào lồng ngực ta muốn cô giải trừ cổ trùng trên người ta. Chủ mẫu nghe xong thì ngơ con mẹ nóa ngác, gì chứ, trên người của ngài có cổ trùng ư. Tử vĩ nghe lời đó thì ngu mặt ra, không thì sao, chẳng phải cô ta nhận ra thân phận của ta rồi sao, sao còn hỏi câu hỏi như vậy chứ. Tử vĩ khoanh tay quay mặt sang chỗ khác cúi đầu thở dài, nói cho cùng, nếu không phải cổ trùng này, ta cũng không cần ngụy trang thành người thường. Chủ mẫu nghe xong thì há hốc mồm thầm nghĩ, cổ trùng nhà ta thật sự lợi hại như vậy sao, ngay cả thần tiên cũng không làm gì được à thế là chủ mẫu bước tới giơ tay lên trước ngực dùng linh khí kiểm tra ai lại dám hạ cổ trùng cho nhân vật như vậy chứ sao ta không biết gì cả kiểm tra một lúc thì chủ mẫu hai mắt mở to ơ kìa không có phản ứng gì sao tử vĩ thấy vậy thì ngẩn ngơ lên tiếng sao vậy xảy ra vấn đề gì sao có cần ta uống cái bát canh đắng nét đó không chủ mẫu nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái toát mồ hôi hột tiêu rồi chắc chắn là hắn đang nghi ngờ ta không muốn giải cổ trùng cho hắn Cô ta nghĩ tới đây thì cúi đầu cắn chặt răng, không được, phụ lòng tin của người khác cũng thôi đi, nhưng ta tuyệt đối không thể phụ lòng tin của hắn, bởi vì thứ ta phụ lòng không phải là lòng tin của người, mà là lòng tin của thần tiên đó a a a. Thế là cô ta điên cuồng vận công hết sức lực kiểm tra cho Lý Tử Vĩ, vì linh lực trong cơ thể đã tiêu hao quá nhiều nên chủ mẫu đã ngã gục xuống. Lý Tử Vĩ thấy thế thì khom người gặng hỏi, "Ơ ơ, cái đó, cô có sao không?" Chủ mẫu lấy này sốc không có lời nào để diễn tả. "Sao? Sao lại vậy?" Đừng nói là giải, ta ngay cả cổ trùng trên người hắn ở đâu cũng không tra ra. Này này cô gái, cô cũng không thể giải được sao, chủ mẫu nghe thấy thì ngồi thấy thần im lặng không nói gì. Dây sau cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trước nghĩ bụng, lời này của hắn là ý gì, hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp giải cổ trùng rồi sao, đúng vậy. Sao ta lại quên mất điểm này, vị này không phải là người thường, lúc trước nơi hắn ở tám phần là thần giới. Tiên giới trong truyền thuyết, giờ đây trong đầu chủ mẫu hiện lên những quá trình, thần tiên chúng cổ trùng, sao không giải được? Đi lại trong thế giới khác nhau thử giải cổ trùng, lưu lạc đến thế giới này, tìm vạn cổ các, gửi hy vọng cho ta. Nếu ta có thể giúp hắn giải trừ cổ trùng, vạn cổ các ta không phải đối tượng có thể trở thành chúng sinh vạn lưu cảnh ngưỡng, ngay cả cổ trùng trên người thần tiên cũng có thể giải trừ. Ngẫm nghĩ xong cô ta cúi đầu trước tử vĩ thốt lên, rất xin lỗi, cổ trùng trên người ngài không phải đồ bình thường, với thực lực hiện tại của ta, e là không thể giải được, sau đó chủ mẫu đứng bật dậy đặt tay lên ngực tươi cười hớn hở như người yên tâm sau khi ta về lập tức xem sách cho dù phải thử hết mọi cách trong thiên hạ ta cũng tuyệt đối không để người thất vọng tử vĩ nghe xong thì nhếch mày ngơ ngác ờ thôi cũng được người của vạn cổ các này có phải không đáng tin không cổ trùng mình tự hạ mà mình cũng không giải được ư chủ mẫu tiến lại gần tử vĩ nói tuy không thể giải trừ ngay nhưng có lẽ có thể hoãn bớt mong người kể lại chi tiết các triệu chứng sau khi chúng cổ trùng cũng không có triệu chứng gì đặc biệt ban đầu thỉnh thoảng còn có thể ra tay, nhưng sau này không bao lâu thì không dùng được sức nữa, không thể dùng nội lực luyện công. Nhưng chịu đòn thì khá là dai, hiện giờ còn chưa có ai đã thương được ta, chủ mẫu nghe xong thì giật mình hoảng hốt mặt mày xanh sẩm, có thể phong được nội. À không thần lực của một thần tiên, cổ trùng này phải lợi hại cỡ nào, năm đó ly hồn cổ ta hạ cho tử vi ma tôn, cũng có thể miễn cưỡng phong tỏa một phần thần lực của hắn. Ngẫm nghĩ xong chủ mẫu quay sang vẽ mặt cau có khó chịu, nếu người dân mất đi sức mạnh, có lẽ có liên quan đến kinh mạch bị phong ấn sau khi trúng cổ càng sử dụng nội lực cổ trùng mang lại phản phệ càng mạnh cứ như vậy mãi đến khi chặn chết kinh mạch của ngài chả trách bây giờ ta không sử dụng được chút sức lực nào thì ra là như vậy sau này ta không thể luyện công nữa sao chủ mẫu ngay xong thì thẫn thờ cái này chuyện luyện công tập võ ta cũng không hiểu lắm nhưng lúc nãy ta thấy bên cạnh người có một vị cô nương đúng không thể chất của vị cô nương đó hình như có chút đặc biệt người có thể dẫn cô ta đến không thiền tự một chuyến trong tự đó có một lão hòa thượng đáng chết, có lẽ hắn có thể giúp được người. Không thiền tự sao, được ta đi một chuyến, cùng lúc đó ở sâu trong khu rừng, hai huynh đệ đường tăng chú tiểu. Đường tăng vác trên lưng cây mãng cầu thánh mặt mày xanh lè xanh lét toát mồ hôi, mệt, mệt chết ta rồi, đại sư huynh mau lên. Sắp đến rồi, ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá ha, ta đang vác nặng đi lên đó, cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện đạo linh khí kim quan bay vượt qua đầu của đường tăng. Trên đỉnh núi là một dãy tòa kiến trúc đồ sộ, đây chính là Không Thiền tự, tiểu soái lơ lửng giữa khung trung nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Sau đó cô bé liền nắm lấy tay của Lý Tử Vĩ và Thiên Nữ nếu xuống bên dưới, cô cậu nhìn thấy phong cảnh xung quanh thì liền thốt lên, phong cảnh dị nhân, thật là một chỗ tốt. Bên trong tự, lão cao tăng đang ngồi thiền tĩnh tâm trên tay cầm tràng hạt, đang lật tràng hạt thì đột nhiên cao tăng dừng lại. Ông ta ngẩng mặt nhìn lên hai mắt nhắm chặt mỉm cười, họ về rồi, vừa dứt lời thì bên ngoài cửa một tiểu đường tăng cầm chổi bước vào, như không sư phụ đại sư huynh họ về rồi ừm ta biết rồi tiểu đường tăng hai mắt lấp la lá lấp lánh mặt đỏ bừng bừng không chỉ có vậy như không sư phụ người mau đến xem có bất ngờ cho người đó cao tăng lập tức đứng dậy được thôi ta đi ngay nếu ta đoán không lầm chắc là chúng dẫn vị khách quý đó về rồi lão cao tăng vừa bước ra khỏi cửa thì có một luồng tinh túy đất trời sọc vào lỗ mũi của ông ta lão nhìn xuống thấy cây mãng cầu thánh thì há hốc mồm lòi hai con mắt ra ngoài hét lớn ôi trời ơi ạ à, các ngươi bứt luôn thánh thụ ra như vậy sao lão cao tăng đầu óc quay cuồng thân tâm hỗn loạn thánh thụ là bảo vật tuấn tự của không thiền tự ta lúc trước cây lá điêu tàn cũng thôi đi nay thậm chí bị bứt lên sau đó lão đường tăng điềm tĩnh lại chờ đã hình như có gì đó không đúng lắm lão nhìn chằm chằm vào cây mãng cầu thánh thì thấy hoa quả sai đầy cái này không giống thánh thụ của tự chúng ta thế là lão ta ngẩng đầu lên toàn thân run rẩy tay chỉ vào cây mãng cầu gặng hỏi như trần à thánh thụ này con từ đâu mang về vậy không lẽ con từ trong tự miếu khác đào về sao chúng ta không thể làm chuyện cướp bóc như vậy, như Trần liền chấp hai tay lại rõng rạc đáp lời. Không phải người bảo chúng con đến chấn Dư Hằng tìm cơ duyên sao ạ? Lão ta nghe xong thì trong tiềm thức ôm đầu mặt mày tím tái, cơ duyên ta nói không phải là cái này. Vừa dứt suy nghĩ thì Lý Tử Vĩ bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt của ông ta, lão cao tăng bước tới niềm nở chào hỏi, vị thí chủ này là, a à chào đại sư, như Trần bước lên vui vẻ giới thiệu. Sư phụ, vị này chính là thí chủ đã tặng thánh thụ cho con, lúc nãy con ở ngoài cửa đúng lúc gặp hắn, nên biết hắn đặc biệt đến viếng thăm lão cao tăng bên ngoài cố gắng gượng cười bên trong thầm lâu mồ hôi chả trách đây mới là cơ duyên mà ta nói lão cao tăng chấp hai tay cúi đầu niềm nở nói đa tạ thí chủ tặng cho thánh thụ ba vị thí chủ từ xa đến đây theo bần tăng vào khách đường nghỉ ngơi trước đi như trần thánh thụ giao cho con chăm sóc hôm nay để nó cấm dễ đi lý tử vĩ bước vào bên trong tươi cười hớn hở thì ra đây là thánh thụ của các người sao nói sớm ta cho các người thêm mấy cây con Thứ này là thánh phụ của họ, lần này tiện rồi, đúng lúc ta có chuyện cầu người, lấy mấy cây con này làm tình người cũng không tệ. Lão Đường tăng chắp tay lại ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thiết rượu dục như diêm thủy, dục hưởng thụ đi dục tăng tham, lệnh sinh tham niệm chư sự vật, lập tức từ bỏ Phật tử hành. Thánh thụ là đồ hiếm, thí chủ bằng lòng tặng một cây cho ta đã là ân lớn, Bần tăng không dám cầu mong quá nhiều. Lý Tử Vĩ nghe xong thì nói thẳng mặt. Này này này, nói tiếng người được không? Thứ cây này tôi trồng cả sân, ông có muốn không? "Có muốn chứ?" Đa Tạ thí chủ, Tử Vĩ nghe vậy thì chỉ ngón tay lên ra hiệu tươi cười nói, "Vậy lát nữa ta gọi đệ tử của ta đưa đến cho các người. Lần này ta đến có chuyện muốn cầu, không biết đại sư có bằng lòng chỉ điểm không, nhận quà tốt, chịu nhận là chịu làm việc." Lúc sau lão cao tăng dẫn đám người Tử Vĩ vào bàn đàm đạo, thì ra là Thiên Thu bảo thí chủ đến không thiền tự, không biết giờ cô ấy thế nào, có khỏe không. Lý Tử Vĩ cười tích mắt đáp lời, "Cô ta sống rất tốt." Miệng thì cười vậy thôi chứ trong lòng thì lại vô cùng thắc mắc không phải chứ. Hai người này là người quen à, Cao Tăng nghe xong thì cũng an lòng, vậy thì tốt rồi, còn về nghi vấn của thí chủ người. Bần Tăng đã biết, dị tinh hiện thế, huyền diệu khó lường, nếu thí chủ đã đến đây, thì đã phá vỡ pháp tắc thế giới này. Lý Tử Vĩ nghe xong thì vuốt cầm ngẫm nghĩ, chiêu này ta quen, hòa thượng này chắc chắn nhận ra thân phận của ta. Không hổ là đại sư, nói một câu như câu đố vậy, ngẫm nghĩ xong Lý Tử Vĩ ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm lão Cao Tăng, vậy ta nên làm gì? Lão cao tăng mỉm cười niềm nở nói, thứ thuộc về mình, người khác không đoạt được, thứ thuộc về người khác. Mình cũng không đoạt được, thì chủ đã đến thì cứ yên tâm, mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Lý tử vĩ nghe vậy vì chừng mắt nhìn chầm chầm về phía trước nhét miệng cười nham hiểm. Ý của hắn là muốn ta đừng cưỡng chế sử dụng sức mạnh bản thân nguyên chủ đúng không? Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, Lý tử vĩ cúi đầu khoanh tay nói tiếp. Kết hợp với cách nói của chủ mẫu, ta càng muốn sử dụng nội lực thì kinh mạch của ta ngày càng lợi hại. Nhưng ta mạnh như vậy, biết các công pháp siêu mạnh, cái này như giải thắt dây vậy, dùng sức kéo sẽ chỉ siết chặt hơn, chỉ có thể từ từ giải ra, nếu vậy thì, chi bằng ta thử luyện công phu cơ bản nhất, bắt đầu mở kinh mạch bị nghẹt ra, cho dù không thể về đến đỉnh phong, cũng tốt hơn là không dùng được chút nào. Nói tới đây Lý Tử Vĩ bước tới trước mặt lão cao tăng nắm lấy tay ông ta, "Ta hiểu rồi, cảm ơn đại sư giải đáp thắc mắc cho ta, có thể giúp được thí chủ là được." Sau đó Lý Tử Vĩ xòe bàn tay ra trước mặt của thiên nữ, "Đúng rồi đại sư, họ đều có thể chất xinh đẹp đặc biệt, hai người cũng xem giúp cô ấy. Đêm đó tại Thanh Sơn Môn, động phủ của công tử Khanh sụp đổ tan nát hoang tàn, bên trong động phủ đồ vật đều hư hỏng máu trên nền nhà lê láng. Một thanh niên nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt mày tối sầm lại há to mồm hét lên, chuyện này là sao, hắn ta là công tử đồng, đệ tử đứng đầu Thanh Sơn Môn. Con trai của công tử Khanh, đạt cảnh với võ sư Trung Giai, công tử đồng nghe thấy tiếng động bên trong một căn phòng đổ nát nên hắn ta lần theo đi vào. Bên trong căn phòng một thanh niên đang tìm tòi lục lọi thứ gì đó trong một cái dương. Công tử đồng bước vào thấy thanh niên kia thì há to mồm hét lớn, ngươi đang làm cái gì đó. Thanh niên kia nghe thấy thì quay sang nhếch miệng cười nham nhở, tìm bảo bối chứ làm gì, ngươi cũng tới tìm bảo bối à. Nghe nói lúc đó môn chủ thanh sơn môn lấy được không ít bảo bối. Nay hắn chết rồi, thanh sơn môn cũng mất rồi, mấy thứ này để ở đây cũng lãng phí. Công tử đồng nghe thấy những lời đó thì giữ người mặt mày tối mịt lại thầm nghĩ. Cha chết rồi, thanh sơn môn cũng mất rồi, hắn ta tức giận không kiểm soát được liền tóm lấy cổ áo thanh niên kia ngươi nói bừa cha ta sao lại chết được rõ ràng ông ấy sắp đột phá đến võ thánh rồi thanh sơn môn là một trong tam đại tông môn của dư hàng châu sao nói mất là mất chứ thanh niên kia nghe thấy thì cau mày chừng mắt thốt lên cha sao ngươi là con trai của tên đó ư môn chủ thanh sơn môn cấu kết tu luyện ma công với ma giáo ngươi không biết à thanh niên tức giận cắn chặt răng hất tay công tử đồng sang một bên còn tam đại tông của dư hàng châu nữa chứ lần này giết dư nghiệt ma giáo ngay cả vô định tông cũng ra tay dư nghiệt ma giáo đó chết rồi tam đại tông và thiết y môn nể mặt nên phán người không biết vô tội bỏ qua các đệ tử khác của thanh sơn môn như vậy đã là khoan hồng đại lượng rồi công tử đồng nghe xong thì chết lặng mặt mày đen kịch lại không chút cảm xúc thanh niên kia sớ được một mớ đồ ngon thì bỏ đi nếu ngươi không biết chuyện này tốt nhất lập tức thay tên đổi họ để tránh bị liên lụy đừng trách ta không nhắc ngươi chuyện cấu kết với ma giáo không phải chuyện nhỏ và đó cũng là câu nói cuối cùng của thanh niên kia một luồng ánh sáng lướt ngang qua đầu của thanh niên kia liền chia tay với cái thân thần hồn thì đi tìm tổ tiên đoàn tụ công tử đồng cầm chặt thanh kiếm dính đầy máu trong tay sau đó hắn ta nhìn chằm chằm vào bàn tay bước ra khỏi phòng thầm nghĩ thù giết cha không đội trời chung yên tâm đi cha con nhất định sẽ báo thủ cho người trên một phiên chợ náo nhiệt ở dư hàng chấn, một người mang áo choàng đen chính là điểm nhấn người này người không ra người quỷ không ra quỷ mặt mày cứ trầm rầm xuống hắn ta đi ngang qua hai người dân đang trò chuyện với nhau. Cậu nghe nói chuyện ở Thanh Sơn Môn chưa? Hỏi gì nhảm vậy? Chuyện đó ai mà chả biết. Lúc đó tiểu ra ở hiện trường, cậu không biết dư nghiệt ma giáo đó hô hoán quá chừng. Một nhóm người đánh thành một đoàn, tôi nhỉ không rõ luôn. Còn có lũ võ dã như cương thi vậy, nếu không phải đứa bé đó ra tay, e là tôi đã mất mạng ở đó rồi. Vừa mới dứt lời thì người choàng áo đen đó đặt tay lên vai thanh niên áo xanh. Thanh niên kia giật mình lập tức quay đầu nhìn sang, người áo đen hóa ra là công tử đồng, hắn ta mặt mày đầy sắc khí nhai răng cười nham hiểm. Chào cậu, chuyện hôm đó có tiện kể tôi nghe không? Chuyển cảnh tới viện phủ của Lý Tử Vĩ tiếng ha hô vang vẳng khắp viện. Lúc này cu cậu đang chuyên tâm luyện võ với trụ mộc nhân. Đấm một hồi muốn quẻ cái tay luôn mà độ cứng cáp của trụ mộc nhân vẫn còn tới 99,9%. Lý Tử Vĩ nhìn trụ mộc nhân mà chết lặng, quá bất lực không biết nói gì hơn. Luyện thêm vài đường nữa thì bây giờ hai bàn tay đã sưng húp lên như chân voi. Cu cậu đau đớn rớt nước mắt. Đau, đau quá, thì ra đây là cảm giác làm tân thủ cùng lúc đó phía sau lưng của anh ta thiên nữ đi tới thiên nữ cầm trên tay chén nước niềm nở nhỏ giọng goi a à, vĩ uống chút nước nghỉ ngơi đi lý tử vĩ nghe xong thì quay sang cầm lấy bát nước cảm ơn cô nha không cần khách sáo đâu mà thiên nữ giơ tay lên vén tóc sang một bên làm ra bộ mặt thảo mai cậu cứu tôi còn tận tình chăm sóc em gái tôi thậm chí dạy nó học võ tự vệ ân tái tạo này tôi khó mà báo đáp rời đi hai năm trong khách điếm trừ cậu ra sớm đã không còn người tôi quen nữa rồi sau khi cha mẹ qua đời trừ em gái ra tôi không còn người thân nữa nói tới đây thiên nữ cúi đầu mỉm cười nhẹ hai má đỏ ở chỉ là sau khi a vĩ mất trí nhớ nói chuyện cũng thẳng thắn hơn trước rất nhiều ngày nào cũng khen mình đẹp mình thấy ngại luôn rồi có cậu ở đây tôi thật sự rất yên tâm lý tử vĩ quay mặt nhìn sang thẩm mỹ cô gái này dịu dàng quá từ sau khi trở về từ không thiền tự chị đẹp này như hình như bóng với mình lúc mình đang viết công pháp cũng mang trả tới Kể cả ngay lúc tắm cũng không ngần ngại mà mang trà tới, nhiều khi mình đang ở với Tú Nhi thì chị ấy cũng nhiệt tình mà mang luôn hai chén trà tới. Đôi lúc Tú Nhi dường như tức điên sát khí đầy mình kiểu, động thủ được là động thủ luôn, nhưng có phải cô ấy bám mình quá rồi không? Thật tò mò, không biết lão hòa thượng đó đã nói gì với cô ấy. Cùng lúc đó công tử Đồng đang lấp ló phía sau sân vườn của Tử Vĩ, đây chính là lý trưởng quầy trong truyền thuyết sao? Còn có người đàn bà này, lúc trước chẳng phải cô ta theo bên cạnh cha sao? Tiện nhân đáng chết. Cô ta chắc hẳn đã phản bội cha, còn người đàn ông này, đâu có chỗ nào đặc biệt, với bộ dạng ăn mặc của hắn, một con khỉ đến cũng có thể đánh ngã hắn, chiếc giày rách theo thời hắn ta cũng muốn sao? Thật là cái thứ không ra gì, nghe nói hắn là sư phụ của đứa bé đó, ha ha ha, chắc chỉ là lời nói dối che tai mắt người. Nói tới đây công tử Đồng vác kiếm ra, chi bằng bây giờ giết hắn ta trước, không một chút ngần ngại công tử Đồng lao nhanh xuyên bụi lùng vung kiếm lên đánh ra một đạo khí lực. Hắn ta đạp mạnh chân xuống đất nghĩ luôn cái cành cây lúc đó ngay bên cạnh một tiếng nói vang lên khiến hắn ta trợn trừng mắt sững sờ. à vĩ huynh, huynh đang luyện công à? hạ phụ đang trò chuyện với lý tử vĩ nghe thấy tiếng động thì hai người cùng nhau liếc mắt nhìn sang. thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của công tử đồng đâu cả. chắc là gió thổi gãy cành cây mà thôi. quả thật nay vào thu gió đúng là có hơi lớn. lão hạ phụ nói như vậy thôi chứ trong lòng lại nghĩ khác. làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. sở dĩ cành cây này gãy tám phần là lúc a à vĩ huynh luyện công gây ra công tử đồng chạy trốn quá nhanh nên sụi lơ gục xuống thở hổn hển đáng ghét thật hắn ta ngóc đầu lên tức giận gắn chặt rằng thiết y môn đáng chết phá hỏng chuyện tốt của ta sau đó hắn ta rãnh tay lên mà nghe cuộc trò chuyện của hạ phụ và tử vĩ a à vĩ huynh lần này ta đến tìm huynh là vì chuyện cô tô bảo khu hiện thế trong sách có ghi phía bắc cô tô có một cái hang trong đó dấu bí bảo không thuộc về thế giới này tử vĩ nghe xong thì thẫn thờ bí bảo không thuộc về thế giới này ư hạ phụ giơ tay lên tươi cười đáp lời đúng vậy Chắc A à, Vĩ huynh cũng từng nghe qua, trên nhân gian của chúng ta, nói không chừng chính là tiên giới thần giới. Tuy tôi không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng nghe đồn bí bảo đó là do một vị võ thần để lại. Lý Tử Vĩ nghe xong thì liền chỉ ngón tay trên phía trước ngắt lời, chờ đã, chẳng phải các người nói chưa từng gặp qua võ thần sao, vậy cho nên ta mới nói là nghe nói, chứ có nói là gặp được đâu. Lý Tử Vĩ giơ tay lên miệng liếc mắt nhìn sang một bên, thì ra là như vậy, chuyện này thú vị đây. Hạ phụ nhìn thấy nét mặt của cô cậu thì mỉm cười. A Vĩ Huynh quả nhiên có hứng thú với cái này, hạ phụ chấp một tay ra sau đít một tay dơ lên phía trước niềm nở nói, phải đó, bảo khu hiện thế, chúng cường giả e là đều chạy đi đoạt cơ duyên, ta cũng định đi xem náo nhiệt, A Vĩ Huynh có muốn đi chung không, với thực lực của A Vĩ Huynh. Đoạt lấy bí bảo còn không phải là chuyện dễ dàng như trở bàn tay sao, nếu mình có thể ăn ké chút cơ duyên này, vậy đột phá đến võ hoàng không phải là mơ. Lý tử vĩ chọc tay vào má trầm ngâm suy nghĩ, không biết nguyên thân này là cảnh giới gì, cho dù không phải là võ thần, chắc cũng không kém quá nhiều đâu nhỉ. Lý Tử Vĩ chống nạnh mỉm cười nghĩ bụng, nếu là thứ do vị võ thần trước để lại, vậy chắc chắn là đồ tốt. Ngẫm nghĩ xong Tử Vĩ liền quay sang vui vẻ nói, được thôi, khi nào thì xuất phát, tối nay khởi hành, tăng tốc thì cỡ 4 đến 5 ngày là có thể đến. Lý Tử Vĩ nghe xong thì bật ngửa ra phía sau mặt mày bơ phờ nhìn đời bằng nửa con mắt. Chậm vậy sao? Một hai tiếng thì thôi đi, ngồi xe ngựa mà bốn đến năm ngày thì không phải là ngồi nát mông mình à? hạ phụ thấy nét mặt không bằng lòng của tử vĩ thì liền thốt lên dù sao thì suy nghĩ đến chuyện ngựa phải nghỉ ngơi con đường dài cho dù dùng khinh công cũng phải đi một hai ngày không thể để a vĩ huynh mệt được tử vi đột nhiên giơ ngón tay lên trời nhếch miệng cười nham nhở không cần phiền phức như vậy hạ lão ca ông có muốn trải nghiệm cảm giác bay cực tốc không khinh công của tiểu soái nhanh hơn ngựa nhiều lão hạ phụ nghe xong thì mặt mày ngu ra trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ khinh công mà cũng có khác biệt nữa sao trải nghiệm thử là biết Tiểu soái vào việc thể hiện trình độ khinh công đẳng sơ cấp, cô bé mang theo lý tử vĩ và thiên nữ trên lưng. Cô cậu hai tay sách theo võ kim và lão hạ phụ, đúng kiểu gánh còng lưng là có thật, tử vi liếc mắt nhìn sang, hạ lão ca, cảm giác thế nào? Phê không, lão hạ phụ chưa kịp trả lời thì võ kim mặt mày tím tái hét lớn, sư phụ, ta thở không được nữa rồi. Sau đó thì lão hạ phụ cũng không sung sướng gì mấy, lão ta trợn trắng hai mắt há hốc mồm sợ hãi mặt mày tái xanh, hay là, hay là thả ta xuống để ta tự bay đi. Một lúc sau, một phi thuyền lướt ngang qua đại thành Toko, lão hạ phụ đứng trên phi thuyền cắm đầu xuống bên dưới cho biển ăn trẻ. Lão ta toàn thân run rẩy mặt mày tái nhợt không còn chút máu, cuối cùng, cuối cùng cũng đến rồi, ngược lại với lão hạ phụ thì tử vĩ thần sắc tươi tắn đầy năng lượng. Nhớ năm đó, ta cũng từng đi ba club nhảy Vina Hao với chúng bạn, nhảy dù và cả làm rắc xin boy đua xe nữa, các ngươi chẳng phải là người học võ sao. Sức chịu đựng này không ổn lắm, lão hạ phụ nghe xong thì bứt rứt trong lòng, đáng ghét, ngay cả cô nương này cũng không bằng nhất định bị a vĩ huynh xem thường rồi bên cạnh đó có một người còn thảm hại hơn không ai khác chính là võ kim hắn ta bất tỉnh nhân sự nhìn thấy bà cố hiện thân về không xong rồi ta lại thấy bà cố của ta rồi lúc sau hắn ta ngẩng đầu nhìn lên khoe rõ bộ mặt sắp chết nhưng khi nhìn thấy mình đang nằm trên phi thuyền thì hai mắt mở to hồi lại thần hồn đến rồi sao cùng lúc đó bên trên phi thuyền một cô gái không rõ gương mặt đi tới mấy vị hiệp sĩ cũng đến vì bí bảo sao khi cô nương ấy mọi chiếc nón ra thì trong cũng khá xinh đẹp. Bảo khu sau 7 ngày mới mở, chư vị không cần vội như vậy đâu. Lý Tử Vĩ nhìn thấy gái đẹp thì giật mình hoảng hốt mặt mày xanh như đít nhái là sao vậy ba, cô là ai? Em gái kia nghe xong thì chắp tay tươi cười đáp lời, tại hạ là khúc tùy giác. Lý Tử Vĩ nghe thấy cái tên thì xị mặt xuống hai mắt thâm đen. Thật biết đặt tên ha, đây là giọng địa phương gì thế này? Võ Kim nghe thấy thì liền đứng dậy lau đi tàn dư nước ói trên miệng. Sư phụ, nếu đã đến rồi, Đồ nhi con đi làm việc trước đã, cái này vừa bảo khu vừa bí bảo, chắc hẳn sẽ thu hút một đống cao thủ đến. Với chút thực lực này của mình, nếu đi theo thì có khác gì tặng mạng đâu chứ, tử vi nghe thế thì cũng không ép buộc lập tức phẩy tay ra hiệu, đi đi đi, đi dùng, làm xong việc thì gửi thư cho ta, võ kim nga xong thì lập tức nhào tới chỗ tử vĩ khóc sướt mướt kèm theo đó là một đống ngân phiếu, sư phụ. Đồ nhi không có ở bên cạnh người, người phải bảo trọng thân thể đó, số ngân phiếu này người giữ lại ứng phó chuyện khẩn cấp nếu không đủ thì đến tiền trang lấy thêm xong việc võ kim cùng thuyền rời đi nhưng không quên vẫy tay chào sư phụ sư phụ con sẽ nhớ mọi người lắm hạ phụ nhìn thấy thì phì cười đệ tử này của a vĩ huynh thật thú vị đây là người tìm ra giàu có một phương tuy trong không thông minh máy nhưng giàu thì cũng có thể chấp nhận được khúc túy giác quay sang tươi cười nói tiếp theo mấy vị có sắp xếp gì không tử vĩ liếc mắt nhìn sang đáp trả lại bằng một nụ cười thân thiện binh mã chưa động thương thảo đi trước nếu muốn đạo thám động vậy tiếp theo đương nhiên phải thu thập trang bị khúc túy giác nghe xong thì cười tít mắt nếu vậy thì chúng ta hẹn năm ngày sau gặp lại nghe vậy thì đám người của lý tử vĩ cũng quay người rời đi a à, vĩ huynh có quen cô gái này à không quen không quen má ơi sau đó thì một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới bên cạnh của khúc túy giác tiểu công chúa tìm thấy người rồi nha tên thuộc hạ vẻ mặt vô cùng lo sợ tím tái cả lên cầu xin người đừng chạy lung tung nữa nếu người xảy ra chuyện gì ta có năm cái đầu cũng không đủ chém khúc túy giác nghe vậy thì quay mặt sang chỗ khác làm nũng Biết rồi, thật sự xảy ra chuyện gì thì ta gánh cho ngươi là được. Gan nhỏ thật." Nói xong em gái mỉm cười thầm nghĩ, không ngờ có thể gặp được sư đồ ba người trong truyền thuyết ở đây, không uổng công ta vất vả lén ra cung một chuyến. Năm ngày sau, lão hạ phụ đứng trước một căn phòng gõ cửa gọi, "A à Vĩ huynh, đã ngủ dậy chưa?" Thiên nữ mở cửa bước ra vẻ mặt tươi tắn đầy sức sống. "Hạ môn chủ, chúng tôi dọn dẹp xong rồi." Lão hạ phụ chấp tay ra sau đi cười tít mắt, "Có chuẩn bị năm ngày của A à Vĩ huynh." bí bảo nhất định là vật trong túi của chúng ta dứt lời thì lý tử vĩ phóng ra khỏi phòng một tay cầm cây sẻng một tay cầm bàn giò yêu quái đi thôi sẻng của ta không chờ được nữa rồi lão hạ phụ nhìn thấy thì trợn trắng hai mắt tối sầm mặt trang bị này của a vĩ huynh là gì vậy cô cậu nghe thế thì cũng mạnh dạn đáp lời là cosplay đó má một lúc sau tại bảo khu trong truyền thuyết hạ môn chủ cũng đến xem náo nhiệt à nói trước nha ta sẽ không nhường đâu lão hạ phụ nghe thấy thì nở ra một nụ cười tươi như hoa đáp lời đương nhiên rồi ta cũng sẽ không vì thân phận của các vị mà thủ hạ lưu tình một thanh niên chỉ tay về tử vĩ hạ huynh mấy thanh niên này là ai vị này là lý trưởng quầy của khách điếm hòa bình thanh niên kia nghe xong thì tươi cười không thấy con mắt à à là người đã truy nã môn chủ thanh sơn sao hân hạnh hân hạnh chẳng phải là giết một dư nghiệt ma giáo thôi sao có gì hay ho chứ tử vĩ đi tới ngơ ngác gặng hỏi hạ lão ca mấy người này là ai phần lớn đều là trưởng môn nhân các môn phái cũng có một vài cao thủ trong giang hồ A à vĩ huynh, lần này vào hang e là đầy nguy hiểm. Biểu muội đó của ngươi có âm thầm đi theo không? Nay tú nhi đó rất nghe lời A à vĩ huynh, nếu có thể trở thành trợ lực cũng không phải chuyện xấu. Tử vĩ chống lạnh hai mắt nhắm chặt hé miệng cười. Ta bảo tú nhi ở lại dư hàng chấn trong nhà rồi. Cùng lúc đó khúc túy giác chạy tới hớn hở nói: Lý trưởng quầy, tôi đi chung với các người được không? Tôi chỉ muốn vào xem thử. Nếu tìm được bảo vật gì đó đều cho các người thấy sao nào? Lý tử vĩ nghe xong thì cảm thấy quá hời lập tức đồng ý. Ok tôi thấy được, chốt đơn luôn, thế nhưng lão hạ phụ lại làm ra bộ mặt kiêu căng, tôi thấy không được. Một lúc sau đám người của Lý Tử Vĩ bước vào trong hang động bảo khu. Kèm theo đó thì công tử đồng đúng phía sau luôn dán mắt quan sát bọn họ, lão hạ phụ đi phía sau nhìn chầm chầm vào khúc túy giác mặt mày nhăn nhó. Vậy là để cô ta đi theo rồi, trên người cô nương này có khí tức không rõ, e là mang theo thứ che giấu dung mạo, không lẽ nhằm vào A Vĩ Huynh mà đến sao, cảm giác này không ổn lắm. Cùng lúc đó, thiên nữ quay người ra phía sau vẻ mặt rõ sợ hãi, "Cái đó, ta luôn có cảm giác như có người đang đi theo chúng ta vậy." Lý Tử Vĩ nghe xong thì lập tức quay mặt sang, "Có người đi theo chúng ta sao?" Mải mê nói Tử Vĩ vô tình chạm tay vào trong một vách đá, vách đá chuyển động khiến anh ta giật mình hoảng hốt hai mắt lòi ra ngoài, "A à, a à, có cơ quan." Nhưng sau đó thì xuất hiện một con chuột đang chạy ra, hình như không có phản ứng nữa rồi, cơ quan này ổn rồi. Nói xong Lý Tử Vĩ quay sang nhìn thiên nữ thả cho sói review một like. Cô xinh đẹp đừng sợ, một con chuột mà thôi, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn." Thiên nữ nghe xong thì khoái khoái cười tít mắt hai má đỏ ửng, "Ừ ừ, ta biết mà, những giọt máu đen từ đâu chảy xuống." Thì ra là công tử đồng, hắn đang rút mũi tên vừa rồi từ cơ quan bắn ra vào ngực mình. Đáng chết, hắn dám gọi ta là chuột ư, sao hắn phát hiện ra ta chứ? Sau đây là cuộc hành trình đầy gian nan của Lý Tử Vĩ khi bước vào sâu bên trong hang động, chạm tay một cái là chạm chúng bẫy rồi đạp chân một cái cũng trúng bẫy luôn. Cứ hễ chỗ nào anh ta đi ngang qua chạm vào thì đều trúng bẫy. A a a, chỗ này là cơ quan sao? Sao lại là cơ quan nữa rồi? Lý Tử Vĩ quay sang vắt tay ra sau gáy gãi đầu ngại ngùng nói, "Xin lỗi nha, ta không ngờ vận may của ta lại tệ như vậy, nhưng bẫy ở đây nhiều quá." Chả Trách nói phải cẩn thận hình sự, Khúc Túy Giác nghe vậy thì ló mặt nhìn sang nói thầm, "Đây chỉ là vấn đề vận may không tốt sao?" Sau đó em gái quay sang hỏi lão hạ phụ, "Cái đó Lý trưởng quầy ngày thường cũng xui như vậy sao? Lão hạ phụ nghe xong thì nhất miệng cười khinh bỉ. Ông ta phớt lờ đi lời nói của khúc túy giác bỏ đi một mạch. A ha, nông cạn, đúng là quá nông cạn. Nói xong lão ta quay sang đưa bàn tay lên nói. Ta hỏi ngươi ba vấn đề. Một là tại sao A Vĩ Huynh có thể chạm chúng mỗi cơ quan một cách chính xác như vậy? Hai là tại sao chạm phát cơ quan lại không xảy ra chuyện gì cả? Ý của người lạ. Lão hạ phụ cúi đầu vuốt râu ngắt lời. Đúng vậy, chỉ có một chân tướng tất cả đều là A Vĩ Huynh cố ý làm. Huynh ấy trông như tình cờ chạm phát bẫy, thực tế là len lén phá hoại bẫy, đảm bảo an toàn của chúng ta. Khúc túy giác nghe xong thì hai mắt lấp la lá lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ, thì ra là như vậy, ta sớm đã nghe nói, vị cao nhân này rất khiêm tốn, chỉ truyền thụ võ nghệ cho ái đồ. Tự mình lại không ra tay giả vờ người phàm, tử vĩ đi phía trước không ngừng bị mắc bẫy khiến anh ta hoảng sợ hét lớn, trời ơi à, sao đâu đâu cũng là bẫy vậy. Rõ ràng ta đã rất thận trọng rồi cơ mà, Khúc túy giác phía sau nhìn thấy cảnh tượng đó thì nghĩ bụng, vì bảo vệ chúng ta, hắn không tiếc hình tượng ra kế sách này phá hoại cơ quan. Nhìn kỹ năng diễn xuất tệ hại này, không hổ là người được người ta sùng bái, có cảm giác an toàn quá đi, lão hạ phụ bất ngờ xuất hiện phía sau lưng lên tiếng khiến cô ta trợn tròn hai mắt. Cô nương, còn một vấn đề cuối cùng, khúc túy giác mặt mày tím tái bật ngửa ra phía sau, lão già này nghe nói lúc trước từng bế qua mình. Không lẽ ông ta nhận ra mình rồi sao? Không đúng, mình đã ăn dịch dung đan, chuyện còn chưa làm xong, mình không muốn cứ như vậy bị đưa về cùng. lão hạ phụ mặt mày tối sầm dẫn dữ gặng giọng hỏi, tại sao ngươi lại muốn tiếp cận a à vĩ huynh? làm sao biết thân phận của hắn? khúc túy giác nghe xong thì làm ra bộ mặt đanh đá khoanh tay liếc nhìn sang đáp lời. bổn nữ hiệp nhìn các ngươi thuận mắt, muốn đến tiếp cận không được sao? còn về thân phận gì đó? tập trước chẳng phải ngươi đã giới thiệu qua hắn rồi sao? ở ha, quả thật là có quả thật là có. ở bên trên vách đá những ám khí đã được bày trí sẵn phía sau công tử đồng từ từ tiến vào sâu bên trong hang động hắn ta không biết hắn may mắn muốn chết trong tình trạng không hề hay biết gì đà thương kẻ địch mai phục trong tối công tử đồng cay cú cắn chặt răng tiện nhân tiện nhân này không đấu trực diện với ta cũng thôi đi lại dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu này còn bày ra thái độ giả vờ này chơi đùa ta trong lòng bàn tay người nào đó thật muốn dùng chút thủ đoạn hạ lưu hiểu lầm mọi chuyện đồng thời bắt đầu bất lực cuồng nộ công tử đồng cầm trạch thanh kiếm trong tay mặt mày của hắn ta giờ đây đen kịch lại đầy sát khí. Không được, hắn không những giết cha ta, còn sỉ nhục ta như vậy, mặc kệ đi, giết sạch bọn chúng rửa hận, đang định đi giết địch thì đột nhiên ngã sấp mặt xuống đất. Sau đó thì mặt mày tái xanh hai mắt nhắm chặt miệng sùi một mép, chưa kịp chăn chối thì đã độc phát ngũ đất mà chết. Lúc này Lý Tử Vĩ quay xa nhìn đám người phía sau lên tiếng, các người dám để ta đi đầu à, các người cũng thấy rồi đó. Vận may của ta rất kém, không sao đâu à Vĩ Huynh, sông lên, vận may của ta kém hơn rất nhiều, huynh đi đi. A à, Vĩ nghe xong thì bất lực, thôi được, vậy ta tiếp tục đi về phía trước, xảy ra chuyện đừng trách ta đấy. Còn có người vận may kém hơn ta sao, để ta đi phía trước không lẽ định để ta gánh sát thương ư? Tuy cơ thể của ta cứng, nhưng nếu gặp khí độc gì đó, chẳng phải họ cũng tiêu đời sao? Mãi ngẫm nghĩ thì bàn chân của anh ta lại đạp chúng một cơ quan, anh ta giật mình hoảng hốt mặt mày tối mịt hét lớn, ta nói mà, một bước là có một cơ quan, người ta để còn không chuẩn bằng ta đạp nữa. Thế nhưng điều gì đó khiến cho khúc túy giác mắt chữ O mùng chữ A hét lớn, trời ơi ạ. À. Cơ quan cuối cùng ai vĩ đạp đã mở ra một mật thất lóe lên một màu vàng trói, lão hạ phụ cùng với mấy em gái nhìn thấy thì há hốc mùng kinh ngạc, là, là lối vào mật thất. Lý tử vĩ nghe vậy thì cũng quay mặt nhìn sang giả vờ bất ngờ đồ đó, lối vào mật thất sao, chỗ tàng bảo đó à, lúc này tử vĩ đang nghi ngờ vận may của mình. Anh ta nhìn chầm chầm vào lòng bàn tay, lạ thật đấy, cho dù ta là phi ưu, Vận may cũng không đến mức kém thành như vậy chứ. Vào bên trong mật thất những thứ gì đó nhọn hoắt chìa ra từ vách đá, hạ phụ và Khúc Túy Giác cũng được mở mang tầm mắt, trời ạ, à, không hổ là vị đại năng, a à, vĩ huynh lợi hại quá. Một phát đã tìm ra mật thất, thế là Khúc Túy Giác dẫn đầu chạy thẳng vào nơi trói sáng, đi đi đi, mau vào, để bổn nữ hiệp xem thử coi. Chưa kịp bước vào thì đột nhiên một sợi dây xích phóng tới lướt ngang qua mặt của Khúc Túy Giác, thế là trên mặt liền ăn ngay một vết sẹo khiến em gái mở to mắt ngơ ngác. Trước mắt là ba thanh niên trẻ trâu toàn thân đầy sẹo, thật ngại quá. Tay run, tên cầm đầu mắt nhắm mắt mở nhếch miệng cười nham nhở. Thương lượng chút được không? Để mấy anh vào trước đi. Khúc túy giác chừng mắt nhìn đám buffalo tay chạm lấy vết thương trên mặt. Ngươi là đồ chó từ đâu chui ra đó? Mật thất này là do bọn ta tìm được. Khứa trẻ trâu cầm đầu nghe thấy thì dùng ngón út khoái lỗ tai nhếch miệng cười đều cáng. Ô vậy thì sao? Ngươi chưa nghe qua một câu gọi là kẻ nào có bản lĩnh thì lấy trước sao? Lý Tử Vĩ nghe vậy thì bước lên niềm nở nói: "Hỏa khí của mọi người đừng lớn như vậy chứ, chẳng phải là một mật thất thôi sao? Các người muốn vào trước vậy thì vào đi." Khứa Cầm Đầu nghe thấy vậy thì hài lòng cười nhẹ, sau đó hắn ta cùng đồng bọn đi vào bên trong. Xem như ngươi biết điều, Khúc Túy Giác quay sang giơ tay lên gặng hỏi: "Trưởng quầy, cậu cứ như vậy để họ vào rồi sao?" Nói tới đây Khúc Túy Giác sụp mắt xuống buồn bã thầm nghĩ, không phải chứ, trong điều tra lúc trước, không ai nói hắn có tính tình thánh nhân này một lúc sau khi đám trẻ châu khỏi lý tử vĩ hai mắt nhắm lại nghênh mặt lên nhếch miệng cười nham hiểm lần này các người không hiểu rồi chứ có một danh nhân từng nói sĩ binh đầu tiên công phá thành trì hắn nhất định là đầu đụng ra máu tươi bẫy ở đây nhiều như vậy có quỷ mới biết trong mật thất đó có dấu ám khí gì không đám trẻ châu đó vào rồi thì đúng là dò đường thay chúng ta khúc túy giác nghe tới đây thì cũng đã hiểu ra vấn đề ô thì ra là như vậy đám trẻ châu đi vào bên trong mật thất trước mắt bọn chúng là một chiếc dương màu vàng chiếu sáng lên một màu kim quang rực rỡ. Nhìn cận cảnh chiếc dương thì thấy, không những sáng mà còn được điêu khắc hoa văn kỹ xảo tia sáng chiếu lấp la lá lấp lánh. Tên đầu chọc nhìn thấy thì vội vàng chạy vượt lên tên đầu đàn luôn, bí bảo, thật sự là bí bảo, ha ha ha, có được không mất chút sức nào. Nhưng chưa chạm vào được chiếc gương thì một luồng khí trắng xóa tuôn ra sọc vào mũi hai tên trẻ châu khiến hắn ta đầu óc quay cuồng loạn choạng không đứng vững. Thế là hai ông cố quại ngã xuống ngay trước mặt thanh niên còn lại, khiến cho hắn ta mặt mày tím tái chừng mắt há mồm hoảng hốt thanh niên ra sức gọi lớn đại ca nhị ngốc cùng lúc đó thì tử vĩ bước vào anh ta cùng với tiểu soái chống nạnh nhìn hai tên hãm tài nằm bất tỉnh nhân sự sùi bọt mép trước mắt thế là cu cậu không ngậm được mồm mà nở ra một nụ cười dừa lòng tao lắm ô hố quả nhiên là có bẫy thanh niên kia nghe thấy thì tức giận cắn chặt răng sau đó hắn quay sang chừng mắt há to mồm hét lớn ngươi cố ý sao ngươi sớm biết chỗ này có độc trướng còn dụ bọn ta vào à Nói xong đột nhiên hắn ta biến sắc cúi mặt xuống đất nói tiếp, dù sao đại ca và nhị ngốc mất rồi, lần này mọi chuyện đều như ý nguyện của các ngươi rồi, sớm biết vậy thì nên để các ngươi vào trước. Ta còn tưởng ngươi định hối hận không nên đi thám cái hang này chứ." Nói xong Lý Tử Vĩ ngẩng mặt nhìn lên ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Cái này trông cũng không giống độc trướng, anh ta từ từ bước vào sâu bên trong, nếu thật sự có độc trướng, giờ chẳng phải chúng ta đã ngã xuống đất hết rồi sao?" Lão hạ phụ bất ngờ xuất hiện phía sau lên tiếng, "A à, Vĩ huynh cẩn thận đó quan sát hiện trường thì chỗ hai tên trẻ trâu xỉu không có một cái mũi tên hay kiếm gì hết lão hạ phụ lên tiếng bên cạnh hai tên này không có ám khí chỗ này e là có vấn đề lý tử vĩ nghe xong thì giơ bàn tay ra phía trước dõng dạc nói vậy sao chúng ta không sao độc trướng này còn có thể bị nhốt trong một nơi nhỏ như vậy sao chỗ này không có đồ chứa có thể dung nạp số độc khí này cũng không phải là phòng thí nghiệm sinh hóa gì sao có thể nói xong tử vĩ búng tay một cái này sinh ra một ý định gì đó chờ đã Tử Vĩ quay mặt ra phía sau giang tay ra thốt lên: Hạ lão ca, lấy cây đuốc cho ta. Nghe vậy lão Hạ phụ liền lấy ra từ đâu đó một cây đuốc đưa cho Tử Vĩ. A à, Vĩ huynh cần cây đuốc này để làm gì? Lát nữa ông sẽ biết. Lão Hạ phụ đứng phía sau nhìn thấy Tử Vĩ ném cây đuốc về phía trước thì thầm nghĩ: A à, Vĩ huynh làm như vậy nhất định có đạo lý của cậu ấy. Cây đuốc rơi ngay xuống bên cạnh của hai thanh niên trẻ châu kia, khiến cho thanh niên em út nhìn thấy thì hai mắt mở to mặt mày xanh như đít nhái. Hắn ta ôm mặt sợ hãi hốt hoảng hét lớn đốt đốt thi thể rồi a à. sau đó hắn ta cúi đầu đấm mạnh tay xuống đất đại ca nhị ngốc tên này là một tên biến thái các người ở trên trời có linh nhất định phải bảo vệ tiểu đệ sống sót ra ngoài lão hạ phụ nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng không khỏi kinh ngạc thì ra vĩ huynh là loại tính cách có thủ tất báo này sao may mà ta chưa từng đắc tội với huynh ấy vài giây sau lý tử vĩ dơ bàn tay ra phía trước hai mắt mở to mỉm cười quả nhiên đây không phải là độc trướng cái gì chứ lời này của a vĩ huynh là có ý gì khi cây đuốc chạm đất thì đột nhiên ngọn lửa tắt đi, lão hạ phụ thấy thế thì sửng sốt. Ở kìa, đuốc tắt rồi sao? Ta nói mà, A à, Vĩ Huynh sao hung tàn vậy được chứ? Sau đó lão hạ phụ giơ tay lên vuốt đầu trầm ngâm thầm nghĩ, chỉ là, nếu đây không phải là độc chứng thì là thứ gì, trận pháp sao, hay là thứ khác? Lý Tử Vĩ giơ bàn tay lên nhếch miệng cười, triệu chứng của tên này và tiểu đệ hắn nhất định là chúng độc CO2. Lão hạ phụ và khúc túy giác nghe xong thì ngu người dấu chấm hỏi hiện rõ trong đầu siêu bự, thứ gì chứ? Chúng độc sao? Chúng độc CO2 là chỉ ở trong môi trường CO2 thấp một thời gian dài, bỗng nhiên vào trong môi trường CO2 cao sinh ra hiện tượng này. Triệu chứng thường gặp là chóng mặt, đau đầu, khó thở, hôn mê, thời gian dài thậm chí sẽ dẫn đến tử vong, cái hang này kín không thoáng gió. Còn là một đường đi xuống, xuất hiện CO2 nồng độ cao không có gì lạ, mà tên ngốc này vừa vào đã ngửa đầu cười, CO2 bị hắn hút hết vào. Hắn không trúng độc thì ai trúng? Lão hạ phụ thiên nữ và khúc túy giác nghe xong thì mặt mày tối sầm lại đơ như cây cơ hình như rất lợi hại nhưng nghe không hiểu gì cả lão hạ phụ đan hai tay lại với nhau nếu vậy a à vĩ huynh ngươi cứ ở đây chờ một lát ta nghĩ cách lấy bí bảo đó ra trên đường này không giúp được gì cho a à vĩ huynh lúc này không ra tay thì ta còn chờ khi nào nữa tuy rằng ngay không hiểu a à vĩ huynh đang nói cái gì nhưng tổng kết ý đại khái là chỉ nguy hiểm khác thường nếu ta có thể lấy được bí bảo này a à vĩ huynh nhất định sẽ xem trọng ta thế là lão hạ phụ liền thi chuyển cửu khúc hộ tâm trận sức mạnh bạo phát khắp cơ thể của ông ta hai mắt trắng bệch thế nhưng chưa kịp làm gì thì ông ta đã sững sờ nhìn về phía trước chiếc dương đã nằm trên tay của ai đó ồ oh quao wow, trọng lượng này hóa ra là cu cậu tử vĩ anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc dương còn thả tim nữa chớ ái chà chà vàng thiệt kìa tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng hình nhìn chằm chằm vào tử vĩ lão hạ phụ toàn thân hóa đá linh khí vỡ nát hai mắt trợn lên lồi cả ra ngoài ông ta nhìn thấy tử vĩ mở chiếc gương ra thì càng sốc hơn ôi trời đất ơi lấy được đơn giản như vậy sao vừa mở chiếc dương ra một ánh sáng lóe lên chiếu dọi vào mặt của tử vĩ ơ ờ đây là gì khúc túy rác vẻ mặt tươi cười hớn hở chạy tới lợi hại quá lý trưởng quầy ơi trong đó có chứa gì vậy bổn nữ hiệp cũng muốn xem thử thế nhưng khi cô ta nhìn vào chiếc gương thì hai mắt mở to hai mày nhích lên cao bên trong chiếc dương là một chiếc máy ảnh một bức thư và một lọ gì đó đây là thứ quái quỷ gì vậy chứ Cùng lúc đó thì bên ngoài hang động xuất hiện một đám người áo đen, một thanh niên mắt xanh liếc mắt nhìn sang, "Chúng ta đã đến muộn rồi." Sau đó thì một thanh niên mắt nâu chỉ tay ra phía sau, "Giờ chúng ta đuổi theo hay sao?" Tên mắt xanh liền quay người lại, "Đuổi theo ai, đuổi theo hướng nào, chỗ này nhiều người như vậy, cho dù bắt từng người để hỏi cũng phải mất mấy ngày." Ba thanh niên hội ý xong thì quay người rời đi, "Đi thôi, về bẩm báo với đại nhân trước cái đã." Trong lúc đi thì thanh niên vô tình đạp phải tay của công tử Đồng hắn ta đau đớn la lên a à tay của ta nghe thấy tiếng la thì thanh niên mắt xanh giật mình sởn gai óc hét lớn có ma có ma ta là người ta là người sau đó tên mắt xanh nếm cho công tử đồng một tờ ngân phiếu tỏ ý xin lỗi tên mắt nâu thấy vậy thì quay sang chừng mắt há to mồm chất vấn ngươi cho hắn ngân phiếu làm cái gì chứ một ngày làm một việc thiện tích công đức lấy phúc báo chúng ta đều làm ngành này tích công đức cái con khỉ đang định rời khỏi thì công tử đồng tóm lấy chân của thanh niên chờ chờ đã hắn ta trợn trừng mắt cắn chặt răng thốt lên. Các ngươi đến tìm bí bảo phải không, ta biết ai là người lấy nó. Thanh niên mắt xanh nghe xong thì lập tức quay sang nhếch miệng cười nham nhở, ngươi xem, phúc báo của ta chẳng phải đến rồi sao. Chuyển cảnh tới một khách điếm nào đó, bên trong khách điếm, đám người của Lý Tử Vĩ ngồi quanh cái bàn màu đỏ nhìn chầm chầm vào chiếc máy ảnh. Lão hạ phụ nhìn chiếc máy ảnh mà mắt chữ o mồm chữ a nghĩ bụng, wow, bí bảo trong truyền thuyết ư, không hổ là a vĩ huynh, dễ dàng lấy được bí bảo, vật này cả người đen bóng sáng loáng. Vật liệu không như đồ phàm, quả nhiên là một bảo bối, Lý Tử Vĩ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc máy ảnh lên nhìn chăm chú, khiến cho lão hạ phụ và khúc túy giác há hốc mồm hoảng hốt. Cô cậu bắt đầu nghiên cứu bấm từng nút tắt trên máy ảnh, quá đáng thiệt á chớ, tại sao lại xuất hiện máy chụp hình chứ, bỏ đi. Nói không chừng còn có tình tiết quá đáng hơn mà mình không thấy, sau đó đột nhiên anh ta liếc mắt nhìn lên trời vẻ mặt vô cùng kinh hãi, lẽ nào thế giới này có tiền bối của mình sao? nghĩ tới đây lý tử vĩ thẻ lưỡi liếm môi tay liên tục bấm vào những phím tắt thứ này lại nói là võ thần để lại tiền bối sống thành võ thần sao không làm mất mặt người xuyên không chúng ta sau một hồi bấm muốn liệt cái máy ảnh luôn thì cuối cùng màn hình cũng đã sáng tử vĩ la lên a à, mở máy rồi gì chứ mở rồi sao thế là tử vĩ liền nhấc cái máy ảnh lên chỉa camera vào người thiên nữ đẹp quá nhìn ông kính cười một cái đi mặc dù thiên nữ không hiểu gì nhưng vẫn phối hợp tạo kiểu đúng vậy đúng vậy chức năng còn dùng được anh ta nhìn chằm chằm vào thành quả của mình trong máy ảnh thốt lên khi chất không tệ nha thế nhưng thiên nữ nhìn thấy thì lại sợ hãi loại lớn a à, a à vĩ chuyện gì vậy em gái mặt mày tím tái không còn chút máu sợ hãi tột cùng ta sao ta lại xuất hiện trong cái hộp đen nhỏ này vậy truyền thuyết có một loại bí pháp có thể hút hồn phách người đi không lẽ thứ này là từ vĩ nghe xong thì bất lực thầm nghĩ xuất hiện rồi cổ nhân ảo tưởng khoa học kỹ thuật hiện đại thế là anh ta liền quay sang phì cười trấn an thiên nữ yên tâm đi thứ này không lợi hại như vậy đâu, chỉ là một loại trang bị lưu ảnh. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên từ bên trong cái máy ảnh phát ra một tiếng nói. Hello, thời gian Bắc Kinh không biết mấy giờ, các bạn mở máy quay này. Xin chào nha, bên trong máy ảnh là một thanh niên mang trên mắt một chiếc kính xoắn ốc. Tôi tên là Long Bá Thiên, được xưng là vị võ thần duy nhất hiện tại trên thế gian này. Nếu bạn có thể mở máy quay này, chắc bạn là người dùng cùng quê, hoặc là người có đầu óc rất tốt. Lão hạ phụ nghe xong thì trừng mắt thầm nghĩ, đây là, bên cạnh đó thì khúc túy giác cũng không khỏi kinh ngạc không sai sau đó thì hai người đồng thanh hét lớn là võ thần là thần thức của võ thần hai người bị làm sao ý nhỉ ta đã nói đây đều là trang bị lưu ảnh thôi mà một lúc sau khúc túy giác đi ra khỏi phòng trầm mặt xuống không nói gì sau đó cô ta lại mơ mộng hình ảnh của của tử vĩ mà thẩm mỹ a a a chuyến này đi tính ra cũng không thiệt không những gặp được lý trưởng quầy còn nhìn thấy chân tích của võ thần lý trưởng quầy dễ tiếp xúc hơn ta nghĩ nhiều Ta còn tưởng cậu ấy là loại người có tính cách cao ngạo, đang ngẫm nghĩ thì tên thuộc hạ của cô ta đi tới gọi, công chúa, tiểu tổ tông của ta. Chúng ta thật sự phải về cung rồi, khúc túy giác nghe thấy thì quay sang khoanh dây cao có khó chịu, vội gì chứ, đại sự của ta còn làm chưa xong. Hơi đất ơi, người chạy ra ngoài chơi, có thể có đại sự gì chứ, em gái nghe vậy thì lập tức giơ ngón tay lên tươi cười hớn hở. Đương nhiên là, cố gắng lấy lòng lý trưởng quầy, trở thành đệ tử dưới tọa hắn, chỉ cần trở thành đệ tử của hắn, ta chắc chắn có thể trở thành đại năng một phương. Đi đến đỉnh đời người, tiếp tục hả nghe xong thì bất lực gượng cười, vậy thì người cũng không thể tay không bái sư. Lúc người ra ngoài chỉ mang theo chút ngân phiếu, bảo bối đều ở trong cung, em gái nghe vậy thì cũng cảm thấy hợp lý, đúng nha, vậy chúng ta về trước đi. Đêm đó gió mát trăng thanh tại Đô Thành, bên trong tẩm điện một vị hoàng thượng liếc mắt nhìn xuống nô tỳ thốt lên, quốc sư chờ chút. Con gái nhỏ đó của ta không có quy tắc quen rồi, e là còn đang lề mề, ngây ra đấy làm gì, còn không mau hối gia chủ của ngươi, một bàn tay của ai đó cầm lấy tách trà đáp lời. Không sao, một thanh niên có dáng vẻ anh Tuấn được gọi là quốc sư niềm nở nói, hôm nay ta không có việc gì quan trọng, chờ thêm chút cũng không sao. Một lúc sau đó, công chúa bước vào nhìn thấy quốc sư thì liền nói, Ây đây chẳng phải là tiên sinh và phụ hoàng 800 năm không gặp được một lần của ta sao. Vì công chúa này chính là khúc túy giác, giờ đây diện trên người một bộ y phục tuyệt đẹp trông cũng khá đáng yêu, không biết nửa đêm đột nhiên triều kiến là có chuyện gì vậy cũng thật là biết chọn giờ ta còn chưa kịp tắm rửa vị hoàng thượng nghe thấy thì nhếch miệng cười nham nhở đứa bé này đúng là càng lúc càng vô lễ nha quốc sơn liếc mắt nhìn sang nhiều ngày không gặp cứu công chúa vẫn hoạt bát như vậy không biết sau này chuyện hôm sau theo đội cùng đến vô danh chấn cứu nạn cứu công chúa chuẩn bị xong chưa khúc túy giác nghe xong thì làm ra bộ mặt đanh đá quay sang chỗ khác không muốn đi bổn công chúa không muốn ra ngoài không thể dẫn hoàng huynh họ đi sao chuyện này nếu rơi trên đầu họ, họ chắc chắn tranh nhau đi. Hơn nữa, bổn công chúa còn phải luyện công tập võ, nói xong em gái lập tức quay người rời đi, nói chung công việc vĩ đại này giao cho hoàng huynh bọn họ đi, phụ hoàng và tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thần nữ cáo lui trước, hoàng thượng nghe thấy những lời đó thì chỉ biết ôm đầu bất lực, đứa bé này tính khí càng lúc càng lớn, bây giờ dám bày mặt cho chấm xem rồi. Vậy mà lại còn có di chiếu của tiên đế bảo vệ, ngẫm nghĩ xong hoàng thượng quay sang nhìn quốc sư với bộ mặt tím tái ngượng nghịu, chắc là đứa bé này mới ngủ dậy hơi nóng quốc sư đừng để bụng nha quốc sư nghe xong thì lập tức đứng dậy nụ cười vẫn nở trên môi và vẫn là câu trả lời đó không sao không sao của công chúa tính cách thẳng thắn ta sẽ không so đo mấy chuyện này với cô ấy chắc là vì gần đây ta nhiều việc bận rộn không quan tâm đến cô ấy cô ấy mới có mấy phần oán niệm với ta nói xong quốc sư chắp tay cúi đầu hành lễ vậy ta về trước đây bệ hạ nghỉ ngơi sớm được được quốc sư đi thông thả Quốc sư bước ra khỏi phòng do bàn tay lên phía trước nói với hai tên thuộc hạ trước mặt. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Sau khi hai tên thuộc hạ rời đi, bỗng nhiên quốc sư nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Tiếp đó hắn ta giơ tay lên chạm vào mặt, bất ngờ thay khi vẻ mặt anh Tuấn đó chỉ là một chiếc mặt nạ dịch dung từ một cô nương, hai da, một chết thần thiếp rồi. Cô ta bước tới một chiếc gương trong gương phản chiếu ra hình bóng của thanh niên áo đen. Đồ đã lấy được chưa? Thanh niên áo đen lập tức chấp tay cúi đầu bẩm báo. Thưa đại nhân, chúng ta muộn một bước rồi. Sau đó thanh niên áo đen quay sang nhìn công tử đồng, nhưng ta mang về một người, hắn nói là hắn biết được phương hướng của bí bảo. Công tử đồng vùng mình dậy chừng mắt há to mồm la toáng lên, đại nhân, người không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, lý tử vĩ đó đốt nhà cướp của làm đầy việc ác. Còn dám đoạt thứ đại nhân nhìn chúng, đúng là tham lam, cô gái kia nghe xong thì hai mắt nhắm chặt dùng ngón út khuấy lỗ tai thốt lên, tên đó giết cha người à. Công tử đồng nghe thấy thì nước mắt hai hàng, sao đại nhân biết được, quả thực, đúng là có thủ giết cha công tử đồng đập mạnh tay xuống đất hai hàm răng cắn chặt tên đó không những giết cha ta còn vu khống cha ta là dư nghiệt ma giáo một lũ đầu rắn mắt chuột họ mới là dư nghiệt ma giáo chân chính nữ nhân kia nghe thấy những lời đó thì mặt mày tối sầm lại đầy sát khí ngươi vừa nói cái gì giờ đây khí tức quỷ quái không ngừng bao bọc lấy cô ta ngươi nói ma giáo là một lũ đầu rắn mắt chuột ư dây sau ả ta dùng tà khí quấn lấy cổ của công tử đồng khiến hắn ta học siro ra ngoài hắn ta bị luồng tà khí siết chặt cổ nhấc bỏng lên không trung không thở nổi người đàn bà này không đúng à nữ nhân mặt mày đen kịch lại sắc khí hừng hực nào nào ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe coi người đàn bà này cô ta là người của ma giáo à nữ nhân quay mặt sang chỗ khác vô tình ném công tử đồng xuống đất như một cục cướp trôi sông vô vị mười phần thì cũng hết tám phần là muốn mượn đao giết ngươi xử lý tên này đi phái người đi thăm dò tung tích của bí bảo tên thuộc hạ áo đen lôi công tử đồng đi hắn ta sợ hãi tím tái mặt mày ra sức giải thích ta không phải ý đó danh ma giáo uy chấn thiên hạ ai không dám nghe nhưng lũ người đó đúng là xúc sinh họ làm việc cho thiết y môn người vong ơn bội nghĩa như vậy phải thay ma tôn đại nhân thanh lý môn hộ ả à, nữ nhân nghe xong thì lập tức giơ tay lên ra hiệu khoan đã sau đó ả à, ta khoanh hai tay lại liếc mắt nhìn sang ngươi làm sao xác định thân phận của đối phương chứ công tử đồng chống hai tay xuống đất trợn trắng hai mắt hét lớn có một người đàn bà tóc trắng đi theo bên cạnh họ tôi thấy qua hình vẽ của cô ta. Cô ta là cánh tay trái phải của Ma Tôn, Hồng Tụ, cô ta có quan hệ rất mật thiết với Lý Tử Vĩ, còn nghe theo chỉ thị của Lý Tử Vĩ tàn hại Ma Tù. Chuyện này ở dư hàng Trấn ai cũng biết, à nữ nhân nghe xong thì trầm mặc xuống vuốt cầm ngẫm nghĩ, Hồng Tụ ư, cô ta chưa chết sao. Ảnh nữ nhân vừa nói dứt câu thì tại một khách điếm tiếng hát xì lớn, vang ra, bên trong khách điếm tú nhi trên tay cầm cái chổi lông gà hai mắt nhắm chặt. Một nhớ, hai móng, ba nhớ nhung, Em gái tự nói xong tự hai má đỏ ửng hồng cười tít mắt khoái chí Ha ha, chắc chắn là chủ nhân đã nhớ ta rồi. Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, bàn tay của ai đó mở ra tấm giấy lấy ra một cái thẻ nhớ, hóa ra là nam chính. Anh ta nhìn chầm chầm vào cái thẻ nhớ tươi cười hớn hở. Ta nói mà, thứ có thể bị giấu vào trong hang, sao có thể lưu trong một đống vlog chứ? Sau đó Lý Tử Vĩ lấy ra một sấp giấy trên đó ghi là Hi vẫn là tôi Long Bá Thiên, trước khi vào đề tài chính để tôi giới thiệu lại mình trước, sách tiếp lần trước. Long bá thiên tôi xuyên không đến đây, không phải người của thế giới này, cái nơi quỷ này cũng không biết triều đại nào, chỗ thôn quê hẻo lánh gì. Cô cậu đọc xong thì ném luôn cả sấp giấy sang một bên, chữ quá nhiều, không muốn xem, sau đó Lý Tử Vĩ lại tiếp tục lấy ra chiếc máy ảnh nhét thẻ nhớ vào. Vẫn là xem nội dung trong thẻ trước vậy, giấu kỹ như vậy, chắc chắn là thông tin quan trọng, lỡ có ích cho mình. Vậy chẳng phải là tuyệt vời sao, chiếc máy ảnh bắt đầu khởi động kiểm tra, hình ảnh Long Bá Thiên bắt đầu hiện lên, cuối cùng cũng bắt được cự ly rồi. Thứ này khó dùng thật đấy, chào bạn ở trước máy ảnh, chắc chắn rất tò mò sao thế giới này lại xuất hiện máy quay phải không, thứ này nói ra thì dài dòng. Tôi tên là Long Bá Thiên, họ xưng tôi là Võ Thần, nghe có vẻ ngầu phải không, là tiền bối tôi đương nhiên muốn giúp hậu bối sống tốt ở đây nhưng tôi rất tiếc phải nói với bạn. Xin lỗi, thật ra tôi vốn không biết võ nghệ he hơ, Lý Tử Vĩ nghe xong thì tức giận máu dồn lên não mặt mày xanh lè xanh lét không còn chút máu, nhiều khi muốn đập luôn cái máy ảnh trong tay hệ thống hiển thị, Long Bá Thiên, sinh năm 2333, một nhà khoa học phế vật chiến thần chủ nghĩa duy vật, chết do liên tục thức khuya 7 ngày viết cốt dẫn đến đột quỵ. Đúng vậy, tôi xuyên không rồi, xuyên không đến một thế giới huyền nguyễn. Tôi nằm trên tay một người đàn bà, đứa bé này hình như rất có hứng thú nhỉ, nhìn thấy cảnh tượng đấu võ trước mắt tôi vô cùng hớn hở đầy phấn khích. Thế giới huyền huyễn trong truyền thuyết ngầu quá đi, không làm người chủ nghĩa duy vật, hình như cũng không tệ, hệ thống hiển thị, xin lỗi nha ký chủ, đây không phải là thế giới quan huyền huyễn. Tôi nhận được thông báo thì tức muốn vỡ cái mắt kính, mại nóa, ngươi dám nói nhảm với ta à, hiệu ứng đặc biệt này dán lên mắt ta, ngươi nói đây không phải huyền huyễn sao. Theo như hệ thống đó nói, đây chỉ là một thế giới nhỏ vị diện cực thấp, mà chuyện tôi phải làm chính là hoàn thành nhiệm vụ phân phối hệ thống, cố gắng tích điểm. Tôi phải luyện tập võ thuật đến cạn kiệt sức lực, tôi thật sự không được không được nữa, dưới sự uy hiếp của hệ thống chết tiệt này. Tôi sống cuộc sống giàu sôi lửa bỏng, không ngờ xuyên không rồi còn làm thuê cho người ta nữa. Xin ký chủ đừng buông lòng. Nếu không sẽ nhanh đón điện kích, ngươi giật ta 100 triệu lần cũng vô dụng. Cơ thể này còn yếu hơn kiếp trước của ta nữa, ta thật sự không được. Cầu xin ngươi, ngươi đi tìm người khác cứu thế giới đi, cả ngày chồng chừng ta, ta không cần chút riêng tư sao, ký chủ được rút ngẫu nhiên quyết định. Hệ thống không thể chủ động can thiệp, một khi cưỡng chế thoát ly, ý thức của ký chủ sẽ cùng chết đi, cùng với, vì bảo vệ riêng tư của ký chủ. Sau này lúc ký chủ đi vệ sinh hệ thống sẽ tự chặn, Lý Tử Vĩ quan sát các quá trình trong máy ảnh xong thì ngu người ra, thai xuyên sao, còn có hệ thống, cưỡng chế làm nhiệm vụ. Chuyến xuyên không này của tiền bối yếu tố đầy đủ thật đấy, tuyên nhân tổng thời lượng clip dài 6 tiếng nghiêm túc sao, thế là anh ta liền tăng tốc độ của video lên. Nói chung, tôi không ngừng làm nhiệm vụ để tích điểm. Nào là đi đào của nhân sâm, nào là đến hang động nhặt khoáng thạch. Tất cả những điều này đều là làm nhiệm vụ để tích điểm. Tôi dùng máy kích quang mà tích điểm đổi bắn những thanh niên để làm nhiệm vụ tích lại điểm. Dùng đồ đổi bằng tích điểm, một phế vật không biết võ công như tôi cuối cùng cũng thành công trở thành võ thần. Tay cầm đao kích quang thế công phòng một thể, đeo trên mắt một cặp kính kích quang, mặc trên người bộ áo giáp khoa học kỹ thuật cao. Chỉ cần võ lực không đủ thì khoa lực đến góp sức, vài ngày sau tôi ngồi trước máy tính. Hệ thống hiển thị thông báo, ký chủ tích điểm đã hơn 10 triệu điểm, có thể đổi đạo cụ trung cực. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới sẽ nghênh đón thanh lý lúc đó toàn bộ thể sinh mệnh đều sẽ bị hủy thế giới sẽ tái lập lại nhưng xin ký chủ yên tâm hệ thống sẽ giữ lại thế ý thức của người ký chủ xin đừng chơi máy tính nữa xin lập tức đổi đạo cụ theo chỉ thị của nhiệm vụ nếu ký chủ từ chối sẽ lập tức tiến hành trừng phạt tôi nghe xong thì tức giận đập cái ly mạnh xuống bàn hét lớn Hôi hối hối chỉ biết hối đây là tích điểm lão tử tích được từng chút một hối quần què hệ thống hiển thị sắp tiêu hao 100 triệu tích điểm có mua không? Tôi đã bấm phím có, dây sau hệ thống lại hiển thị. Ký chủ, người có phải mua lầm rồi không? Tôi đọc xong thì nhếch miệng cười nham nhở. He hơ, thập toàn đại bổ đan, đúng lúc 100 triệu điểm, tiện thể nhắc luôn. Thứ lúc nãy tôi uống không phải là cà phê, mà là thuốc độc. Hệ thống nghe xong thì lập tức hiển thị cảnh báo loạn lên. Ký chủ chúng độc, xin lập tức nghĩ cách giải độc. Giải độc thất bại, tích điểm không đủ. Không thể mua thuốc giải vạn dụng, Ký chủ sẽ chết sau 10 phút. Hệ thống sắp thoát ly, thoát ly thất bại, trình tự gặp phải lỗi không rõ. Sắp trực tiếp vào trạng thái ngủ. Tôi nghe xong thì vui như được mùa cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng lão tử cũng chờ được ngày này rồi. Mẹ nó, nhiệm vụ chết tiệt hở tí là giật lão tử, ngươi đáng đời. Ký chủ, hệ thống thoát ly, thể ý thức của bạn cũng sẽ chết, chết thì chết. Năm đó tôi rất kiên định là người chủ nghĩa duy vật, ngươi không nghe mẹ ngươi nói qua sao? Chó vội còn nhảy tường đừng chọc phải tên khoa học kỹ thuật như ta tôi giơ ngón tay giữa lên trước bảng hệ thống nhếch miệng cười khinh bỉ mại nóa nếu không phải vì ghê tởm ngươi một cái ta sớm đã muốn treo chết trước máy tính rồi không gặp lại đồ ngu như bỏ nhất lời thì clip kết thúc lý tử vĩ sừng sốt nhìn chằm chằm vào máy ảnh trời ơi cốt truyện này hấp dẫn hơn ta tưởng tượng nữa xem ra ngầu hơn cái của mình nhiều thậm chí cảm nhận có thể mở một cuốn riêng làm nhân vật chính rồi ngẫm nghĩ xong lý tử vĩ quay sang gom lại sấp giấy kia anh ta nhìn chằm chằm vào đống giấy tươi cười hớn hở, thập toàn đại bổ đan này tôi quên xem giới thiệu. Chắc chắn là đồ tốt có thể ăn thử, ta còn biết mấy cuốn tự chuyện. Nhớ mua để xem nha, lão ca quá ngầu, bái phục bái phục. Lý tử vĩ trầm mặc xuống nhìn chằm chằm vào các đồ vật trên bàn, mẹ quả nhiên không lừa mình. Dân lập trình đều không đơn giản, sớm biết năm đó mình cũng học IT. Vậy thể ý thức mà hệ thống nói chắc chắn là thứ gần giống với linh hồn nhỉ, toàn bộ thể sinh mệnh đều thanh trừ. Đây chẳng phải là ngày tận thế sao, Tử Vi cầm lọ thuốc trên bàn lên nhìn chăm chú, nghe nói thập toàn đại bổ đan là đồ tốt. Không biết hệ thống đó ngủ đến khi nào, mong là lúc mình còn sống thì đừng thức. Sau đó Lý Tử Vĩ đổ viên tháp toàn đại bổ đan ra tay, theo như chiếu cũ. Nếu mình không ăn, sau này chắc chắn sẽ bị người khác ăn. Thế là không một chút do dự Lý Tử Vĩ liền ném luôn thập toàn đại bổ đan vào mồm tận hưởng. Thế nhưng sau khi đã uống vào được một lúc rồi mà cơ thể lại không có biến động gì, anh ta bơ phờ vắt tay ra sau gáy gãi đầu. Ơ kìa, sao không có cảm giác gì vậy chứ không lẽ là hết hạn rồi sao thật ra sau gáy của nam chính đã được ấn ký lên một thứ gì đó đêm đó tại khách đến hòa bình trong khuê phòng tiếng động lạ liên tục văng vẳng tú nhi nằm trên giường mặt mày đỏ bừng bừng tay ôm chặt gối ôm tú nhi úp mặt vào gối miệng lẩm bẩm nhớ chủ nhân quá đi trong đầu em gái lại hiển thị lên hình ảnh thiên nữ và tử vi ân cần tôi sẽ thay hồng tụ cô nương chăm sóc tốt cho huynh ấy tú nhi tức giận mặt đỏ bừng bừng đáng ghét chủ nhân lại không dẫn theo mình đi chẳng phải chỉ là một thiên nữ sao, có gì lợi hại chứ. Nghĩ xong Tú Nhi nằm ngửa ra thở dài, không được, không thể nghĩ vậy, chủ nhân để mình ở nhà là tin tưởng mình. Mình nhất định phải bảo vệ tốt chỗ này, trong lúc Tú Nhi sắp chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài phát ra tiếng xì xào. Em gái sắc chất được thì mở bừng mắt liếc nhìn sang, với tốc độ nhanh như chớp Tú Nhi nhanh trí chập lấy con dao quay sang chỉa thẳng vào mặt tên kia. Mũi dao của Tú Nhi chỉ thẳng vào bàn mặt của tên thuộc hạ áo đen, người của ả à nữ nhân quỷ quái kia. Một lúc sau Tú Nhi đi tới trước mặt của ả à nữ nhân, Hồng Tụ, thật sự là cô à. Tú Nhi trừng mắt con mày vẻ mặt không cảm xúc nhìn chầm chầm về phía trước. Sau đó Tú Nhi lên tiếng, thiên toàn đại nhân, lâu quá không gặp. À thiên toàn nghe xong thì cười tít mắt, đúng vậy đó, lâu quá rồi không gặp nhỉ. Thế là hai em gái đứng đối diện nhau im lặng không nói gì. Ba chục phút sau, thiên toàn khoanh tay mở mắt thốt lên, nhìn bộ dạng nhảy nhót này của cô, chắc bên sư huynh không có vấn đề gì rồi nhỉ. Tú Nhi hai mắt nhắm lại cúi đầu dõng dạc đáp lời chủ nhân rất mạnh đương nhiên là không có chuyện gì rồi Thiên Toàn nghe xong thì mặt mày tối sẫm lại sắc khí hừng hực nhưng ta nghe nói cô và người của Thiết Y môn đi chung với nhau rồi ư Tú Nhi nghe vậy thì lập tức mở bừng mắt liếc nhìn sang là ai nói Thiên Toàn đại nhân đang nghi ngờ sự trung thành của ta với chủ nhân sao người không biết phải không chủ nhân không những vào nội bộ Thiết Y môn còn quen với trưởng lão vô định tông thậm chí nạp vạn cổ các vào dưới trướng mà cô thì sao khổ tâm mai phục nhiều năm, giờ chỉ trở thành một quốc sư thôi à. Lúc đó ma giáo bị diệt, chủ nhân mất tích, cô không giúp được gì. Thiên Toàn nghe xong thì mặt mày đen kịch lại hai hàm răng cắn chặt thầm nghĩ. Chật chật, nha đầu chết tiệt này vẫn đáng ghét như vậy. Ngẫm nghĩ xong Thiên Toàn quay mặt sang chỗ khác thở dài, thiếp và các người khác nhau. Toàn là việc động não, vì đại kế của sư huynh, thiếp thân hao tâm phí sức hỏi thăm tung tích bí bảo. Tú Nhi nghe nhắc tới việc này thì lập tức cười tươi. Chủ nhân lần này theo môn chủ thiết y môn đến bảo khu, chắc chuyện này không cần thiên toàn đại nhân phí tâm nữa. Thiên toàn nghe xong thì lập tức quay mặt nhìn sang, chẳng lẽ lý tử vĩ đó. Không sai, đó là thân phận mới của chủ nhân, người đã biết rồi chứ, đúng rồi thiên toàn đại nhân. Chủ nhân còn đặc biệt dặn ta một câu, công lực mất hết, nhân viên không đủ, âm thầm phát triển. Khiêm tốn đừng chơi, người dân tốt ở Trấn Dư Hàng bắt đầu từ ta, ta không quen người của ma giáo gì cả, thiên toàn đại nhân. Mong người cũng có thể tuân thủ quy định mới của chủ nhân, an phận thủ thường đừng gây sự, Thi toán nghe xong thì đứng hình mất 5 giây trọn trắng hai mắt, cô ta cảm thấy hiếu kỳ đến mặt mày tái xanh. Nghe cũng ly kỳ quá đi, chẳng lẽ sư huynh không phải luôn lấy việc sáng lập ma giáo làm vinh dự sao? Tú Nhi nghe tới đây thì ôm má mặt đỏ ửng hồng, he he. Nói ra thì ngụy trang của chủ nhân có thể nói là không chút sơ hở, lợi hại hơn trước rất nhiều, nếu không phải có ma giáo lệnh, chắc ta cũng không nhận ra. Thiên toàn nghe xong thì trừng mắt cau mày gặng hỏi, chính mắt cô xác nhận qua rồi sao, không thì sao, khí tức của chủ nhân ta không lầm được. Thiên Toàn nghe vậy thì vuốt cầm ngẫm nghĩ, nhớ lúc mới sáng lập ma giáo, sư huynh đúng là thích thường xuyên thay đổi thân phận để tiện đi lại trong giang hồ. Ma giáo lệnh là tính vật cận thân của sư huynh, Hồng tụ không thể nào nhìn lầm, vẫn rất khả nghi, hôm khác phải đích thân xác nhận. Chuyển cảnh tới khách điếm Lý Tử Vĩ nghỉ ngơi, thiên nữ đứng trước cửa phòng gõ cửa gọi, "A Vĩ, ta có thể vào không?" Tiên nữ đứng đợi mãi ở trước cửa nhưng không thấy phản hồi, một lúc sau đó Lý Tử Vĩ mới mở cửa cho cô ấy bước vào. Cô vất vả rồi ở đây nhiều ngày như vậy, cô chắc chắn là chán rồi phải không? Có muốn đi dạo không? Không chán. Khúc cô nương vừa đến tìm tôi, hỏi chúng ta có muốn cùng dùng bữa chưa không? Lý Tử Vĩ nghe xong thì vui vẻ đáp lời. Được đi thôi. Gọi theo hạ lão ca và tiểu soái nữa. Một lúc sau đó Tử Vĩ dẫn mọi người đến chỗ của khúc tùy giác, Lý trưởng quầy. Các người đến rồi. Vừa bước vào em gái đã dâng lên một túi tiền tươi cười nói may mà nhờ huynh ta mới vinh hạnh nhìn thấy chân tích võ thần đây là tạ lễ cô khách sáo quá đi hạ phụ đứng bên cạnh nhìn sang thì cau có khó chịu lạ thật sao cảm giác khí tức trên người a vĩ huynh thay đổi rồi bỏ đi có lẽ a vĩ huynh đang nghiên cứu công pháp mới gì rồi thật ra đó là khí tức của dấu hiệu thập toàn đại bổ đan đang phát tác sau đó một tên tiểu nhị mang thức ăn thơm phức bước vào mùi ngon đến rồi đây tiểu nhị sắp xếp đồ ăn lên bàn xong sau đó đưa ra một lá thư dưới lầu có vị đại nhân đã thanh toán tiền cơm mấy vị từ từ thưởng thức không biết hạ môn chủ là ai đây là thư vị đại nhân đó bảo tiểu nhân chuyển giao lão hạ phụ nghe vậy thì vui vẻ cầm lấy lá thư làm phiền ngươi rồi ông ta liền mở lá thư ra để xem không có việc gì tận tình thì không có lòng tốt lũ người tôi quen sẽ không vòng vo như vậy khúc túy giác và tử vĩ ngồi đối diện hóng hớt nhìn chằm chằm lão hạ phụ ông ta xin thư xong thì lên tiếng là thư của quốc sư đương triều hạ lão ca lợi hại quá lại quen được loại nhân vật lớn như thế này quan hệ của hai người tốt lắm sao thế nhưng điều gì đó khiến lão hạ phụ tức giận vò nát lá thư không thể nói là rất tốt chỉ có thể nói là thấy hắn đang nóng lòng tiên hoàng có nhiều đứa con trai tên này ủng hộ tứ hoàng tử mềm yếu nhất lên ngôi sau khi tân hoàng đăng cơ được trọng dụng tuy ta và hắn có xích mích nhưng hình như hắn cũng không làm chuyện lấy quyền mưu tư gì nhưng các người hiểu cảm giác vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy ghét không xem ra là khí trường không hợp ha lý tử vĩ giơ tay ra dõng giặc nói vậy quan hệ của các người không tốt hắn còn đến mời chúng ta ăn cơm làm gì lão hạ phụ nghe thấy thì tức giận máu dồn lên não đứng bật dậy há to mồm hét lớn khỉ chứ mời ăn cơm hắn muốn để chúng ta qua đó một chuyến ta nghiêm trọng nghi ngờ hắn không có lòng tốt a à vĩ huynh yên tâm ta sẽ từ chối hắn vậy thì không cần ta thật sự muốn xem thử quốc sư đó nói không chừng có thể lôi kéo hắn khúc túy giác với vẻ mặt nghiêm nghị thẩm nghĩ hạ môn chủ nói đúng trên người quốc sư đó đúng là có loại cảm giác khiến người ta không thoải mái không được ta phải về trước. Quan sát ở khoảng cách gần, lúc sau cả đám người lão hạ phụ cùng nhau đi tới Chie Ung Đình, một tên thái giám tay cầm phất trần đứng ra tiếp đón. Hạ đại nhân đến rồi, tên thái giám niềm nở dẫn đường, hoàng thượng nghe nói ngài muốn đến, đặc biệt bảo ta chờ ở đây. Bệ hạ nói rồi, bảo ngài đi nói với ông ấy hai câu, rồi mới gặp quốc sư cũng không muộn, bên cạnh đó thì còn có một nữ nô tỳ bước tới trước mặt lý tử vĩ chắp tay cúi đầu hành lễ. Nô tỳ tiểu hồng, phụng danh quốc sư đại nhân đến nên đón khách quý, nếu hạ đại nhân không đi được, nô tỳ dẫn ba vị khách quý đến điện quốc sư trước. Thế là tiểu tỳ dẫn đám người của tử vĩ đi đến phủ quốc sư băng qua một cây cầu, cu cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thốt lên, hoàng cung này trông cũng không khí phái gì. Bẩm đại nhân, chỗ này không phải là hoàng cung, mà là một trong những hành cung, bệ hạ thường dẫn hoàng tử công chúa đến đây để nghỉ ngơi, quốc sư đại nhân thích chỗ này. Nên bệ hạ giao chỗ này cho quốc sư đại nhân quản lý, lý tử vĩ nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang đáp lời, xem ra quốc sư này khá nhàn nhã lại có thời gian rảnh để giúp hoàng đế trông coi viện đi được một lúc thì cuối cùng cũng đã đến nơi tiểu tì bước lên phía trước giang tay mời chào đã đến sảnh rồi đại nhân mời vào vừa bước tới cổng thì tử vĩ đã đụng mặt quốc sư hắn ta vẫn là một nụ cười giả tạo đó nếu ta đoán không nhầm vì đây chính là lý trưởng quầy nổi tiếng gần đây đúng không lý tử vĩ nhìn thấy quốc sư thì mặt mày tối sầm lại rõ vẻ tức giận tên quốc sư này trên người có ma khí hoàng thượng nhìn chằm chằm xuống bên dưới gượng cười niềm nở nói Lâu quá không gặp hạ môn chủ, tiêu rồi, quốc sư chỉ bảo ta gặp hạ môn chủ, nhưng hắn không nói với ta sau khi gặp nói gì. Lão hạ phụ chấp tay cúi đầu cung kính, bệ hạ nhiều việc bận rộn, vi thần không dám làm phiền bệ hạ. Lại mang bệ hạ ra, quốc sư cho chết, quả nhiên là nhằm vào A Vĩ Huynh, hoàng thượng mỉm cười mà mặt mày toát mồ hôi hột. Ta, chẳng không phải có ý đó, nghe nói khoảng thời gian trước hạ môn chủ bắt được một tên dư nghiệt ma giáo. Đó mới thật sự là hao tâm phí sức lão hạ phụ nghe thấy vậy thì liền cúi đầu đáp lời, đây là điều vi thần nên làm, đáng chết. thật muốn tìm một cái cớ để bỏ chạy. đang trò chuyện gì bên ngoài cửa khúc túy rác thò tay vào vẫy chào, hoàng thượng và lão hạ phụ vươn mắt nhìn trầm trầm ra bên ngoài. cô nàng hớn hở chạy vào gọi phụ thân, đại nhân. lão hạ phụ nghe thấy thì quay đầu nhìn sang khúc túy rác với vẻ mặt tươi tắn cười tít mắt thốt lên, hạ ba ba đến rồi sao người không nói với con một tiếng. hoàng thượng nghe thấy những lời đó xong thì mặt mày đơ ra mồ hôi ướt đẫm cả mặt đứa bé này bị đoạt xá rồi ư, lão hạ phụ cũng vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn sang với bộ mặt ngây ngốc, đứa bé này là ai vậy chứ? Khúc túy giác chắp tay đưa xuống hông hàng lễ, hạ bá bá, người không còn nhớ con nữa sao, con là tiểu cửu. Lúc trước người từng bế qua con, à thì ra là cửu công chúa, vi thần thất kính. Nói chuyện với lão hạ phụ xong thì khúc túy giác nghiêng đầu nhìn lên phía của hoàng thượng mỉm cười, sau đó cô nàng bước lên nắm lấy tay áo của hoàng thượng gọi nhỏ nhẹ. Phụ hoàng, cha cha, khúc túy giác cọ mặt vào vai của hoàng thượng khiến ông ta giật thót người trợn trắng hai mắt nghe nói hạ bá bá kết người bạn ngàn năm đối phương là người đứng đầu cuộc tỷ võ lần này cha bảo hạ bá bá dẫn con đi làm quen với người ta đi đoạt xá nha đầu này tuyệt đối bị đoạt xá rồi khúc túy giác với đôi mắt long la long lanh mặt mày đỏ ửng hồng thốt lên xin người đấy con sùng bái người đó lắm bên ngoài thì vậy thôi chứ bên trong thì lại khác oẹ 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 ngữ khí của mình ghê tởm quá tất cả đều là vì lý trưởng quầy Lão Hà Phụ đứng bên dưới nghe hai cha con Hoàng thượng nói chuyện thì toát mồ hôi như mưa. Chuyện này phải hỏi hạ bá bá con, hạ bá bá chắc chắn sẽ đồng ý. Ơ ờ, nhưng sao thân hình của cửu công chúa này, sao lại trong quên mất đến như vậy, bên ngoài khuôn viên trong Hoàng cung. Lúc này Lý Tử Vĩ và thiên nữ cùng với tiểu soái đang đi tới trước mặt của khứa quốc sư, nam chính nhìn chằm chằm về phía trước ngơ ngác. Cái đó, tình hình hiện giờ là gì đây? Khứa quốc sư chắp tay niềm nở chào hỏi, sống nghe nói Lý Trưởng Quầy thân thủ bất phàm lấy một địch trăm, cơ hội hiếm có muốn thỉnh giáo người. Bên ngoài thì cứ cười nhưng bên trong lại làm ra bộ mặt đầy sát khí, hồng tụ không lừa mình. Trên người hắn đúng là có khí tức của ma giáo lệnh, nhưng điều này không thể chứng tỏ điều gì. Nếu sư huynh bất ngờ làm rơi lệnh bài, đúng lúc bị người có lòng nhặt được thì sao? Lúc này cu cậu một tay chóng nạnh một ta đưa lên vuốt cầm miệng lẩm bẩm Sao càng đồn càng quá vậy chứ? Tuy mình đúng là rất mạnh, ít nhất lúc trước rất mạnh, khứa quốc sư chắp tay cúi đầu hành lễ nở ra một nụ cười giả tạo. Xin lý trưởng quầy chỉ giáo, nam chính cũng cúi đầu đáp lễ, thôi được rồi. Nhưng ta không muốn ra tay, giờ ta vốn không có cách đánh với hắn. Đều là người của ma giáo, hắn không nhận ra thân phận của mình sao. Ngẫm nghĩ xong tử vĩ ngẩng đầu nhìn lên, chi bằng như vậy đi. Ta nhờ ngươi ba chiêu, vừa nói dứt câu thì khứa quốc sư đã động thủ. Hắn lao nhanh tới dùng bàn tay của mình đâm thủng qua lồng ngực của nam chính khiến anh ta trợn trừng mắt kinh ngạc. Quá đau đớn anh ta mở to đôi mắt nhìn đời lần cuối, sau đó nam chính ngã xuống trong trạng thái trừng mắt há mồm máu văng ra tung tóe khứa quốc sư với bộ mặt đen kịch rút mạnh bàn tay dính đầy máu của tử vi ra khiến anh ta vô cùng đau đớn tiểu soái đứng bên cạnh nhìn thấy thì mặt mày tái xanh không còn chút máu cô bé mở to đôi mắt nhìn tử vĩ bị ném xuống dưới chân mình tiểu soái vội vàng chạy tới bên cạnh của tử vĩ gọi lớn sư phụ toàn thân của anh ta giờ đây ướt đẫm dòng máu đỏ lõm mặt mày tối sẫm lại không còn động đậy thiên nữ và tiểu soái với bộ mặt tái xanh vô cùng lo lắng hớt hải chạy tới gọi lớn Sư phụ, sư phụ, A à Vĩ, A à Vĩ, Hứa Quốc sư lấy ra một chiếc khăn trắng liếc mắt nhìn sang thầm nghĩ, quả nhiên là hàng giả. Sư huynh cho dù công lực bị phong không thể xuất chiêu, cường độ cơ thể cũng sẽ không bị thay đổi. Dù sao thì lúc ta và sư huynh đối luyện, cho dù hắn tự phong kinh mạch, ta cũng không thể đả thương hắn chút nào, nha đầu chết tiệt Hồng tụ này chỉ nhận lệnh bài. Sau này ta nhất định phải đem chuyện này nói với sư huynh. Thiên nữ mặt mày tối sầm lại nước mắt hai hà không ngừng chảy xuống gọi lớn, Tử Vĩ! Cô nàng sợ hãi dùng hai tay của mình đặt lên vết thương của nam chính hết lớn, không hay rồi, máu không cầm được, bây giờ phải làm sao? Khứa quốc sư đứng phía sau dùng khăn lau đi vệt máu trên tay lên tiếng, đây, ta chỉ muốn tỉ thí với lý trưởng quầy. Ta tưởng hắn sẽ né, hắn ta lườm mắt nhìn xuống với bộ mặt không cảm xúc thẩm mỹ. Người đàn bà này chính là thiên nữ đó sao, khóc lóc thật phiền phức, ngay lúc này tiểu soái bất ngờ động thủ. Cô bé đánh về phía của khứa quốc sư một đạo lực khí kim quang cường hãn khiến hắn ta trợn trừng mắt kinh ngạc, trước đòn đánh cửa tiểu soái hắn ta không khỏi bất ngờ liền liếc mắt nhìn sang tiểu soái tục vung nắm đấm sắt thép của mình lao nhanh về phía trước với bộ mặt tức giận một đòn toàn lực khiến cho cả viện phủ nổ tung văng ra vô vàng những mảnh vụn sau vụ nổ khứa quốc sư ngu mặt ra không hiểu chuyện gì tiểu soái xuất hiện phía sau lưng của hắn ta hai mắt trợn trắng đầy sát khí sau đó cô bé đạp mạnh chân xuống đất tạo ra những tia xung kích mạnh bạo lao nhanh về phía của khứa quốc sư hắn ta phát giác được quay đầu nhìn sang thì mặt mày tím tái không còn chút máu Tiểu Soái bắt đầu tấn công hắn ta bằng một đòn đánh nhắm thẳng vào ngực, hắn ta đã may mắn né được. Cô bé tiếp tục tấn công một đòn đánh nhắm thẳng vào bản mặt của hắn ta. Trước sự tấn công tới tấp của Tiểu Soái, nhưng Khứa Quốc Sư vẫn điềm tĩnh nở ra một nụ cười nham nhở thầm nghĩ, đứa bé này không tệ. Chờ Hồng tụ chết rồi, đem đứa bé này huấn hóa thành công cụ mới. Ngẫm nghĩ tới đây, hắn ta nhe răng nở ra một nụ cười quỷ dị đầy sát khí, sư huynh nhất định sẽ thích. Cùng lúc đó ở bên trong đại điện, Hoàng thượng và lão hạ phụ cùng với khúc túy giác nghe thấy tiếng động bên ngoài thì giật mình hoảng hốt quay đầu nhìn sang. Dây sau một đám thuộc hạ và nô tỳ lao nhanh vào đại diện chạy trước mặt của hoàng thượng la lối, hội giá hội giá, bảo vệ tốt bệ hạ và công chúa. Hoàng thượng vô cùng tức giận trước hành động này, ông ta trợn trừng mắt há to mồm hét lớn, đây là động tĩnh gì? Là mấy đứa con bất hiếu đó của trẫm đến bức cung sao? Lão hạ phụ ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trước mặt mày toát mồ hôi như mưa. Động tĩnh này chẳng lẽ là A Vĩ Huynh họ làm ra, rất suy nghĩ lão ta vội vã chạy ra khỏi đại điện. Sau đó lão hạ phụ đạp mạnh chân xuống đất hóa thân thành một luồng linh khí phóng vèo về phía xảy ra chấn động. Đáng chết, tại sao mỗi lần xảy ra chuyện ta đều không có ở hiện trường vậy chứ? Một lúc sau lão ta đi tới chỗ của tử vĩ thì thấy thiên nữ đang ngồi ôm mặt khóc bù lu bù loa ngay bên cạnh của nam chính. A à vĩ huynh đừng chết. Nhìn thấy cảnh tượng đó lão hòa phụ trọn trắng hai mắt há to mồm hoảng hốt. Lão ta hoảng sợ ôm mặt la toáng lên. A a a rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A à vĩ huynh, sao A Vĩ Huynh đột nhiên thăng rồi. Tại nơi phân tích thể ý thức, hello các bạn lại là mình đây, mình là cô gái mặt sầu gặp ở cháp đầu tiên của câu chuyện. Cô cậu lại trở về nơi văn phòng lúc trước ngượng nghịu gãi đầu giả điên liếc mắt nhìn sang chỗ khác, lúc sau nam chính quay sang vẫy tay chào cô gái mặt sầu, hi, lâu quá không gặp, hi cái đầu cậu ấy. Cô gái mặt sầu một tay chống cầm một tay chỉ vào bản mặt cô cậu thốt lên, xem như cậu có tiến bộ, lần này không canh giờ tôi tan làm mà chết sau đó cô ta thọt tay vào bên trong của máy dõng giặc nói lạ thật tôi không nhận được văn bản liên quan đến cái chết của cậu cậu chết thế nào vậy chắc là vì tôi chết quá đột ngột chỗ các người còn chưa nhận được tin chăng cô gái mặt sầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy thôi được rút được một thân phận này có thể sống lâu như vậy cũng lợi hại tử vĩ nghe xong thì ôm đầu mặt mày nhăn nhó như cục cước chó tử vi ma tôn thân là đệ nhất đúng thật không dùng được chút chiêu thức nào đau khổ quá sau đó cô còn tự chỉ tay vào mặt mình nở ra một nụ cười ngờ nghệch, cho nên tình hình bây giờ là sao, cô cảm thấy tôi còn có thể cứu được không? Nói thật, tôi khá là muốn về, dù sao cũng quen được không ít bạn bè, cô gái mặt sầu nghe xong thì bất lực đáp lời. Cậu tưởng đây là đang chơi vé số à, một tấm không trúng thì thêm tấm nữa sao, cậu xem, tôi tra tài liệu, thật là phiền phức. Một bản hệ thống tra soát thông tin hiện lên ngay trước mặt của cô cậu và cô gái mặt sầu, đang tra vị diện cho bạn, 2B666. Tử Vĩ làm ra bộ mặt bơ phải thò qua nhìn chầm chầm vào bảng hệ thống. Cảm tình hệ thống chơi cha đó của tiền bối là được bán ra từ đây à, còn có số hiệu cá nhân, cảm giác như đang mắng người, kết quả kiểm tra. Không hệ thống quản lý không hưởng ứng, kiểm tra xong, vị diện này không nằm trong khu quản lý, cô gái mặt sầu đọc xong thì cau mày nhăn nhó. Gặp quỷ, thứ này có phải lại hỏng nữa rồi không, rõ ràng lúc trước còn tra được, số liệu cũng đang báo lên một cách bình thường cơ mà. Tử vĩ nghe xong thì hoảng sợ nhìn chầm chầm vào bảng hệ thống thốt lên. Lúc trước, nay chỉ là bao lâu vậy? Theo cách tính của các người, chắc khoảng một nghìn mấy trăm năm trước. Nam chính nghe xong thì giật mình hoảng hốt mặt mày tím tái hét lớn. Một nghìn mấy trăm năm trước sao? Cô gái mặt sầu dơ một ngón tay lên rõng rạc nói. Làm gì chứ? Tôi không thể nào nhớ lầm được. Người lần trước đến vị diện này, cứ kêu gào mình không muốn xuyên không, không muốn đầu thai. Lúc đó chúng tôi phí rất nhiều công phu mới vứt hắn qua xem chút là có thể báo làm việc bị thương rồi. Tử vĩ nghe tới đây thì mặt mày tối sầm lại nghĩ trong lòng, người mà cô ấy nói tuyệt đối là vị tiền bối đó. Ngẫm nghĩ xong nam chính đập mạnh hai tay lên bàn gặng hỏi, vậy giờ phải làm sao, tôi có tính là chết hay không? Chả trách hạ cô nương nói không ai gặp qua võ thần, qua bao lâu rồi? Hơn một nghìn năm rồi, Đang dược đó tuyệt đối quá hạn rồi. Cô gái mặt sầu dơ bàn tay lên phía trước đáp lời, theo lý mà nói. Mỗi bộ vị đều có một hệ thống tiến hành quản lý nó, nay không tra được hệ thống, Kho tài liệu không thể chủ động cập nhật, kho tài liệu không cập nhật chúng tôi không thể tra ra được vấn đề, không kiểm tra được vấn đề thì không thể giải quyết vấn đề, cho nên cậu chỉ có thể chờ ở đây mà thôi. Nam Chính nghe xong thì trợn trừng mắt hiện rõ những gân chỉ đỏ, "Ôi trời đất mẹ ơi, cô chơi trò khép vòng với ta à, nhưng theo ta biết, vị diện này có hệ thống mà, đúng rồi, hệ thống đó còn nói qua gì, như là muốn thanh trừ thể sinh mệnh, bây giờ không liên hệ được nữa, các người không có biện pháp ứng phó khẩn cấp sao?" Cô gái mặt sầu cúi đầu xuống bất lực đáp lời. Cái này thì tôi không rõ, dù sao thì công việc của tôi không phụ trách nội dung mảng này, nhiều vị diện như vậy, chúng tôi đâu có quãng được, thỉnh thoảng xảy ra búp là bình thường. Cậu yên tâm đi, tôi nghe nói thanh trừ thể sinh mệnh cần trải qua nhiều tầng phê duyệt, còn tiến hành phong tỏa vị diện đó, nếu vị diện 2B666 thật sự nhận được loại chỉ lệnh này. Thì lúc đó cậu vốn không thể xuyên không đến vị diện đó, nể tình lúc đó mới quay số chưa cập nhật khiến cho thông tin của cậu bị sót, chờ cậu đầu thai tôi làm cho cậu một nghiệp vụ, nào nào, ký tên ở đây trước. Nói xong cô gái mặt sầu ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy nam chính biến mất. Ôi trời đất ơi, người đâu rồi? Chưa chết thấu đã về rồi sao? Lỗi búp à, cô ta tức giận nhắm chặt mắt ngấu nghiến hai hàm răng, thật là gặp quỷ mà. Công việc ngốc nghếch này thật sự là làm đủ rồi, mẹ nó, viết báo cáo cho tên đó, để tránh đến lúc đó lại nói gì tôi không đối chuẩn, rốt cuộc là ai đã phái mình ra từ đây chứ? Trở về với hiện thực bỗng chốc vết thương trên ngực của tử vi lành lại bên cạnh đó thì lão hạ phụ và thiên nữ vẫn ngồi khóc bù lu bù loa như cha chết trời ạ à, a à vĩ huynh huynh không thể chết a à vĩ a à vĩ huynh đừng chết dứt lời thì nam chính mở mắt ra giơ bàn tay run rẩy lên mà nói đừng khóc tăng nữa tôi đã sống lại rồi thiên nữ vui mừng rớt nước mắt lập tức kéo lấy tay của tử vĩ lên chạm vào má mình tốt quá huynh chưa chết thực ra thì tôi vẫn chết một lát đó nam chính ngồi dậy chạm tay vào vết thương của mình thẩm nghĩ thật thần kỳ Linh hồn của mình phải đi xếp hàng đầu thai rồi sao còn có thể sống lại? Nguyên chủ này luyện đại pháp hồi sinh gì vậy? Sau đó anh ta ngoảnh mặt nhìn sang thì thấy mình đang lộ ra một cái lưng gợi cảm dính đầy máu. Không hổ là mình, một vết thương chí mạng, hơi đau, gì chứ, đây là vấn đề hơi đau sao? Lúc nãy mạch của cậu dừng rồi, lão hạ phụ nhìn sang thì thấy toàn thân của nam chính đang được bao phủ bởi một ngọn lửa cháy rực. Chờ đã, trên người của A Vĩ huynh luồng khí tức kỳ lạ đó càng nồng đậm hơn rồi là luồng sức mạnh này bảo vệ tim mạch của a vĩ huynh sao tử vi vắt tay ra sau gáy gãi đầu chết một chuyến này hình như biết được thêm mấy thông tin rất ghê gớm hệ thống không chịu khống chế với tình trạng hiện giờ cho thấy không lẽ hệ thống đó sớm đã tỉnh rồi nếu thế giới hủy diệt đệ nhất thiên hạ này ta không làm được nữa rồi nhưng thế giới lớn như vậy đừng nói là ngăn cản ta tìm cũng tìm ra không hệ thống đó phải làm sao đây đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên một tiếng động lớn xảy ra ngay bên cạnh khiến cho anh ta liếc mắt nhìn sang thì ra là tiếng động do tiểu soái tạo ra cô bé đấm mạnh xuống đất một quyền khiến mặt đất vỡ nát tiểu soái mặt mày toát mồ hôi lấm tấm chừng mắt nhìn chằm chằm bên trên sau đó tiểu soái cúi đầu mặt mày tím tái không còn chút máu bởi vì hao tổn quá nhiều công lực vì vậy mà cô bé không ngừng thở dốc hứa quốc sư thấy thế thì lườm mắt nhìn xuống khí mạch không vững phương hướng đã loạn có sơ hở thế là hắn ta liền nắm chặt hai mắt mở ra một nụ cười đắc ý sau đó hắn ta liền tụ lại một luồng linh khí cường hãn vào lòng bàn tay thốt lên gây ra động tĩnh lớn như vậy, lát nữa lại phải phí công phu giải quyết rồi, dứt câu khứa quốc sư liền đánh về phía của tiểu soái một đạo lực khí vô cùng cường mạnh. Cùng lúc đó thì Nam Chính bất ngờ lao tới chắn ngang đòn đánh của hắn ta, hứng chọn đòn đánh khiến một cánh tay của Tử Vĩ lìa người. Khứa quốc sư nhìn thấy cảnh tượng đó thì trợn trừng mắt nghĩ bụng, tên này chưa chết sao? Tử Vi liếc mắt nhìn sang thở một hơi thật dài sau đó nhe răng nở một nụ cười thân thiện. Người anh em này, Nam Chính chạm tay vào vết thương thì ngay tức khắc liền tỏa ra một luồng khí kim quang, trước tiên chúng ta vốn đồng căn sinh hạ tất phải đối xử với nhau như vậy. Trời trời trời, đau chết cha tôi rồi, những luồng linh khí kim quang tụ lại hóa thành một cánh tay của nam chính. Anh ta nở ra một nụ cười nham nhở đầy ẩn ý thốt lên, tiếp đó, ở trước mặt ta ăn hiếp đệ tử bảo bối của ta, không lễ phép nhỉ. Giới thiệu một chút về thập toàn đại bổ đan, nói chung là bổ, cái gì cũng có thể bổ, là một đan dược thần kỳ, kiến nghị ăn nóng. Chỉ cần bạn uống đan này, xem như nhận được vết thương chí mạng cũng không cần lo, trưởng thành trong mỗi một lần tu sửa. Tái sinh trong mỗi lần tu sửa, bạn là người sống dai nhất trên đời này, nhưng chỉ có tác dụng tổn thương cơ thể đến từ đan sư ở vị diện không rõ tên. Ngay lúc này khứa quốc sư liếc mắt nhìn sang với vẻ mặt không vui nghĩ trong lòng, năng lực tự lành quỷ dị. Lúc trước chưa từng thấy qua, đang ngẫm nghĩ thì hoàng thượng cùng với khúc tuy giác và đám thuộc hạ chạy ào ra hết lớn. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Điều gì đó khiến cho hoàng thượng chọn trắng hai mắt há hốc mùm kinh ngạc. À? trước mắt ông ta là một đống đổ nát do trận chiến mà tiểu soái và khứa quốc sư gây ra trẫm hành cung của trẫm tiêu rồi tiêu rồi lại một khoản chi tiêu lớn trong quốc hố giờ chẳng còn gì cả vừa dứt lời thì khứa quốc sư tiến tới chắp tay cúi đầu cung kính bệ hạ lúc nãy ta nhất thời hứng khởi muốn so tài với ái đồ và lý trưởng quầy thân thủ hai người này bất phàm nếu ta không dùng hết sức chẳng phải là thất kính với họ sao sau đó đột nhiên đôi mắt của khứa quốc sư trở nên đỏ lõm hắn gặng giọng nói xin bệ hạ yên tâm phí tu sửa ta sẽ chịu không có ý khinh nhiễu bệ hạ mong bệ hạ thứ tội tử vĩ đứng bên này đang ôm chặt lấy tiểu soái vào lòng thì nhìn thấy cảnh tượng đó liền nghĩ tên này lúc nãy có phải mắt đang phát sáng không ta chuẩn bị làm màu rồi sao cứ cắt đứt ta vậy chứ hoàng thượng nghe những lời nói đầy sắc khí của khứa quốc sư thì vô cùng hoảng sợ khiến cho khúc túy giác không khỏi lo lắng nhưng sau đó bỗng chốc hoàng thượng ngẩng đầu lên tươi cười vui vẻ thì ra là như vậy có thể hiểu được có thể hiểu được chẳng phải là tỷ thì sao đâu ra trách tội chứ tử vĩ đứng phía sau nghe thấy những lời đó thì hai mắt trợn trắng lên thầm nghĩ hoàng đế thời xưa dễ ăn nói vậy sao mà mắt của quốc sư đỏ đến mức sắp bị bệnh mắt nhậm rồi nhỉ nằm nghỉ tới đây anh ta chợt nhận ra điều gì đó à mình biết rồi chỉ có mình mới có thể nhìn thấy chắc là loại công pháp ma giáo nào đó rồi nói chuyện với hoàng thượng xong thì khứa quốc sư tiến tới trước mặt của nam chính thốt lên lý trưởng quẩy rất xin lỗi làm hỏng áo của ngài để bày tỏ sự xin lỗi ta đích thân dẫn người đi thay quần áo cho ngài. Lão hạ phụ đứng bên này nhìn thấy thì nắm chặt bàn tay tức giận, mại nó, lời tốt để ngươi nói hết rồi. Đây là vấn đề làm hỏng áo sao, nếu không phải A Vị Huynh lợi hại, giờ chắc thành huyết án rồi. Một lúc sau khứa quốc sư dẫn tử vĩ tới viện phòng của mình, nam chính đặt tiểu soái trước cửa phòng nhỏ nhẹ dặn dò, em con ngoan, con chờ ta ở đây nhé. Sau đó anh ta chỉ tay vào bên trong căn phòng vui vẻ nói, vi sư vào thay đồ. Không sao đâu, sư phụ con ngầu lắm, không có chuyện gì được đâu. Thôi bỏ đi, ta vẫn là không lập phép nữa. Tiểu soái hai mắt mở to tròn nhỏ nhẹ đáp lời. Biết rồi biết rồi, hứa quốc sư quay mặt nhìn sang mỉm cười thốt lên mời bên này. Nam chính chống nạnh nếu mày chừng mắt bước vào bên trong căn phòng miệng lẩm bẩm Có thể khống chế được hoàng thượng đương chiều, cũng khá là lợi hại đó chứ. Vừa bước vào thì Tú Nhi chạy ào ra chen rộng hai tay tươi cười hớn hở gọi lớn chủ nhân. Cô nàng ôm chặt lấy tử vĩ với nét mặt vô cùng hạnh phúc, chủ nhân. Lúc nãy ta đã phát hiện ra khí tức của người rồi, Tú Nhi nhớ người quá, sao, sao cô lại ở đây? Tú Nhi nhìn Tử Vĩ với đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh rõng rạc nói, Thiên toàn đại nhân phái người tìm ta. Ta đem chuyện bây giờ nói với cô ấy, sau đó thiên toàn đại nhân nói muốn thương nghị với ngài, bảo ta chờ người qua đây. Nam Chính nghe xong thì hai mắt sụp xuống ngu mặt ra, thiên toàn gì chứ, là ai vậy trời? Trong danh sách có người này sao? ôm ấp một hồi thì cuối cùng tú nhi cũng đã nhìn thấy vết thương trên ngực của tử vi mà vô cùng hoảng hốt chủ nhân người đây là bị làm sao vậy hứa quốc sư đi ra giơ tay lên niềm nở chào hỏi lâu quá không gặp sư huynh thiếp không kìm lòng được mà so tài một phen không ngờ cơ thể của sư huynh sau khi chúng cổ trùng lại yếu đến như vậy không cẩn thận đả thương huynh ấy cái gì chứ ngươi dám ra tay với chủ nhân sao tú nhi tức giận mặt mày đỏ bừng bừng hai mắt trợn cháo lên nghĩ bụng đáng chết tên đáng chết lúc trước thích mượn quan hệ huynh muội ăn ké ngay cả chủ nhân mất trí nhớ cũng không bỏ qua bên này nam chính cũng vô cùng kinh ngạc trước lời nói của hứa quốc sư mà mặt mày tím tái sư huynh gì chứ nói ta sao còn nữa sao hắn đột nhiên đổ xưng hô một tên đàn ông tự nhiên xưng thiếp là sao dị không lẽ hắn có sở thích kỳ lạ gì đó thiên toàn đại nhân xem ra chủ nhân giờ không thích kiểu này của ngươi rồi nói xong thì hứa quốc sư lột lớp mặt nạ của mình xuống ném ngay trước mặt của nam chính khiến anh ta trợn lòi hai con mắt bất ngờ mang cái mặt nạ giả này đúng là có hơi lạ như vậy chắc là tốt hơn nhiều chứ tháo bỏ lớp mặt nạ thì giờ đây khứa quốc sư đã trở thành một cô gái với cặp loa to tròn gương mặt cũng được chứ không đẹp lắm một tự xưng mà thôi ta có thể sửa tử vi ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc mặt nạ dưới đất ngẫm nghĩ phương thức dịch dung của thế giới này quá nhiều mặt nạ ra người là lần đầu nhìn thấy không biết có thể tái sử dụng không nhỉ thiên toàn với đôi mắt đỏ âu nhìn chằm chằm về phía trước nở ra một nụ cười quỷ dị xin lỗi nha sư huynh lúc nãy ta không phải cố ý đả thương huynh đâu, chỉ là đùa. huynh không so đo với ta chứ. lúc trước chúng ta cũng thường hay đánh nhau mà. tên này lúc nãy nhìn ra ta đang khống chế hoàng thượng, thú vị đây, có giá trị lợi dụng. dù người trước mới từ từ nghiên cứu, lúc sau tử vĩ đứng dậy giơ tay lên vẫy chào, ta mất chỉ nhớ rồi. lúc trước thế nào cũng không nhớ, chẳng phải chỉ là moi tim moi phổi sao? phương thức chào hỏi này khá đặc biệt. một nhân vật quan trọng như vậy, sao tú nhi chưa từng nhắc tới với ta? chừng con mắt đỏ to như vậy cô ta muốn ăn người sao, dùng ma công với ta, cô ta không tin ta ư. Nghĩ tới đây tử vĩ giơ một ngón tay lên rõng giặc nói, lúc nãy Tú Nhi nói cô muốn tìm ta thương nghị sao, thương nghị gì vậy? Ây ra, là về cái này, lúc đó sư huynh bỗng nhiên mất tích. Mọi người cả ngày đều rất lo lắng, nay có thông tin của huynh, đương nhiên phải thông báo với mọi người một tiếng. Dứt lời cô ta chạm tay vào một cơ quan trên bức tường liếc mắt nhìn sang, sư huynh đi theo ta, đứa bé ngoài cửa sẽ có thị tùng chăm sóc bên ngoài cung thành ánh nắng chói trang chiếu xuống, chút nhắn quang cảnh lại tối thui, đám người của tử vĩ đang bước từng bậc thang đi vào bên trong một mật thất. Trong lúc đi nam chính tiện tay sờ vào một quả cầu vàng kim quang sáng chói ôi chu trò mọa ơi, dạ minh châu lớn quá, sau đó tử vĩ giơ tay lên vuốt cầm nhìn theo bóng lưng của thiên toàn, người đàn bà này không tin ta, còn moi tim ta, theo định luật cốt truyện, người đàn bà này không thể giữ lại. Nhưng hình như cô ta biết chuyện ngay cả Tú Nhi cũng không rõ, phải giữ lại trước đã, ngẫm nghĩ xong anh ta liếc mắt nhìn ra phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị gọi tú nhi có em bé ngoan sinh yêu anh ta quay mặt ra phía sau với bộ mặt ngây ngốc tại sao cô chưa từng nhắc qua ta còn có một sư muội vậy chứ tú nhi nghe xong thì nắm chặt bàn tay tươi cười đáp lời người từng nói chức trách của ta là nghe lệnh hoàn thành mệnh lệnh không được hỏi nhiều không được nhiều lời ở trước mặt người tú nhi chỉ cần nghe lệnh của người là được nam chính nghe xong thì câu mà nhăn nhó nói thầm nghĩ vậy tú nhi trừ rất nhiệt tình ra đúng là gần như chưa từng chủ động nhắc qua chuyện của ma giáo chỉ lo giày vò mình sớm biết đã nên hỏi thêm mấy câu cùng lúc đó đột nhiên một tiếng động lớn vang lên nam chính giật mình hoảng hốt khi trước mắt anh ta là một nhà tù giam cầm đầy rẫy những dư nghiệt ma giáo đang gào thét dữ dội công tử đồng trợn trắng hai mắt thò tay ra khỏi nhà giam run rẩy gọi đại nhân đại nhân hắn ta với vẻ mặt quỷ dị há to mồm thốt lên ta là người có tác dụng ta còn giá trị lợi dụng mà hắn ta vung tay ra trước mặt tử vĩ khiến anh ta tái xanh mặt mày Xin người tha thứ cho ta đi, đại nhân, đại nhân. Tiếng gào thét của đám ma tu bên trong nhà lao vô cùng thảm thiết, ta không chịu được nữa, thả ta đi đi, công tử đồng với vẻ mặt khổ sở gặng nói, ta thật sự còn giá trị lợi dụng, ta biết bí mật của cha ta, Thanh Sơn môn, ta biết chỗ nào còn giấu bảo bối, chỉ có ta biết ở đâu. Dứt lời hắn ta liền nắm lấy y phục của nam chính khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, "Cầu xin ngươi, tha thứ cho ta đi." Tử Vĩ giật mình hoảng hốt hai mắt trợn lên liếc nhìn sang Thiên Toàn hét lớn, mấy người này là sao vậy cô ta liền quay mặt nhìn sang đáp lời ô mấy tên này ấy à xem ra lần này sư huynh mất trí nhớ đúng là đã quên mất rất nhiều chuyện rồi họ à chẳng qua là người muốn có được sức mạnh mà thôi tử vĩ nghe xong thì đơ mặt ra sức mạnh sao nghe có vẻ hơi ngốc nhỉ thiên toàn nhìn sang tử vĩ nở ra một nụ cười nham nhở phải đó không cần bất kỳ thiên phú không cần bất kỳ sự cố gắng nào thì có thể dễ dàng có được sức mạnh ngươi chỉ công pháp của ma giáo chúng ta sao đương nhiên nếu không phải vậy, thế nhân hà tất xưng chúng ta là ma giáo. Ma tu làm gì chứ, công tử đồng bên trong nhà lao mặt mày toát mồ hôi hột, tiếng đàn ông này, sao quen thuộc quá, là tên nó. Tên đã giết phụ thân, họ là một bọn, mấy tên này quả nhiên đều là người của ma giáo, vốn tưởng hắn là thủ đoạn dùng để che mắt con nít. Không ngờ đúng lúc ngược lại, phụ thân là người của ma giáo, hắn cũng là người của ma giáo, sao hắn phải làm hại cha ta chứ, cho chuyện một lúc thì thiên toàn lên tiếng. Đi thôi, ta dẫn sư huynh đến nội thất, à ờ được thôi đi được một chút thì tử vĩ nhìn thấy thiên toàn đang đi qua một cánh cửa khác anh ta nghĩ bụng lại xây dựng một căn cứ địa lớn như vậy dưới mắt hoàng đế ta bắt đầu đau lòng cho bọn danh ngôn chính phái đó rồi tuy có ma giáo lệnh có thể chứng minh thân phận của ta nhưng người đàn bà này không tin ta nhưng có tú nhi ở đây tạm thời cô ta cũng không thể làm gì ta chờ làm rõ tình hình thì tìm cơ hội giải quyết người đàn bà đó ngẫm nghĩ xong tử vĩ liếc mắt nhìn sang gọi tú nhi chủ nhân ta ở đây anh ta quay người lạ giơ tay lên che miệng nói nhỏ tên lúc nãy nắm lấy ta là ai vậy à ờ ừ, hắn là con trai của môn chủ thanh sơn môn đại nhân thiên toàn nói người này cứ đi theo phía sau người hình như là muốn báo thù thay cha hắn nam chính nghe xong thì một mắt mở to một mắt híp lại chấn động tinh thần tên đó còn có con trai nữa sao sau đó anh ta trầm mặt xuống ngẫm nghĩ đánh tên già tên nhỏ đến đánh tên nhỏ tên già đến nhân vật loại hình này cũng không thể giữ lại được ngẫm nghĩ xong tử vi liền quay sang dặn dò tú nhi lúc nãy hắn nhắc đến từ bảo bối bí mật của môn chủ thanh sơn môn là tu luyện ma công vậy bảo bối này chắc chắn có liên quan đến ma giáo lát nữa cô đi hỏi ra tung tích của bảo bối sau đó cho hắn chết dứt khoát tú nhi hiểu rõ thiên toàn đứng phía trước nghe thấy những lời đó thì liếc mắt nhìn sang mỉm cười nhẹ im lặng không nói gì sau đó cô ta quay người lại hai mắt nhắm chặt lên tiếng sư huynh đã đến nơi rồi thiên toàn đưa tay về phía bộ bàn ghế đá bên cạnh chỗ này đủ an toàn tuyệt đối không có ai quấy dày tiếp theo để chúng ta bàn về kế hoạch sắp tới đi. Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, khúc túy giác ôm trên tay một bộ y phụ nói với thiên nữ, xin lỗi nha, ta cũng không ngờ thầy bỗng nhiên đọ sức với lý trưởng quầy. Còn ra tay nặng như vậy, nói xong khúc túy giác ướm bộ y phục lên người của thiên nữ, cô và lý trưởng quầy đều là khách quý hạ bá bá dẫn đến. Chuyện lúc nãy để cô kinh sợ rồi, cô mặc cái này trước đi, mới làm đó, quần áo của cô lát nữa tôi bảo người mang đi giặt sạch. Chân áo cô toàn là máu, Thiên nữ cầm lấy bộ y phục trong tay vui vẻ đáp lời, đa tạ công chúa điện hạ, nhưng thứ này quá quý giá. Đừng khách sáo, xem như quà lần đầu gặp mặt đi, con người ta thích kết bạn lắm. Thiên nữ nghe xong thì hai mắt mở to tròn ngơ ngác. Lần đầu gặp ư, khúc túy giác quay người lại nhe răng nở một nụ cười nham hiểm. Hay hay cô nương này trông có quan hệ không tệ với lý trưởng quầy, xây dựng tốt quan hệ với cô ấy không sai. Vị công chúa này chẳng phải là vị nữ hiệp lúc đó đồng hành cùng chúng ta sao, tuy tướng mạo thay đổi không ít, khúc túy giác choàng ta lên vai thiên nữ mỉm cười nói thiên nữ cô nương à nghe nói lý trưởng quầy từ chối lời mời của vô định tông muốn tự sáng lập một phái nên sáng lập ra khách điếm hòa bình sao hình hình như là như vậy có việc gì sao khúc túy giác tự chỉ tay vào mặt mình nhe răng nở ra một nụ cười thân thiện cô cảm thấy giờ bổn công chúa ghi danh có thể lấy được vị trí đệ tử chân truyền không tốc độ mưu cầu nhanh thật đấy thiên nữ đưa bàn tay ra phía trước gượng cười đáp lời công chúa điện hạ loại chuyện này trực tiếp hỏi a vĩ thì tốt hơn nhưng chẳng phải cô đã bái giới danh của vị quốc sư đó rồi sao? Cô nàng khúc túy giác nghe vậy thì liền giơ tay lên lắc qua lắc lại liên lị, gì chứ, sao có thể giống nhau được, thầy là thầy, sư phụ là sư phụ, còn có thể chia như vậy sau đó giờ mới nghe. Thiện nữ nhìn chằm chằm về phía trước mỉm cười, công chúa điện hạ, hình như cô cũng rất sùng bái A à Vĩ, khúc túy giác nghe xong thì làm ra bộ mặt ngưỡng mộ hai mắt lấp la lá lấp lánh. Đó không phải là sùng bái thường, hắn có thể đem vị trí đứng đầu cuộc thi nhường cho đệ tử, chứng tỏ hắn là người không cầu danh lợi. Và lại hắn còn rất có bản lĩnh, nghe nói một đòn của cô nhóc đó ngay cả hạ bá bá cũng không đỡ được. Điểm quan trọng là ta nghe người của Tam Đại Tông nói, hạ bá bá tìm được cơ duyên. Có thể đem công pháp của mình kết hợp với công pháp khác. Nói tới đây cô nàng dơ hai tay lên cao tươi cười tít mắt, cô nghĩ đi, người trước đó có thể làm được chuyện này. Chỉ có tử vi ma tôn đó, nhưng ma công của hắn quá bạo ngược khó nắm bắt, có thể học được chủ yếu là may mắn, làm gì đáng tin như lý trưởng quầy ngay cả con nít cũng học được. Thiên nữ nghe xong thì mỉm cười hai má đỏ ửng hồng, đúng vậy, nếu không phải có A Vĩ. Nhu Nhi e là còn đang bị ăn hiếp, ta cũng không thể đứng ở đây nói chuyện với công chúa Điện Hạ. Nhu Nhi là tên của tiểu soái khúc túy giác nghe xong thì gật đầu thốt lên. He he, cho nên lý trưởng quầy vừa nhìn đã là người tốt, dù sao thì đệ tử này ta làm chắc rồi, cô phải nói giúp ta vài lời tốt nha. Ta sẽ cố gắng, dứt lời tiên nữ liếc mắt nhìn xuống bên dưới với bộ mặt tối sầm nghĩ trong lòng, tuy vị công chúa này trông là người thẳng tính nhưng thầy của cô ta hành sự độc ác nếu không phải a vĩ có tay sau e giờ đã thành một bộ thi thể rồi thánh thượng rất xem trọng quốc sư cho dù a vĩ chết quốc sư muốn đè chuyện này xuống cũng rất dễ dàng nghĩ tới đây nàng ta làm ra bộ mặt quỷ dị nhìn về phía trước bằng con mắt hình viên đạn tự nhiên cảm thấy không thoải mái nếu bọn họ có thể biến mất sau đó thiên nữ bừng tỉnh hai mắt mở to tròn nàng ta giơ tay lên miệng quay mặt sang chỗ khác không không đó là thánh thượng đương triều và quốc sư ta sao lại có thể có ý nghĩ như vậy chứ thật là đại nghịch bất đạo thiên nữ cô nương cô không sao chứ khúc túy giáp bước tới niềm nở nói thiên nữ cô mau đi thay đổi đi chúng ta cùng đi tìm lý trưởng quầy họ được được ta vẫn là nghe lời đại sư ở bên cạnh a vĩ mãi mãi thì hơn chuyển cảnh lại bên trong mật thất lúc này cu cậu đang ngồi đối diện với thiên toàn hai người bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói chị nam chính giang rén ngồi khép nép không dám hò hé sao cứ có cảm giác như hẹn nói chuyện vậy, rõ ràng ta mới là lão đại cơ mà. Đang ngẫm nghĩ thì thiên toàn lên tiếng gọi sư huynh khiến cho cu cậu giật thót người. Lùm mía hết cả hồn, thiên toàn giơ tay lên chống cầm ánh mắt sụp xuống. Nay huynh mất trí, ta cũng không biết huynh cụ thể còn nhớ gì, chi bằng như vậy đi, do huynh hỏi. Người làm sư muội này nhất định biết nói gì đó, tử vĩ nghe xong thì liền tươi cười đáp lời, ô hố, vậy ta tùy ý hỏi nhá. Anh ta nhìn chầm chầm vào thiên toàn gặng hỏi. Trước khi ta mất tích, lần cuối liên lạc với cô có đặc biệt dặn dò cái gì không thiên toàn cũng niềm nở đáp lời huynh chỉ dặn qua ta gặp lệnh như gặp người những chuyện khác tiến hành theo kế hoạch tử vĩ nghe xong thì chừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước cau mày nhăn nhó ồ ra vậy vậy kế hoạch khác chỉ cái gì ha ha cái gì mà gặp lại như gặp người chứ nếu không phải ta có thể nhìn thấy hiệu ứng mắt đỏ của cô ta ta cũng sắp tin cô ta rồi làm theo kế hoạch bây giờ phải tiếp tục tuyển giáo đầu mới xây dựng lại ma giáo thiên toàn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy ẩn ý bên trong phần lớn công pháp đều để trong lệnh ma giáo sư huynh tiện lấy ra không vừa nói dứt câu thì nam chính đã giơ lên tấm lệnh bài và làm ra bộ mặt chảnh cún sau đó là hàng loạt những cuộn công pháp rơi ra từ trong tấm lệnh bài đây này tất cả đều ở đây cô chọn đi thiên toàn tùy ý cầm lấy một cuộn công pháp nhìn chăm chú công pháp không có bất kỳ vấn đề gì đúng là công pháp lúc trước sư huynh sáng lập vậy thì bây giờ vấn đề lớn nhất là tên này có lai lịch gì sư huynh từng nói chỉ có huynh ấy mới có thể mở ma giáo lệnh, tại sao tên này lại mở được, tuy lúc trước sư huynh cũng thích cải trang thân phận. Nhưng khác với dị dung đan, mặt nạ ra người, ngụy trang của sư huynh thông qua ma công, trực tiếp đem công lực và ký ức rời vào trong cơ thể mới, một con cổ trùng nhỏ bé. Chẳng qua là vấn đề đổi một bộ cơ thể là có thể giải quyết, mà mất trí, đây chẳng phải là nói xạo sao, sao, ta mất trí nhớ sư huynh cũng không thể nào mất trí nhớ. Ngẫm nghĩ xong thiên toàn ngẩng đầu dậy mỉm cười nói, sư huynh, chủng loại công pháp này nhiều quá, ta cũng không phân biệt được, hôm sau đúng lúc ta phụng chỉ đến chấn vô danh. Chi bằng sư huynh đi cùng ta có được không, ma công của sư huynh có thể bỏ qua hạn chế tiến hành tu luyện, hình như tên này cũng có công pháp giống y như vậy. Cô cậu nghe xong thì vắt tay ra sau gáy gãi đầu ngơ ngác, chấn vô danh ư, qua đó làm cái gì vậy chứ, nếu không giết được hắn thì trở lại bên cạnh để chơi, tránh hắn chạy thoát. Rất nhanh đã qua sáng sớm hôm sau tại trước cổng thành, lúc này tử vĩ và lão hạ phụ cùng với tiểu soái đang đứng ngay bên cạnh một đoàn xe ngựa lão hà phụ nước mắt đầm đìa mù ngậm chặt chiếc khăn tay tiểu soái cũng y như vậy khóc bù lu bù loa sư phụ con cũng muốn đi cùng các người a à, vĩ huynh ta cũng muốn đi cùng các người nam chính nhìn thấy cảnh tượng khóc lóc thảm thiết đó thì mặt mày tím tái các mồ hôi hột cục cục các người là lão già không huyệt và con nít sao tử vĩ giơ tay lên vẫy chào các người ở đây đi hai ngày nữa bọn ta về dẫn theo lão già thiết y môn đi tuyên truyền ma giáo e là ta điên rồi đứa bé này hình như lần đầu tách khỏi ta thời gian dài như vậy Tử vĩ tiến tới đặt tay lên đầu của tiểu soái xoa nhẹ nhàng. Hai hôm nữa sư phụ về, sát mã đặc và tú nhi đều không có ở đây, khách điếm giao cho con ấy. Vâng nghe rồi. Nhưng tấn công vẫn một là đủ rồi. Chuyện liên quan đến ma giáo, dẫn tú nhi đáng tin hơn tiểu soái. Khi nam chính vừa bước lên xe ngựa thì lão hạ phụ liền la toáng lên. A à, vĩ huynh, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé này. Nam chính ngồi trên xe ngựa với tinh thần sảng khoái cười tươi như hoa. Có người nhớ cũng là một gánh nặng ngọt ngào, sau đó anh ta mở mắt ra thì thấy thiên nữ đang ngồi bên cạnh cô nương xinh đẹp cô thật sự không về dư hàn chấn với tiểu soái sao ta muốn đi theo a à vĩ huynh nam chính nghe vậy thì cũng hết biết đường nói đành đồng ý thôi được rồi ít gì cũng là một thiên nữ dẫn bên mình cũng tốt cùng lúc đó thì ở bên ngoài xe ngựa một tiếng hát của ai đó vang lên thiên nữ cô nương lý trưởng quầy thiên nữ liền ngồi xuống vén màn ra thì thấy bên ngoài là khúc tùy giác tôi có thể ngồi chung một xe ngựa với các người không tôi muốn trò chuyện với cô ngồi xe cần nửa ngày, một mình tôi chán lắm. May mà có thiên nữ cô nương, nếu không tôi ngay cả người nói chuyện cũng không có, nhưng sự thật là bởi vì nghe thấy Lý Tử Vĩ cũng muốn đến chấn vô danh, nên không do dự mà đi theo, đang nói chuyện thì đột nhiên cô nàng khúc túy giác ý ý lên một tiếng khiến cho thiên nữ giật mình, thiên nữ cô nương lại thay bộ quần áo này rồi à? Thiên nữ nghe xong thì mặt mày đỏ bừng bừng giơ hai tay lên đáp lời, bộ quần áo đó là của công chúa Điện Hạ, sao tôi có thể mặc đi được chứ, và lại tôi cũng không thích hợp mặc kiểu dáng đó. Bộ y phục mà khúc túy giác đưa cho thiên nữ là một bộ sườn xám vô cùng gợi cảm để lộ ra cặp đùi trắng nõn hiện rõ hai túi silicon hàng khủng. Tôi cảm thấy rất hợp mà. Lý trưởng quầy chắc chắn cũng thích đó. Thiên nữ nghe xong thì hai má đỏ bừng bừng. Xin, xin công chúa điện hạ đừng đùa như vậy. Giữa con gái trò chuyện với nhau thì ra là như vậy. Cô ấy thậm chí quên tự giới thiệu. Chơi thân với đại sinh đẹp thì cứ gọi cô ấy tiểu Mỹ là được. Dứt lời thìa anh ta nhắm chặt mắt ngáp ngắn ngáp dài. Đi được một lúc thì cuối cùng cũng đã tới vô danh chấn. Cô cậu ngủ trên xe mùng chảy nước rãi, sau đó anh ta thẫn thờ ngồi bật dậy dơ tay ra sau gáy gãi đầu, đến nơi rồi sao? Vừa dứt lời thì Tú Nhi vén màn thò đầu vào gặng hỏi, chủ nhân, ngài tỉnh rồi sao? Anh ta liền ngoảnh mặt nhìn ngó xung quanh. Đại sinh đẹp bọn họ đâu cả rồi, đột nhiên một tiếng nói của ai đó vang lên gọi lớn, Lý Tử Vĩ, lâu quá không gặp. Nam chính nghe thấy thì quay mặt nhìn sang, tiếng nói đó là của Mộng Thiên Thu đi bên cạnh của nàng ta là Mộng Thiên Vũ, ái chà chà. Là thanh nữ đại nhân sao, sau đó tử vĩ chỉ tay vào mặt của mộng thiên vũ ngơ ngác hỏi còn vị này là ai cô ta là ai vậy mộng thiên vũ nghe xong thì tức giận toàn thân bốc lửa trợn trừng mắt hét lớn mẹ nó cậu quên tôi rồi sao mộng thiên vũ tức giận đến tím tái mặt mày giơ ngón tay giữa lên há to mồm hát thẳng vào mặt tử vĩ đậu xanh ra máu cậu cứ như vậy mà quên tôi rồi sao dám xem tôi là nhân vật phụ à nam chính phớt lờ đi lời nói của mộng thiên vũ mà trực tiếp cúi xuống hỏi mộng thiên thu đại xinh đẹp bọn họ đi đâu rồi à chết tiệt lại còn dám bơ tôi nữa sao mộng thiên thù giơ một ngón tay lên dõng dạc đáp lời cửu công chúa thấy ngươi chưa tỉnh nên dẫn thiên nữ cô nương qua giúp đỡ quốc sư nói muốn xem tình trạng chịu tai họa lát nữa tôi dẫn cậu đi mộng thiên vũ đứng phía sau kiểu giới thiệu của tôi thậm chí không xứng bỏ vào trong khung lời thoại sao tử vĩ đi tới trước mặt mộng thiên vũ giơ bàn tay ra phía trước hai mắt nhắm chặt mỉm cười ta nhớ ra rồi lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở sân đấu ta tên là lý tử vĩ chào cô Mộng Thiên Thu liền ngoảnh mặt sang chỗ khác mặt mày tím tái thốt lên, hừ hừ, tôi không bắt tay với cậu. Ai không biết tên này sờ ai người đó liền ngất, hình như đúng là như vậy, không không, trùng hợp, đều là trùng hợp, nói đi nói lại thì tên của hai người các ngươi giống nhau quá, là chị em sao, một người tên Mộng Thiên Thu, một người tên Mộng Thiên Vũ, nghe vậy thì Mộng Thiên Thu liền đưa một ngón tay lên sờ vào môi đáp lời, cũng tính là chị em. Tốt thật, có người chị không tệ nha, dứt lời thì Mộng Thiên Thu liền chỉ tay vào Mộng Thiên Vũ rõng rạc nói. Không không, thật ra tôi lớn hơn cô ấy. What the hell? Vậy cô gọi cô ta là chị sao? Không đúng, chờ đã. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Mộng thiên thu liền quay người lại thẳng thừng đáp lời. Chuyện này nói ra dài dòng, nhưng nói với cậu cũng không sao. Hôm khác đi, tôi dẫn các người qua đó trước. Bận xong rồi mới nói, đúng rồi, năm nay tôi 28 tuổi. Tử vĩ nghe thấy thì phì cười, 28 tuổi hà. Nhỏ hơn tôi tưởng nhỉ, nhưng đi sau anh ta liền bừng tỉnh khi thấy có gì đó sai sai. Thế là cu cậu liền quay sang hỏi Tú Nhi. Lúc nãy cô ta nói mình mấy tuổi vậy chứ? 28 tuổi sao? Tai của ta hỏng rồi ư? Tử vĩ mặt mày tím nhợt chủ ụ xuống một đống thẩm mỹ. Không thể nào, các mặt của cô ta trong đều rất nhỏ. Chẳng lẽ là tác dụng phụ do cổ trùng mang lại sao? Thanh Xuân bền bỉ à? Anh ta nhất quyết không tin liền quay sang dạng hỏi Tú Nhi. Này này, Tú Nhi, năm nay cô bao lớn rồi. Tú Nhi năm nay vừa đúng 18 tuổi, đã theo bên cạnh chủ nhân 10 năm rồi. Rất tốt. Nhưng lúc cô nói lời thoại này đừng có kẹp họng, cùng lúc đó thì một cô bé vô cùng đáng yêu trên tay cầm một mớ trái cây lon ton chạy tới gọi lớn, chị Thiên Thu, chị Thiên Vũ. Cô bé hai mắt to tròn đôi má hồng hào tay dâng lên những quả đỏ, chị chị, đây là hoa quả hôm nay em vừa hái. Ngọt lắm nha, hai người ăn thử đi, sau đó cô bé liếc mắt nhìn sang thì thấy Tú Nhi và Tử Vĩ đang nhìn mình chằm chằm, thế là cô bé đáng yêu cũng mang cho Nam Chính và Tú Nhi hai quả đỏ. Bạn của chị cũng ăn quả đi nè, Tử Vĩ liền cắn lấy một miếng bự sau đó tóm tắt khen ngợi, ngon, rất ngon. Cảm ơn bé con, cảm giác nó giống như anh đào. Lúc sau bốn người và cô bé đáng yêu đi trên đường, Tử Vĩ nhìn chằm chằm phía trước lên tiếng. Từ trên người đứa bé này có thể nhìn ra mức độ cuộc sống của một nơi, chỗ này trong không giống khu thiên tai. Mộng Thiên Vũ nghe xong thì làm ra bộ mặt cáu gắt liếc mắt nhìn sang nói lớn. Hừ hừ, nếu chúng ta không đến, người ở đây sớm đã chết hết rồi, báo thiên tai mới phái người đến, cả quá trình này cho dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng phải chờ khá lâu nam chính nhai chót chép những miếng táo mọng nước trong miệng nói thầm nói cũng đúng tuy thế giới này có thể dùng khinh công nhưng không thể để một người dẫn không gian giới tử đến cứu được sau đó anh ta ngẩng đầu viết mắt nhìn chằm chằm bên trên không trung chắc không xảy ra chuyện gì chứ dù sao thì người đàn bà đó chỉ muốn nhân cơ hội đến xem có mầm giống tốt hay không thôi đi được một lúc thì cô bé đáng yêu cũng đã dẫn đám người của tử vĩ tới chỗ của thiên nữ a à vĩ cậu đến rồi à lúc này thiên nữ đang phân phát cháo trắng cho người nghèo công chúa điện hạ bị quốc sư gọi đi rồi tôi nghĩ nên đến giúp đỡ khá tốt cần tôi giúp không dứt câu thì nam chính liền vác trên vai mình một cái lu to đùng cái này để ở đâu vậy này này a à vĩ cánh tay của cậu tử vĩ quay sang giơ lên một ngón tay ra hiệu yên tâm đi cánh tay của tôi không sao thậm chí có sức hơn trước rất nhiều vừa nói xong thì tú nhi bước lên khom người đặt tay lên ngực nhỏ giọng nói chủ nhân tú nhi ra xung quanh xem thử được được Cô đi đi, Mộng Thiên Thu đứng bên này nghe thấy thì không khỏi kinh ngạc mà nghĩ, gọi chủ nhân luôn rồi, Lý Tử Vĩ đã làm gì với Tú Nhi vậy chứ? Bỏ đi, dù sao thì chuyện của hắn không phải mình có thể nghe ngóng, dứt câu nàng ta lấy ra một chiếc vòng, sau đó Mộng Thiên Thu đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay đưa ra phía trước, ngay tức khắc từ chiếc vòng tay tuôn ra những luồng linh khí rồi dài, kèm theo đó là vô số những lọ thuốc. Cô nàng cùng với Mộng Thiên Vũ phân phát những lọ thuốc đó cho người dân, Tử Vĩ nhìn thấy thì giơ một ngón tay lên hiếu kỳ hỏi: Mấy cái chai lọ này là gì vậy? Cái vòng lúc nãy là của chủ mẫu các người phải không? Mộng Thiên Thu vẫn miệt mài phân phát những lọ thuốc, nhưng vẫn mỉm cười đáp lời, chủ mẫu bế quan. Nói có chuyện quan trọng phải làm, nay vạn cổ các do ta thay thế quản lý. Còn về cái lọ nhỏ này, đây là đan dược được luyện thành từ hắc huyền sâm mà lúc trước cậu cho. Có thể làm giảm bệnh sốt bệnh, sốt sao, không nói còn được. Cô nói xong tôi bắt đầu cảm thấy nóng nóng rồi đó. Bệnh sốt tuy không dễ dàng dẫn đến cái chết nhưng lại dày vào người, trong thôn này phần lớn là người già và trẻ con có số đan dược này và đồ các người mang đến ít nhất có thể giúp họ cầm cự một thời gian lão ra cầm lấy lọ thuốc toàn thân run rẩy cảm ơn cảm ơn cô nương đột nhiên mộng thiên thu mở bừng mắt sau đó nàng ta liền chỉ tay về phía của nam chính niềm nở nói ông lão người bên cạnh tôi là lý trưởng quẩy hắc huyền sâm là do cậu ấy cung cấp hóa ra là ân nhân cứu mạng đến à ông lão vừa nói dứt câu thì đám người dân bu lại quanh người của nam chính hô hoán dữ dội Chúng tôi từng nghe thánh nữ đại nhân nhắc về ngài, ngài đúng thật là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, Lý trưởng quầy đúng là người đại nghĩa, khách sáo. Các người khách sáo quá rồi, cô bé đáng yêu hai má đỏ ửng hồng ngẩng mặt nhìn lên đôi mắt óng a à óng ánh, thì ra anh là Lý trưởng quầy, hắc huyền sâm của anh đã cứu bà của em. Cảm ơn anh, nam chính nghe vậy thì liền cười tít mắt lập tức đưa cho cô bé đáng yêu một lọ đan dược, không cần cảm ơn, cho em này. Cảm ơn Lý trưởng quầy, cô bé đáng yêu quay người rời đi không quên vẫy tay chào nam chính chờ bà khỏi bệnh, lý trưởng quầy nhất định phải đến nhà của em làm khách đó nha. được được, cô cậu được khen từ nãy đến giờ thì nở lỗ mũi nói thầm, mình đây cũng tính là vô tình cấm liễu thành tán, cứu được không ít người nhỉ? đừng nói, cảm giác bị xem là anh hùng cũng khá tốt. cô bé đang yêu cầm chặt lọ đan dược trong tay với vẻ mặt hớn hở. mình phải nói với bà, ân nhân cứu mạng đích thân đến rồi, nếu bà biết, chắc chắn sẽ rất vui. trong lúc quá vui vẻ, cô bé vô tình qua phải một người nào đó cô bé ngã phệt ra đất hai mắt nhắm chặt mặt mày ụ xuống ưa ừ a à, sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn lên mở to tròn hai mắt trước mặt của cô bé chính là khứa quốc sư ngụy trang và khúc túy giác hắn ta trừng mắt nhìn chằm chằm xuống bên dưới với bộ mặt đen kịch đầy sát khí ai chết tiệt đứa bé không có mắt này khứa quốc sư liềm mắt nhìn xuống bên dưới với bộ mặt tím tái cô bé đáng yêu nhìn thấy thì vô cùng sợ hãi cô bé đáng yêu con rất người lại toàn thân run rẩy ánh mắt rõ sự kinh sợ xin xin lỗi Cùng lúc đó thì khúc túy giác chạy nhanh tới trước mặt của cô bé tươi cười thốt lên. Ai ra, em gái đáng yêu quá. Cô bé với vẻ mặt sợ hãi liếc mắt nhìn về phía khứa quốc sư nhỏ giọng nói. Xin lỗi anh, lúc nãy em không phải cố ý đụng chúng anh. Khứa quốc sư nghe thấy thì nở ra một nụ cười giả tạo. Không sao, đi đường phải cẩn thận chút, đừng để té ngã như vậy chứ. Khúc túy giác ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi. Thật là một đứa bé hiểu chuyện, em tên là gì vậy? Em tên là Nhị Nha, Nghe vậy thì khúc túy giác lập tức giơ tay lên xoa đầu cô bé, nhị nha à? Em có thể gọi chị là cửu tỷ tỷ, nhị nha nghe vậy thì mắt nhắm mắt mở thốt lên, chào cửu tỷ tỷ, sau đó cô bé liền tươi cười hớn hở trở lại. Cửu tỷ tỷ, các người cũng là bạn của lý trưởng quầy ân nhân sao, khúc túy giác nghe thấy thì mở to hai mắt ngơ ngác, ân nhân sao. Nhị nha liền giơ hai tay lên cao rõng giặc nói, đúng vậy đúng vậy, chị Thiên Thu nói với bọn em, may nhờ có hắc huyền sâm của lý trưởng quầy, bọn em mới có thể vượt qua khó khăn này. Còn có loại chuyện này nữa sao? Khúc túy giác nghe tới đây thì mừng thầm trong lòng hai má đỏ bừng bừng, thật không hổ là người đàn ông ta sùng bái. Làm việc tốt không để lại tên, thật lương thiện, ngẫm nghĩ xong cô nàng liền nắm lấy tay của nhị nha cười tít mắt, đúng đó đúng đó, chị là bạn của lý trưởng quầy. Nói xong khúc túy giác đeo vào tay của nhị nha một chiếc vòng màu vàng, có chuyện gì thì đến tìm chị, chị nhất định sẽ giúp em. Cái này là chị tặng cho em, được được, cảm ơn cửu tỷ tỷ. nói xong thì cô bé nhị nha cũng quen người rồi đi. Vậy em sẽ về nhà trước nha. Tạm biệt anh, tạm biệt chị, chú ý an toàn nha. Sau khi nhị nha vừa rời đi thì Quốc sư lên tiếng, tính cách của tiểu Cửu thay đổi nhanh thật, lúc trước rõ ràng còn không muốn đến, lúc nãy lại bằng lòng để một đứa bé gọi mình là Cửu tỷ tỷ. Khúc Túy Giác nghe thấy thì phớt lờ đi lời nói của hắn, ta liền quay mặt sang chỗ khác. Hừ hừ. Sao chứ, ta thích để nó gọi ta là tỷ tỷ thì làm sao? Sau đó cô nàng nắm chặt bàn tay với vẻ mặt đầy nghị lực, lúc trước ta không muốn đến là có hoàng huynh họ nhưng nếu Lý Trưởng Quầy muốn đến ta đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hứa quốc sư chắp hai tay sau lưng ngẩng mặt nhìn lên mỉm cười. Có phải như vậy không? Nói đến cái này. Bệ hạ mở quốc khố cứu thiên tai. Nhưng giờ họ cảm ơn không phải hoàng gia. Cô nàng ngay xong thì câu có khó chịu xị mặt xuống một đống. Như vậy thì đã sao? Bách tính cảm ơn ai có quan trọng như vậy à? Tuy ta không thích thân phận hoàng gia, nhưng đạo lý ta vẫn hiểu, để bách tính an cư lạc nghiệp. Đây là chức trách của người hoàng gia chúng ta, Nói tới đây cô nàng quay người lại trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tổ phụ, thái thượng hoàng từng nói. Bách tính hạnh phúc là sự khẳng định lớn nhất đối với hoàng gia, thầy là quốc sư, chắc rõ hơn ta, có lời nên nói, có lời không nên nói chứ. Khứa quốc sư nghe tới đây thì hé mở đôi mắt thầm nghĩ, nha đầu này khá có ý nghĩa, khó không chế hơn cha nó nhiều, hình như rất sùng bái lý tử vĩ. Nếu nó biết chân tướng nó sẽ có phản ứng như thế nào đây, khúc túy giác liếc mắt nhìn ra phía sau làm ra bộ mặt khinh nhờn, ta cãi hắn, hắn còn cười, người này có bệnh trong người hà. Chuyển cảnh tới một nơi nào đó, nhị nha chạy vào một căn nhà lá lụp sụp bên trong có một bà lão già nua. Bà bà ơi, con về rồi, cô bé vừa về đến nhà đã bắt đầu sắn tay áo làm việc. Người nghe con nói, lý trưởng quầy đến rồi, chính là anh ấy cho chị Thiên Thu rất nhiều hắc huyền sâm, thuốc hôm nay chính là lý trưởng quầy đích thân cho con. Cô bé cầm chặt lọ thuốc trong tay đưa cho bà bà của mình, chờ người đỡ hơn, con mời huynh ấy đến nhà chơi, người uống thuốc trước, chậm một chút nhé lão bà bà cầm lấy viên đan dược trong tay nhỏ giọng nói vậy thì ta phải mau chóng khỏi bệnh mới được lão bà bà đưa lại lọ thuốc cho nhị nha thì phát hiện chiếc vòng tay trên tay của cô bé ý ý vòng tay này của con từ đâu mà có cô bé liền liếc mắt nhìn sang chiếc vòng tay dõng giặc nói nó là do bạn tốt của lý trưởng quầy cho con họ đều là người tốt lão bà bà nghe xong thì giơ tay lên xoa đầu cô bé nhẹ nhàng vậy thì phải cất cho kỹ con đó phải biết học hỏi bọn họ vâng vâng con biết rồi ạ à. Một đêm trăng thanh gió mát tại vô danh chấn Thiên Nữ mở cửa ra sau đó quay mặt nhìn sang niềm nở nói A Vĩ cậu nghỉ ngơi cho tốt tôi ở phòng bên cạnh đại sinh đẹp ngủ ngon ngủ sớm nhé khi Thiên Nữ vừa rời đi thì cô cậu lập tức nhảy lên giường nhắm mắt lại trạng thái vô cùng thoải mái nhớ lúc đó vừa đến thế giới này cũng từng ngủ loại nhà đất nhỏ như vậy anh ta trở mình sang hai má đỏ ửng hồng mỉm cười tuy bận rộn cả ngày nhưng cảm giác bị người ta sùng bái này tốt thật đấy nếu cải tà quy chính làm lão tổ chính đạo cũng rất sướng, vừa dứt lời thì Tú Nhi bất ngờ xuất hiện ôm chặt lấy Nam Chính khiến anh ta giật mình hoảng hốt, chủ nhân lợi hại vậy, cho dù người không làm gì cả, thế nhân cũng nên kính nể người. Nam Chính lúc này kiểu, hơn 20 năm từ trong thai mẹ chưa từng ngủ cùng giường với gái, thậm chí ngay cả nắm tay cũng chưa nắm qua. Cô ta đến nằm cạnh mình lúc nào vậy chứ? Trong lúc còn đang bàng hoàng thì Tú Nhi đã vật tử vĩ xuống giường, cô nàng ngồi lên người Nam Chính mồm chảy nước dãi nhễ nhại, he he he, chủ nhân Ta biết người dịu dàng với mấy người đó là vì để họ trở thành trợ lực của người. Nhưng tư chất của mấy người đó đang xen nhau, không đáng tin chút nào. Với tư chất của ta và chủ nhân, con sinh ra chắc chắn là thiên tri kiêu tử. Cô cậu nhìn thấy cặp loa sắp ịn vào mặt mình thì vô cùng sợ hãi. Trời ạ, à, má ơi là má. Không chịu nổi nữa anh ta liền ngồi bật dậy chừng mắt há to mồm hét lớn. Lui lui lui, trong lòng không có đàn bà. Rút kiếm tự nhiên thần, cô đừng hòng làm loạn đạo tâm của ta. Ngươi xem đây là đang chơi game à còn có thể phối loại từ này, chửi xong nam chính nằm xuống quay mặt sang chỗ khác, cô vẫn là xem giúp ta có người thích hợp hay không đi. Trực tiếp lừa vào bồi dưỡng rồi nói, được thôi, trước hành động của nam chính Tú Nhi đau đầu ngẫm nghĩ, vậy ta phải trông chừng chút, chọn mấy tên có thể xài ra mới được. Qua ngày hôm sau, nhị nha đưa ra một chiếc túi màu xanh hai mắt mở to trong thốt lên, lý trưởng quầy. Cái này cho ngài, nam chính ngơ ngác nhận lấy túi màu xanh gặng hỏi, cảm ơn bé nhé. Đây là thứ gì, bùa hộ thân sao, Đúng đúng, cái này em làm cùng bà đấy. Dứt câu thì cô bé liền đưa ra phía trước thêm những túi màu xanh nữa, mọi người đều có, đều để ở chỗ lý trưởng quầy nha. Được được, lát nữa ta sẽ chuyển cho họ. Lúc sau, nam chính đang phân phát thức ăn cho người dân thì thiên nữ trên tay xách một chiếc giỏ bước tới. Anh ta liền quay lại đưa chiếc túi màu xanh cho thiên nữ vui vẻ thốt lên, đại xinh đẹp, cho cô này. Cô nàng nhìn chầm chầm vào chiếc túi màu xanh trong tay, cái này là cái gì vậy, tử vĩ quay người lại tiếp tục công việc nhưng vẫn không quên đáp lời đó là bùa hộ thân em gái nhỏ làm cho mỗi người một cái nhớ năm đó mình đến sơn thôn làm từ thiện cũng có rất nhiều bạn nhỏ tặng quà cho mình thiên nữ xoa xoa vào túi màu xanh trong tay miệng lẩm bẩm bùa hộ thân ư sau đó cô nàng ôm chiếc túi màu xanh vào trong lồng ngược tươi cười tích mắt hôm khác mình cũng phải làm cho a vĩ huynh một cái mới được sau đó cô nàng đưa chiếc giỏ trên tay cho nam chính đúng rồi đúng rồi tôi đến để đưa thức ăn cho huynh nói xong thì thiên nữ cũng bày biện thức ăn ra bàn giúp cho tử vĩ đây là cửu công chúa làm cô ấy nói cô ấy và quốc sư thanh nữ vạn cổ các đang nghị sự không cần chờ họ tử vĩ cầm lấy bát thức ăn dõng giặc nói công chúa còn biết nấu cháo làm thức ăn sao thân thiện như vậy à tôi cũng rất ngạc nhiên cô ấy nói vật liệu có hạn mong cậu đừng chê nói tới đây thiên nữ lại nhớ đến võ kim lúc trước có tiền công tử ở đây a à vĩ ăn uống đều rất chú trọng e là sẽ ăn không quen sẽ không đau bụng đấy chứ thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của thiên nữ cô cậu không những không chê còn ăn sạch cả bát và tóm tắt khen ngợi ngon rất ngon nói xong nam chính bước sang phía của thiên nữ đặt tay lên vai của nàng ta đại xinh đẹp à cô cũng đừng bận nữa mau ngồi xuống cùng ăn đi sau đó anh ta quay về cầm đôi đũa lên mỉm cười nói lúc trước tôi sống với bà bà ấy giỏi nấu cháo nhất chờ tôi làm xong việc về đến nhà là có thể uống được một chén cháo trắng nóng hổi với chút thức ăn dặm lúc đó cảm thấy cháo là thứ con nhất trên đời nhưng từ khi bà đi, tôi uống cháo luôn cảm thấy thiếu chút mùi vị. kể tới đây thì đột nhiên tử vi mặt mày tím tái. ơ ờ, xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời cảm thán, không có ý gì khác. người thân của đại sinh đẹp cũng không còn nữa, mình còn ở trước mặt cô ấy nói mấy chuyện này. thế nhưng tiên nữ chỉ liếc mắt nhìn sen và mỉm cười nhẹ một cái. không sao. a vĩ bằng lòng nói mấy lời này với tôi. tôi thật sự rất vui. thiên nữ cầm bát cháo trắng đưa lên miệng. tôi chỉ biết a vĩ là một cô nhi, thì ra cậu ấy từng sống chung với bà. À? Cậu ấy lúc trước luôn trầm mặc ít nói, chỉ biết cắm đầu nghiên cứu tập võ, tính cách cũng nhu nhược. Mọi người chỉ xem cậu ấy là trò đùa, nếu không phải chuyện mất trí, e là không ai biết A à Vĩ luyện ra một thân bản lĩnh, nghĩ vậy. Lúc đó cậu ấy dịu dàng rộng lượng biết mấy, mới bằng lòng tự mình bị thương, cũng không đã thương người ta chút nào. Thân thế còn rất thê thảm, từ nhỏ đã phải làm nông, cũng không ăn được đồ ngon, nghĩ tới đây thì thiên nữ bỗng chốc quả khóc. Trời trời trời, sao cô khóc rồi, cô nàng vội vã lau đi những giọt nước mắt, chỉ là cảm thấy A Vĩ một mình đến giờ chắc chắn rất không dễ dàng. Nam chính nghe xong thì lập tức giơ hai bàn tay lên vẫy qua vẫy lại, không không không, các cô thảm hơn tôi nhiều, dù sao quy tắc của nhân nhiều còn không có điện thoại cả ngày ở nhà chắc chắn rất chán. Cùng lúc đó Tú Nhi ngồi phía xa xa trên cành cây nhìn xuống thì thấy tử vĩ đang dùng chiếc khăn trắng lau nước mắt cho thiên nữ. Cô nàng tức giận trợn trắng hai mắt cắn luôn cành cây thầm nghĩ, ngọt ngào quá nhỉ, mình không ngưỡng mộ chút nào, đáng chết. Đột nhiên một tiếng nói của ai đó vang lên khiến cho Tú Nhi liếc mắt nhìn ra phía sau, "Chị gái, sao chị đứng trên cây vậy?" Nhìn xuống thì thấy đó chính là Nhị Nha. "Chị gái cũng là bạn của anh phải không, không xuống ăn đồ sao?" Tú Nhi nghe xong thì ngoảnh mặt nhìn vô thức về phía trước đáp lời "Không phải bạn." "Thế là cái gì?" Tú Nhi liền đặt tay lên ngực ánh mắt lấp la lá lấp lánh mỉm cười nói, "Tôi là sủng vật của chủ nhân, đồng thời cũng là sủng vật được yêu thương nhất." Cô bé nghe xong thì đầu óc quay cuồng ngẩng mặt nhìn lên trời sau đó liếc mắt nhìn sang thì thấy tú nhi đã nhảy từ trên cao xuống ngay bên cạnh của mình chị gái đâu phải là chó mèo sao có thể làm sủng vật được chứ cô nàng nghe thấy thì cáu gắt liếc mắt nhìn sang sau đó hai tay chống hông mắt nhắm mắt mở đáp lời cũng được dù sao thì chủ nhân từng nói tâm phúc phải bắt từ nhỏ nói xong tú nhi quay người lại khoanh tay nhìn chằm chằm vào nhẹ nha thốt lên muốn đi theo bọn họ không đi theo các người sao tú nhi liền giơ một ngón tay lên xoay vòng xoay vòng dõng nói theo bọn ta đi Tập võ trở nên lợi hại, đi đến đỉnh đời người, nên đón tương lai tươi đẹp. Người sáng tác lý tử vĩ, Nhị Nha hai mắt mở to tròn hé miệng nhẹ giọng nói, muốn đến nơi rất xa sao? tùy duyên. Chủ nhân ở đâu thì ta ở đó. Nhị Nha bỗng nhiên cúi mặt buồn bã, em cũng muốn biến thành lợi hại, nhưng Nhị Nha phải chăm sóc bà, không thể đi với các người được. Tú Nhi liền tư vấn nhiệt tình, vào giáo lập tức tặng phúc lợi giáo đồ. Sáng 9 giờ, chiều 6 giờ, tuần nghỉ 2 ngày và lại hưởng thụ 10 ngày nghỉ năm có thể cộng dồn giáo đồ cùng với người thân gặp sự cố lớn có thể tiến hành báo chỉ tiêu công ty, nếu cần có thể sắp xếp chăm sóc người thân. Nói chung là em suy nghĩ đi, nhị nha nghe một hồi thì ngơ ngác hoàn toàn không hiểu gì cả, sau đó cô bé liền tỉnh táo lại và lên tiếng. Hay là chị gái nói với bà em đi, nhị nha ngốc quá, nghe không hiểu mấy, được thôi, dẫn đường đi. Trước khi rời đi thì nhị nha thắc mắc một điều nên gặng hỏi, nếu em đi với các người, em cũng phải gọi lý trưởng quầy là chủ nhân sao. Tú Nhi nghe xong thì tức giận mặt mày đỏ bừng bừng hai mắt trợn trắng lên hét lớn, ha ha ha, nằm mơ đi. Sương hô này chỉ có ta mới có thể gọi, xin xin lỗi, em xin lỗi mà, tại một khách điếm vô cùng trang trọng và lộng lẫy. Mộng Thiên Thu đứng trong khách điếm đập mạnh tay lên bàn hét lớn, ngươi nói cái gì chứ, ngươi muốn dẫn mấy người dân thiên tai này đi sao? Dẫn đi đâu được chứ? Mộng Thiên Vũ với vẻ mặt u buồn rõng rạc đáp lời, người ở trấn vô danh đã sinh sống ở đây gần trăm năm và lại đa số đều là người già dám hỏi quốc sư một câu, đây là ý của ngươi hay là ý của bệ hạ? Hứa quốc sư chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và đáp lại một chữ ừm, hắn ta cúi đầu hai mắt nhắm chặt miệng lẩm bẩm. Hai vị nên rõ, ý của ta cũng chính là ý của bệ hạ. Vừa nói dứt câu thì toàn thân của hắn ta tỏa ra những luồng khí tức vô cùng quỷ dị với đôi mắt đỏ lõm nhìn chằm chằm về phía trước. Mộng Thiên Thu nghe thấy lời nói đó của Thiên Toàn thì lập tức đứng bật dậy há to mồm quát lớn, làm bừa, đúng thật là làm bừa mà. Thiên tai đã được hòa hoãn, triều đình phải đưa người đến cứu thiên tai, những vấn đề khác mà dân gặp nạn đối mặt rất nhanh cũng sẽ được giải quyết. Bất luận nhìn từ góc độ nào cũng hoàn toàn không cần di rời. Quốc sư đưa hai bàn tay ra phía trước niềm nở đáp lời. Vậy thì mời thánh nữ nói xem. Nếu lần sau chỗ này lại gặp thiên tai, còn có thể trùng hợp như vậy gặp được quý nhân giúp đỡ hóa giải nguy cơ không? Nếu tôi nhớ không lầm, nếu không phải có lý trưởng quầy cung cấp hắc huyền sâm, thiên tai lần này sẽ không dễ giải quyết như vậy. Rút lời hắn ta nhìn về phía trước với ánh mắt sắc bén trong đầu toan tính nói đến cái này thật sự phải cảm ơn tên ngốc không biết nhìn hàng đó, cùng với nha đầu ngốc không biết nhìn người đó, hắc huyền sâm đó vốn chính là thứ sư huynh kế hoạch dùng để cứu thiên tài. Lúc đó còn lo không biết làm sao ra tay, lần này lại thuận lý thành trương, lúc đó trực tiếp đem mũi giáo chỉ hết về phía vạn cổ các và lý tử vĩ. Mộng thiên thu với một bộ mặt tối sầm nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, tên này nói không sai. Nếu không phải Lý Tử Vĩ nhiều hắc huyền sâm như vậy thì cho dù đào rỗng quốc hố cũng không đủ. Vạn cổ các cho dù có thể lợi dụng cổ trùng tạm thời áp chế, nhưng người dân nhiều chúng ta cũng lực bất tòng tâm, ngẫm nghĩ xong Mộng Thiên Thu siết chặt hai bàn tay đặt lên bàn rồi nói: "Quốc sư nói đúng, nhưng ta muốn hỏi thêm một câu, sau khi ngươi dẫn người dân đi, tính sắp xếp họ như thế nào?" Vừa nói dứt câu thì Mộng Thiên Vũ đứng bật dậy, mặt mày xanh như đít nhái há to mồm hét lớn: "Sao cơ? Các ngươi thật sự bàn nhau à? Các ngươi ở đây bàn có tác dụng gì chứ? Chuyện lớn như vậy không bàn với người dân, dựa vào một câu của ngươi thì muốn dẫn nhiều người đi như vậy, ngươi làm như nói đùa vậy đó." Bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu thật sự là khẩu vụ của Hoàng thượng thì sao? Mộng Thiên Vũ đập mạnh tay lên bàn với vẻ mặt tức giận. Ta lo nhiều như vậy sao? Đừng nói là Hoàng thượng, cho dù là Thái thượng Hoàng cũng phải nể mặt vạn cổ các ta. Vừa nói dứt lời thì khúc túy giác từ bên ngoài hớt hải chạy vào la lên. Không hay rồi, không hay rồi. Cô nàng với một gương mặt lúc đẫm mồ hôi không ngừng thở hồn hển, lở loét. Có người nhiễm phải bệnh lở loét rồi. Cùng lúc đó ở bên phía dân làng, đám người bị nhiễm bệnh lở loét nằm lăn lóc trên đất được những người chưa nhiễm chăm sóc một cách kỹ càng. Lý Tử Vĩ hai tay chắp ra sau gáy trên mặt đeo khẩu trang liếc nhìn sang đám dân làng phía sau nói lớn, mọi người đừng trực tiếp túc xúc với người bệnh, bịch chặt mũi miệng của mình. Người không phận sự đừng đến gần, một lúc sau Thiên Thu và Thiên Vũ cùng nhau đến nơi xảy ra dịch bệnh, Lý Tử Vĩ. Tình hình gì vậy? Nam chính ngay sau đó liền đi tới gian hai tay cản đường Thiên Thu và Thiên Vũ lại, các người đừng qua đây, tính lây nhiễm của thứ này cực mạnh. Phải cách ly trước, nói xong Lý Tử Vĩ liếc nhìn về phía đám người dân thầm nghĩ, không phải chứ sao chỗ này lại có đậu mùa còn đột nhiên như vậy kỳ tiềm ẩn của thứ này bao lâu ấy nhỉ giờ đột nhiên bùng phát e là người cả thôn đều nhiễm rồi chắc thứ ở trong thế giới khác nhau đều có khác triệu chứng thời kỳ đầu này e là quá đáng sợ mộng thiên thu gạc nam chính sang một bên bước đến ta có cổ trùng hộ thân không sợ mấy thứ này ngươi để ta vào ta có thể giúp nói xong thiên thu quay sang nhìn thiên vũ hốt lên cô về tìm công chúa bọn họ trước tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng phải lập tức tìm biện pháp ngay biết rồi Lý Tử Vĩ lườm mắt nhìn Thiên Thu gặng hỏi, lúc trước các người có gặp qua loại bệnh này không, có cách giải quyết không? Mộng Thiên Thu đi tới ngồi quỳ xuống ngay bên cạnh một nữ bệnh nhân rõng rạc nói, 10 năm trước từng gặp qua một lần rồi, nói xong cô nàng cầm lấy tay của nữ bệnh nhân rồi nhắm chặt mắt. Ngay sau đó một luồng ánh sáng lóe lên những vết lở loét từ tay của nữ bệnh nhân liền truyền sang cho Thiên Thu, nam chính nhìn thấy cảnh tượng đó thì hai mắt mở to tròn kinh ngạc, cô đây là, cách này chỉ có thể tạm thời áp chế, không phải kế lâu dài, Bệnh lở loét năm đó bùng phát trong một thôn trang cách tuyệt với đời, lúc chúng tôi đến trong thôn gần như chỉ còn lại thi thể. Chúng tôi tìm rất lâu, cuối cùng chỉ tìm được một cô bé không bị nhiễm bệnh may mắn sống sót. Nam chính nghe tới đây thì đã sợ hãi đến mức mặt mày xám xịt lại. Vậy, vậy sau này cô bé đó thế nào? Lúc đó cô bé không chịu nói câu nào chỉ cầm dao không buông, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Vào lúc chúng tôi do dự có muốn dẫn cô gái đó về vạn cổ các không thì cô bé ấy bị một người đàn ông tự xưng là họ hàng đó đi, lý tử vĩ nghe xong thì sững sờ toát mồ hôi hột tùy tiện để người ta đón đi như vậy ư lỡ đối phương là kẻ buôn người thì sao chúng tôi cũng lo về vấn đề này nhưng lúc đó đứa bé đó tự nguyện theo người ta đi chắc không phải kẻ lừa gạt nghe vậy nam chính đưa tay lên vuốt cằm trầm mặc ngẫm nghĩ chết chỉ còn lại một cô bé sức truyền nhiễm và tỷ lệ tử vong này kinh khủng cỡ nào chứ ta nhớ năm đó ta tìm thấy qua clip loại như vaccine phòng bệnh đậu mùa lúc đó sao ta không nhìn thêm hai giây sao ta lại chê nó chán mà lướt kia chứ, học được lúc dùng còn hận ít, ta hận mà. Nghĩ tới đây anh ta cúi đầu bất lực thở một hơi thật dài, đây chính là sự bi ai của người thường sau khi xuyên không nhỉ, nếu không phải thực lực bản thân đủ mạnh, chắc ta sớm đã chết rồi. Đang suy sụp tinh thần thì từ xa một tiếng gọi lớn của ai đó vang lên gây nên sự chú ý của nam chính, thiên nữ với một bộ mặt xanh sẫm hớt hãi chạy đến. Cửu công chúa và thiên vũ cô nương đã phái người truyền tin về rồi, Quốc sư đại nhân nói người từng thấy qua một phương pháp điều trị bệnh lở loét dân gian trong sách cổ, chắc rất nhanh là có thể tìm được cách giải quyết. Cửu công chúa còn nói, bệnh lở loét này quá đột ngột, lúc này e là có vấn đề, ý của cô là. Nói tới đây thì nam chính cũng đã nhận ra được vấn đề gì đó thì lập tức bỏ chạy, ta đi tìm quốc sư, sao cơ? Bây giờ luôn á, Lý Tử Vĩ vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn ra phía sau lớn tiếng, đại sinh đẹp, cô đừng đi theo ta. Mộng Thiên Thu quay đầu lại thấy vậy thì cũng im lặng không biết nói gì, chuyện cảnh đến khách điếm của Lý Tử Vĩ, tiểu soái nằm dài trên bàn với vẻ mặt chán nản miệng lẩm bẩm, nhớ chị và sư phụ quá đi, bên cạnh đó thì Hạ Y Y cũng ủ rũ dùng ngón tay vẽ vời trên mặt bàn, ta cũng nhớ A Vĩ huynh quá. Thôi được, chủ yếu là cha ta nhớ hắn rồi, nói xong Hạ Y Y và tiểu soái ngóc đầu lên nhìn nhau, sau đó cả hai lại nằm dài trên bàn nhắm mắt thở ngắn thở dài. Lúc sau tiểu soái lấy hết can đảm đứng dậy nắm chặt hai bàn tay ngỏ ý, chị Hạ Y, hai chúng ta lén lén đi gặp sư phụ đi. Hạ y y nghe thấy thì giận dỗi phù cả má, cái này nào phải nói đi là đi chứ, với lộ trình của chúng ta. Chờ chúng ta đi đến đó, chắc họ đã quay về rồi. Hơn nữa, nếu để cha phát hiện, chúng ta còn không bị mắng chết thì thôi đấy. Chúng ta đi rồi ai xem cửa hàng đây, tiểu soái đi tới nếu lấy y phục của Hạ y y này nỉ. Đi đi mà, em có thể dẫn chị Hạ y bay qua rất nhanh, chúng ta nhìn từ xa một lát. Nếu bị phát hiện thì đến lúc đó sư phụ sẽ xin giúp chúng ta, chị Hạ y đi với em đi mà bên khách điếm có chị thị nữ là đủ rồi hạ y nghe xong thì cũng hết cách với cô bé đáng yêu này mà quay sang đưa lên một ngón tay thôi được rồi nếu cha ta phát hiện muội phải nói giúp ta hai câu đấy được được chị hạ y tốt quá bàn tính xong thì hạ y liền đứng dậy nắm lấy tay tiểu soái mừng thầm trong lòng cha ha, thiên giáng đại nhiệm cho con đệ tử bảo bối của anh a vĩ cần con như vậy giờ con gái của người có bản lĩnh rồi đi thôi đi thôi chủ yếu là em không biết xem bản đồ chị hạ y biết xem không nghe thấy câu này hạ y đau lòng rớt nước mắt thì ra thì ra mục đích dẫn theo mình chỉ vì dẫn đường thôi sao chuyển cảnh đến căn nhà lục sục của nhị nha lão bà nằm trên giường mặt mày toát mồ hôi ướt đẫm không ngừng ho khan cùng lúc đó nhị nha đi cùng với tú nhi trở về thấy thế thì cô bé vô cùng hoảng sợ mà òa khóc nức nở chạy đến gọi bà ơi nhị nha vội vã đỡ lão bà ngồi dậy sợ hãi bà sao vậy bà đừng dọa con mà nói xong cô bé liền quay sang nhìn tú nhi chị à bà em làm sao vậy rõ ràng trước khi em ra ngoài còn tốt lắm mà lão bà kiệt sức nằm gục trên giường với bộ mặt xanh sẫm không còn chút máu tú nhi chứng kiến cảnh tượng đó thì sững sờ im lặng không nói gì sau đó cô nàng với một bộ mặt đen kịch đầy sắc khí hai tay nắm chặt quay đầu đi ra khỏi nhà chị ơi chị muốn đi đâu thế vừa mới bước ra khỏi nhà thì tú nhi gặp phải hai thanh niên đang rằng co qua lại mau đi giúp đỡ coi tôi mới không đi đấy cậu không đi sao mọi người đều là người cùng thôn đại nạn đến thì ai nấy tự bay hả tên thanh niên sợ chết nghe thấy lời này thì liền đưa ngón tay giữa lên cắn răng hét lớn đó là lỡ loét không phải giang mai đâu đại ca nhiễm là phải chết người đấy tôi chỉ là thằng nông dân tôi có thể giúp được gì chứ sau đó lại một lão bà trong thôn đi ngang qua mặt tú nhi miệng lẩm bẩm trước đó là sốt lại đến lở loét ngày tháng này còn sống được không ngay lúc đó thiên toàn trong bộ dáng quốc sư xuất hiện phía sau lưng tú nhi lên tiếng thật là cảnh náo nhiệt nha hồng tụ thiên toàn đại nhân thiên toàn hai mắt nhắm chặt nhếch mép cười nhẹ muốn tôi nói có thể được sư huynh chọn chúng cũng là phúc của mấy người này có thể làm đá đệm chân trên đường thành thần của sư huynh đây là cơ hội bao nhiêu người cầu mà không có chắc cô cũng như tôi vì sư huynh chuyện gì cũng bằng lòng làm phải không tú nhi nghe xong thì cúi đầu thẳng thắn đáp lời đương nhiên rồi chủ nhân năm đó giữ tôi lại muốn tôi làm gì vì chủ nhân cũng được vừa nói dứt câu thì nam chính chạy đến lớn tiếng gọi tú nhi vừa nhìn thấy cu cậu thì em gái tú nhi liền hai mắt sáng rực mặt đỏ bừng bừng ôi chủ nhân thế nhưng lý tử vĩ sau đó liền chạy đến thẳng trước mặt thiên toàn chỉ tay vào mặt cô ta quát mắng tìm cô nửa ngày rồi có phải cô có chuyện giấu ta hay không nói tới đây anh ta tức giận há to mồm lớn tiếng hỏi bệnh lở loét này là cô gây ra có phải không thiên toàn nghe xong thì im lặng với một bộ mặt không cảm xúc sau đó lại đưa tay lên vuốt ve gò má tỏ vẻ gợi cảm ái ra ra cái gì gọi là người ta làm ra chứ người ta làm gì mà lợi hại được như vậy nói tới đây thiên toàn chọc tay vào ngực nam chính khiến anh ta giật thót người toát mồ hôi cục cục thật là ta còn tưởng tất cả đều là kế hoạch của sư huynh chứ nghe thấy lời này lý tử vĩ sợ hãi mặt mày xanh như đít nhái vội vã hất tay thiên toàn ra má ơi má cô tránh xa ta ra chút đi nói xong anh ta làm ra bộ mặt cáu kỉnh đưa lên một ngón tay với hình tượng hiện giờ của chúng ta ở chung với nhau ái muội sẽ bị bạo lôi đấy chó đi qua nhìn chúng ta một mắt cũng phải ói Vừa nói dứt câu thì nhị nha từ trong nhà hớt hải chạy ra với hai hàng nước mắt khiến đám người nam chính kinh ngạc. Cô bé chạy lại ôm lấy Lý Tử Vĩ khiến anh ta giật mình hoảng hốt. Lý trưởng quầy ơi, bà ho ra máu rồi, rất nhiều máu, thật đáng sợ. Đột nhiên ngay lúc đó một thanh niên dân làng nằm trên tấm chiếu lá không ngừng lăn lộn và thổ huyết. Thiên nữ thấy thế thì giật mình quay sang giang hai tay ra chạy đến chỗ của thanh niên. Cô nàng nhẹ nhàng đỡ thanh niên ngồi dậy. Mẹ ơi, ngứa, ngứa quá. Ngươi không thể gãi, gãi sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy thanh niên ngay sau đó liền mạnh tay đẩy thiên nữ ra với bộ mặt ướt đẫm mồ hôi cút ra đường cản tôi ngứa ngứa quá vừa nói dứt câu thì hắn lại tiếp tục ho dữ dội và không ngừng nôn ra máu mặt mày tái xanh thế nhưng không may máu của thanh niên lại vô tình văng lên trên má của thiên nữ khiến mặt mày nàng ta tối sẫm lại tiên nữ đưa tay lên chạm vào vết máu một cảm xúc tà ma lại nảy lên trên gương mặt của nàng ta mùi máu muốn liếm quá ngay lúc đó khúc túy giác nhìn thấy thì vội vã chạy đến đỡ lấy thiên nữ trời ạ à, thiên nữ cô nương Cô có sao không? Tôi không sao đâu. Khúc túy giác lườm mắt nhìn thiên nữ mà toát mồ hôi hột trấn an. Cô đừng sợ, lau bỏ là không sao nữa rồi, tiêu rồi, trong máu của người bệnh lở loét có độc. Ngay cả thánh nữ vạn cổ các cũng bó tay, sao lại vào lúc này chứ? Nghĩ tới đây cô nàng quay đầu nhìn về một phía nói thầm. Thiên tai vừa qua đã sinh dịch bệnh, không biết bên phụ hoàng nhận được thư chưa. Tại một nơi nào đó trên bầu trời một con chim ưng đang xải cánh bay lượn, bỗng chốc xuất hiện một đạo lực khí kim quang cường đại phóng tới tấn công con chim ưng. Đòn đánh chí mạng đã khiến cho chim ưng từ trên cao rơi xuống cả người run rẩy rụng lông tùng lum, đồng thời có một tiếng nói vang lên, chỉ có một con này thôi sao, còn hai con. Đã xử lý hết rồi, trong khu rừng hoang vắng là một đám sát thủ mang áo choàng đen mặt mày ai nấy đều ma cô như nhau, rất tốt. Lần trước nhiệm vụ của đại nhân thiên toàn bị chúng ta làm hỏng, lần này nhất định không được có sai sót, trong phương viên chăm dặm. Ngay cả một con rùi cũng không thể bay vào, Tại sao vậy? Chỗ này không thể qua sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tất cả đương nhiên là vì đại nhân thiên toàn, cũng là vì đại nghiệp phục hưng ma giáo vĩ đại của chúng ta, nghe nói ma tôn đại nhân quay về rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ không cần trốn chui trốn nhủ như chuột nữa. Vừa nói dứt câu thì hạ y y xuất hiện phía sau kề thanh kiếm sắc bén vào cổ tên cầm đầu khiến hắn ta sợ hãi toát mồ hôi hột. Ô thì ra là vậy à, cô nàng với một bộ mặt tối sẫm đầy sắc khí liếc nhìn sang với ánh mắt bén lẹm. lúc nãy ngươi nhắc đến ma giáo phải không? Một lúc sau Hạ Y Y phủi bụi trên lòng bàn tay của mình rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cô nàng quay sang nhìn tiểu soái mỉm cười, may mà nhờ đứa bé này. Dễ dàng giải quyết xong như vậy, cứ như thế một hơi bắt gọn ba tên dư nghiệp của ma giáo này, đúng là tuổi trẻ tài cao. Lần này ta thật sự có bản lĩnh rồi, ngẫm nghĩ xong cô nàng hai tay chống nạnh há to mồm lớn tiếng, ê ê ê. Ba người các ngươi, còn chưa kịp nói gì thì tên cầm đầu đã tức tối há mồm la chem chèm, ngươi từ bỏ đi. Sĩ khả sát bất khả nhục, muốn giết muốn chém gì tùy ngươi, bất luận là ngươi hỏi cái gì. Ta cũng đều không nói với ngươi đâu, ủa gì dạ cha, con còn chưa kịp nói cái gì nữa á. Hạ y y chừng to hai mắt khoanh tay gặng hỏi, thiên toàn đại nhân mà lúc nãy ngươi đề cập đến là ai thế, còn có ma tôn đại nhân đã về rồi. Lại là sao nữa, tên cầm đầu nghe thấy thì nhếch mép cười khinh bỉ, ha ha ngươi đừng hỏi ta. Ta không biết gì cả, hạ y y nghe thấy câu trả lời thẳng thắn của tên cầm đầu thì nghiêm mặt ngẫm nghĩ, tử vi ma tôn hiện thân chỉ là chuyện sớm muộn nhưng danh hiệu thiên toàn này chưa từng nghe nói qua a à, vĩ huynh từng nói không sợ có kẻ địch chỉ sợ kẻ địch làm lão lục kẻ địch không nhìn thấy là đáng sợ nhất ngẫm nghĩ xong cô nàng rút mạnh thanh đao của mình ra vung thẳng về phía trước phải hỏi cho ra chút thông tin của người tên thiên toàn này ngay giây sau hạ y y liền phóng mạnh thanh đao về phía tên cầm đầu ghim thẳng trước cái cù lẳng khiến hắn ta hoảng sợ giật thót người Hạ Y Y tiến tới với một bộ mặt đen kịch đôi mắt phát ra tia sáng đồng thời trong khoang miệng còn tuôn ra hai luồng khí trắng khiến tên cầm đầu phải toát mồ hôi như mưa. Nói hay không nói, tên cầm đầu không dám nhìn vào mắt Hạ Y Y liền quay mặt sang chỗ khác lúng túng, không, nhất quyết là không nói. Thế nhưng giây sau một thanh niên ngồi kế bên hắn nước mắt hai hàng hét lên, nói, ta nói hết, hu hu, xin lỗi, ta trên có giả dưới có nhỏ, ta không muốn chết cũng không thể chết. Mẹ nó, ngươi chẳng phải là cô nhi sao, đó là vì hòa nhập vào các người nên ta mới cố ý giả thảm, may nó, đúng là đồng đội ngu như bỏ mà. Hạ y y chứng kiến cảnh tượng lục đục nội bộ thì hạn hán lời không biết nói gì hơn, thanh niên sợ chết nước mắt đầm đìa chảy xuống sợ hãi nói rõ rành mạch câu chuyện. Thiên toàn đại nhân là sư muội của ma tôn đại nhân, cô ấy nữ giả nam thay thế thân phận của người khác trở thành quốc sư đương triều, luôn âm thầm giúp đỡ ma tôn đại nhân. Lần này cô ấy dẫn cửu công chúa đến chấn vô danh cũng là vì hoàn thành một kế hoạch, nhưng cụ thể nội dung kế hoạch là gì bọn ta thật sự không biết. Hạ y y nghe xong những lời này thì bật ngửa ra phía sau chừng mắt sững sờ, cái gì cơ, quay trở lại với bà cháu nhị nha. Cô bé ngồi bên cạnh giường với bà mà đau lòng khóc rớt mướt, hu hu hu, bà, bà ơi. Lý tử vĩ nghiêng đầu liếc nhìn thiên toàn với vẻ mặt cáo gắt, chúng ta không phải đến tuyển người sao, cớ gì ngay cả lời loét cũng làm ra rồi. Thiên toàn nghe thấy thì nhếch mép cười nham nhở đầy ẩn ý, sau đó thiên toàn bước tới trước mặt nhị nha niềm nở nói, bé con, em có muốn cứu bà của mình không ê ê ngươi muốn làm cái gì đó nhị nha nghe thấy thì liền đứng bật dậy nắm lấy y phục của thiên toàn há to mồm la lớn em muốn cứu bà của em muốn em làm gì cũng được cứu bà của nhị nha đi mà ngay sau khi cô bé nói xong thì đôi mắt của thiên toàn lại biến thành một màu trắng bệch cơ thể tỏa ra sắc khí dữ dội được ta sẽ giúp em tiếp đó thiên toàn lấy ra một đoàn kiếm rồi cầm chặt vào lưỡi kiếm cười nham hiểm chị hồng tụ nói lý trưởng quầy rất thích em cho nên anh cũng chọn tin em Em tên nhị nha đúng không? Anh len lén nói em biết một bí mật. Bệnh này thật ra là một lời nguyền. Sao cơ? Lời nguyền ư? Thiên toàn nhắm chặt đôi mắt nhếch mép nở ra một nụ cười đầy ác ý. Đúng vậy, loại bệnh này không chữa được. Một khi nhiệm phải sẽ sống không bằng chết, sống thoi thóp, chỉ tăng thêm đau khổ của họ. Nói xong thiên toàn đưa đón kiếm cho nhị nha, cho em cái này, đây là cái gì thế? Thiên toàn đưa tay lên trước miệng ra hiệu, suy suỵt, đây là bảo bối có thể hấp thu lời nguyền. Em xem, mọi người đều bệnh, em lại bình thường, em là đứa bé được chọn. Đây là nhiệm vụ chỉ em mới có thể hoàn thành, chẳng phải em muốn cứu bà và mọi người trong thôn sao, ngay lúc này nhị nha dường như đã bị luồng ma khí của thiên toàn thôi miên. Mà bất chi bất giác liền cầm đoàn kiếm đi tới chĩa thẳng vào lồng ngực của bà mình, đúng đúng, chính là như vậy. Chứng kiến cảnh tượng đó nam chính vô cùng tức giận lao đến hất nhị nha sang một bên, mau dừng tay lại cho ta, có bị ngốc không thế. Sau đó tử vĩ ngồi xuống ôm chặt lấy nhị nha vào lòng rồi quay sang quát thẳng vào mặt thiên toàn, ngươi có bệnh đấy hả? Lừa một đứa bé giết người sao? Ngươi đây là ma giáo đúng không? Ngươi chính là tà giáo. Quát xong một thiên toàn rồi thì nam chính lại quay sang hét vào mặt Tú Nhi. Này này Tú Nhi, chuyện này là sao hả? Cô cậu vừa nói dứt lời thì đột nhiên Tú Nhi lại vỗ tay một cách giòn tan. À, chủ nhân mất trí nhớ rồi, đứa bé này không phải đang giết người mà là đang cứu người. Đậu xanh, cô nói gì cơ? Tú Nhi quay sang đặt tay lên ngực niềm nở nói. Năm đó chẳng phải người nói với ta, vỏ của mấy người này đã bị lời nguyền ăn mòn chỉ có thể chờ sau khi đổi vỏ mới cho họ sao mấy người này không chết chờ ngày người thành thần họ sẽ về lại bên cạnh chúng ta mà chúng ta được người chọn chúng trở thành trợ lực mạnh nhất của người tụ nhi rất vinh hạnh nam chính nghe xong thì liền chạy nhào tới nắm chặt vào vai tú nhi cái này nghe sao cũng giống như lừa người nhỉ đây chẳng phải là lời thường dùng của tà giáo sao nghe cách nói này tú nhi e là đứa bé năm đó may mắn sống sót mà bệnh lở loét này chắc cũng do nguyên chủ làm ra còn đuổi vỏ. Nếu không phải ta gặp qua thể ý thức và hệ thống gì đó, ta cũng sắp tin rồi, chắc là phối hợp với ma công tiến hành tẩy não người. Chọn chúng đứa bé là vì trẻ con dễ bị tẩy não thành công sao, nhưng không đúng, phí nhiều công phu như vậy chỉ để chọn một tâm phúc ư. Nguyên chủ này hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là còn nguyên nhân khác, trong không gian tĩnh lặng đột nhiên thiên toàn ở phía sau lên tiếng, ái chà chà. Sau đó hắn với một bộ mặt tối sầm vảnh mép cười nham hiểm, có con sâu đang nghe lén, tuy là ta cố ý để cô ta nghe thấy, con sâu mà thiên toàn nói không ai khác chính là mộng thiên thu thiên thu nắp sau vách tường hai tay bịt gạch miệng của mình lại chừng mắt sừng sốt ngẫm nghĩ quốc sư là người của ma giáo lý tử vĩ cũng là người của ma giáo lý tử vĩ là người của ma giáo hồng tụ chính là đứa bé năm đó bệnh lở loét này là do ma giáo làm ra rốt cuộc làm thế nào làm được nghĩ tới đây cô nàng liền quay người rời đi phải nói với những người khác chuyện này sớm mới được thế nhưng chưa đi được vài bước thì thiên toàn xuất hiện với cơ thể tràn ngập sắc khí nhắm mắt mỉm cười đầy ẩn ý thánh nữ của vạn cổ các. Tính đi đâu vậy? Thiên Thu nghe thấy tiếng nói thì liền quay đầu nhìn lại. Ngay lúc đó cô nàng vô tình phát hiện những luồng ma khí đang tấn công về phía mình thì trừng mắt kinh hãi. Sau đó từ trong căn nhà lục sụp một luồng ma khí bay ra, luồng ma khí quấn chặt lấy toàn thân của Thiên Thu và bịt chặt miệng của nàng ta lại. Đồng thời tiếng nói của Thiên Toàn cũng vang lên, cho nên ta mới nói, ta ghét nhất chính là vạn cổ các các người. Nghe lén vui không thế, sâu nhỏ, ngay sau đó thiên thu liền dồn hết sức lực vào trọng tâm rồi bạo phát ra một nguồn linh khí kim quang đánh bay ma khí trên cơ thể của mình sau đó mộng thiên thu ngồi khuỵu xuống thi triển bất diệt kim thân tạo ra một màn chắn kim quang bao bọc lấy thân thể của mình ôi chao thật hiếm hoi sâu nhỏ của vạn cổ các loại có thể sử dụng công pháp sao thiên toàn với bộ mặt đen như đít nồi đôi mắt đỏ rực há môi cười nham hiểm lúc sau thiên thu bỗng chốc bị phản phệ lại sức mạnh mà thổ huyết một cách dữ dội mặt mày tái xanh không còn chút máu ây ra cô trông hình cũng chưa giành giỏi lắm nhỉ mộng thiên thù đau đớn ngã lăn đùng ra đất ôm chặt lấy bụng của mình mặt mày toát mồ hôi nhễ nhại cô ta bấu bàn tay xuống mặt đất gắng gượng ngốc đầu nhìn về phía trước hai hàm răng cắn chặt không không được phải nghĩ cách báo tin nói xong cô ta liền thả ra một con cổ trùng thiên toàn thấy thế thì liền đi đến đạp chết con cổ trùng dưới chân mình thiên thu thấy vậy thì vô cùng tức tối bật dậy ngẩng đầu nhìn thiên toàn mà cứng họng không nói thành lời sau đó cô ta hai mắt trợn tròn há to mồm quát lên tại sao Ngươi là ai? Sao phải làm như vậy? Lờ loét là do các ngươi làm ra, làm vậy chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Thiên Toàn nghe xong lời này thì liền thò tay vào y phục lấy ra thứ gì đó. Lời này của thánh nữ không đúng rồi, hắn lấy ra một máy ghi âm trong đó phát ra tiếng nói. Dẫn toàn bộ dân gặp nạn đi sao? Ngươi đây là làm càng. Ta mặc kệ đây là ý của ai, cho dù là Thái Thượng Hoàng ở đây cũng phải nể mặt vạn cổ các chúng ta. Sau khi đã phát đoạn ghi âm Thiên Toàn điềm tĩnh nở ra một nụ cười giả chân mà nói lúc trước tôi đã đưa ra ý kiến muốn chuyển dân chúng bị nạn đi là hai vị vạn cổ các có ý kiến với chuyện này và lại bất kính với tiên hoàng nay lở loét bùng phát ở đây rốt cuộc là trò của ai chứ nam chính ngẩng đầu nhìn thấy và nghe thấy lời nói đó trong máy ghi âm thì như xét đánh ngang tai ôi trời thứ đó là máy thu âm sao thiên toàn nhếch mét mỉm cười chế nhạo vạn cổ các loại bỏ bí dược khiến người ta bị nhiễm bệnh lở loét trong hắc huyền sâm thật là nên giết mà ngươi nói cái gì cơ Thiên Toàn phớt lờ đi lời nói của Thiên Thu mà quay sang nhìn Nam Chính liên tiếng gọi, Sư Huynh à. Dứt lời hắn ta xích gần lại với Lý Tử Vĩ mặt mày xanh như đít nhái đầy sắt khí mà nói, giả vờ thành bộ dạng của Sư Huynh ta. Vui không? Nói xong Thiên Toàn lùi lại nhìn Tử Vĩ cười thân thiện, hắc huyền sâm là trải qua tay của ngươi lúc chưa đến vạn cổ các. Chuyện này e là ai cũng biết nhỉ, tuy không biết ngươi từ đâu đến, nhưng chẳng sao cả, Sư Huynh không rõ tung tích, giờ ma giáo cần một chủ nhân. Ta cần ngươi tiếp tục cải trang thành sư huynh, phục tùng mệnh lệnh của ta. Giết hai thánh nữ phía trước, ta giả vờ giúp ngươi thoát chết. Ngươi có thể tiếp tục âm thầm làm tử vi ma tôn của ngươi, mà nó, người đàn bà này đúng là đầu óc có bệnh. Ta nói sao cô ta đặc biệt dẫn ta đến đây cứu thiên tai, thì ra là tính kéo ta xuống nước. Bút ghi âm trên tay cô ta từ đâu có, chẳng lẽ là đồ do Long Bá Thiên để lại? Dù sao thì ngay cả máy quay cũng có, hoặc là, thật ra ma giáo có quan hệ với hệ thống đó lúc nãy cô ta nói ta giả mạo đang ngẫm nghĩ thì mộng thiên thu vùng dậy hét lên lý tử vĩ mây chuyện này đều là cậu làm sao tôi không tin nói chuyện đi nam chính ngay sau đó liền bước tới giang tay che chắn cho mộng thiên thu ha ha không ngờ lúc ta muốn xử ngươi ngươi cũng ở sau lưng tính kế ta nói tới đây cu cậu liền đưa ngón tay giữa lên với sắc thái tức giận quát lớn đệ nhất cao thủ giang hồ tử vi ma tôn quan trọng là đệ nhất cao thủ giang hồ chứ không phải là tử vi ma tôn hiểu không hả Nam chính quay người lại tức tối phun cho thiên toàn một bãi nước bọt, thân phận ma tôn này không cần cũng được, muốn ta làm thuê không cho người sao. Còn thức mà sao hay mơ đẹp quá, dứt lời Nam chính chỉ tay thẳng vào mặt thiên toàn ra lệnh. Tú Nhi, giết con ả cho ta, Tú Nhi nhanh lên coi. Làm gì mà đứng ngu người ra thế, Tú Nhi đặt tay lên ngực ánh mắt trầm xuống biểu môi buồn bã. Đang do dự thì thiên toàn xuất hiện ở phía sau lưng vỗ vào vai cô ta đá đều, hồng tụ à hồng tụ. Thân là một con chó, ngay cả chủ nhân của mình cũng có thể nhận lầm được. Tú Nhi bị đà kích quá lớn còn nghe thêm mấy lời sỉ nhục đó thì tức tối bay vút đi khiến nam chính giật mình hoảng hốt. Ơ kìa Tú Nhi, ôi trời ơi, sao lại chạy rồi? Thiên Toàn chắp hai tay ra sau lưng đi tới trước mặt Lý Tử Vĩ chế diễu. Xem ra chúng ta không bàn thỏa, nể mặt ngươi còn giá trị lợi dụng, ta giữ lại ngươi một mạng. Dù sao thì ngươi trông có vẻ rất khó giết, ta cũng không muốn lãng phí công phu này, nhưng thánh nữ vạn cổ các này hôm nay phải chết ở đây mới được vừa nói dứt lời thì nhị nha từ trong nhà chạy ra dùng đoàn kiếm đâm thẳng vào bụng của thiên thu khiến hắn ta không kịp phản ứng mà đau đớn đến xanh cả mặt nhị nha tay nắm chặt đoàn kiếm nước mắt rơm rớm trên khóe mi đại ca ca bảo nhị nha giết bà đại ca ca còn muốn giết chị thiên thu và lý trưởng quầy đại ca ca là người xấu thiên toàn lườm mắt nhìn xuống nhị nha với đôi đồng tử đỏ rực một màu máu sắc khí hừng hực trỗi dậy nên chính nhìn thấy sắc mặt của thiên toàn thì hốt hoảng toát mồ hôi như mưa há to mồm la lên không hay rồi dứt lời điều gì đó khiến cho lý tử vĩ trợn tròn mắt mặt mày tối sẫm lại thiên toàn ngay lúc này đã nổi cơn điên thẳng tay trưởng một luồng ma khí cực mạnh vào người nhị nha khiến cô bé bay ra xa máu văng lên tung tế mộng thiên thu chứng kiến cảnh tượng đó thì vô cùng kinh sợ tử vĩ ngay lập tức liền nhanh chân chạy thẳng về hướng của cô bé gọi lớn nhị nha nhị nha ôm lấy lồng ngực của mình mặt mày trắng bệch ánh mắt trở nên yếu dần lý lý trưởng quầy nhị nha lúc nãy xem chút giết bà nhị nha là đứa bé xấu Tử vĩ nghe thấy lời này thì đau lòng đến cùng cực mà nhìn nhị nha với ánh mắt rõ sự buồn bã. Không phải đâu, em là một đứa bé tốt, thật, thật không ạ, à? nhị nha là đứa bé tốt sao? Ngay lúc đó hạ y y với vẻ mặt hốt hoảng chạy sòng sọc đến, không hay rồi à vĩ huynh. Quốc sư là dư nhiệt của ma giáo, vừa nói dứt câu đám người của hạ y y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ, nam chính ngồi bên cạnh thi thể của nhị nha với tâm trạng sụp đổ. Thiên toàn khi nhìn thấy đám người của hạ y y thì hụt hẫng thầm nghĩ, mà nó, chuyện gì thế này, người của thiết y môn từ đâu đến vậy? Ngay lúc đó bỗng chốc xuất hiện một màn lưới phóng thẳng về hướng của thiên toàn, nhưng với sự nhanh nhạy cô ta đã nhanh chóng lách người sang một bên né tránh. Lý tử vĩ xong tới trước mặt các cô gái đứng với tư thế Spider-Man, các người dẫn mộng thiên thu đi mau, thiên toàn vung bàn tay về phía trước ngưng tụ một luồng ma khí cường hãn, một lũ phế vật. Ngay cả chuyện giao xuống cũng làm không xong, nhìn thấy đạo ma khí hướng về phía của thiên nữ, nam chính nhanh chóng dịch chuyển sang đỡ đòn giúp nàng ta. Hưởng chọn một đòn đánh chí mạng một phần y phục của Lý Tử Vĩ hoàn toàn rách nát, nhưng thương tích trên cơ thể của anh ta lại nhanh chóng lành một cách kỳ lạ, Tiểu Soái dẫn họ đi mau. Nghe vậy thì Tiểu Soái cũng không dám chống mà gật đầu, con biết rồi, dứt lời Tiểu Soái quay sang nắm lấy tay của thiên nữ, "Tỷ tỷ ơi, chúng ta đi trước." Thế nhưng thiên nữ lại bày ra một bộ mặt đen kịch đầy sắc khí đứng yên bất động khiến Tiểu Soái có chút lo lắng mà luôn miệng gọi "Chị ơi." Ngay giây sau khi thiên nữ quay người lại thì trên mặt lại xuất hiện những vết máu đỏ tươi. Hạ Y Y hốt hoảng ngoảnh mặt nhìn ra phía sau thốt lên, tình hình không đúng lắm, chúng ta đi trước đi. Nhưng chị của ta thì sao? Thiên nữ liếc mắt nhìn sang gặng giọng nói, nhu nhi, em đi trước đi. Nhưng còn chị thì sao? Thiên nữ tụ hợp linh khí bùng ra một nguồn sức mạnh cực lớn hất bay đám người của Hạ Y Y, đi nhanh lên, một lúc lâu sau đó. Đám của Hạ Y Y đã tời khỏi chấn vô danh mà bay sẵn tới một khu rừng, bay được một lúc thì bỗng dốc Hạ Y Y khựng người lại, cô ta với gương mặt ướt đẫm mồ hôi quay sang gặng hỏi. Đây, chuyện này là sao thế hả? Mộng Thiên Vũ đặt Mộng Thiên Thu ngồi xuống, cô có sao không? Nếu cô bị thương sao tôi ăn nói với chủ mẫu đây? Thiên Thu mở mắt nhìn vô thức về một phía nói với giọng điệu yếu ớt, nhị nha chết rồi. Quốc sư giết, Lý Tử Vĩ, e là hắn cũng là người của ma giáo. Các cô nàng khi nghe xong lời này thì ai nấy đều sững sờ không tin vào tay mình. Hạ y y nở ra một nụ cười gượng hỏi lại một lần nữa, sao, sao có thể chứ, Thiên Thu. Điều này không thể nói bừa được đâu, Thiên Thu nắm chặt lấy cánh tay của mình cúi đầu dõng dạc nói, quốc sư là người của ma giáo. Và lại lúc nãy quốc sư xưng lý tử vĩ là sư huynh, trong hắc huyền sâm pha thêm bí dược nhiễm bệnh lở loét mà hắc huyền sâm lúc đó là lý tử vĩ cho ta. Nói tới đây Thiên Thu nhìn sang Thiên Vũ thốt lên, tỷ còn nhớ sơn thôn mà 10 năm trước chúng ta từng đi không, lúc đó bệnh lở loét bùng nổ, chỉ có một bé gái sống sót. Điều này ta chắc chắn nhớ rõ, hồng tụ chính là bé gái mà năm đó chúng ta cứu, tất cả đều có liên quan. Quốc sư đó dụ dỗ em bé, lừa họ giết các người dân trong thôn khác để nó biến thành chó của mình. Đáng tiếc năm đó chúng ta không có điều tra thêm đã xử lý thi thể của người dân trong thôn nó. Tuy lý Tử Vĩ mất trí nhớ có lẽ là thật, nhưng giờ ta nghi ngờ, có lẽ hắn chính là ma tôn Tử Vi đã mất tích mấy tháng trước. Tiểu Soái nghe thấy thì vô cùng tức tối mà đi tới siết chặt hai bàn tay, không thể nào như thế được, ta nói hắn không phải hạng tốt lành gì mà. Thiếu Soái đi tới trước mặt Thiên Thu lắc tay ra hiệu. Chị Thiên Thu sư phụ mới không phải là người xấu, nhưng chứng cứ dành dành toàn bộ mọi thứ đều chỉ về hắn. Thiết y môn, vạn cổ các, thậm chí là vô địch tông và hoàng gia, hắn rõ ràng là cố ý đến gần chúng ta. Vừa nói dứt câu thì hạ y y đi tới giơ tay lên ngắt lời, không không, thật ra là thiết y môn chủ động tìm đến. Hạ y y, cô im miệng cho tôi, sau đó thiên thu lại quay sang gặng hỏi tiểu soái tình hình lúc nãy của chị ngươi rất không đúng. Lúc trước cô ấy biết võ công không, lúc trước chị ấy chưa từng học võ, Ngày thường thỉnh thoảng theo sư phụ tập thể dục mà thôi. Vậy thì còn lạ hơn nữa, rõ ràng lúc nãy cô ấy ra tay hất chúng ta ra, sức lực đó không phải một người thường có thể có được." Cô ta từng nói, "Mình có thể nhìn thấy khí tức trên người mỗi người, do đó khẳng định thân phận của Lý Tử Vĩ không có vấn đề, có lẽ cô ấy sớm đã gia nhập vào ma giáo." Hạ Y Y nghe xong lời này thì có chút tức tối bước ra đặt tay lên ngực thẳng thắn nói, "Lỡ như chúng ta sai thì sao? Vừa rồi Lý trưởng quầy còn bảo vệ chúng ta nữa đấy." Lại nói không phải lý trưởng quầy đã mất trí nhớ sao điểm đáng ngờ quá nhiều mộng thiên thu nghe xong thì đưa tay lên vuốt cằm trầm mặc miệng lẩm bẩm có lẽ hắn nổi lên nội chiến với quốc sư nguyên nhân ta cũng không rõ ta chỉ biết nếu như hắn thật sự là ma tôn tử vi vậy thì nguy cơ rồi ma tôn đã từng trúng cổ độc nhưng hiện giờ cổ độc trên người hắn chỉ sợ đã được giải rồi tuy mình cũng không muốn tin sự thật có thể lý tử vĩ chính là ma tôn tử vi cùng lúc đó ở trấn vô danh thiên toàn đã trở lại nguyên hình nữ nhân với bộ mặt tức giận hét lớn được lắm, không ngờ ngươi còn để lại đường dự phòng. Gọi người thiết y môn đến, đây chính là mục đích của ngươi sao. Rốt cuộc ngươi là ai? Nam chính nghe xong thì vô cùng tức giận mà há to mồm quá thẳng vào mặt thiên toàn. Ngươi con mẹ nó mắc chứng hoang tưởng bị hại hay gì? Sao biết bổ não thế? Dứt lời anh ta với một nguồn sức mạnh cường hãn trên thân thể lao nhanh về phía thiên toàn hát lên. Ngươi hỏi ta là ai sao? Ta là ông cố tổ của ngươi đây. Trước sự tấn công của nam chính thiên toàn chừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt không chút sợ hãi sau đó cô ta thẳng tay trưởng ra một đòn khiến Lý Tử Vĩ văng thẳng vào vách tường tạo ra một vụ nổ tung khói bụi bốc lên nghi ngút. Thế nhưng giây sau nam chính đứng bậc vậy vết thương nhanh chóng lành lại nguyên vẹn, nữ nhân thối tha, tuy năng lực tự chữa lành của ta rất châu bỏ. Nói tới đây Lý Tử Vĩ một lần nữa lao đến bất ngờ tấn công thiên toàn khiến cô ta giật mình đưa tay lên chống đỡ, nhưng ta con mẹ nó cũng biết đau nhà. Ngay lúc này khi thiên toàn chống đỡ đòn đánh của nam chính thì cũng phải cắn răng mà thầm nghĩ, sức lực của hắn lớn hơn vừa nãy rồi ngay lúc này bỗng chốc toàn thân của lý tử vĩ bị một luồng ma khí dày đặc quấn lấy khiến anh ta tức tối ngấu nghiến hai hàm răng thiên toàn ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt sắc bén nghĩ bụng tên này rốt cuộc đã tu luyện công pháp gì huyễn thuật không cách nào khống chế được người có phòng bị với mình mấy con dẹp vừa rồi chắc chắn đã đi báo tin bây giờ không có thời gian dây dưa với hắn nữa cho dù hắn có thể hồi phục cũng phải tốn một chút thời gian ngẫm nghĩ xong con ả liền ngưng tụ vào lòng bàn tay của mình một nguồn ma khí cường đại trước tiên cứ bầm trên này ra thành từng mảnh ngay sau đó thiên toàn liền thẳng tay trưởng đạo ma khí về phía của nam chính trong lúc anh ta không để ý trước đoàn tấn công bất ngờ lý tử vĩ đưa tay lên chống đỡ độ xanh nguy to một lúc sau anh ta từ từ hé mở một mắt ra cứ tưởng đã hẹo rồi nhưng không ngờ thiên nữ lại đứng ra một tay đỡ lấy đòn đánh trí mạng dùng mình thiên nữ nhìn về phía trước với bộ mặt đen kịch đầy sắc khí gặng giọng nói ta nói này có phải ngươi đã quên ở đây còn có một người nữa không vậy đại tỷ xinh đẹp Nói xong thiên nữ ngay tức khắc liền hấp thụ tất cả các luồng ma khí ở trước mắt mình, ma khí nhanh chóng tích tụ hết vào lòng bàn tay của thiên nữ. Ngay giây sau cô nàng nắm chặt bàn tay của mình lại ma khí xung quanh liền dần dần tiêu tán, đồng thời thì luồng ma khí đang trói chặt nam chính cũng buông lỏng khiến anh ta chừng mắt kinh ngạc. Sau đó Lý Tử Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía thiên nữ, đại xinh đẹp, cô đây là sao, ngay lúc này điều gì đó đã khiến cho Lý Tử Vĩ trợn tròn hai mắt. Ma khí đang tích tụ trên người của thiên nữ một cách dữ dội, thiên nữ nhìn về phía trước với bộ mặt nghiêm nghị đôi đồng tử đỏ rực lần đầu lúc nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy nhìn ngươi không thuận mắt rồi xin hỏi có phải lúc trước chúng ta từng gặp mặt nhau rồi hay không nghe thấy câu hỏi này thiên toàn làm ra bộ mặt nham nhở không ai bằng thiên nữ mà sư huynh từng nhắc tới nếu như lúc trước chúng ta từng gặp khi đó ta sẽ trói cô mang về ma giáo đưa tới dưới chân sư huynh nói xong ả à, ta vung tay đánh ra một đạo ma khí cường đại gây nên một vụ bùng nổ chấn động thiên địa sau khi đã đánh xong một đòn con à liếc mắt nhìn sang nhìn thấy trước mắt là một ngọn lửa rực cháy đang phần phật bùng lên thì thiên toàn lại nảy ra một ý nghĩ trong đầu thiên nữ trong truyền thuyết vậy là xong rồi sao dứt lời à ta nở ra một nụ cười phấn khích còn tưởng lợi hại cỡ nào sớm biết thế thì nên lưu tình rồi giết thiên nữ rồi ta làm sao ăn nói với sư huynh đây vừa nói dứt câu thì thiên nữ cùng với lý tử vĩ bước ra từ ngọn lửa lên tiếng ngươi không nghe qua có một quy luật cốt truyện thép sao anh ta chống lạnh nhếch mép cười khinh bỉ đó chính là định luật khói vô thương ngay lúc này đôi đồng tử của thiên nữ chuyển sang một màu đỏ máu thiên toàn nhìn thấy thì toát mồ hôi nhễ nhại thiên nữ trợn tròn đôi mắt với hai dòng lệ khí ngược ngược lên trời lao thẳng về phía của thiên toàn cô nàng bóp chặt lấy cổ của thiên toàn khiến ả ta mắt nhắm mắt mở cắn răng đau đớn bàn tay của thiên nữ càng lúc càng siết chặt khiến thiên toàn cả người run rẩy sao sao lại như vậy chứ không dùng được sức toàn bộ sức mạnh đều bị người đàn bà này hấp thụ thiên nữ ở phía đối diện sử dụng mỹ thuật mê hoặc đồng thời rút đi ma khí trong cơ thể của thiên toàn thế nhưng ngay sau đó trên mặt của thiên toàn bỗng chốc nổi lên một vết lở loét khiến nàng ta vô cùng ngứa ngáy thiên toàn bị bóp đến xanh cả mặt toát mồ hôi như mưa nhưng vẫn nhe răng cười tươi còn nổi thói bỏ hỗn lên ngươi cũng bị nhiễm bệnh lở loét rồi sao ngay lúc đó cơn ho bắt đầu trỗi dậy thiên nữ quay mặt sang chỗ khác ho đến khàn cả cổ không chịu nổi nữa thiên nữ lập tức buông tay ra khỏi cổ của thiên toàn và tiếp tục ho Nam chính thấy thế thì vội vã chạy đến đỡ lấy thiên nữ ôm vào lòng mình. Đại xinh đẹp, từ khi nào cô lại trở thành như vậy? Cơ thể của thiên nữ ngay lúc này run cầm cập và cô nàng không ngừng với tay với chân để gãi gãi khắp người. Không, không được rồi. Ta ngứa quá, thiên toàn với bộ mặt ướt đẫm mồ hôi nhìn về phía trước lên. Xem đây chúng ta còn có thể đàm phán được. Đúng là đáng chết, dùng không được chút sức nào nữa. Thiên toàn lùi người lại mặt mày xanh như đít nhái không ngừng thở hồn hển. Thật ra trong tay ta có bí dược có thể chữa bệnh lở loét, nhưng thứ này chỉ có ta biết phải sử dụng như thế nào. Chúng ta đều thu tay, bỏ qua cho đối phương có được không? Nghe vậy Nam Chính liền quay sang nhìn cô ta với bộ mặt nghi ngờ gặng hỏi. Bí dược sao? Thiên Toàn ngay sau đó liền mang ra một ống tiêm chứa bên trong một loại chất lỏng màu đỏ. Đúng, đúng vậy, đây là thứ mà chỉ ma giáo chúng ta mới có, không chỉ có cái này. Ma giáo chúng ta còn có rất nhiều điều tốt. Nghe thấy lời này Nam Chính liền đi tới với một bộ mặt tối sẫm đầy sắc khí lườm mắt nhìn Thiên Toàn. Ô thế sao? vậy ngươi thật là lợi hại. Dứt lời anh ta sử dụng đoàn kiếm chém một nhát thẳng vào cổ Thiên Toàn khiến cô ta trợn tròn hai mắt sừng sốt. Nam chính cầm chặt đoàn kiếm trong tay với bộ mặt đen kịch nhìn Thiên Toàn ngã xuống dưới chân mình. Sau đó anh ta liền khom người xuống cầm lấy ống tiêm trên tay Thiên Toàn. phản diện đều chết do nói nhiều đấy không biết sao. chết đến nơi mà còn hay ra giải quá. lúc đó Thiên Nữ ở bên này mặt mày xanh lè xanh lét liên tục gãi vào những vết lở loét. a à, vĩ huynh, ta ngứa quá, không chịu nổi nữa nghe vậy Lý Tử Vĩ liền vội vã chạy đến bên cạnh Thiên Nữ, đại xinh đẹp, cô nhịn một chút đừng gãi nữa. chuyện có thuốc giải. Lúc biết tú nhi là bé gái may mắn sống sót năm đó là ta đã đoán được rồi. nói đến đây ánh mắt của Lý Tử Vĩ trở nên khác lạ. chẳng qua, sau đó anh ta không ngần ngại mà dùng thân mình để đâm ống tiêm vào truyền thứ chất lỏng màu đỏ vào cơ thể. rất nhanh thì độc dược đã chạy thẳng vào kinh mạch của Lý Tử Vĩ khiến phần cánh tay của anh ta vô cùng đau nhói. a à, vĩ, huynh sao vậy? may mắn nam chính có năng lực tự chữa lành vì vậy nên vết thương đã nhanh chóng không hề gì ha ha đau chết đi được ta biết người đàn bà này không có lòng tốt thứ này là giả thứ bên trong là thuốc độc thiên nữ nghe xong thì mặt mày tái xanh lại toát mồ hôi hột gì cơ là thuốc độc thật sao chắc cô ta muốn chơi khăm chúng ta đáng tiếc thất bại rồi may mà ông đây thông linh nhưng không sao còn một định luật toàn bộ những thứ quý trọng thường đều mang trên người a à, vĩ cậu muốn đi đâu thế Nam chính bước tới thi thể của Thiên Toàn rồi ngồi xổm xuống. Đương nhiên là lục túi của ả ta rồi, nói tới đây anh ta liền bật lên ngón tay cái mắt nhắm mắt mở tươi cười rạng rỡ. Sau một lúc lục lọi nam chính lấy ra từ người Thiên Toàn một tấm lệnh bài nhìn vào nó với vẻ mặt ngơ ngác, trên người con ả này cũng có một tấm lệnh bài sao? Sau đó anh ta đưa tấm lệnh bài lên trước mắt mỉm cười nghĩ trong đầu, hay là mở ra xem thử đi. Trên tấm lệnh bài khắc lớn một chữ Thiên bùng nổ một cái liền xuất hiện vô số những loại thuốc khác nhau, ngay giây sau trên bàn tay của Lý Tử Vĩ là một màn hình hệ thống. Anh ta nhìn vào nó mà ngỡ ngàng không nói nên lời, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong đã kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn há hốc mùng kinh hãi. Ôi trời! Toàn là khoa học kỹ thuật hiện đại thậm chí là khoa học kỹ thuật tương lai. Ngẫm nghĩ xong anh ta liền lấy ra một ống tiêm chứa bên trong loại chất lỏng màu xanh lá. Đây chắc là thuốc có thể chữa bệnh lở loét nhỉ. Nói xong anh ra liền không do dự mà đâm ống tiêm vào bắp tay của mình để đề phòng lỡ như. Thử độc trước đã, sau khi đã chích một mũi thì cơ thể của nam chính đã không có bất kỳ trạng thái nào đại khái là bình an vô sự. Thế là Lý Tử Vĩ liền lấy ra thêm một ống tiêm nữa mà quay sang nhìn thiên nữ vui vẻ nói: "Đại sinh đẹp, nào nào, tôi tiêm cho cô. Tiêm sao? Đúng, đưa cánh tay của cô ra đây." Nghe vậy thiên nữ liền quay người lại kéo vai áo của mình xuống mà ngại ngùng hai má đã bừng lên. Tử Vĩ nhìn chằm chằm vào bắp tay trắng nõn của thiên nữ im lặng không nói gì, sau đó nhẹ nhàng chích mũi tiêm vào bắp tay của thiên nữ rồi dỗ dành nàng ta như một đứa con nít không đau nha. Trích xong anh ta mang cho thiên nữ một tấm vải trắng, nào nào, mau đè lại rồi lát nữa buông ra. Được, ta biết rồi, lúc sau nam chính liếc mắt nhìn về phía của nhị nha. Anh ta đứng dậy siết chặt hai bàn tay với một bộ mặt đen kịch khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của nhị nha. Tử vĩ khom người xuống bế nhị nha đứng lên đưa vào nhà. Anh ta đặt con bé nằm cạnh lão bà, nhị nha, còn có bà của nó. Nam chính lấy ra một chiếc khăn tay lau đi vệt máu trên miệng của nhị nha, là mình gián tiếp hại chết họ ma giáo giấu nhiều đồ hiện đại như vậy. Chắc chắn không thoát khỏi liên quan với hệ thống, nhưng hệ thống đâu chứ, sao mãi không xuất hiện. Chị gái cơm hộp nói ta chỉ là đang giả vờ tử vi ma tôn mà thôi, đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngay sau đó Lý Tử Vĩ thò tay vào một túi đồ dường như muốn lấy ra thứ gì đó, anh ta lấy ra một tấm áo choàng màu đen rồi đứng dậy khoác lên trên cơ thể của mình. Tiếp đó Tử Vĩ lấy ra thêm một tấm áo choàng màu đen nữa đi tới khoác lên cho thiên nữ khiến cô nàng có chút bất ngờ mà liếc mắt nhìn sang. Thiên nữ quay đầu nhìn lại gặng hỏi: "A Vĩ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Đi tìm hạ cô nương bọn họ sao?" Nam chính nghe xong thì cau mày nhân mặt đáp lời: "Không được, trước khi chưa làm rõ sự thật, e là chúng ta phải trốn một thời gian. Nếu thân phận thật của mình thật sự không phải Tử Vi Ma Tôn, vậy mình là ai chứ?" Rất nhanh thì trời cũng đã nửa đêm canh ba, Nam chính đi cùng với Thiên nữ tới chỗ của các người dân nhiễm bệnh. Anh ta đi tới trước mặt một người dân trong làng gọi: "Ê, ê tỉnh lại đi." thanh niên kia vừa nhìn thấy nam chính thì giật mình bừng tỉnh há to mồm hét lên ngươi chính là lý trưởng quầy sao tử vĩ không trả lời câu hỏi của thanh niên mà trực tiếp đưa ra ba ống tiêm thuốc giải đây là thuốc có thể chữa bệnh lở loét của các ngươi ta dạy ngươi làm sao sử dụng ta có việc phải đi trước ngươi phụ trách tiêm cho người dân bị bệnh trong thôn cái này có thể chữa bệnh lở loét sao nam chính để lại cho thanh niên một túi đồ rồi quay người bỏ đi hắn ta mừng đến rước nước mắt lập tức quỳ lên dập đầu xuống lý trưởng quầy Lý trưởng quầy quả nhiên là đại ân nhân của chấn vô danh chúng ta. Một lúc sau Lý Tử Vĩ và Thiên Nữ dừng chân tại một ngôi nhà lụp sụp, anh ta ngã lưng xuống thở phào một hơi, xem như tìm được chỗ dừng chân rồi. Nói xong anh ta nhìn về phía của Thiên Nữ, đại xinh đẹp, khoảng thời gian này ủy khuất cho cô rồi, không sao đâu, thực sự không sao. Trả lời xong Thiên Nữ liền cúi đầu đặt tay lên ngực mỉm cười thầm nghĩ, ở chung với A Vĩ trong lòng bình tĩnh không ít. Ngay sau đó cô nàng nhớ lại cảnh tượng mình áp chế thiên toàn lúc trước mà không hiểu lý do gì. Ta lúc trước rốt cuộc là sao vậy chứ? Khát máu. Thậm chí có manh động muốn hủy diệt mọi thứ. Tại sao ta lại biến thành như vậy? Đang ngẫm nghĩ thì nam chính lên tiếng gọi. Đại sinh đẹp, cô nàng nghe thấy thì vui vẻ ngoảnh đầu nhìn lại đáp lời. Có đây ạ, à, tử vĩ nhìn vào thiên nữ mỉm cười niềm nở nói. Lúc đó chúng ta đến không thiền tự. Vị đại sư đó đã nói gì với cô? Có thể nói cho ta biết được không? Cùng lúc đó ở một diễn biến khác giữa không gian bỗng dốc xuất hiện một màn hình hệ thống hiển thị, số hệ thống là 2B666. Ký chủ đã thành công thay đổi cơ thể, bắt đầu kích hoạt lại thể ý thức của ký chủ. Sau khi đã kích hoạt thể ý thức lên đến 100% thì nhị nha đồng thời mở mắt tĩnh lại, sau đó nhị nha liền bất chi bất giác ngồi bật dậy. Cô bé nhìn vào bàn tay của mình với một bộ mặt tối sầm trước mắt còn hiện lên một bảng hệ thống, đây là đâu thế này? Ký chủ, nơi này tên là Trấn Vô Danh, cơ thể hiện giờ của người là một bé gái chết trong bệnh dịch lở loét ở trong thôn trang nhị nha giới thiệu một chút với mấy ní cho dễ hiểu nhị nha lúc này đã không còn là nhị nha nữa mà là tử vi ma tôn trọng sinh vào cơ thể của cô bé tử vi ma tôn nhìn vào túi bình an trên tay mình sau đó hắn liền ném túi bình an sang một bên rồi nhếch mép cười nham hiểm em bé sao thú vị đây hình tượng này tiện cho việc ngụy trang thân phận thật của ta dứt lời tử vi ma tôn nhìn ra bên ngoài cửa thì phát hiện ra thi thể của thiên toàn hắn ta với một bộ mặt đen kịch hai bàn tay nắm chặt bước ra bên ngoài người đàn bà này trông quen mắt quá vãi cứt là thiên toàn sao cô ta vì sao lại chết rồi cùng lúc đó thì đột nhiên một tiếng động xào sạc bên trong bụi lùm vang lên ở phía sau lưng gây nên sự chú ý của tử vi ma tôn hắn ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tú nhi đang ngồi trên cành cây với bộ mặt sợ hãi toát mồ hôi hột là hồng tụ sao tú nhi sau khi đấu tranh tư tưởng rất lâu quyết định quay về chất vấn lý tử vĩ về việc lở loét cùng với thân phận ma tôn rốt cuộc là như thế nào vì đã không còn ở bên nam chính nên sẽ đổi tên tú nhi thành hồng tụ lúc sau tử vi ma tôn đi vào nhà ngồi chĩa chệ trên giường khoanh tay gặng hỏi cô giải thích xem thiên toàn làm sao mà chết hồng tụ nghe thấy câu hỏi của tử vi ma tôn thì nhìn về phía trước với ánh mắt sắc bén mặt mày xanh như đít nhái không cảm xúc im lặng không nói gì tử vi ma tôn thấy thế thì vô cùng tức giận mà cau mày nhăn mặt hồng tụ bổn tôn hỏi chuyện sao cô không trả lời nghe thấy lời này của tử vi ma tôn mặt mày hồng tụ xanh sẫm lại toát mồ hôi hột bổn tôn gì chứ vừa nói dứt câu thì tử vi ma tôn bất ngờ động thủ hắn dùng ma khí quấn chặt lấy cổ của hồng tụ với uy áp sức mạnh áp chế vô cùng cường đại khiến cô ta vô cùng đau đớn mà cắn chặt hàm răng hắn ta ghi chặt bàn tay siết lấy cổ của hồng tụ khiến cô ta cả người run rẩy đúng là đồ ngu ngay lúc đó bảng hệ thống bỗng dốc xuất hiện ngay bên cạnh hiện lên ký chủ ma giáo lệnh thấy vậy tử vi ma tôn liền mạnh tay trưởng thẳng hồng tụ bay xa văng thẳng vào vách tường khiến nó đổ nát sức mạnh quá lớn khiến cô ta không ngừng thổ huyết Tử vi ma tôn lườm mắt nhìn xuống với hai đồng tử tuôn ra lệ khí rồi nắm chặt bàn tay của mình lại. Sau cái nắm chặt bàn tay của hắn ta thì nhanh như chớp đã bẻ gãy một chân của hồng tụ khiến cô ta vô cùng đau đớn đến xé nát tim gan toát mồ hôi nhễ nhại. Tử vi ma tôn sau đó quay người lại với một vẻ mặt lạnh băng mà khí trên tay của hắn cũng dần tan biến. Thật đúng là phiền phức, lúc này hệ thống hiện ra phía sau lưng tử vi ma tôn. Dù sao thì lúc trước ký chủ bảo ta đem một phần thể ý thức của cô ta cột trên ma giáo lệnh, cô ta dựa vào ma giáo lệnh nhận người cũng rất bình thường nhưng thật kỳ lạ trên người ký chủ nên có khí tức của ma giáo lệnh cô ta không nên có phản ứng này nghe vậy tử vi ma tôn liền thò tay vào y phục lục lọi sau một lúc tìm kiếm thì mặt mày của hắn đen như đít nồi ơ kìa đâu mất tiêu rồi chứ ký chủ làm mất cái gì rồi tử vi ma tôn mặt mày xanh như đít nhái nhìn vào hai tay trống trơn của mình mà hốt hoảng ma giáo lệnh của ta mất rồi sao lại như vậy Lúc đó ký chủ bị bao vây tự nổ trước khi mang theo toàn bộ chi binh đã thành công truyền lệnh rồi mà, theo như cài đặt của ta, ma giáo lệnh không thể nào không nằm trong tay ký chủ, ký chủ chờ chút, hình như không ổn lắm, tôi kiểm tra lại một lát. Sau một lúc kiểm tra thì hệ thống hiển thị, dựa vào sắp xếp của hệ thống số 2B666, cốt truyện nên là như vậy. Trước tiên ký chủ bị quân địch bao vây, đem ma giáo lệnh truyền lệnh ra, sau đó ký chủ tự nổ, lúc tử vong diệt toàn bộ chi binh tạo ra hiện tượng giả là mất tích hoặc là đã chết sau đó ma giáo lệnh dựa vào tuyến đường đã định, tìm đến thân phận mới mà 2B666 đã chuẩn bị trước cho ký chủ. Giết chết đồng thời vào giây phút thể ý thức của nguyên thân tan biến thì đem thể ý thức của ký chủ đưa vào, cuối cùng ký chủ có thể dùng thân phận mới thoát thân. Ma phục trong tối tiếp tục kế hoạch của chúng ta, nghe xong lời đó của bản hệ thống tử vi ma tôn mặt mày tối sầm lại đầy sát khí, hệ thống nhìn thấy thì cũng toát mồ hôi. Sau đó hệ thống lại tiếp tục hiển thị, xem ra, sự xuất hiện của búp không rõ tên khiến điểm này sai lệch, loại trừ búc cần thời gian ta sẽ nhanh chóng tiến hành loại trừ ngươi có thể nói tiếng người được không bổn tôn không hiểu mấy thứ ngôn ngữ đó của ngươi nói một cách đơn giản là xảy ra chút sai sót nhỏ thôi ký chủ không cần lo lắng có thật không đấy đương nhiên là thật tử vi ma tôn dương mắt nhìn vào hệ thống gạng hỏi vậy thiên toàn còn có ma giáo lệnh của bổn tôn thì sao cái chết của thiên toàn đang đọc còn về ma giáo lệnh thì ký chủ đổi một cái mới nữa là được ngay dây sau từ bên trong bảng hệ thống lừa hủy hóa ra một tấm ma giáo lệnh khác ký chủ có cần đem thể ý thức của hồng tụ trói trên ma giáo lệnh này không tử vi ma tôn nghe thấy thì vô cùng tức giận mà nhìn hệ thống với ánh mắt bén hót ngươi toàn nói nhảm thôi đương nhiên là cần rồi nghe vậy hệ thống liền sử dụng một luồng linh khí bao quanh lấy tấm ma giáo lệnh rồi bắt đầu hút đi thể ý thức của hồng tụ nhắc nhở thể ý thức đã cách ly ra ngoài không thể về lại lần nữa tiến hành tách ly chắc sẽ gây ra sát thương không thể nghịch chuyển với thể ý thức không sao dùng được là được ma giáo lệnh bắt đầu hút đi thể ý thức của hồng tụ khiến cô ta đau đớn cả người ướt đẫm mồ hôi một lúc sau hồng tụ mở bừng mắt nhìn về phía trước cô ta quỳ lên nhìn chằm chằm vào tử vi ma tôn ngươi ngươi là chủ nhân của ta sao dứt lời cô ta la lết dưới đất cả người run cầm cập không ngừng thở hồn hển đôi má đỏ bừng lên chủ chủ nhân chủ nhân của ta tử vi ma tôn nắm chặt hai tay liếc nhìn sang với vẻ mặt lạnh băng tự giải quyết chân mình cho đàng hoàng đi hồng tụ nhìn tử vi ma tôn với ánh mắt kẻ si tình hai má đỏ ửng hồng dạ tuân lệnh chủ nhân nói xong cô ta liền thò tay tới bẻ cái chân của mình trở lại nguyên vẹn xong việc hồng tụ ngẩng đầu nhìn lên vẫn là một bộ mặt đầy sự thèm muốn đó chủ nhân tụ nhi làm xong rồi lúc sau tử vi ma tôn liếc mắt nhìn hệ thống gặng hỏi lại có sai lệch trong kế hoạch tình hình bây giờ là sao đọc số liệu cần thời gian xin ký chủ bình tĩnh nói nghe nhẹ nhàng quá nếu ngươi không thể hoàn thành chuyện lúc trước hứa với bổn tôn hậu quả ngươi tự rõ như lời lúc trước ta nói mọi thế sự trên đời này đều nằm trong bàn tay ta ký chủ có gì đáng lo chứ, hú chi ta và ký chủ cùng một thể cộng sinh. Vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục, ta sẽ không hại ngươi, tử vi ma tôn nghe thấy thì liền quay lại chỉ tay thẳng vào hệ thống. Ngươi tốt nhất là không lừa bổn tôn, nay ký chủ vừa thức tỉnh, còn cần dung hòa với cơ thể này, dựa vào thân phận ký chủ mà lúc trước đọc được. Lát nữa ký chủ đúng lúc dùng thân phận người may mắn sống sót, ngay lúc đó bỗng chốc trên không trung vọng xuống một tiếng hét lớn gây nên sự chú ý của tử vi ma tôn, tử vi ma tôn. Yêu nữ thiên toàn, mau ra chịu chết đi trên không trung là một tên thanh niên với thân hình vô cùng vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn đi cùng với một đám người hổ ra của tam nguyên tông ngươi ở đây còn không ra đưa tay chịu trói ngay lúc này đám người của mộng thiên thu ở trong khu rừng vẫn còn đang tranh luận lý tử vĩ rốt cuộc có phải tử vi ma tôn hay không cùng với phải làm sao xử lý mấy người lở loét hạ y y với một bộ mặt tối sẫm toát mồ hôi thốt lên sau khi ta ngăn mấy dư nghiệt ma giáo lại thời gian đầu đã truyền tin cho cha người của tam đại tông đến hết rồi mọi người mộng thiên thu thành công chạy ra trước khi trời tối mãi đến đêm khuya lúc người của tam đại tông đến vẫn đang tranh chấp kịch liệt khúc túy giác tức giận há to mùng quát lên ngươi nói với ta quốc sư là người của ma giáo ta miễn cưỡng tin dù sao hắn trông không như người tốt nhưng ngươi nói với ta lý trưởng quầy là đại ca ma giáo ngươi nói lão nương tuyệt đối không tin cửu công chúa điện hạ ngươi là công chúa xin đừng chửi thề càng nói thì khúc túy giác càng thêm tức giận la hét om sòm quốc sư có thể là dư nghiệt ma giáo Tại sao ta không thể là một công chúa gia giáo kém? Lý trưởng quầy không thể là người tốt đơn thuần sao? Ta mặc kệ, dù sao lý trưởng quầy không thể nào là đại ca của ma giáo. Mộng thiên thu đặt tay lên ngực phản bác kịch liệt. Cho dù hắn không phải là đại ca ma giáo, hắn và ma giáo cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Chuyện hắn mất trí chắc là không giả, nhưng thân phận ma tôn không cần cũng được là chính miệng hắn nói, hoặc hắn là bản thân ma tôn quên đi một phần ký ức, hoặc là chịu chỉ thị của người đang mượn thân phận ma tôn hành sự. Nhưng ta cũng chỉ là đoán, nếu chủ mẫu ở đây thì hay rồi bà ấy có một môn bí pháp có thể nhìn ký ức của người khác nói tới đây mộng thiên thu chợt nhận ra điều gì đó thì mở bừng mắt đúng vậy chủ mẫu từng xem qua ký ức của lý tử vĩ nếu hắn thật sự là tử vi ma tôn sao chủ mẫu có thể giấu không nói ngược lại đi kết giao với đối phương chứ nếu lý tử vĩ không phải là tử vi ma tôn thân phận của hắn e là không đơn giản như chúng ta tưởng khúc túy giác và tiểu soái nghe xong thì vô cùng tức giận chuyện quan trọng như vậy ngươi cớ gì lại không nói ra sớm hơn ta đã nói sư phụ và tỷ tỷ không phải là người xấu mà hạ y y cau mày nhăn mặt gặng giọng nói vậy giờ chúng ta phải làm sao đây quốc sư chính là dư nghiệt ma giáo còn có chuyện ma tôn xuất hiện ta đã chuyển tin về mộng thiên thu đứng dậy nhìn y y với vẻ mặt lo lắng nếu lở loét là do ma giáo làm ra vậy ma giáo nhất định có cách giải quyết lý tử vĩ ngăn cản thiên toàn chúng ta mau đi tìm người giúp đỡ còn về vị thiên nữ cô nương đó chờ chuyện giải quyết xong mới hỏi tình hình của cô ta ngay lúc đó đột nhiên một tiếng hét vang lên ngay khu rừng của đám người mộng thiên thu ha 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 tử vi ma tôn cùng yêu nữ thiên toàn mau ra chịu chết khúc túy giác nghe thấy thì giật mình kinh hãi chừng mắt há to mồm la lên là ai động tĩnh gì thế này một lúc sau khúc túy giác cùng với hạ y y nhìn xa xăm về phía sâu trong khu rừng hóa ra là hai người đang vướng mắc vào một con chim màu trắng con chim này nó không phải là của tông chủ tam nguyên tam sao khúc túy giác vừa nhìn thấy con chim thì đã vô cùng tức giận con chim bay ngang qua đầu các cô nàng và không ngừng rêu rao. Lý trưởng quầy là đại ca ma giáo, Lý Tử Vĩ là tử vi ma tôn, Lý Tử Vĩ thân phận không đơn giản. Mộng Thiên Vũ nhìn thấy khúc túy giác sắp làm thịt con chim thì hốt hoảng la lên, bình tĩnh đi, đó hình như là ái sủng của tông chủ Tam Nguyên Tông. Ta biết, cho nên mới muốn giết chết nó, vừa nói dứt câu thì hạ y y với vẻ mặt hoảng loạn quay sang hét lớn. Tiêu rồi, Thiên Thu, ngươi mau đi mời chủ mẫu bọn họ đi, cũng không biết có kịp không nữa ta nghe cha ta nói qua sự tích của tông chủ tam nguyên tông tính cách vị tông chủ này theo lý mà nói hắn chính là loại người ngu si tứ chi phát triển chỉ sợ thế giới này không loạn một lúc lâu sau đó con chim trắng sãi cánh bay về hướng của trấn vô danh con chim trắng bay được một lúc thì cuối cùng cũng tới nó đáp lên vai của thanh niên tóc đỏ và la hét lý tử vĩ là tử vi ma tôn hắn chính là phạm thống tông chủ của tam nguyên tông cảnh giới võ hoàng Nghe thấy lời nói đó của con chim phạm thống đưa tay lên vuốt cầm liếc mắt nhìn sang chỗ khác cười nham nhở, thì ra là như vậy. Tử vi ma tôn này còn hóa danh, lý tử vĩ, cái tên này quen thuộc quá, mặc kệ hắn hóa danh thành gì. Cũng chẳng liên quan cái chó gì tới ta, ngẫm nghĩ xong phạm thống với bộ mặt tức giận há to mùng quát lớn, ma tôn lý tử vĩ. Yêu nữ thiên toàn gì đó, còn không mau ra đây chịu chết, nữ nhân đi bên cạnh hắn nghe thấy cái tên của nam chính thì sững sờ. Lý tử vĩ sao, nàng ta chính là nam cung ly, cung chủ của cực lạc cung. Cảnh giới võ hoàng, bên cạnh đó thì cũng xuất hiện một lão già râu tóc bạc phơ trầm mặc miệng lẩm bẩm, tên này không phải. Lão là ngô sở vĩ, tông chủ vô định tông, cảnh giới võ thánh đỉnh phong. Phạm thống đưa hai tay lên cao la hét dữ dội, ha ha đám chuột như ngươi chẳng lẽ muốn giấu đầu lòi đuôi, ta nay đã trở thành võ hoàng. Ta đã không phải là ta năm đó nữa, mau ra đánh một trận để ta xem thử thực lực hiện giờ của ngươi, Lý Tử Vĩ là người đứng đầu cuộc thi tỷ võ tên của vị cao thủ mà tam trưởng lão lôi kéo thất bại một lúc lâu sau đó tử vi ma tôn với sắc thái tức giận hai hàm răng cắn chặt chẳng phải ngươi nói mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của ngươi sao cái này nếu đến kiếm chuyện với bổn tôn thì cũng thôi đi lý tử vi này nhảy ở đâu ra chứ còn cướp danh hiệu của bổn tôn bảng hệ thống ngay sau đó liền hiện ra dựa vào thiết lập ban đầu người tên lý tử vĩ này chính là thân phận mới mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ký chủ ký chủ thông qua thân phận nhân viên khách điếm tiếp xúc được với thiên nữ đồng thời thu nhận em gái cô ta làm thuộc hạ đắc lực mới đúng à đọc xong rồi này xuất hiện lỗ hở lớn nguyên nhân không rõ dựa vào số liệu đọc được thì thiên toàn chết trong tay lý tử vĩ nhưng từ nội dung số liệu cho thấy vị thiên nữ đó và em gái cô ấy hình như dựa vào hướng đã định xuất hiện bên cạnh lý tử vĩ bao gồm hồng tụ và ma giáo lệnh tử vi ma tôn nghe xong thì tức giận máu bầm dồn lên não mặt mày đen như đít nồi ngươi chơi ta đấy à chủ nhân bị làm sao vậy Nghe thấy tiếng nói tử vi ma tôn liền ngoảnh mặt nhìn ra phía sau. Đúng rồi, còn có hồng tụ. Nghĩ xong tử vi ma tôn liền chỉ tay thẳng vào mặt hồng tụ mà hét lớn. Ngươi đọc ký ức của cô ta cho ta. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ký chủ, người bị tách ly qua thể ý thức, bản thân đã không còn hoàn chỉnh. Tách ly nhiều lần sẽ dẫn đến rối loạn tinh thần. Mất đi ký ức, tình trạng như vậy không thể đọc được ký ức, trừ khi người có thể lấy lại miếng ma giáo lệnh ban đầu. Tử vi ma tôn nghe vậy thì đổi trận lôi đình chuyện quan trọng như vậy sao lúc trước người không nói với bổn tôn, lúc trước khi ta nhắc nhở ký chủ. Ký chủ tỏ ý không quan trọng, tử vi ma tôn nhìn bảng hệ thống với ánh mắt sắc lạnh, vậy lý tử vĩ này. Bây giờ hắn đang ở đâu, do sơ hở nên không thể kiểm tra được vị trí cụ thể của đối phương, thể ý thức này hình như không nằm trong kho số liệu của ta. D. o u mơ nó, vậy bổn tôn còn cần người làm cái chó gì nữa chứ, chuyển cảnh đến chỗ của nam chính. Anh ta sau khi nghe lại lời kể của thiên nữ thì có chút tức giận. Trời trời trời, người câu đố và lão hòa thượng đó quả nhiên là người câu đố Lý Tử Vĩ đưa tay lên vuốt cầm hai hàm răng nghiến chặt người tự có số phú quý tại thiên mọi người đều đã được định sẵn như nay biến số đã xuất hiện chỉ cần thuận theo tự nhiên sao đi theo bên cạnh ta thì có thể làm thay đổi vận mệnh vốn có vận mệnh vốn có của đại sinh đẹp là gì thế nhỉ tại sao ta thì có thể thay đổi vận mệnh chứ đang ngẫm nghĩ thì Thiên Nữ đưa một ngón tay lên dõng giặc nói cái đó a à, vĩ cậu có nghe thấy lúc nãy hình như có người đang kêu hình như nhắc đến tên của cậu ý. Nam chính nghe xong lời này thì ngu cả mặt ra thầm nghĩ, ta đã đặc biệt tránh né đề tài này rồi, chúng ta có thể khoan hãy nhắc đến chuyện này hay không. Lúc đó ta vội vàng xuyên không, không lẽ nhầm thân phận rồi, càng lúc càng cảm thấy mình lầm. Muốn chết đi hỏi nhân viên làm việc nhưng lại sợ dùng hết cơ hội hồi sinh, hỏng rồi, chiến này lớn chuyện rồi. Nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy vừa nhìn đã là hệ thống 666 gì đó làm ra, mà tại sao trong ma giáo lệnh này toàn là công pháp? để chút khoa học kỹ thuật cấp cao trong đó có chết không chứ đừng nói với ta hệ thống đó ở trên người ma tôn thật người ta là nhân vật chính thế ta là gì đại ca thành phố ca đàn lớn nhất trong bài tây vật cát tường trong kfc nghĩ tới đây đột nhiên lý tử vĩ hai mắt mở to tròn chờ đã hình như ta bỗng nhiên hiểu rồi cuối cùng thì nam chính cũng đã giác ngộ rồi ta có quan hệ với ma tôn nhưng ta không phải ma tôn thân phận rút được không thể nào có sai vậy thì là ta không hỏi rõ không dùng được công pháp nhưng lại chịu rất hay trong tay cầm vật cận thân của ma tôn mai danh ẩn tính, sống trong một nơi nhỏ. Những suy nghĩ đó dường như đã đâm thẳng vào đầu của nam chính khiến cho anh ta được giác ngộ, ta là kẻ địch mạnh nhất của đệ nhất cao thủ giang hồ tử vi ma tôn. Chứ không phải là đệ nhất cao thủ giang hồ tử vi ma tôn, sau một lúc ngẫm nghĩ thì anh ta đấm liên hoàng vào trong bàn tay của mình, thì ra là như vậy, nhưng cũng không phải vậy. Cho nên lúc đó Tú Nhi và ma giáo lệnh mới, nguyên thân làm thế nào lấy được ma giáo lệnh nhỉ, Nhìn thấy nam chính thất thần thiên nữ liền ló đầu nhìn sang vẫy tay trước mặt anh ta gọi: "A à, Vĩ ơi." Nghe thấy tiếng gọi thì lúc này nam chính mới bừng tỉnh, "Đại sinh đẹp, có việc gì à?" Thiên nữ hai má đỏ hồng mỉm cười thốt lên, "Không sao cả, chỉ là thấy sắc mặt của cậu bỗng nhiên kém như vậy, ta có hơi lo lắng." Nghe thấy câu này của tiên nữ Tử Vĩ đã không kiềm được lòng mà vô thức gọi nàng ta, "Đại sinh đẹp." Sau đó cô cậu bước tới giơ hai tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai của thiên nữ, nói ra thì cơ thể của cô có đỡ hơn chưa? lúc trước cô từng học ma công đúng không? Hỏi xong anh ta câu mày trầm mặc nghĩ trong đầu, lúc đó hỏi vị đại sư kia cũng không hỏi ra được cái gì hết. Cũng không biết thể chất thiên nữ này của đại sinh đẹp rốt cuộc làm thế nào, lúc trước cô ấy bỗng nhiên hắc hóa, e là có liên quan đến thể chất này. Thiên nữ cúi đầu đặt tay lên ngực bẽn lẽn nói, ta chưa từng học võ, ta cũng không biết lúc đó mình bị làm sao nữa. Nói ra thì, khoảng thời gian trước ta hay cảm thấy tâm thần bất an, trong đầu hay muốn làm vài chuyện không tốt đặc biệt là lúc quốc sư ở đó loại cảm giác này rất rõ rệt. Lần đầu lúc gặp cô ấy xém hại chết A Vĩ, sau đó ta thậm chí còn manh động muốn giết chết quân. Bởi vì bệ hạ bao che hành vi của cô ta, nam chính nghe xong mấy lời đó thì mặt mày đen như đít nổi hai mắt trợn trắng lên, trời trời trời. Thì ra đại sinh đẹp là loại người này sao, đó là hoàng đế, cô ta lại muốn giết quân. Thiên nữ chọc hai đầu ngón tay vào nhau bày ra bộ mặt ấm ức, lúc trước ta không như vậy, chỉ là gần đây càng lúc càng không khống chế được mình hôm nay cũng tự nhiên mới như vậy ngay cả bản thân ta cũng hết hồn a vĩ chắc chắn cũng sợ hỏng rồi nhỉ nói chung ta không biết a vĩ cậu có quan hệ gì với ma giáo cũng không biết ta bị làm sao nữa nhưng ta không quan tâm mấy chuyện này ta chỉ muốn các người được tốt lành bao gồm hồng tụ cô nương thật sự cảm ơn cô đại xinh đẹp thiên nữ nghe thấy lời này thì hai mắt mở to tròn ngơ ngác nam chính bật lên ngón tay cái đá lông nheo với tiên nữ một phát siêu ngầu cảm ơn cô lúc trước đã cứu ta cô đừng nói gì cả lúc đó cô rất ngầu. Đại khái chính là đáng yêu đấy, còn nữa, cảm ơn cô xem ta là người quan trọng. Đây, đây đều là điều ta nên làm mà, nam chính đưa tay lên vuốt cầm ngước con ngươi nhìn trời nghĩ bụng, đại sinh đẹp hắc hóa chắc là bị ma khí ảnh hưởng. Quốc sư khác với Tú Nhi, tên đó gần như luôn mở hiệu quả đặc biệt mắt đỏ đó của cô ta, nhưng đại sinh đẹp lúc ở bên cạnh môn chủ thanh sơn môn thì không có chuyện gì. Chẳng lẽ thứ này còn chia nồng độ sao, nghĩ tới đây trong đầu của nam chính liền hiện lên hình ảnh của nhị nha và Tú Nhi. Giờ nghĩ lại mấy thứ này cũng vô dụng, dù sao chuyện cũng bị mình làm cho hỏng hết cả rồi. Tử vĩ với một bộ mặt tối sẫm lườm mắt nhìn vô thức miệng lẩm bẩm. Lúc trước lệnh truy nã mà hạ cô nương cho ta không mang trên người, phải về khách điếm trước mới được, cùng lúc đó ở trấn vô danh. Phạm thống và con chim của hắn ta vẫn đang điên cuồng la hét trước nhà của nhị nha, dư nghiệt ma giáo, mau ra đây cho ta. Ông đây đã hét đến khản cả cổ rồi mà các ngươi vẫn cứ lì mặt ở bên trong sao, nam cung ly đứng ở phía sau nhìn chằm chằm phạm thống mà bất lực kêu lên má ơi hắn kêu sắp một canh giờ rồi đấy lão ngô sovi đưa bàn tay lên gặng giọng nói phạm tông chủ chi bằng ngươi nghỉ ngơi trước đi bọn ta phái người vào cha trước ngươi còn gọi nữa thì trời cũng sáng con mẹ nó luôn rồi phạm thống nghe thấy thì quay sang đáp lời ngươi có biết cái gì gọi là gọi trận không thế đường đường là ma tôn chỉ cần có chút thể diện hắn cũng nên cút ra ứng chiến lúc trước tam nguyên tông các ngươi không bị ma giáo cướp qua ngươi muốn lén báo tin sao phản đồ những lời nói này của phạm thống như ngàn tiễn xuyên tim lão ngô S.O.V.I. khiến lão ta tức đến thổ huyết ngay lập tức sau đó lão ngô S.O.V.I. đưa tay lên lau đi vệt máu trên miệng phạm tông chủ đừng nói bừa ta nào biết vì sao ma giáo chỉ bỏ qua cho tam nguyên tông ta chứ cuối cùng tam đại tông cũng không gọi ra được tử vi ma tôn khi họ vào trấn vô danh người dân nghịch mặt chỉ ra nơi lần cuối thấy quốc sư ta nhớ ở gần nhà bà nội nhị nha từng gặp qua mà hướng đi của a vĩ lại bị người dân trong thôn giấu đi lý trưởng quầy sao có thể là người xấu chứ phải đó không có lý trưởng quầy e là chúng ta đã đều phải chết rồi một thanh niên trong thôn bước đến sau lưng phạm thống thốt lên kêu gào cả nửa ngày nói lý trưởng quầy là ma tôn gì đó làm gì có ma tôn ở đây cho thuốc cứu tai họa chứ nam cung ly xòe chiếc quạt của mình ra đưa lên trên miệng dịch bệnh trong thôn này cũng không giống như nhiễm bệnh dịch là lý tử vĩ đó đã làm gì sao thế nhưng sau đó thứ gì trước mặt khiến nam cung ly hai mắt mở to tròn kinh ngạc ba người của tam đại tông nhìn vào thi thể của thiên toàn mà ai nấy đều chừng mắt sững sờ người đã chết rồi sao cùng lúc đó hồng tụ bế tử vi ma tôn trên tay đứng trên cành cây quan sát xuống bên dưới hồng tụ liếc mắt nhìn sang mỉm cười niềm nở nói chủ nhân bây giờ chúng ta đi đâu đây tử vi ma tôn nhìn về phía trước với vẻ mặt tức giận ngấu nghiến hai hàm răng đương nhiên là đi tìm tên đáng chết đó rồi lý tử vĩ khốn nạn hắn còn dám lấy đi ma giáo lệnh trên người của thiên toàn một khoảng thời gian sau ba người nam cung ly Phạm Thống và Lão Ngô Sô Vi dừng chân tại một quán trọ để nghỉ ngơi. Yêu nữ đó chết rồi, phán đoán thân phận từ trên quần áo, Nam Cung Ly nâng tách trà lên nhẹ nhàng mở nắp vô cùng nho nhã miệng lẩm bẩm. Người cũng chạy rồi, cái người tên Lý Tử Vĩ ấy, Phạm Thống nghe thấy thì vô cùng tức tối mà nghiến răng nghiến lợi, đồ khốn. Còn tưởng có thể đánh nhau, uổng công chạy một chuyến, nói tới đây hắn ta đứng bật dậy thể hiện mà gồng lên sức mạnh. Lại dám bơ chúng ta, thật đúng là đáng chết, la hết cái gì chứ, còn không phải lỗi của ngươi sao lúc sau Nam cung ly đặt tách trà lên bàn rồi đóng nắp lại bệ hạ bảo chúng ta đến bắt sống giờ một chết một mất tích chúng ta phải ăn nói thế nào đây phạm thống cây cú nghiến răng liếc nhìn sang gặng giọng nói thích làm sao thì làm hay là vậy đi bảo ngô lão đầu phụ trách đi giải thích với bệ hạ lão ngô sở vĩ nghe thấy thì cả người giật thót mặt mày tím nhật không còn chút máu ô kìa tại sao lại là ta chứ không ông thì ai đi hỏi tại sao cái gì chứ lão ngô sở vĩ nghe xong thì ôm đầu bất lực nói với giọng điệu cam chịu Thôi được, ta phụ trách đi bẩm báo bệ hạ, các ngươi phụ trách sắp xếp tốt người dân. Sau đó theo quy tắc cũ, mau dán lệnh truy nã. Sáng ngày hôm sau một thanh niên đã bắt đầu đi dán lệnh truy nã khắp nơi trong thôn làng gây nên sự chú ý của người dân. Báo mới đến đây, tránh ra tránh ra, nhìn thấy giấy dán trên bảng người dân hiếu kỳ bu lại đông đúc, lại là sao nữa đây? Ta nghe nói là ma đầu đó lại tái xuất giang hồ rồi. Vậy chẳng phải chúng ta lại gặp họa rồi sao? Ngay lúc đó khi tiền võ kim vừa đi ngang qua thì nghe thấy một thanh niên tóc vàng đang chỉ tay vào lệnh truy nã mà la lớn. Người này không phải ai đó hay sao, người đứng đầu cuộc thi tỷ võ đấy. Tiền võ kim đứng ở phía sau nghe hết tất thảy những lời đó thì có chút tức giận mà nói thầm, đứng đầu cuộc thi tỷ võ. Đó chẳng phải sư phụ của ta sao, ngẫm nghĩ xong rồi thì hắn mới giật mình trợn trừng mắt. Tiền kim võ mất đi nhẫn nại liền chạy nhanh đến đẩy những người dân quanh đó ra khiến ai nấy đều kinh hãi. Hắn ta buông tay lên xé lấy tờ giấy lệnh truy nã, điều gì đó trong tờ giấy lệnh truy nã khiến cho tiền võ kim trợn tròn hai mắt kinh sợ cái gì thế này sao lại có thể như thế được trên lệnh truy nã phát họa chân dung của lý tử vĩ còn viết thêm vài dòng chữ tử vi ma tôn hóa danh lý tử vĩ người này rất nguy hiểm gặp nhân vật khả nghi xin lập tức báo với thiết y môn bỗng dưng ngay bên cạnh xuất hiện một thanh niên lớn tiếng nói trời đất ơi đây chẳng phải là tên đó sao nghe thấy tiếng nói tiền võ kim liền quay sang thì thấy bên cạnh mình là một nam nhân vô cùng cường tráng với cơ bắp vạm vỡ sau đó hai thanh niên liền quay sang nhìn nhau trong đầu cùng chung một suy nghĩ, tên này là ai thế nhỉ? Chuyển cảnh đến triều đình, bên trong tẩm điện của hoàng thượng. Lão với vẻ mặt hốt hoảng khom người xuống đỡ lấy khúc túy giác, tiểu cửu, con đứng lên đi, con không đứng, hoàng thượng nghe thấy thì nhíu mày có chút khó chịu. Con quỷ ở đây như vậy làm gì có phong thái của công chúa một nước nữa chứ, ta biết con sùng bái vị lý trưởng quầy đó, nhưng nay thân phận của hắn đã. Khúc túy giác nghe thấy lời này thì vội vã cắt ngang, hắn không thể nào là ma tôn được, hoàng thượng quay người lại hai mắt nhắm chặt chuyện của quốc sư là trẫm nhìn người không rõ không biết làm sao lại tin hắn đến như vậy chỉ xem hắn như ân sư chưa từng điều tra lai lịch của hắn nay xem ra nếu hắn là người của ma giáo chắc chắn đã dùng chút thủ đoạn với trẫm nhưng mà phụ hoàng lý trưởng quầy còn chưa kịp nói hết câu thì hoàng thượng đã quay sang với vẻ mặt tức giận gặng giọng nói quốc sư chết rồi nhưng thân phận dư nghiệp ma giáo của hắn cũng đã làm thật và lại dựa vào lời của mấy ma tu còn lại ma tôn đã về rồi đồng thời người của Tam Đại Tam đã đem chuyện này đồn ra ngoài. Vị lý trưởng quầy đó có phải ma tôn hay không không quan trọng, điều quan trọng là mau bắt ma tôn lại, để tránh lòng dân lung lay. Nếu hắn thật sự vô tội, chờ chuyện êm xuôi, chấm cũng sẽ bù đắp cho hắn, phụ hoàng, ý của người là sao? Hoàng thượng quay lại với vẻ mặt tức giận há to mồm lớn tiếng, người đâu, lần này cửu công chúa chịu kinh hãi không nhỏ. Dẫn công chúa về nghỉ ngơi đi, nghe thấy mệnh lệnh đám tỷ nữ liền bước vào tẩm cung chắp tay cúi đầu hành lễ, công chúa điện hạ mời theo nô tì về khúc túy giác ngẩng đầu hai mắt mở to tròn nhìn chằm chằm vào hoàng thượng thầm nghĩ ý của phụ hoàng là muốn biến tướng nhốt ta lại sao bên ta nói không thông vậy thì chỉ có thể mong hạ cô nương và bên thánh nữ nghỉ tới đây cô nàng tức tối nghiến răng nghiến lợi muốn cắm cửa ta cửa cũng không có chuyển cảnh đến chỗ của nam chính lúc này anh ta cùng với thiên nữ đang ngồi trên một chiếc xe ngựa thiếu hiệp đi thêm một đoạn nữa là đến trấn dư hàng rồi nghe vậy lý tử vĩ liền lấy ra một tờ ngân phiếu của hoàng cung đưa cho sa phu đa tạ không cần thối, ôi trời ơi là ngân phiếu thiếu hiệp rộng lượng quá. lúc sau cả hai cuối cùng cũng đã đến chấn dư hàng. tuy đi xe ngựa cũng tốt nhưng vẫn nhớ khinh công thay bộ của tiểu soái. vừa nói dứt lời thì một tờ giấy bay thẳng vào mặt nam chính. anh ta cầm lấy tờ giấy và nhìn nội dung bên trong nó mỉm cười. tay chân nhanh thật mới mấy ngày cả thế giới toàn là lệnh truy nã của ta. nhưng cái hình vẽ chân dung này của ta thật đúng là xấu một cách tàn ác. ngẫm nghĩ xong anh ta liền ném lệnh truy nã ra phía sau lưng mình. iso đúng là phiền chết ta rồi. Lý Tử Vĩ vừa trở về khách điếm liền chạy tới kệ sách lục loại mọi thứ lật tung cả lên, không phải cái này, cũng không phải cái này. Sau một lúc tìm kiếm anh ta ngã gục xuống với đóng sách mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, rốt cuộc bị ai bỏ đi đâu rồi chứ? Trong lúc nam chính tuyệt vọng nhất thì thiên nữ đã xuất hiện đi tới gặng hỏi, "Ai Vĩ, cậu đang làm cái gì thế?" Tử Vĩ quay đầu nhìn lại với nước mắt đầm đìa trên khóe mi. Ta đang tìm lệnh truy nã mà lúc trước hạ cô nương cho ta, tìm ra được thứ này trong lệnh bài ở chỗ chị cơm hộp. Trong đó có mấy gián điệp ẩn giấu thân phận, ta muốn xem thân phận của họ nay có bị người của thiết y môn phát hiện không. Thiên nữ cầm lấy một quyển sách mở ra đọc, thì ra là như vậy à. Sau một hồi đọc sách thì cô nàng liền đưa một ngón tay rõng giặc nói, ta nhớ có một lần ta giúp A Vĩ dọn dẹp phòng. Ở trong góc thấy một sấp giấy cuộn, ta thu chúng vào thư phòng của A Vĩ, không biết có phải mấy thứ A Vĩ đang muốn tìm hay không. Ôi trời chắc chắn là cái đó rồi, anh ta cảm động vô cùng liền đứng bật dậy nắm lấy tay của thiên nữ khiến nàng ta gượng gạo đỏ bừng. Vẫn là đại sinh đẹp của chúng ta đáng tin nhất, ta có thể giúp A Vĩ là được. Chuyển cảnh đến thư phòng của tử vĩ, hai người lén la lén lút thập thò bên ngoài ngó đầu nhìn chằm chằm vào trong thư phòng. Sau một lúc rình mò thì hai người quyết định bước vào trong thư phòng rồi đóng chặt cửa lại, ta còn tưởng có người trong chừng ở đây chứ. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ngay lúc đó đột nhiên phía sau lưng của nam chính xuất hiện một bóng đen với đôi mắt phát sáng ngươi là ai thế lý tiểu vĩ giật mình hoảng hốt quay người lại tán cho cái bóng đen kia một phát mà muốn tàn con mẹ nó hình máu mùng không ngừng phụt ra ngoài cái bóng đen kia bay một cái dầm vào trong cửa tạo ra một tiếng vang kinh thiên động địa sự va chạm lớn đến mức khói bụi không ngừng bốc lên một cách dữ dội sau khi hái bụi tan biến dần thì cái bóng đen hiện ra lại chính là tiền võ kim lực đạo quen thuộc này hưởng chọn một đòn đánh tiền võ kim bay thẳng vào vách tường gò má in hẳn năm ngón tay của nam chính mùng không ngừng dỉ máu hồn bay phách tán nếu ta đoán không sai thì chính là vị sư phụ anh minh thần võ đó của ta lý tử vĩ ngay sau đó liền thu tay của mình lại nhìn tiền võ kim mà ngơ con mẹ nó ngác dứt lời nam chính tháo bỏ chiếc áo choàng đen trên cơ thể của mình sau đó anh ta chỉnh trang lại y phục rồi thốt lên thì ra là vậy ngươi nhìn thấy lệnh truy nã đặc biệt chạy về chờ ta đấy hả à? tiền kim võ chắp hai tay lại nhìn tử vĩ với ánh mắt lấp la lá lấp lánh đúng vậy sư phụ xảy ra chuyện gì rồi sao sư phụ đột nhiên trở thành ma tôn rồi chứ Nam chính mắt nhắm mắt mở chọc hai đầu ngón tay vào chán với vẻ mặt bất lực, cái này nói ra thì dài dòng. Các loại cơ duyên trùng hợp, nói chung ta không phải tử vi ma tôn. Tiền võ kim nghe xong lời này thì ôm mặt kiểu thất vọng tràn trề cả người hóa đá. Nam chính cúi đầu nhìn vô thức miệng lẩm bẩm, ta không phải ma tôn. Nhưng chuyện phát triển thành như vậy thì đều là trách nhiệm của ta, đều trách ta phát hiện quá muộn. Mong là giờ vẫn còn kịp, tiền võ kim nghe xong lời này thì ngu cả mặt ra. Lời này của sư phụ là có ý gì nhỉ? hắn ta trợn tròn hai mắt mặt mày tím lại không phải chứ chẳng lẽ sư phụ và ma tôn có ân oán gì sao sau đó trong đầu của tiền võ kim liền hiện ra hình ảnh của tử vi ma tôn và lý tử vĩ chiến đấu một trận sinh tử thù địch vô cùng ác liệt trời hạ à, chẳng lẽ đây chính là kịch đối đầu trong truyền thuyết sao đối quyết với kẻ địch đã định sẵn ư trong lúc hắn đang mơ mộng thì nam chính ở bên này cùng với thiên nữ lục lọi tìm kiếm rất tốt thân phận của mấy người đó còn chưa bị phát hiện lật tới một trang giấy trong quyển sách thì nhìn thấy hình ảnh của một con thằng bán xà bông mang y phục hầu gái mà cơ thể lại cuồn cuộn cơ bắp người của túy hoa lâu sao ngẫm nghĩ xong anh ta liền đi tới chỗ của tiền võ kim đập mạnh vào vai của hắn ta gọi đồ nhi nam chính chớm người qua nói nhỏ với tiền võ kim vi sư có một nhiệm vụ quan trọng giao cho con chỉ có con mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này gì chứ chỉ có con mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này thôi sao Nghe thấy lời này tiền võ kim liền vô cùng phấn khích đến máu dồn lên não mà cái chán đỏ bừng còn không ngừng đấm vào ngực của mình. Được thôi, sư phụ yên tâm đi. Cứ việc dặn dò, đồ nhi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy lời này của hắn ta nam chính vô cùng vui vẻ mà siết chặt bàn tay. Rất tốt. Vi sư tin con, nhiệm vụ của con là đến túy hoa lâu một chuyến. Nghỉ cách dẫn hoa khôi của họ về cho ta, hiểu chưa? Chuyển cảnh đến túy hoa lâu, phía sau tấm màn là một cô nương vô cùng xinh đẹp ngươi là khách quý tối nay của nô ra sao tiền võ kim đứng phía đối diện chừng mắt cau mày nhìn về phía tấm màn im lặng sao không nói chuyện thế còn không mau vén rèm lên nô ra không chờ được nữa sắc tức thị không không tức thị sắc không dã vô vô dã vô ta nên hoàn thành nhiệm vụ trước tuyệt đối không thể bị mỹ sắc dụ hoặc trong suy nghĩ của tiền võ kim hắn ta chạy nhanh đến tung rèm giường cô nương xinh đẹp kia ra với một bộ mặt giận dữ sau đó là túm lấy tay của cô nàng khiến nàng ta vô cùng hoảng sợ mà la lên tiền võ kim trừng mắt nhìn cô nương xinh đẹp gặng giọng nói ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến nói tới đây hắn ta bày ra một gương mặt nham hiểm không ai bằng nếu phản kháng thì ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc đầu và rồi bắt gọn được cô nương xinh đẹp về giao cho nam chính khiến anh ta vui lòng mà tóm tắt khen ngợi không hổ là đồ đệ của ta đồ nhi tốt con giúp vi sư một việc lớn rồi chuyện đánh bại ma tôn công lao của con rất lớn ôi chao con cũng chỉ là góp chút sức mọn mà thôi Tưởng tượng ra xong mấy cảnh tượng đó hắn ta nắm chặt bàn tay lấy hết can đảm. Được đấy, cứ làm như vậy đi, ngẫm nghĩ xong hắn ta liền phóng tới hất tung rèm giường của cô nương xinh đẹp ra hét lớn. Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến, nếu muốn phản kháng, bổn thiếu gia sẽ không thương hoa tiết ngọc đâu. Cô nương liếc nhìn sang với một ánh mắt thất thần đôi môi thâm đen, bất ngờ hơn là cơ thể của nàng ta đã biến hóa một cách nhớp nhoáng. Rằng mặt thì nữ nhân còn thân hình thì lại rất đàn ông, với cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ độ thêm hai quả bưởi siêu to khổng lồ chứng kiến cảnh tượng đó tiền võ kim cả người như hóa đá há mồm dài tám thước cô nàng lực sĩ đứng dậy ôm chặt lấy tiền võ kim khiến hắn ta tái xanh mặt mày toát mồ hôi như mưa tiểu ca ca lúc nãy ngươi nói cái gì đấy ngươi muốn nô ra đi cùng ngươi một chuyến sao vậy phải thêm rất nhiều tiền đó nha cô nàng lực sĩ dùng hai quả loa cường tráng của mình nện thẳng lên mặt tiền võ kim khiến má của hắn méo sang một bên cả người run rẩy chẳng phải là thêm tiền sao ta thêm là được hu hu sư phụ đồ nhi không phải là hèn đồ nhi đây là theo lòng ngay lúc đó đột nhiên trần nhà bỗng chốc nứt nẻ ra gây nên sự chú ý của cô nàng lực sĩ. Trên nóc nhà có động tĩnh sau, vừa dứt suy nghĩ thì từ trên mái nhà một người nào đó rơi xuống trước mặt cô gái lực sĩ khiến cho khói bụi đất đá văng lên tung tóe. Sau khi làn khói bụi mịt mù dần dần tản ra thì hình ảnh tang biêu nằm lăn cù dưới đất mặt mày nhăn như đít khỉ. Trời ơi là trời! Nhà rách này sao chất lượng kém như vậy chứ? Nói xong hắn ta ngóc đầu nhìn lên thấy cô gái lực sĩ kẹp tiền võ kim vào nách thì hoảng hồn hai mắt lồi cả ra ngoài. Tiền võ kim tức giận chỉ tay thẳng vào mặt tang biêu, sao ngươi lại ở đây thế hả, ai ra, các người quen nhau sao, nếu thêm một người nữa thì cũng phải thêm tiền cho nô ra nha, chuyển cảnh đến phủ viện của Lý Tử Vĩ lúc này sắc trời đang tối. Anh ta ngồi trong khuê phòng nhìn ra cửa sổ bên cạnh là thiên nữ đang tựa vào vai ngủ say, sao tiền võ kim còn chưa về nữa nhỉ. Anh ta liếc mắt nhìn xuống với một bộ mặt khổ sở tay gãi đầu, đèn cây sắp cháy hết rồi, giờ ta lại không thể cử động, còn có một cảm giác hơi mỏi cổ. Ngay lúc đó từ bên ngoài vọng vào một tiếng nói tiếng thiên nữ giật mình hé mở mắt, sư phụ con về rồi đây, tiền võ kim còn mang theo cô nàng lực sĩ và tang biêu về cùng. Cô nàng lực sĩ bước vào trong nhìn thấy độ xa hoa trắng lệ của nhà nam chính thì mắt chữ O mồm chữ A, nhà này thật là khí phái nhà. Trả trách trả giá lớn dẫn nô ra ra ngoài, chỉ là không biết sao chúng ta phải lén lút vào như vậy chứ, rốt cuộc là vị đại nhân nào nhìn chúng. Chưa kịp nói hết câu thì cô gái lực sĩ nhìn thấy điều gì đó mà nhưng tia xét đánh qua mắt mình, cô ta hai mắt trợn tròn mặt mày tím tái không còn chút máu. Hóa ra là đang đặt mắt nhìn về phía của Lý Tử Vĩ và thiên nữ, nam chính xoa bóp vai gáy ngây mặt lườm mắt nhìn về phía trước. Cô nàng lực sĩ nhìn thấy anh ta thì bất ngờ muốn bật ngửa ra phía sau. Ngươi, ngươi là Gần đây nghe nói ma tôn đại nhân đã trở về, còn mang tên giả và thân phận giả. Không sai, khí tức ma giáo lệnh quen thuộc này còn có ánh mắt này. Ngay sau đó cô nàng lực sĩ liền quỳ xuống trước mặt nam chính khiến cho tiền võ kim và tang biêu không khỏi kinh ngạc sau đó cô ta kính cẩn chắp tay hành lễ. Ám thập nhất ở đây bái kiến ma tôn đại nhân, Tăng Biêu nghe thấy lời đó thì như xét đánh ngang tai nghiến răng nghiến lợi chừng mắt thầm nghĩ, người đó thật sự là ma tôn trong truyền thuyết. Trong lúc Tăng Biêu đang còn sợ hãi khi biết Lý Tử Vĩ là ma tôn thì anh ta lại quay sang chỉ tay vào mặt hắn ta gặng hỏi, ngươi là ai thế? Tăng Biêu nghe thấy câu hỏi thì liền đặt tay lên ngực mồ hôi rơi lấm tấm đáp lời, ta là Tăng Biêu đây, ngươi quên rồi sao, chúng ta từng gặp nhau ở đấu trường dự tuyển tỷ thí võ thuật đó. Lúc đó ngươi, À không phải, cái lưới lớn của ngài vèo một cái đã đánh ngã ta và các huynh đệ ta. Ngài còn dạy bọn ta làm sao để trở thành phản diện xứng đáng nữa. Nam chính nghe thấy thì đưa tay lên vuốt cầm ngước mắt nhìn trần nhà. À à hóa ra là ngươi. Này tiền võ kim, ngươi đưa hắn ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với vị hoa khôi này. Dạ được thưa sư phụ, lúc sau tiền võ kim dẫn tang biêu ra ngoài đứng ở trước cửa. Sau đó hắn ta với vẻ mặt tức giận máu dồn lên não mà quay sang chỉ tay thẳng mặt tang biêu quát lớn. Này ngươi quen sư phụ của ta sao? Ngươi theo dõi ta đúng không? Tăng Biêu nghe thấy thì liền chỉ tay vào mặt mình cười đắc ý. He he, cái này không được gọi là theo dõi nhá, dựa theo lời của phản diện chúng ta. Đây gọi là bám đuôi, ngươi còn đắc ý nữa phải không? Ai thèm quan tâm ngươi theo dõi hay là bám đuôi chứ? Nói mau rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Tăng Biêu khoanh tay nhếch mép cười đều, ta không có mục đích gì cả. Giải tán với mấy huynh đệ trước rồi, đang xem có thể tìm một thủ lĩnh mới kiếm miếng cơm hay không, lúc ấy vào lần đầu tiên gặp được đại lão này cả người hắn tràn đầy khí chất bá vương tiền võ kim nghe thấy thì vô cùng cay cú mà nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ tên này là đến để cướp sư phụ với mình sao cùng lúc đó ở bên trong khuê phòng ám thập nhất với bộ mặt thận trọng nhìn về phía trước nghĩ bụng nguy rồi thiên toàn đại nhân đã xảy ra chuyện hiện giờ ma tôn đại nhân tìm đến mình đừng nói là muốn lấy mình ra để chút giận đấy nhé lý tử vĩ với bộ mặt xanh như đít nhái chỉ tay về phía ám thập nhất bất lực ta lười phỉ nhổ cái dáng người này của ngươi tên của ngươi là ám thập nhất đúng không vừa nói dứt lời thì ám thập nhất liền dập đầu mạnh xuống hét lên hồi bẩm ma tôn đại nhân phải đó hơn nửa cái tên ám thập nhất này là do ngài năm đó đích thân ban cho thuộc hạ mà ừ biết rồi nhưng nghe cái tên này có vẻ như ngươi là công cụ hình người nhỉ ám thập nhất nghe thấy câu này thì bờ mông lại toát mồ hôi cục cục cả người giật thót công cụ hình người mình hiểu mình thân là thuộc hạ chính là công cụ dưới tay ma tôn đại nhân mà ma tôn đại nhân không cần một công cụ không thể dùng được ngẫm nghĩ xong ám thập nhất liền dập đầu lia lịa la hét dữ dội. Tùy thuộc hạ và ma tôn đại nhân đã nhiều năm không gặp, nhưng thuộc hạ có thể nói là hết sức chân thành với ma tôn. Nam chính đưa bàn tay lên với vẻ mặt lạnh như băng. Thôi được rồi đấy. Nói trọng điểm cho bổn tôn. Nói đến đây anh ta đứng dậy lườm mắt nhìn xuống với bộ mặt đen kịch đầy sát khí. Chuyện thiên toàn sắp xếp cho ngươi hiện giờ đã làm đến đâu rồi? Nam chính ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng bên trong thì toát mồ hôi hột không ngừng. Mình làm cô ta sợ rồi sao? Chắc mình dọa cô ta sợ rồi nhỉ? hy vọng có thể móc được chút tình báo hữu dụng từ chỗ của cô ta ít nhất phải biết ma tôn đó đang ở sau lưng lén lút làm chuyện gì lúc sau ám thập nhất ngóc đầu nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác ma tôn đại nhân đây là tha cho mình rồi sao ngẫm nghĩ xong cô ta liền ngồi thẳng dậy dõng dạc đáp lời ma tôn đại nhân dựa theo phân phó của thiên toàn đại nhân theo lý thuyết chuyện tế tự hẳn là đã chuẩn bị xong rồi ạ à. chỉ có điều bởi vì thiên toàn đại nhân đột nhiên xảy ra chuyện số lượng tế phẩm không đủ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới được Lý Tử Vĩ nghe thấy thì nở ra một nụ cười lạnh nhạt gặng hỏi. Hiện tại đã chuẩn bị bao nhiêu tế phẩm rồi, ám thập nhất liếc mắt nhìn lên với bộ mặt e rè, cách một ngàn người vẫn còn thiếu hơn một trăm người nữa. Gần đây thiết y môn luôn nhìn chằm chằm, hơn một trăm người này vốn là thiên toàn đại nhân nói để nàng giải quyết. Nam chính khi nghe thấy lời này thì hai mắt trợn tròn kinh hãi thẩm mỹ. Tận một ngàn người sao, chỉ tế phẩm ư, cái này vừa nghe đã con mẹ nó cảm thấy rất không đúng. Ma tôn này quả nhiên không phải ma giáo, mà là thủ lĩnh của tà giáo, Ám Thập Nhất ngẩng đầu nhìn về phía trước với một bộ mặt tím tái sợ hãi. Ma Tôn đại nhân bị làm sao ấy? Nhìn thấy sắc mặt tối sẫm của nam chính cùng với đôi mắt phát ra tia sáng vô cùng quỷ dị khiến cô ta kinh sợ. Ma Tôn đại nhân trông có vẻ tức giận quá. Ám Thập Nhất sợ hãi bật ngửa ra phía sau mặt mày toát mồ hôi nhễ nhại, "Ma, Ma Tôn đại nhân, xin đại nhân nguôi giận, ngươi về trước đi, chuẩn bị những tế phẩm hiện có cho Bổn Tôn. Ngày mai Bổn Tôn muốn đích thân đi xem thử." "Đã rõ." Lý Tử Vĩ đưa tay lên gặng giọng nói, bổn tôn vẫn còn chuyện muốn đích thân dặn dò, xin đại nhân hãy phân phó, ngay giây sau anh ta liền lấy ra tấm ma giáo lệnh. Gần đây nghe nói có người không an phận muốn mạo danh bổn tôn, thậm chí còn mô phỏng chế lại ma giáo lệnh của bổn tôn, mượn danh hiệu bổn tôn gây phiền toái ở bên ngoài. Muốn thay thế vị trí của bản tôn, nhớ kỹ hình dáng ma giáo lệnh hiện giờ, nếu như có người mượn ma giáo lệnh và thân phận của bổn tôn để gây sự. Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ, thuộc hạ đã rõ, một lúc sau ám thập nhất bước ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại sư phụ đã dặn dò xong rồi sao cùng lúc đó ở bên này tử vi ma tôn trên tay cầm tờ lệnh truy nã nam chính trong tay mà run cầm cập lý tử vĩ trấn dư hàng tử vi ma tôn tức tối dùng ma khí thiêu hủy đi tờ lệnh truy nã ngấu nghiến hai hàm răng trấn dư hàng có ám trang do thiên toàn cày cắm vào đến chấn dư hàng bổn tôn ngược lại muốn nhìn xem tên này rốt cuộc là như thế nào sáng sớm ngày hôm sau tại túy hoa lâu hồng tụ bế tử vi ma tu trên tay lén lút bước vào bên trong một căn phòng ở túy hoa lâu hồng tụ đặt tử vi ma tôn ngồi trên giường chủ nhân ta đi mang người tới đây nói xong thì hồng tụ cũng đã sử dụng dịch chuyển tức thời biến mất trong trước mắt tử vi ma tôn ngay sau đó liền bước xuống giường nhìn vô thức vào không khí với ánh mắt sắc bén gạng hỏi ngươi chắc chắn nơi này an toàn sao hệ thống liền xuất hiện hiển thị nơi này là túy hoa lâu là nơi mà lúc trước ngươi bảo sư muội của mình cắm trụ cột ngầm mà túy hoa lâu này đều là thuộc về ám thập nhất thuộc hạ của ngươi cũng chính là địa bàn của vị trụ cột ngầm đó căn phòng này là của ám thập nhất nói cách khác, nơi này tuyệt đối an toàn, là ở trong phạm vi thế lực của ngươi, tốt nhất lần này ngươi đừng có mà giở trò với ta đấy. Vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài vọng vào một tiếng nói, con nhóc cô là ai thế hả? Dây sau tên bán xà bông bay thẳng vào trong khuê phòng của tử vi ma tôn. Té một cái ít xuống đất muốn sập cả nền nhà, mà nó, cô có thể nhẹ tay một chút không hả? Hồng tụ lương mắt nhìn xuống với một vẻ mặt lạnh băng, sau đó cô ta liền co cẳng lên đạp thẳng vào mặt trên bán xà bông, chủ nhân. Hắn nói người mà ngài muốn tìm không có ở đây, cô dám dẫm lên mặt của ta sao, cô cho rằng ta sẽ khuất phục sao. Nói xong hắn ta liền thẻ chiếc lưỡi dài ngoằng liếm gót giày của hồng tụ, đừng xem thường ta, ta nói cho cô biết, ta giỏi nhất cái này đấy. Nữ nhân, cô dẫm ta sướng quá đi, tử vi ma tôn chứng kiến cảnh tượng đó thì tức giận há to mồm la lên. Các ngươi đủ rồi đấy, sau đó hắn ta dùng ma khí triệu hoán ra mai giáo lệnh, đồ không có mắt. Banh con mắt của ngươi ra nhìn cho kỹ xem xem trong tay bổn tôn là thứ gì, nghe vậy tên bán xà bông liền ngóc đầu dậy liếc mắt nhìn sang rồi hét lên được lắm con nhóc vắt mũi chưa sạch ngươi to gan gớm nhỉ lại dám giả mạo ma tôn đại nhân của bọn ta lời này nói ra giống như đâm thẳng vào đầu của tử vi ma tôn khiến hắn ta hóa đá mặt mày ngu cả người hứa bán xà bông đứng bật dậy chỉ tay thẳng mặt tử vi ma tôn quát lớn ta nói mà vì sao lúc trước lão đại rời khỏi còn đặc biệt căn dặn chúng ta vài câu vậy mà lại có người dám giả mạo ma tôn đại nhân thật nói mau rốt cuộc ngươi định làm gì vì sao lại giả mạo ma tôn đại nhân, mặc kệ ngươi là ai, ta khuyên ngươi hãy thu lại những ý nghĩ đại nghịch bất đạo này lại đi. Chút động tác nhỏ của ngươi sớm đã bị ma tôn đại nhân của chúng ta phát hiện rồi, cho dù ngươi có giả mạo giống hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Tử vi ma tôn nghe xong mấy lời đó thì tức giận cắn chặt răng, hồng tụ, khiến hắn câm miệng lại cho ta, hồng tụ nghe thấy thì liền đi tới. Tuân lệnh đại nhân, cô ta liền búi cho khứa bán xà bông một đấm u một cục trên đầu nằm lăn dưới đất nước mắt hai hàng chảy ròng ròng, Tử vi ma tôn nhìn thấy thì cau mày nhăn nhó. Hồng tụ, ý của bản tọa là bảo cô giết chết hắn. Nghe vậy hồng tụ liền dùng ma khí huyễn hóa ra thanh kiếm của mình. Xin lỗi đại nhân, là hồng tụ hiểu sai ý rồi. Sao cảm giác cứ là lạ ở đâu ấy nhỉ? Vì sao lại có cảm giác không quen lắm thế? Khi cô ta vừa vung thanh kiếm lên thì trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Lý Tử Vĩ lúc trước đang lâu những vệt máu trên mặt cho mình. Tú Nhi, ý của ta không phải là kêu cô giết hắn, đừng có ngày nào cũng đánh đánh giết giết, phải là một phản diện có tố chất cô là thuộc hạ ta tính nhiệm nhất một cô gái như cô đánh nhau phải kiềm chế một chút đừng để bị thương kỳ lạ sao ta lại không nhớ ra người này là ai thế nhỉ lúc sau hồng tự hạ thanh kiếm đang dính đầy máu của mình xuống chủ nhân đã xử lý xong rồi tử vi ma tôn liếc mắt nhìn ra phía cửa gặng giọng nói cô ra ngoài đi không có mệnh lệnh của bản tôn thì không được phép tiến vào thuộc hạ đã rõ sau khi hồng tụ ra ngoài thì tử vi ma tôn đứng dậy rời khỏi giường hai tay chắp ra sau lưng đi tới chỗ thi thể của tên bán xà bông ngươi hãy giải thích cho bốn tôn xem rốt cuộc chuyện này là sao không phải ngươi nói đây là địa bàn của thuộc hạ bổn tôn sao vì cớ gì bọn họ lại không nhận ra ma giáo lệnh của bản tôn ngược lại nói bản tôn là hàng giả xin ký chủ đừng vội đang đọc ký ức của người này sau một lúc lốt đinh thì hệ thống hiển thị ký chủ dựa theo tiến hành phân tích ký ức của người này lại là tên lý tử vĩ kia hắn đã tìm tới ám thập nhất nhanh hơn so với chúng ta, đồng thời thông qua ma giáo lệnh trong tay hắn lấy được sự tín nhiệm của ám thập nhất. Sau đó ký chủ bị phớt lờ, tử vi ma tôn nghe thấy thì tinh thần điên loạn cào đầu bứt tóc các kiểu, con mẹ nó sao lại là hắn nửa thế. Tử vi ma tôn cay cú ngấu nghiến hai hàm răng máu dồn lên não đỏ cả chán, lý tử vĩ lại là cái tên lý tử vĩ này. Nói tới đây hắn ta tức giận quật tay một cái liền phóng thích ra một luồng ma túy cực kỳ nồng đậm, ngươi nói rõ ràng cho bản tôn, chuyện này con mẹ nó rốt cuộc là sao, chuyện này ta cũng không được tin tức cụ thể của tên lý tử vĩ kia cũng không ở trong phạm vi quản lý của ta không chỉ tên lý tử vĩ đó ngay cả mấy người bên cạnh hắn cũng thoát ly khỏi thiết lập ban đầu của ta nghe thấy lời này lại khiến cho tử vi ma tôn tức giận càng thêm tức giận khi đó ngươi nói với bản tôn thế nào hả không phải ngươi nói bản thân là người nắm giữ không chế thế giới chỉ cần bản tôn làm theo yêu cầu của ngươi thì bản tôn sẽ có thể đột phá hạn chế trở thành cường giả chân chính thoát ly xác thịt phàm trần trở thành chân thần sao mà nó dám chơi bản tôn nếu như ngươi không làm được những gì đã đồng ý với bản tôn. Cho dù bản tôn có chết cũng phải dẫn theo người đó chết cùng, tiếng la quá lớn đã gây nên sự chú ý của hồng tụ khi cô nàng đang ở bên ngoài, hồng tụ hiếu kỳ mở cửa ló đầu nhìn vào. Chủ nhân, ngài bị làm sao thế? Vừa nói dứt câu thì tử vi ma tôn liền ném thẳng một vật gì đó vào đầu hồng tụ khiến nàng ta vô cùng đau đớn mặt mày xanh sẫm lại. Hắn ta liếc nhìn sang với ánh mắt sắc bén mặt mày đen kịch đầy sát khí, bản tôn đã cho phép ngươi tiến vào hay chưa, Hắn ta giận dữ chỉ tay thẳng vào mặt Hồng Tụ, còn không mau cút ra ngoài cho bổn tôn. Hồng Tụ nghe thấy lời này thì nụ cười đã tắt im lặng không nói gì, cô ta ôm chặt lấy tấm thân của mình bước ra khỏi phòng với sắc mặt buồn bã. Ký chủ, ngươi bất lực tức giận cũng vô dụng, tình huống hiện tại đã thoát khỏi khống chế rồi, hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là khiến tất cả quay lại quỹ đạo. Tử Vi Ma Tôn nghe thấy thì tức giận cắn chặt bộ hàm, chuyện đã tới mức này, ngươi còn muốn bản tôn phải tin ngươi thế nào đây hả? Chuyện tới mức này chúng ta đã là châu chấu buộc cùng trên một sợi dây ký chủ ngươi không còn sự lựa chọn nào khác tử vi ma tôn nghe thấy thì tức tối chừng mắt há to mồm la lên ngươi hãy tìm một cỗ thân thể mới khác cho ta thân thể của con nhóc này thì có thể làm được cái quái gì chứ thay đổi thân thể còn cần phải tìm hơn nữa còn có thời gian côn cool đao ký chủ yên tâm sau khi dung hợp triệt để ngươi sẽ có thể sử dụng công pháp tùy ý dựa theo tin tức đọc được e rằng ám thập nhất đã dẫn theo lý tử vĩ đi rồi mà nơi bọn họ tới có lẽ là tế đàn ở hướng tây nam hắn ta cầm ma giáo lệnh có thể bỏ qua cấm chế mà ngươi thiết lập ký chủ phải mau chóng qua đó nơi đó cất giữ thứ rất quan trọng đó tử vi ma tôm nghe xong thì siết chặt bàn tay mặt mày đen như đít nổi chuyển cảnh đến chỗ của đám người nam chính lúc này ám thập nhất đang dẫn anh ta vào trong một khu rừng âm u tối mù tang biêu ở phía sau cau mày nhăn mặt đưa tay lên trên miệng nói nhỏ này này ngươi nói xem chúng ta đang đi đâu đấy nhỉ nơi này âm u quá sư phụ ma tôn nhà ngươi sẽ không mang chúng ta đi bán đó chứ tiền võ kim nghe thấy lời này thì tức đến không nói nên lời mà nghĩ bụng không phải ngươi tự ôm chân của sư phụ muốn làm hộ vệ của ngài ấy sao nhát gan như vậy còn đi theo tới đây làm gì chứ ngẫm nghĩ xong hắn ta quay sang sần cồ nghiến răng các thứ sợ thì mau cút đi uổng cho cái thân xác cơ bắp cuồn cuộn cùng cái tên này của ngươi còn nữa đừng có gọi sư phụ ta là ma tôn nha mở miệng ra là ma tôn tên này sỉ nhục ai vậy chứ sư phụ ta còn lâu mới là ma tôn Tang Biêu ở phía sau lưng mỏ hồn cũng không vừa mà há rộng khoang miệng quát thẳng vào mặt tiền võ kim, ai sợ chứ, ta đây gọi là cẩn thận, thận trọng. Đây là do sư phụ ngươi dạy ta đấy, mà nó, cái tên ngốc to con này thật ra là tới để kinh tởm ta đúng không? Ta mới là đồ đệ mà sư phụ yêu nhất, đi được một quãng đường dài thì ám thập nhất liền dừng chân lại, cô ta nhìn chầm chầm về phía trước vui vẻ mà nói. Ma tôn đại nhân, chúng ta đã tới rồi, nghe vậy nam chính cũng căng con mắt của mình ra mà nhìn, theo hướng nhìn của ám thật nhất thì phía trước chẳng có cái mẹ gì cả bầu không khí ngay lập tức liền trở nên tĩnh lặng nam chính ngơ ngác ngu cả mặt ra của alo tới rồi sao vậy là tới rồi đó hả anh ta đứng ra dang rộng hai tay với vẻ mặt tức giận hết lên nơi này người đời sau muốn quét mộ cho ta cũng không tìm được ta được chôn ở đâu luôn ấy ám thập nhất đi tới một cơ quan trên đó có hình thù của ma giáo lệnh ma tôn đại nhân ở đây này ma tôn đại nhân lúc trước ta đều tới cùng thiên toàn đại nhân Cửa ngầm cần sử dụng ma giáo lệnh để khởi động, phiền Ma Tôn đại nhân. Nghe vậy Nam Chính liền đứng dậy lấy ra ma giáo lệnh từ trong y phục nói thầm. Có phải tất cả ma giáo, ta giáo đều thích tìm nơi chim không thèm ỉa này để làm cứ điểm không nhỉ? Ồ oh wow, ngay cả thứ này mà sư phụ cũng có sao? Má ơi, quả nhiên hắn là Ma Tôn thật. Lý Tử Vĩ đi tới chỗ cơ quan đặt ma giáo lệnh lên đó, có lẽ đặt lên trên là được, cảm giác rất cao cấp. Là trận pháp nào đó sao? Ngay sau khi đã đặt vào thì từ ma giáo lệnh phát ra một tiếng tít tít. Mở khóa thành công, chào mừng về nhà." Nam Chính nghe thấy tiếng nói thì giật mình hoảng hốt lùi lại phía sau, trên một mức độ nào đó mà nói, quả thật rất cao cấp nha. Một lúc sau đám người của Lý Tử Vĩ bước vào bên trong mật thất, anh ta nhìn ngó mọi thứ xung quanh trong đầu ngẫm nghĩ, người của ma giáo này sao cứ thích đào động vậy chứ? Thứ gì cũng giấu ở dưới đất sao? Anh ta chạm tay vào vách tường nhìn thấy những mảnh đá rơi xuống thì nảy lên một suy nghĩ, nơi này không tự dưng sập xuống đó chứ? Ám Thập Nhất đưa tay về phía trước quay đầu nhìn Nam Chính thốt lên: ma tôn đại nhân nơi này cũng cần dùng ma giáo lệnh của ngài để mở nó nghe vậy tử vĩ liền đi tới đặt ma giáo lệnh vào trong cơ quan có thời gian lắp khóa thông minh sao lại không có thời gian xây dựng nơi này chắc chắn một chút chứ sau khi cơ quan được kích hoạt thì cánh cửa từ từ hé mở ra điều gì đó ở phía sau cánh cửa đã khiến tử vĩ chừng mắt sững sờ mặt mày xanh sẫm lại cùng lúc đó ở bên ngoài mật thất lúc này cũng xuất hiện một thanh niên tóc trắng chắp hai tay sau lưng đi lang thang trong khu rừng hắn ta đưa tay lên vuốt cắm liếc mắt nhìn sang chỗ khác ha ha, cơ trí như ta, dễ dàng tìm được hang ổ của ma tôn như vậy, ai ra. Đây quả thật là chuyện lập công lớn, hạ môn chủ cùng người của Tam Đại Tông chắc chắn sẽ thưởng cho ta thật nhiều nhỉ. Nói tới đây trong đầu hắn ta liền hiện lên hình ảnh hạ y y ngồi trên đống vàng khen ngợi, cường ca ca, lợi hại quá, ôi trời. Tới khi đó ta sẽ bước lên đỉnh cao nhân sinh, nói không chừng còn được y y yêu thích nữa, chắc chắn một mình ta không thể xử lý được. Gọi người tới đây trước cái đã, hi hi hi. Ngay sau khi hắn ta vừa muốn quay người đi thì một tiếng hét vọng tới. Này này, ngươi chờ đó cho ta. Hạ y y nắm tay tiểu soái dẫn đến chỉ tay về phía trước với bộ mặt tức giận. Nghe đắc cường. Ngươi đang muốn làm cái gì vậy? Khứ đắc cường vừa nhìn thấy cô nàng thì hai mắt lại sáng rực lên. Y y, đương nhiên là ta tới để bắt ma tôn tử vi rồi. Sao muội lại ở đây thế? Cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi. Hạ y y với một bộ mặt bất lực toát mồ hôi. Lúc ngươi ngồi ở trong bụi cỏ chờ A Vĩ Ca, ta đã ở bụi cỏ đằng sau ngươi trước rồi. Đắc Cường nghe thấy lời này của Hạ Y Y thì cảm động rớt nước mắt, thì ra là như vậy, Y Y, muội đặc biệt đi theo ta sao, một năm không gặp chắc chắn muội cũng nhớ ta nhỉ, không có đâu cha ơi cha, bị mắc chứng ảo tưởng tạm thời hay gì. Hạ Y Y đưa bàn tay lên phía trước rõng giặc nói, ta là vì đi tìm A Vĩ Ca nên mới tới, sao đột nhiên lại không thấy huynh ấy đâu nữa chứ. Đắc Cường nghe thấy thì ngu mặt ra ngơ ngác, A Vĩ Ca là ai thế, nói tới đây hắn ta mới giật mình kinh hãi mà lùi lại la to không phải người muội nói là ma tôn tử vi đấy chứ, là lý tử vĩ kia sao, không sai. Chính là huynh ấy, nhưng mà phản ứng này của ngươi là sao, không phải người do cha ta sắp xếp tới đây sao. Ta là nhìn thấy lệnh truy nã do tam đại tông rắn nên mới tới, dứt lời hắn ta nhìn chầm chầm vào hạ y y rồi lại lườm mắt nhìn tiểu soái đứng ngay bên cạnh, nửa năm chưa gặp. Giờ lại xuất hiện một đứa bé, sau một hồi suy luận thì hắn ta ôm lấy cái bản mặt của mình há mồm dài tám thức chẳng lẽ y y cùng với ma tôn kia đã tò te tí te với nhau rồi sao hạ y y đưa bàn tay lên phía trước dõng dạc nói a vĩ ca không phải là ma tôn tử vi ta tìm a vĩ ca hỏi thăm tình hình cha ta đã nói chuyện này phải âm thầm ngay cả người của chúng ta cũng không thể để tiết lộ dẫu sao tội danh bao che ma tôn cũng không phải là thứ chúng ta có thể gánh được nói xong cô nàng nhìn sang đắc cường thì thấy hắn ta nước mắt hay hàng chảy ròng ròng Ê ê ngươi có đang nghe ta nói không vậy? Thứ mà Đắc Cường nghe thấy được từ miệng của y y là nếu như thân phận của đứa bé này bị phát, hiện chúng ta sẽ đều tiêu đời đó, sao A Vĩ Ca lại là ma tôn được chứ? Ta cùng cha ta buộc phải tìm huynh ấy hỏi cho rõ ràng, ta chỉ rời đi có một năm, ngay cả con mà y y cũng đã có rồi sao? Còn là con của ma tôn nữa chứ? Không, không thể nào như vậy được, cho dù y y đã sinh con cùng người khác. Ta vẫn thích muội ấy, nhưng mà, ngẫm nghĩ xong hắn ta lấy hết can đảm thốt lên, Xin lỗi, Yi Yi, ta có thể chấp nhận việc muội sinh con cùng người khác, nhưng không thể chấp nhận bản thân cứ nhìn muội đi vào con đường sai lầm như vậy. Yi Yi và Tiểu Soái nghe thấy thì không khỏi ngơ ngác, lúc sau điều gì đó khiến cô nàng hai mắt mở to tròn. Tiếng huýt sáo vừa vang lên khiến Yi Yi đỏ bừng mặt chạy nhào tới đâm thẳng vào mỏ của Đắc Cường, "Cái địch, não của ngươi bị làm sao vậy? Không có nếp nhân à?" Quay trở lại vào trong mật thất, thứ đập vào mắt nam chính là một chiếc lò luyện đan vô cùng to lớn và cũ kỹ đám người của Nam Chính bước vào bên trong căn phòng đó. Đây chính là nơi chuẩn bị tế phẩm sao, Lý Tử Vĩ nhìn chầm chầm vào lò luyện đan nói thầm, vậy dựa theo lẽ thường. Lò luyện đan này chính là đạo cụ mấu chốt dùng để tế tự nhỉ, nói xong anh ta liền liếc mắt nhìn sang ám thập nhất hạ lệnh. Ám thập nhất, ngươi ở bên ngoài, tang biêu và tiền võ kim, các ngươi qua đây, thuộc hạ tuân lệnh. Sư phụ, con tới đây, tiền võ kim bước đến chắp hai bàn tay lại nhìn nam chính với ánh mắt lấp la lá lấp lánh mong đợi. Sư phụ, có nhiệm vụ gì muốn giao cho con sao lý tử vĩ gõ tay vào cái lò luyện đan rồi quay sang tươi cười dạng dỡ nào nào các ngươi thử xem có di chuyển được thứ đồ này hay không để có thêm trợ thủ mình còn đưa theo cả tiểu đệ mà tên tang biêu mặt trắng này nhặt được nghe thấy lời này tang biêu cùng với tiền võ kim liền đồng thanh đáp lời tới liền tới liền đây nhìn thấy tang biêu cũng đi theo tiền võ kim liền đẩy hắn ta ra ngươi tránh ra cho ta ta đi giúp sư phụ cuối cùng cuối cùng cũng tới lượt mình thể hiện một phen trước mặt sư phụ rồi thế nhưng khi hắn ta vừa bước tới thì vô tình dẫm phải một cơ quan tiền võ kim nhìn xuống dưới chân của mình thì hoảng hốt mặt mày đen như đít nồi đờ cờ mờ dẫm dẫm phải cơ quan kỳ lạ rồi hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía của nam chính cả người run rẩy mắt rơm rớm lệ sư sư phụ hình như con gây họa cho người rồi ngươi đã làm cái gì còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên xảy ra một trận động đất khiến ai nấy đều vô cùng hoảng sợ mặt đất đang chấn động sau sự rung chuyển quá dữ dội khiến cho thiên nữ không trụ được mà ngã ngửa vào bức tường cô nàng mở mừng mắt ra thì nhìn thấy thứ gì đó liền sợ hãi đến mặt mày trắng bệt thiên nữ hốt hoảng chỉ tay về phía lý tử vĩ la lên a à, vĩ sau lưng ngươi xuất hiện một cánh cửa nghe vậy nam chính liền ngoảnh đầu nhìn ra phía sau với bộ mặt ướt đẫm mồ hôi lại là cửa bí mật nữa sao anh ta quen người lại trước cánh cửa mà mặt mày đen như đít nồi sao lại có loại dự cảm không lành như thế này chứ vừa nói dứt câu thì một làng mùi hương bay sọc vào mũi của lý tử vĩ anh ta ngửi thấy mùi hương đó thì giật mình trợn trừng mắt đưa tay lên bịt chặt lỗ mũi của mình lại, thối quá. Đây là mùi gì thế? Nghe vậy thiên nữ liền đi tới bên cạnh nam chính gần hỏi A Vĩ, bị sao thế? Bên trong có thứ gì à? Thiên nữ hiếu kỳ đi tới ngó đầu vào bên trong với vẻ mặt ngây ngô. Thế nhưng giây sau điều gì đó khiến cô nàng giật mình kinh hãi lập tức lùi lại la lên một tiếng thất thanh, bên trong căn phòng đó xuất hiện một cô bé cơ thể đầy thương tích còn lem nhem, bị khóa chặt bởi xiềng xích không có thức ăn phải gặm nhấm một con chuột chết, toàn là trẻ con sao? cảnh tượng này giống như cảnh tượng cũng từng thấy trong ám thất của điện quốc sư. Vậy nên mấy đứa nhỏ này còn có những người được gọi là tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, thực ra toàn bộ đều là tế phẩm sao. Ngẫm nghĩ xong nam chính liền đi tới bên cạnh cô bé đang gặm chuột, bạn nhỏ, muội tên gì thế? Đừng có ăn mấy cái này, ca ca lấy đồ ăn cho muội nha, tiền võ kim, mau đưa khẩu phần ăn khẩn cấp mà ngươi mang đến cho ta. Dạ được, mình có thể cử động rồi sao? Lý tử vĩ đưa cho cô bé một bình nước, uống ngụm nước trước uống từ từ thôi, ám thập nhất vẫn đang ở ngoài cửa, đột nhiên đề xuất đưa mấy đứa nhỏ này đi nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ. Phải mau chóng nghĩ cách chuyển mấy đứa nhỏ này ra ngoài mới được, đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên một hòn đá rơi xuống va và vào đầu của Lý Tử Vĩ khiến anh ta cắn chặt răng đau đớn. Sau đó nam chính ngoảnh đầu nhìn lên với bộ mặt ngơ ngác, có tiếng động gì vậy chứ? Tiếp đó anh ta liền nhặt lấy viên đá lên nhìn chầm chầm vào nó im lặng không nói gì. Lúc sau tử vĩ đứng bật dậy nhìn lên trần nhà thấy những hòn đá nhỏ đang không ngừng rơi xuống thì cắn răng ngẫm nghĩ, cái nơi quỷ quái này, đừng nói là thật sự sắp sập rồi đấy nhé. Ở bên ngoài mật thất, Hạ Y Y đứng đối diện với Đắc Cường hai người đồng loạt vác kiếm ra, Đắc Cường vung thanh kiếm lên trước mặt nhìn Y Y với ánh mắt bé ngót. Y Y, ta thật sự không thể nhìn muội cứ như vậy mà đi lầm đường lạc lối, yên tâm đi, chờ sau khi mà tôn đền tội xong, ta sẽ chăm sóc muội và đứa nhỏ này thật tốt, ta đối với muội là chân ái đó. Hạ Y Y nghe xong thì tức đến máu dồn lên não chỉ kiếm thẳng vào mặt Đắc Cường. Ngươi cút đi, Lão nương giải thích với ngươi cả nửa ngày mà chỉ nghe lọt tai được một cái dám thôi đúng không? Đã lấy kiếm chỉ về phía ta rồi mà còn nói ta là chân ái của ngươi. Dứt lời cô nàng nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước ngẫm nghĩ, con hàng second hand này một đường đi theo A Vĩ Huynh đến đây, vậy nhất định A Vĩ Huynh đang ở gần đây, huyết sáo làm lệnh. Bộ khoái trong phạm vi trăm dặm sẽ chạy đến ngay lập tức, nghĩ tới đây cô nàng ngẩng đầu nhắm mắt hít thở thật sâu, hết cách rồi chỉ còn lại chiều này thôi. Ngẫm nghĩ xong nàng ta liền ngẩng cao đầu há to mồm la lên, A Vĩ Huynh, huynh mau chạy đi sau một lúc gào thét cả hai đứng nhìn nhau với bộ mặt ngu ngơ đắc cường tức đến mức cả người run rẩy chỉ tay vào mặt hạ y y thốt lên y y thế mà muội lại bao che cho tên nó tiểu soái hai lúc này mặt mày đen kịch lại miệng lẩm bẩm sư phụ tỷ tỷ. sau đó cô bé cũng nắm chặt hai bàn tay ngẩng mặt lên trời la hét hai người mau chạy đi hét xong tiểu soái bổng chốc ngã lăn đùng ra đất cô bé dùng sức há mồm la lên thất thanh tỷ tỷ sư phụ mau chạy đi lúc sau khi tiểu soái mở mắt ra thì vẫn chẳng có gì thay đổi Cô bé ngồi dậy thì chỉ nhìn thấy Hạ Y Y và Nghe Đắc Cường đang bị chặt hai tay của mình lại. Sau đó Hạ Y Y và Đắc Cường nhìn xuống thấy một vết nước dài trên đất thì mặt mày toát mồ hôi không ngừng. Sau đó vết nước dần dần vỡ nát khiến cho cả ba người cùng nhau rơi xuống vực. Tiêu. Tiêu đời rồi. Sắp chết rồi. a, à, một lúc sau chấn động vừa tiêu biến khói bụi cũng dần dần tắt đi. Lý Tử Vĩ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Đây là chuyện gì thế này? Anh ta nhìn về phía đổ nát ngẫm nghĩ. Đó là thứ gì rơi từ phía trên xuống vậy chứ? sau đó là nghe thấy tiếng động từ trong đống đổ nát, có thứ gì đó đang động đậy thì phải. Vừa dứt suy nghĩ thì tiểu soái lùng cồm bò dậy trong đống đổ nát với vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường, Tử Vĩ nhìn thấy cô bé thì có chút kinh ngạc, "Tiểu soái, làm sao con lại ở đây thế?" Tiểu soái ngay sau đó liền nhanh rộng hai cánh tay chạy thật nhanh về phía của nam chính và thiên nữ, "Sư phụ, tỷ tỷ." Tiểu soái lao về phía của Tử Vĩ thốt lên, "Con qua đây cùng hạ tỷ tỷ, hai người mau đi đi, có người tốt sắp đến bắt hai người rồi." Cái lùng mía, có người tốt sắp đến bắt mình sao? À đúng rồi, hạ cô nương đang ở đâu? Tốt quá. Đang sầu không biết làm sao thu xếp ổn thỏa cho mấy đứa nhỏ này. Tiểu soái quay người lại chỉ tay về phía đống đổ nát thì thấy đắc cường hôn mê. Còn hạ y y thì bất tỉnh, hạ tỷ tỉ tỷ đang ở bên kia. Nam chính nhìn thấy cảnh tượng đó thì đần mặt ra không nói nên lời. Bỏ đi, chờ bọn họ tỉnh lại rồi thương lượng làm sao thu xếp ổn thỏa cho mấy đứa nhỏ này vậy. Ngẫm nghĩ xong tử vĩ liền chỉ tay về phía lò luyện đan. Có điều, này tiểu soái con đến đúng lúc lắm, con thử có thể chuyển được cái lò này hay không? Dạ được ạ. À. Ngay sau đó tiểu soái liền đi tới trước lò luyện đan chấp hai tay lại ngưng tụ linh khí. Tiếp đó cô bé liền dùng sức nhấc mạnh lò luyện đan lên nhưng nó dường như chẳng nhúc nhích một tí nào. Tử vĩ ở phía sau nhìn thấy thì mỉm cười đắc ý thầm nghĩ, ha ha ha, ta không chuyển được cái thứ này chẳng lẽ tiểu soái còn không chuyển được sao? Là đồ đệ đắc ý của ta. Với điểm võ lực của con bé chỉ một cái lò nho nhỏ. đang còn ngẫm nghĩ thì tiểu soái quay sang lau đi mồ hôi rồi thốt lên. Sư phụ, hình như con cũng không nhấc nó lên được. Sao cơ, ngay cả tiểu soái mà cũng không chuyển được cái lò luyện đan này ư. Nam chính hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào lò luyện đan nói thầm, không phải chứ. Tiểu soái chính là chiến lực đỉnh của chớp ở bên mình đấy. Chờ một chút, đây chẳng phải là loại cảnh phim kinh điển kia sao. Có nghĩa là nhỏ máu nhận chủ thì mới có thể tác động vào nó ư. Nghĩ xong anh ta không một chút do dự liền cắn ngón tay cái của mình cho máu phụt ra. Úi giời, mấy cái chiêu này mình dành dữ lắm, thế nhưng vì có cơ thể tự khôi phục nên vết thương trên đầu ngón cái của anh ta liền lành lại trong nháy mắt. Thấy thế nam chính tức đến xanh mặt mà cắn chặt răng, cái lùng mía nóa chớ, thế là ngay sau đó tử vĩ liền vác ra một con dao vô cùng sắc bén. Năng lực tự chữa lành mạnh quá, xem ra cũng không phải là chuyện tốt gì, không nghĩ ngợi gì nhiều tử vĩ liền chém một đường dài trên lòng bàn tay của mình. Khi máu vừa chảy ra thì anh ta cũng nhanh chóng đặt lên bề mặt của lò luyện đan, mau có chút phản ứng đi. Nếu còn không phản ứng thì vết thương của ta sẽ lành lại mất, một lúc lâu sau đó bầu không khí vẫn là yên tĩnh và lò luyện đan cũng chẳng có sự dao động nào nhưng tử vi vẫn kiên định mà chờ đợi cho đến khi lò luyện đan bắt đầu có một sự chuyển động nhẹ cảm nhận được sự dao động của lò luyện đan khiến cho nam chính vô cùng vui mừng cuối cùng thì mày cũng có phản ứng rồi dứt lời điều gì đó khiến cho nam chính ngạc nhiên mà la lên một tiếng sau đó anh ta dùng sức kéo lấy cái tay phải của mình ra khỏi lò luyện đan trời đất mẹ ơi tay phải thần thánh của ta nó bị hút lại rồi chờ đã Hình như cái lò này đang hút máu của mình thì phải. Tốc độ hút này có phải hơi quá nhanh rồi không? Mới bị hút máu khó vài giây thôi mà mặt mày của tử vĩ đã gầy gò hốc hác tái xanh không còn chút máu toát mồ hôi lấm tấm, đủ mà nó. Xong đời tao rồi bay ơi bay, lần này ta thật sự không cầm máu được luôn rồi. Một lúc lâu sau, nam chính nằm bất tỉnh nhân sự trong một nhà lao, đột nhiên anh ta mở bừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiếp đó tử vĩ ngồi bật dậy dò đầu bới tóc mắt nhắm mắt mở miệng lẩm bẩm, Tại sao lần nào ta ngất xỉu rồi tỉnh lại cũng đều ở trong nhà lao vậy chứ? Vừa nói dứt câu thì tiền võ kim từ đâu lao tới với hai hàng nước mắt dâng trào như sóng biển. Sư phụ ơi à! Hắn ta ôm chặt lấy nam chính mặt mày xanh như đít nhái khóc bù lu bù loa. Người đột nhiên ngất xỉu, còn chui đâu ra một đống người của thiết y môn. Dọa con sợ chết khiếp, nghe xong lời này tử vĩ hốt hoảng hét lớn. Xinh đẹp đâu rồi? Tăng biêu kia đâu rồi? Cái lò của ta đâu? Tiền võ kim nức nở rõng rạc đáp lời. Con không biết, cái lò kia răng rắc một cái liền biến mất còn thiên nữ cô nương họ bị tách ra đưa đi rồi ngay lúc đó một thanh niên bước tới lên tiếng ha ha tử vi ma tôn ngươi tỉnh rồi sao hóa ra là đắc cường hắn ta với cái tay băng bó nhếch mép cười đều đừng nghĩ nữa lần này bọn ta tốn không ít công sức các cao thủ của tam đại tông đều đang canh giữ bên ngoài đấy ngươi làm nhiều việc ác thậm chí ngay cả trẻ con mà cũng không buông tha quả thật chết cũng không đáng tiếc may mà ta đam mưu túc trí kịp thời ngăn chặn quỷ kế của ngươi Nam chính nghe thấy lời này thì làm ra bộ mặt khinh nhờn, kịp thời ngăn chặn cái chó gì. Nếu không phải ta đi cứu người, chờ ma tôn vừa ra sân thì mấy đứa nhỏ đó cũng mất xác luôn rồi. Ngẫm nghĩ xong anh ta cúi đầu thở ra một hơi thật dài, bỏ đi, dù sao cũng bị bắt rồi. Cái cọ với ngươi cũng vô dụng, nói xong anh ta hai tay chống nạnh lên với vẻ mặt cau có khó chịu, hạ môn chủ của các ngươi đâu. Ta muốn gặp mặt hắn, khẩu khí cũng lớn thật đấy, ta thấy ngươi hoàn toàn chưa nhìn rõ được tình huống nhỉ. Nói tới đây hắn ta bày ra một bộ mặt quỷ dị đôi mắt sáng rực, lúc ngươi hôn mê. Ta đã cho người cắt đứt kinh mạch của ngươi rồi, cho dù ngươi là ma tôn gì cũng vô dụng, kinh mạch đã đứt ngươi còn có thể có bản lĩnh gì chứ. Nam chính nghe thấy lời này thì giật mình hoảng hốt há hốc mù nghĩ bụng, cắt đứt kinh mạch sao. Thế mà lại thận trọng tới như vậy à, không hổ là người của thiết y môn, ngẫm nghĩ xong anh ta liền nhìn chầm chầm vào bàn tay của mình. Tuy nhiên, hình như mình đã tự chữa lành xong hết rồi. Vết thương trong lòng bàn tay cũng lành lại rồi, nhưng nếu đổi lại thành người khác, máu cũng sẽ bị rút cạn mất. Mà nói, cái lò bảo bối của mình đâu rồi nhỉ? Đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên một vụ nổ xảy ra ngay trước mặt của tử vĩ khiến anh ta trợn tròn mắt kinh ngạc. Sau vụ nổ đó thì đột nhiên lò luyện đan biến nhỏ tí tẹo nằm gọn trong lòng bàn tay của tử vĩ, mà nói thứ đồ chơi này lại biến từ đâu ra vậy chứ? Tên Đắc Cường đang cười mà nhìn thấy lò luyện đan trên tay của nam chính thì hoảng hốt, vờ cờ lờ. Người đâu? Hắn ta với bộ mặt tím nhật không còn chút máu chỉ tay vào nam chính, ám khí co am khí, thả thứ đồ trong tay của ngươi xuống cho ta. Tử vĩ nghe thấy thì ngẩng mặt nhìn lên ngu cả người ra hai quầng mắt thâm đen hạn hán lời không biết nói gì hơn. Bên ngoài địa lao tiếng trò chuyện của thuộc hạ và đắc cường vang lên, môn chủ đâu, khi nào môn chủ quay lại. Môn chủ đi vạn cổ các rồi, không biết khi nào mới về, được thôi, vậy trước khi môn chủ trở về thì cứ nghe lệnh của ta. Đúng rồi, trói chặt tên ma tôn đó lại cho ta, lúc nãy các ngươi lục soát người kiểu gì vậy hả? Thế mà vẫn để hắn giấu đồ trên người, đắc cường đứng trước mặt nam chính sần cổ quát chửi anh ta ha 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 coi như ta xem thường ngươi rồi bất kể ngươi còn có thủ đoạn gì thì cứ việc dùng ra đi ông đây đếch sợ ngươi thằng nhãi này cũng bốc phét gớm nhỉ chân đã run cầm cập luôn rồi mà còn to mồm sau khi đã quát chửi tử vĩ xong thì hắn ta liền hai má đỏ bừng hình lỗ mũi lên mà tự luyến Nghe đắc cường ta chính là con cưng của trời ngẫm nghĩ xem thì hắn ta mới phát hiện cái lò luyện đan dưới chân của mình đắc cường ngồi xuống đưa tay lên vuốt cầm nhìn chằm chằm vào lò luyện đan nghiên cứu đây là cái gì nhỉ? Là đan đỉnh sao? Đây chẳng phải là thứ đồ luyện dược sư mới dùng sao? Nói xong hắn ta liền dùng sức để cầm lấy lò luyện đan kia nhưng có thế nào thì cũng không thể nhấc lên được. Ơ kìa, sao không cầm lên được thế? Chỉ một món đồ chơi nhỏ như vậy mà lại không tài nào nhấc lên được thật sao? Ngay lúc đó từ bên ngoài vọng vào một tiếng nói tiếng hắn ta vui vẻ hai mắt sáng rực lên. Nghe đắc cường, ngươi lại làm gì? Ái trà trà, là giọng của y y. Thế là hắn ta quay sang lao về hướng của Y Y với bộ mặt đỏ bừng vô cùng biến thái. Y Y ơi Y Y à, vừa nãy ma tôn đó đột nhiên móc ra ám khí, dọa ta sợ hết hồn luôn. Dứt lời hắn ta liền lao tới ôm chặt lấy Y Y, có điều muội không cần lo, tất cả đã xong hết rồi. Bởi vì có nghe đắc cường ta ở đây, người buồn ta ra trước đã, nghe thấy giọng nói đàn ông hắn ta giật mình kinh hãi toát mồ hôi như suối khi nhìn thấy người mình ôm lại là lão hạ phụ. Đắc cường ngay sau đó liền thụt lùi lại xa vài mét cúi đầu hành lễ, môn 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 chủ lão hạ phụ với vẻ mặt nghiêm nghị lẫn chút khó chịu gặng hỏi lý tử vĩ đâu rồi a à, vĩ huynh của ta đâu rồi cha ơi con đi ra ngoài với chủ mẫu trước đây đắc cường siết chặt bàn tay đưa lên trước mặt đáp lời ngài nói ma tôn đó sao vừa nãy hắn muốn đánh lén con bị con kịp thời phát hiện ngăn chặn lại rồi môn chủ yên tâm đi con đã đặc biệt phân phó kinh mạch của ma tôn này đã đứt hết rồi hiện giờ hắn không dùng được bất kỳ công pháp gì nữa Lão hạ phụ nghe thấy lời này thì toàn thân hóa đá trừng mắt há hốc mồm, cái gì cơ? Đứt hết kinh mạch sau, lão ta hốt hoảng liền lao đến gạt đắc cường sang một bên, cái đờ cờ mờ, a à vĩ huynh của ta. Nam chính ở phía đối diện được gói gọn bên trong những sợi dây thừng hello lão hạ phụ một cái, nghe thấy lời chào của tử vĩ khiến lão hạ phụ an lòng mà thở phào nhẹ nhõm, tốt quá. Xem ra trạng thái của a à vĩ huynh vẫn còn rất ổn, dây sau lão ta thay đổi sắc mặt 180 độ, mà ổn cái rằm ấy. A à Vĩ huynh đã bị trói thành cái bánh trưng luôn rồi, ngẫm nghĩ xong lão hạ phụ liền vội vã chạy đến tháo trói cho Tử Vĩ, A à Vĩ huynh chớ giận, lão ca sẽ cởi trói cho huynh ngay. Dứt lời lão ta quay sang nhìn Đắc Cường với thái độ tức giận quá lớn, còn ngay ra đó làm gì, không mau qua đây giúp đỡ. Nghe vậy hắn ta liền chạy tới cởi trói cho Tiền Võ Kim trong trạng thái điên đảo tinh thần không hiểu chuyện gì xảy ra. Ủa, ủa gì dạ? Đây là tình huống gì thế? A à Vĩ huynh, huynh không sao chứ? Kinh mạch của huynh hoàn toàn không sao tự lành lại rồi, Đắc Cường nhìn thấy lão hạ phụ và nam chính trò chuyện vui vẻ thì nảy lên một suy nghĩ, môn chủ vẫn luôn rất sủng ái y. Lẽ nào ngài ấy vì y y mà cũng muốn bao che cho ma tôn, hắn ta ngay lúc này như lạc vào hành tinh khác chơi với trên cung trăng, không thể nào. Chuyện vô lý này người của Tam Đại Tông có biết không, người khác có biết không, nhìn không thể nào hiểu được, hoàn toàn không phân tích ra đây là cục diện gì nữa. Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, Nam Cung Ly bước ra từ khuê các đưa cây quạt lên che miệng của mình lại, chủ mẫu vạn cổ các. Không ngờ ngài lại đích thân qua đây, nghe nói chuyện lần này truy bắt ma tôn vô cùng thuận lợi, nghĩ đến cũng may mà có cổ trùng do ngài trồng xuống vào lúc đó. Tất cả chuyện này không liên quan tới ta, đừng có mà nịnh hót." Nam Cung Ly hạ cây quạt xuống nhìn mặt chủ mẫu cười nhẹ, "Chủ mẫu khiêm tốn quá rồi. Nếu không có cổ trùng của ngài áp chế công lực, ma tôn chỉ dựa vào người của Thiết Y môn làm sao có thể bắt được hắn chứ? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chủ mẫu này rất thích được người khác khen ngợi sao?" Chủ mẫu với một bộ mặt lạnh như băng thẳng thắn trả lời, đã nói không liên quan đến ta rồi, ta nào có bản lĩnh đó chứ, đám người này bị ngu rồi hay gì. Rõ ràng trước kia mình đã từng nói, cổ trùng của ta cùng lắm chỉ có thể phong ấn bảy phần công lực của ma tôn mà thôi, thế mà bọn họ ngay cả lý trưởng quầy mà cũng dám bắt. Chuyện càng vô lý hơn chính là lý trưởng quầy còn thật sự để cho bọn họ bắt hắn về như vậy, còn cố gắng lôi kéo lên người mình nữa, mình không muốn bị lý trưởng quầy hiểu lầm. Ngẫm nghĩ xong cô nàng chỉ tay về phía trước gặng giọng nói, bây giờ quay lại chủ đề chính, về phần tại sao ta đích thân qua đây lát nữa ta muốn đưa người đi các ngươi không có ý kiến gì chứ đám người nam cung ly nghe thấy lời đề nghị này thì suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng cái này ngày đưa hắn đi là để chưa kịp nói hết thì phạm thống chen lời gì cơ ngươi biết hắn là ai không dựa vào cái gì mà để ngươi đưa hắn đi chứ tên đó chính là ma tôn đấy nam cung ly ở phía sau lưng nghe thấy lời đó thì hai mắt trợn trắng lên địch mợ sao thằng nhóc này lại nói chuyện với chủ mẫu như thế chứ thằng này đúng là bị ngu rồi hiến tế não cho nên mới nâng cao lên được võ hoàng đúng không? Nam Cung Ly và lão ngô sở vĩ liếc mắt nhìn sang chỗ khác lần tránh, đều là hắn mắng, không liên quan đến ta. Ta cũng chẳng nói gì, không liên quan đến ta, ngay cả hoàng thượng đến trước mặt chủ mẫu cũng phải cung cung kính kính. Thằng nhãi này lại dám mắng nàng ta, tuy người ta không biết võ, nhưng người ta biết chơi cổ đó. Ngay cả ma tôn tử vi lúc đó cũng đã trúng chiêu, càng huống chi là chúng ta. Phạm thống ngay lúc này cảm nhận được sát khí hừng hực từ chủ mẫu thì giật mình lùi lại, ngươi ngươi đừng chừng ta như vậy ma tôn nguy hiểm như thế đương nhiên phải do tam đại tông và thiết y môn cùng nhau thương nghị nên xử lý thế nào ngươi tự ý đưa hắn đi nếu xảy ra chuyện ai gánh nổi trách nhiệm này chứ nghe thấy mấy lời đó nét mặt của chủ mẫu vẫn không hề thay đổi lạnh ngắt như băng sau đó cô nàng khoanh tay đứng với bộ dáng đỏng đảnh nhếch mép cười đều ha 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 chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn xử lý lý trưởng quầy sao một đám nhãi nhép ngay cả một ma tôn mà cũng không giải quyết được hiện giờ lại mơ mộng hão huyền như vậy lý trưởng quầy chính là khách khanh của vạn cổ các bọn ta các ngươi thử động vào hắn thử xem phạm thống nghe thấy lời này thì vô cùng tức tối chỉ tay thẳng vào mặt chủ mẫu vớ va vớ vẩn các ngươi lại để một nam nhân làm khách khanh sao ta đã đủ nể mặt ngươi lắm rồi đừng tưởng ông đây thật sự không dám ra tay với ngươi rồi nói dứt lời thì chủ mẫu bày ra một bộ mặt hiểm ác mỉm cười nhẹ để ẩn ý ra tay sao được thôi thích thì nhích luôn chớ còn đợi gì nữa Nói xong, cô nàng dịch chuyển tới ngay trước mặt của Phạm Thống một cách nhanh như gió lướt qua đời của hắn ta. Tiếp đó, chủ mẫu vung tay lên ngưng tụ vào lòng bàn tay một luồng lực khí kim quang vô cùng sáng chói, vừa vặn nha, ta vẫn luôn không có cơ hội luyện tay. Sau đó nàng ta trưởng về phía của Phạm Thống một chiêu đệ nhất võ, kinh thị trưởng, khi đạo luật khí của chủ mẫu va chạm vào cơ thể của Phạm Thống thì liền xuất hiện một làn sóng xung kích cường bạo, hưởng chọn một đòn đánh hắn ta bay thẳng vào vách đá khiến nó vỡ nát rồi rơi xuống những mảnh vụn. Nam Cung Ly và Ngô Sở Vĩ chứng kiến cảnh tượng đó thì hai mắt trợn muốn lòi cả ra ngoài. Hai người mặt mày xanh lè xanh lét toát mồ hôi không ngừng, Phạm Thống bị một trưởng của chủ mẫu đánh bay sao, bị một người không biết võ đánh bay ư, đó chính là một võ hoàng đấy. Cứ vậy mà bị đánh bay sao, ảo thật đấy, hơn nữa trong cô ta có vẻ còn rất thoải mái. Cứ như chỉ đánh chết một con sâu vậy, ngay lúc đó tiếng động đã gây nên sự chú ý của Mộng Thiên Thu và Hạ Y Y, chuyện gì thế? Sao động tĩnh lại lớn như vậy? chủ mẫu đưa tay lên che miệng khẽ cười không sao cả ta so chiêu cùng với ba tông chủ nguyên tam tông thôi vừa nói dứt lời thì tiếng nói của tử vĩ vang lên chủ mẫu liền quay sang tươi cười hớn hở không tệ nha chỉ là tư thế này không tiêu chuẩn cho lắm hai trưởng cùng xông lên mới là tư thế tiêu chuẩn lý trưởng quầy lâu rồi không gặp nam chính đưa tay lên vẫy chào niềm nở nói lâu rồi không gặp cô đặc biệt qua đây để bảo lãnh ta ra à chủ mẫu đặt tay lên ngực nhún người hành lễ đó là tất nhiên khách khanh duy nhất của vạn cổ các bọn ta bị oan uổng ta đương nhiên phải qua đây rồi lý trưởng quầy theo ta đi tâm sự một lát nhé nơi này cứ giao cho hạ môn chủ giải quyết đi chỉ dựa vào một cái mỏ chim mà đã gấp gáp đi bắt người sự thật thế nào trong lòng các vị cũng rõ nghe thấy lời này thì năm cung ly cùng với ngô sở vĩ liền che mùng của mình lại một lúc sau hạ y y đi tới trước mặt nam chính rõng giặc nói thiên nữ cô nương và tang biêu đang ở nơi khác ta đưa họ đến đây hai người nói chuyện đi ta đi rồi về ngay Vừa bước vào bên trong khuê phòng thì tử vĩ đã liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một người đáng tin rồi, ma giáo lệnh đang ở trên người ta. Bản thân ta nói 10.000 lần oan uổng cũng sẽ không có ai tin ta, chủ mẫu đi tới với vẻ mặt nghiêm nghị thận trọng mà nói, lý trưởng quẩy. Ta đã nghe nói chuyện của quốc sư rồi, chuyện thiên thu hiểu lầm ngươi, ta thay mặt cô ấy xin lỗi. Sở dĩ ngài giả làm ma tôn chính là vì đã có phát hiện gì sao, nam chính nghe thấy lời này thì hai hàng nước mắt chảy dòng xuống, tốt quá rồi đột nhiên có người đầu óc bình thường cảm động quá ô kìa sao ngài lại khóc dây sau tử vĩ lấy ra chiếc lò luyện đan lườm mắt nhìn vào nó thốt lên thực ra ta có chút phát hiện cô là người chơi cổ đều nói độc dược là cùng một nhà cô có biết thứ này không chủ mẫu nghe vậy thì liền nhìn trong túi vào chiếc lò luyện đan trên tay của tử vĩ đây chẳng phải là thứ đồ mà luyện dược sư dùng hay sao lý trưởng quầy có được nó từ đâu thế đan đỉnh này sao nhìn có hơi quen mắt ấy nhỉ chủ mẫu nhìn chăm chú vào lò luyện đan vắt óc suy nghĩ quen quá, thực sự rất quen, cô nàng thò tay tới phía của lò luyện đan hai giọt mồ hôi rơi xuống, rốt cuộc là mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Ngay lúc này điều gì đó khiến chủ mẫu chừng to đôi mắt ngạc nhiên, cô nàng dùng sức cầm lấy lò luyện đan đến mức hai tay run rẩy. Tại sao lại không cầm lên được cơ chứ? Cô cũng không cần nó lên được à? Nghe thấy lời này chủ mẫu giật mình trợn trừng mắt lập tức rút tay ra khỏi lò luyện đan. Nam chính nhướng mày nhìn chăm chú vào chiếc lò luyện đan trên tay mình ngẫm nghĩ, thứ đồ chơi này chắc chắn là bảo bối luyện dược sư ngẫm nghĩ xong anh ta liền đưa lên một ngón tay trước mặt chủ mẫu gạng hỏi cô biết đi đâu để tìm luyện dược sư không cái kiểu phải lợi hại chút ấy à đương nhiên ta biết không biết ngài có từng nghe nói đến dược vương cốc ở phía tây chưa lúc nhỏ ta từng có duyên gặp người của dược vương cốc một lần tuy nói không biết thế nào mà làm được nhưng nghe nói trong đó có một vị luyện dược sư đã mấy trăm tuổi rồi nam chính nghe thấy ba chữ dược vương cốc thì đứng ngây người một lúc trong đầu liền hiện lên hình ảnh của một lão già dâu tóc bạc phơ sau đó anh ta nhìn về phía trước mỉm cười đưa theo đại xinh đẹp và tiểu soái đi một chuyến vậy đây chính là một trong những thế lực thiết yếu trong phim võ hiệp ngay lúc đó từ bên ngoài cửa một tiếng hát thất thanh vọng và gây nên sự chú ý của nam chính a à, vĩ huynh không sao chứ tiên nữ hai hàng nước mắt lao đến ôm chặt lấy lý tử vĩ vào lòng cô nàng chạy quanh người anh ta sờ mó từ chỗ này đến chỗ kia với vẻ mặt lo lắng họ nói gì mà phế huynh rồi huynh không sao thật chứ tử vĩ quay người lại đưa tay lên gạt đi nước mắt của thiên nữ đừng khóc cũng không phải không biết, cô không biết năng lực tự chữa lành của ta, mọi người không sao chứ? Thiện nữ cúi đầu bẽn lẽn đáp lời, ta được hạ cô nương đưa đi, tình hình người khác ta cũng không rõ nữa. vừa nói dứt câu thì Hạ Y Y dẫn tiểu soái bước vào, A à, Vĩ Ca, huynh an tâm đi, thiên nữ cô nương không sao đâu. Tiền công tử được vị tăng biêu kia gọi đi rồi, đứa nhỏ này nói là muốn gặp huynh trước. Nam chính bước về phía của Hạ Y Y miệng cười thốt lên, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. đúng rồi lúc đó trừ bọn ta ra các ngươi có nhìn thấy người khác nữa hay không? Hà y y hai mắt mở to tròn tươi cười đáp lời. Trừ các huynh ra thì tổng cộng có 300 đứa nhỏ được cung đã sắp xếp ổn thỏa rồi, trừ cái này ra thì không có người nào khác, có việc gì sao? À thì không có gì, vậy nên cái tên ám thập nhất kia đã tự chạy rồi ư. Chuồn cũng nhanh thật đấy, thế tình hình hiện tại của chúng ta bây giờ là gì? Hà y y đưa lên ba ngón tay rõng rạc nói. Có chủ mẫu ở đây, ít nhất có thể đảm bảo A Vĩ Ca không bị nhốt trước cha đang thương lượng với tam đại tông lấy danh nghĩa thuận tiện tìm tòi nghiên cứu thể chất của huynh để chuyển huynh đến vạn cổ các tuy không biết là chuyện gì nhưng chắc hẳn tất cả đều nằm trong kế hoạch của a vĩ ca nhỉ nhờ có a vĩ ca mới cứu được mấy đứa nhỏ và nạn dân đó cô ta đang nói tới kế hoạch gì của mình nhỉ sau một lúc trầm ngâm nghĩ tới nghĩ lui thì nam chính quyết định đưa lên một ngón tay thẳng thắn nói ha 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 nói không sai tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta tiếp theo phải đến vạn cổ các phải không tiền võ kim đã thu dọn xong rồi bảo hắn qua đây với ta một chuyến sáng sớm hôm sau hai tên thuộc hạ đánh ngựa vào trong một khu rừng tại sao chúng ta nhất quyết phải mặc thành thế này nhỉ làm sao ta biết được đây đều là phân phó của tông chủ người của vạn cổ các cưỡng chế đưa ma tôn kia đi nói là muốn lấy đi thử cổ đấy vạn của các này rốt cuộc là có gì lợi hại chứ nhỏ cái mồm lại chút đi cha người ta một trưởng là có thể đánh bay tông chủ của chúng ta dính lên bờ tường rồi thế thì hết cách cướp chính điện không lại tông chủ chỉ có thể sắp xếp chúng ta qua đây trong chừng thôi Nghe xong mấy lời nói đó chủ mẫu liền khoanh tay nhìn về hướng của nam chính lên tiếng khiến anh ta giật mình. Đừng có căng thẳng như thế, cũng sẽ không ăn người đâu mà. Mà tử vĩ ngồi trong xe ngựa lại chính là kim tiền võ giả mạo. Hắn ngồi khép nép lại mặt mày vã mồ hôi nhễ nhại, ta căng thẳng chỗ nào đâu. Nữ nhân này khủng bố quá, nhưng tất cả những thứ này đều là vì sư phụ. Sư phụ ơi, ngài nhất định phải vạn sự thuận lợi sau đó quay về cứu con đó hu hu hu. Cùng lúc đó tại một dãy núi, Tiểu Soái mang theo Nam Chính cùng với Thiên Nữ bay về hướng của Dược Vương Cốc. Bay được một lúc thì ba người cùng đặt chân lên một vách đá nhìn xuống bên dưới là một cánh rừng hoa anh đào, đúng thật không hổ là Dược Vương Cốc. Nghe nói nơi này ngăn cách với thế giới bên ngoài, không nhiễm chuyện phàm trần, dĩ nhiên cũng vẫn chưa biết chuyện của ta. Dứt lời anh ta chỉ tay về phía thôn trang nằm giữa cánh rừng hoa anh đào tươi sắc mà nói, bên đó hình như có ngôi làng, dừng chân ở đó trước đi thôn trang đơn sơ nằm ở giữa cánh rừng hoa đào và đồi núi non chập trùng đó được gọi là thôn hoa đào trẻ con vui đùa trong sân nhà đàn ông tay trắng trong thôn thì ngày ngày đi hái thảo dược còn đàn bà phụ nữ thì may vá thưa dệt vô cùng an nhàn tử vĩ cùng với thiên nữ và tiểu soái đi vào bên trong thôn trang nhìn về quang cảnh trước mắt mà ngẫm nghĩ không hổ là thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết mọi người nhìn có vẻ sinh sống rất an nhàn xin chào ta muốn hỏi một chút cô nương đang ngồi theo thùa nghe thấy tiếng nói thì liếc mắt nhìn sang nam chính đi tới trước mặt cô nương đưa bàn tay lên thăm hỏi nơi này là thôn hoa đảo đúng không chúng ta tới bái kiến luyện dược sư trong thôn có nơi nào có thể dừng chân hay không vừa nhìn thấy ba người nam chính thì cô gái đã chừng to đôi mắt kinh hãi dây sau mặt mày cô ta tối sẫm lại toát mồ hôi hột lúng túng a à có có người ngoài cút ra ngoài nơi này không chào đón các người một đám lừa đảo lẽ nào còn muốn lừa chúng ta lần thứ hai sao tử vĩ nghe thấy lời này thì sững sờ nghĩ bụng ý gì đây không phải chủ mẫu nói thôn dân của thôn hoa đào nhiệt tình hiếu khách rất thân thiện đối với người tới để cầu thuốc sao cô hãy bình tĩnh chúng ta không có ác ý cút ra ngoài rời khỏi nơi này ngay tiếng hét quá lớn đã làm kinh động đến các nam nhân trong thôn ngay lúc đó một lão già râu tóc bạc phơ chống gậy đi tới phía sau lưng đám người nam chính mà nói các vị tiểu hữu các người có thể tới được nơi này át hẳn là được người chỉ dẫn đúng không nhưng tiếc thay tại thôn hoa đào này không chào đón người ngoài các vị hãy rời khỏi thôn đi ba người nam chính bị đuổi khỏi thôn một cách thẳng thừng thì ai nấy đều ngơ cả mặt ra. Anh ta đưa tay lên gãi đầu liếc mắt nhìn về một phía bất lực, sao lại như vậy chứ, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì mà khiến con dân bài trừ người ngoài đến như vậy. Ngay lúc đó tử vĩ phát giác được tiếng động thì ngoảnh mặt nhìn ra phía sau lưng, một cậu bé đang đi hái thuốc thì vấp phải dễ cây té sấp mặt trên đất. Thấy vậy thì nam chính cũng niềm nở chào hỏi, xin chào tiểu đệ đệ, ca ca có thể hỏi đệ một chút chuyện được không? Dứt lời anh ta đi tới trước mặt của cậu bé khom người xuống nhẹ nhàng hỏi, có phải là khoảng thời gian này trong thôn có người xấu gì đã tới, hay đã xảy ra chuyện gì hay không, yên tâm. Chúng ta chắc chắn không phải là người xấu, cậu bé ngẩng đầu nhìn lên hai mắt mở to tròn rõ rạc đáp lời, ông nội từng nói. Tất cả người xấu đều nói bản thân không phải là người xấu, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, các ngươi chắc chắn cũng là kẻ xấu xa, ngươi từ bỏ đi. Lần này cho dù các ngươi nói gì cũng đều vô dụng, ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa đâu, Nghe thấy những lời này tử vĩ trầm mặc ngẫm nghĩ. Ý của đứa bé này là lúc trước có người dẫn những đứa trẻ khác ở trong thôn đi sao, ma giáo, trẻ con, không phải trùng hợp như vậy chứ. Một lúc sau tiểu soái đi tới nhặt lấy những cây linh dược dưới đất lên, sau đó cô bé đi tới đưa số linh dược đó cho cậu bé, tiểu ca ca, chúng ta thật sự không phải là người xấu đâu. Cậu bé nhận lại số linh dược từ tiểu soái mà hai má đỏ bừng lên, huynh có thể nói cho chúng ta, trong thôn đã từng xảy ra chuyện gì hay không cậu bé ngại ngùng hai má đỏ ửng hồng quay sang chỗ khác chuyện này thôi được rồi nể mặt ngươi nhỏ hơn ta nên ta mới kể đó vài tháng trước có một người xấu tới trong thôn nói bản thân tới từ một tông môn rất lợi hại còn nói có thể dạy chúng ta học võ ta còn cần chăm sóc ông nội cho nên không đi theo hắn đã dẫn vài người đi còn nói mỗi tháng sẽ gửi thư về nhưng lâu như vậy rồi chúng ta lại chẳng nhận được một bức thư nào mọi người đều rất lo lắng đi tới tông môn mà trước khi người kia đi nhắc tới lại không tìm được gì cả bọn họ đều nói thân phận của người đó là giả thật ra chính là một kẻ trung gian buôn bán người các bá phụ quyết định đi tìm bọn họ trước khi đi mọi người đã ra quy tắc không để người ngoài vào trong thôn nghe xong những lời này nam chính trầm tư nghĩ trong đầu chẳng trách trong thôn lại chẳng có một thanh niên trai tráng nào thì ra là đều đã ra ngoài tìm những đứa trẻ cả rồi ngay lúc đó bỗng chốc một tiếng nói vang lên không ngờ tới mấy vị vẫn còn chưa đi cậu bé nghe thấy tiếng nói thì liền quay sang tươi cười hớn hở giang rộng hai tay gọi ông nội Hóa ra cậu bé chính là cháu của lão già dâu tóc bạc phơ trong thôn, đứa bé này nó không sai, hiện tại trong thôn không có trai tráng. Người của diệt ma ổ cũng nhằm vào nơi này, vẫn là câu nói cũ, bất kể mấy vị rốt cuộc vì sao mà tới đây, đều xin hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi. Một lúc lâu sau đó tại căn nhà lụp sụp giữa rừng hoa đào tiếng nói vọng ra bên ngoài, diệt ma ổ ư, chưa từng nghe nói tới. Lão già ngồi trong phòng trên tay cầm một tách trà thốt lên, ngày nào người của diệt ma ổ cũng đến đây, nghe nói đại đương gia của bọn họ mắc bệnh nặng. Nhưng các luyện dược sư đại nhân không thể rời khỏi dược vương cốc quá xa, hai ra, thôi không nhắc chuyện này nữa, dứt lời lão ta ngẩng đầu nhìn về phía của tử vĩ. Ban nãy ngươi nói, có lẽ ngươi biết được tung tích của những đứa trẻ kia là thật sao, nam chính lấy ra một bức thư đặt lên bàn đẩy qua cho lão già. Những gì ta nói là thật, hơn nữa ta thật sự không có ác ý, là chủ mẫu vạn cổ các bảo ta tới đây, người xem. Đây là thư của chủ mẫu bảo ta đưa cho cốc chủ dược vương cốc, còn về chuyện những đứa trẻ, nói ra thì dài dòng. Khúc này là đang giải thích chuyện bên ngoài liên quan tới việc ma giáo bắt đi rất nhiều trẻ con cùng dân thường. Như này, như này, là vậy đó, chuyện chính là như vậy. Lão già nghe xong những lời đó thì kinh sợ tách trà trên tay liền rơi xuống. Trời ạ, à, bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Ma giáo gì đó này thật đáng chết, lại dám làm ra nhiều chuyện tán tận lương tâm như vậy. Tử vĩ nghe xong thì mặt mày và mồ hôi nhễ nhại, sao lại có cảm giác trột dạ nảy lên thế nhỉ? lão già nói xong thì cũng cúi mặt thở ra một hơi thật dài nam chính nhìn thấy cả người lão già run rẩy thì hốt hoảng la lên người bớt giận lão già quay đầu nhìn ra cửa sổ miệng lẩm bẩm ta sinh sống ở đây cả một đời người trong thôn này đa số đều chưa từng đi ra ngoài ta cũng hy vọng tụi nhỏ có thể ra ngoài xem xem ta mới đồng ý để người kia dẫn tụi nhỏ đi tất cả chuyện này đều là do lỗi sai của ta chỉ hy vọng trong những đứa trẻ mà ngươi cứu ra kia có trẻ con ở trong thôn của ta Tử Vĩ nghe xong mấy lời đó thì liền đi tới trấn An lão già, "Yên tâm đi, ta sẽ cùng tìm giúp người. Nếu như người muốn, ta có thể ủy thác người dẫn những đứa trẻ được cứu ra kia tới đây." Lão già đứng dậy thò tay lấy cây gậy của mình đi tới trước mặt nam chính. "Ta xin lỗi ngươi vì thái độ lúc trước của thôn dân, xin ngươi hãy thứ lỗi, bọn họ cũng là do bị ép buộc, chịu ơn huệ lớn. Ta không có gì để báo đáp." Lý trưởng quầy là người của chủ mẫu vạn cổ các giới thiệu tới, trong thôn đương nhiên là phải tiếp đón cẩn thận, chỉ là trong dược vương cốc có khí độc không lấy được tị độc đan đặc chế, e rằng khó mà tiến vào được. Tử vĩ nghe xong thì trừng mắt ngỡ ngàng, làm sao thì mới lấy được tị độc đan. Lão già nhìn về phía trước rõng rạc đáp lời, cách 7 ngày dược vương cốc sẽ phái ra một vị dược sư tới đây ngồi khám bệnh, ngươi có thể hỏi thăm đối phương đôi điều khi đó. Có lẽ có thể lấy được tị độc đan, cùng lúc đó ở bên ngoài thiên nữ cùng với tiểu soái đợi nam chính bước ra, vừa bước ra khỏi vòng thì tử vĩ đã nhìn về phía của thiên nữ mà thốt lên. Đại sinh đẹp, đã để cô chờ lâu rồi, đã bàn ổn thỏa rồi, Thôn trưởng sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Hai ngày sau luyện dược sư sẽ xuất cốc, chúng ta phải ở lại tiểu trấn này mấy ngày. Lão già đi tới đưa tay về một hướng, trong thôn có khá nhiều phòng trống. Các vị hãy đi theo ta đi. Cùng lúc đó ở diễn biến khác, nơi đây xuất hiện một nam nhân tóc trắng mắt mày đen kịch không ngừng ho khan. Một cô nương đi tới trên tay cầm bức thư của chủ mẫu, gần đây người ho càng ngày càng nhiều, thân thể của người. Thanh niên liếc mắt nhìn sang ho lên hai tiếng rồi ngắt ngang lời của cô nương kia. Ta không sao đâu sau đó hắn ta chỉ tay vào bức thư trên tay của cô gái trong tay của ngươi đang cầm cái gì vậy cô gái mang bức thư đưa cho thanh niên tóc trắng ngươi còn nhớ vạn cổ các không đây là thư mà vạn cổ các đưa tới thư của con nhóc kia sao nghĩ lại lần trước lúc gặp con nhóc kia con bé còn là một đứa nhóc nhỏ xíu xíu đấy khi đó con bé còn chẳng dám nói chuyện với ta hiện tại sao đột nhiên lại nhớ tới lúc sau điều gì đó trong bức thư khiến cho thanh niên chừng mắt thốt lên thần tiên lý trưởng quầy sao hắn ta nhìn chăm chú vào bức thư trong tay mỉm cười nhẹ ái chà chà có chút thú vị đây chuyển cảnh vào bên trong cánh rừng hoa đào cô gái thừa thùa đang sắn tay áo chuẩn bị hái thảo dược ngay lúc đó bỗng chốc một tiếng nói vang lên cần tôi giúp không cô nương nghe thấy thì quay đầu nhìn sang hóa ra là nam chính anh ta trên tay cầm một cái sẻng đầu đội mũ vải hello cô nàng xinh đẹp có cần anh giúp việc gì không cô gái nghe thấy thì hai mắt mở tròn xoe nhìn chằm chằm vào tử vĩ im lặng không nói gì một lúc sau cô gái đột nhiên cúi người mạnh xuống ngay trước mặt của nam chính xin xin lỗi lúc trước không biết thân phận của ngài đắc tội ngài có chỗ mạo phạm xin lượng thứ cô xin lỗi ta gì chứ là ta không làm rõ tình hình cô gái đứng dậy nức nở mắt rơm rớm lệ không giấu gì ngài con ta lúc đó cũng theo người đó đi đến nay không rõ tung tích ta nhất thời không kiềm chế được mới kích động như vậy tuy không biết trong các đứa trẻ ngài cứu ra có nó không nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngài nghe thấy những lời này nét mặt của tử vĩ trở nên buồn bã anh ta siết chặt bàn tay trong đầu thầm nghĩ nhưng nếu thiên toàn không tiết lộ thân phận của ta e là ta còn đắm chìm trong thân phận ma tôn không đúng không thể nghĩ như vậy nói không chừng vì chuyện ta nhầm lẫn thân phận đúng lúc làm dối kế hoạch của ma tôn đó thì sao mà lúc trước còn giải quyết ma giáo đồ tiềm ẩn của thanh sơn môn cũng xem như là trùng hợp chờ gặp được luyện dược sư làm rõ tác dụng của cái lò đó cách chân tướng lại thêm một bước lý tử vĩ hà cố lên đang định rời đi thì thiên nữ lên tiếng gọi a à vĩ có tin tốt này cô nàng dẫn theo tiểu soái chạy đến với sắc mặt vui tươi luyện dược sư đến trước rồi trưởng thôn bảo tôi đến gọi cậu cùng lúc đó tại khu rừng nhốt những đứa trẻ ám thập nhất ngồi dậy từ đống đổ nát với bộ mặt ngu ngơ phải làm sao phải làm sao mới tốt đây chỗ này sao bỗng nhiên sập rồi còn có một đống người của thiết y môn đến không những vậy bây giờ ma tôn đại nhân mất tiêu rồi mấy thứ tế phẩm đó cũng mất tiêu rồi lúc đó chỉ lo trốn ma tôn đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta ngay lúc đó bỗng chốc có một tiếng quát chửi vang lên thứ đồ ngu ám thập nhất nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác thế mà đứng trước mặt cô ta lại là hồng tụ và tử vi ma tôn hắn ta nhìn mọi thứ xung quanh đều đổ nát thì cau mày nhăn nhó ma nó đến muộn rồi hồng tụ đặt tử vi ma tôn xuống đất sau đó hắn ta ra lệnh hồng tụ ngươi đi tìm đồ cho ta dạ tuân lệnh đại nhân Vừa nói dứt câu thì Hồng tụ di chuyển xuống dưới lòng đất một cách nhanh như chớp khiến Ám Thập Nhất phải trừng mắt kinh ngạc. À. "Ê, ngươi làm gì thế? Bộ dạng này, Hồng tụ, chẳng phải cô là người bên cạnh Ma Tôn đại nhân hay sao? Đứa bé này từ đâu chui ra thế? Cô mang nó theo bên cạnh mình làm gì?" Nói tới đây Ám Thập Nhất liền đưa lên một ngón tay đoán giả đoán non, "Chẳng lẽ đây là mệnh lệnh của Ma Tôn đại nhân sao?" Ta nói mà, sao Hồng tụ lại đi theo sau lưng một đứa bé, cô ấy còn có thể phản bội Ma Tôn sao? Tử vi ma tôn ở đằng sau lưng nghe thấy những lời đó thì cơn tức giận liền trỗi dậy. Hắn ta ngưng tụ một luồng ma khí vào lòng bàn tay với bộ mặt đầy sát ý. Dây sau hắn ta trưởng luồng ma khí về phía của ám thập nhất khiến cho cô ta nhận được một vé đi du lịch diêm vương. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Tử vi ma tôn khoanh tay gọi cầu hệ thống ra. Cha cho ta xem chỗ này đã từng xảy ra chuyện gì. Xin chờ một chút. Đang đọc ký ức. Vừa nói dứt lời thì hồng tụ cũng đã từ bên dưới mặt đất trở về. Chủ nhân, không tìm thấy đồ. Ừ biết rồi nếu không có ở đây vậy thì chắc chắn bị tên đó lấy đi rồi mà cũng lạ thật tên đó làm sao mà có thể mang đồ đi nhỉ bỏ đi sắp biết đáp án rồi sau một lúc lốt đinh thì hệ thống hiển thị ký chủ do ám thập nhất hình như trong chừng ngoài cửa cho nên không rõ đã xảy ra chuyện gì nhận được thông báo này tử vi ma tôn tức giận tẩn cho hệ thống một cú đấm vỡ alo mẹ nó bao nhiêu lần rồi hả hệ thống chó chết này quay lại chỗ của tử vi lúc này luyện dược sư cùng với cô nàng bên cạnh cũng đã đi tới chỗ của nam chính không ngờ ngài đến nhanh như vậy, không đến trước cửa thôn đón ngài, đúng thật là xin lỗi. nói xong lão trưởng thôn liền quay mặt nhìn về phía của tử vĩ, lý trưởng quầy chờ một lát. thế nhưng luyện dược sư lại nhanh chóng ngắt lời lão trưởng thôn, không cần phải chờ đâu. nói xong luyện dược sư liền đưa tay về phía của nam chính khiến anh ta trợn tròn hai mắt kinh ngạc. lý trưởng quầy phải không? ta muốn nói chuyện riêng vài lời với cậu. lúc sau luyện dược sư cùng với tử vĩ liền bước vào bên trong căn nhà lụp xụp của lão trưởng thôn trong lúc đang đi tử vĩ luôn cảm nhận được có một luồng sắc khí tỏa ra từ cô nương đi bên cạnh luyện dược sư mà hai mắt trợn trắng lên thầm nghĩ tầm nhìn của cô gái này có tính tấn công quá luyện dược sư bước vào phòng ngồi ngay ngắn vào bàn rồi đưa tay ra thốt lên lý trưởng quầy mời ngồi à ừm được rồi từ giọng nói không phân biệt được giới tính nhìn thân hình chắc là đàn ông rồi luyện dược sư đưa tay lên sửa sang lại chiếc mũ lý trưởng quầy tôi nhìn thấy thư của chủ mẫu vạn cổ các rồi người đến tìm vừa nói dứt câu thì bên ngoài vọng vào một tiếng hét lớn không hay rồi người của diệt ma ô đến rồi còn chưa kịp phản ứng thì xuất hiện một đám người đạp toang cửa xông vào một nữ nhân tóc đỏ trên mặt còn có một vết sẹo lớn rạch ngang qua mắt bước vào ngang nhiên lớn tiếng ây dô nghe nói luyện dược sư chân quý của chúng ta bỗng nhiên đến trước rồi sao sau đó cô ta liền liếc mắt nhìn về phía của tử vĩ nhếch mép cười đều ngươi nói sao lại trùng hợp như vậy chứ luyện dược sư ở đây đúng lúc chúng ta cũng đến làm khách tiếp đó cô ta chỉ tay về phía thiên nữ đang bị trói chặt phía sau lưng cười nham nhở điều may mắn hơn là còn gặp được một cô nương xinh đẹp rất vừa mắt ta ôi trời đất ơi đại xinh đẹp của tôi cô ta quay sang bóp lấy mặt của thiên nữ nở ra một nụ cười nham hiểm dù sao thì bệnh của đại đương gia thế nào cũng không chữa được cưới vợ xong hỉ cũng không tệ cô nói cô nương mọng nước như vậy chắc chắn là đại đương gia sẽ rất thích nhỉ tử vĩ nghe thấy mấy lời đó thì cắn môi mặt mày rất chi là khó chịu mấy tên này chính là người của diệt ma ô sao đại sinh đẹp bỗng nhiên trở thành con tin rồi chứ, tiểu soái đâu rồi nhỉ, đánh một trận cướp người lại thì được đấy. Nhưng sự an toàn của những người khác, ngay lúc đó luyện dược sư đưa tay lên gặng giọng nói, thả cô ấy ra đi. Cô gái tóc đỏ khi nghe thấy thì cau mày nhăn mặt, ngươi nói thả thì thả sao vậy, chẳng phải là ta rất không có thể diện ư, nghe nói cốc chủ của các người là bồ tát sống. Nếu muốn ta thả người thì bảo cô ta tự mình đến đổi đi, luyện dược sư nghe xong thì mặt mày liền đen kịch lại mà đưa tay lên tháo chiếc mũ của mình xuống, được thôi cô ta nhìn đám người trước mặt với ánh mắt lừ đừ ta chính là cốc chủ bồ tát sống mà cô nói giờ cô có thể thả người rồi chứ cô gái tóc đỏ kia nghe thấy lời này thì cắn răng nhếch mép cười nham nhở thầm nghĩ y như người trong bức vẽ đó vậy quả nhiên rất may mắn ngẫm nghĩ xong cô ta liền nghiêng đầu chỉ tay về phía trước mà nói cô lấy bản thân mình ra đổi thả người đương nhiên là không thành vấn đề bây giờ mời cô ngoan ngoãn đi theo bọn ta một chuyến trước đi đừng vội chờ chút đã cô gái kia mất đi kiên nhẫn mà nghiến răng nghiến lợi làm gì nữa muốn ta thả người ngay bây giờ sao xem ta là đồ ngốc à không thể nào cô theo ta về ta mới thả cô hiểu lầm rồi ý ta không phải vậy dứt lời luyện dược sư liền chỉ tay về phía của tử vĩ đi với cô một chuyến cũng được muộn một chút thả người cũng được nhưng ta muốn hắn đi cùng ta nam chính nghe xong thì liền tự chỉ tay vào bản mặt của mình toát mồ hôi hột ta phải đi cùng sao luyện dược sư quay đầu nhìn tử vĩ thốt lên chẳng phải đồng đội của cậu còn đang nằm trong tay đối phương hay sao nói cũng đúng cho nên tiểu soái đi đâu rồi nhỉ thiên nữ cúi đầu hai mắt nhắm chặt rõ sự buồn bã lúc ta đang chơi cùng với con bé thì uống nhầm thuốc gây hôn mê giờ còn đang ngủ đều trách ta không trông chừng tốt nó luyện dược sư chấp hai tay ra sau lưng đi tới không biết tình trạng của đại đương ra các người bây giờ thế nào rồi ta cho rằng ta nên về chuẩn bị hòm thuốc trước rồi mới đi cô thấy sao cô gái tóc đỏ chống nạnh đạp mạnh chân xuống ngay chỗ giỏ thảo dược với vẻ mặt tức tối chỗ này chẳng phải là có thảo dược sẵn sao còn muốn lừa ta nữa hả luyện dược sư liếc mắt nhìn về phía giỏ thảo dược với vẻ mặt điềm tĩnh mà nói thuốc ở đây chỉ là thuốc chữa phong hàn đau bụng không đầy đủ nghe vậy cô gái tóc đỏ liền đưa lên một ngón tay với vẻ mặt khó chịu vậy ta tin cô một lần trong tay ta còn có một con tin đó thời gian một nén nhang đủ không bọn ta chờ ngươi ở đây lúc này cô gái đi bên cạnh luyện dược sư cũng bị trói chặt đại nhân đừng đi không sao đâu bọn ta sẽ quay về nhanh thôi trong vòng một nén nhang chắc là tiểu soái cũng có thể tỉnh lại rồi Lúc sau luyện dược sư nhìn về phía trước chừng mắt sực nhớ ra điều gì đó. Cô ta lấy ra một viên đan dược đưa cho tử vi khiến anh ta chừng mắt sững sờ. Đúng rồi, trong dược vương cốc tràn đầy độc trướng, đây là bích độc đan, yên tâm ăn đi, không có độc. Sau khi ăn xong đi cùng ta một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi, bản tính người của diệt ma ô không xấu, không cần lo cho đồng đội của cậu đâu. Đi được một lúc thì hai người bước vào bên trong một khu rừng hoa đào đầy rẫy những làng khói trắng, tử vĩ đi phía sau lưng hiếu kỳ lên tiếng, này này, rốt cuộc là cô muốn nói cái gì với ta thế hả luyện dược sư nghe xong thì liền quay người lại thốt lên ngữ khí hung dữ quá rõ ràng nghe nói cậu vì tìm ta mới đặc biệt đến đây mà sao cô lại biết chuyện này luyện dược sư liền lấy ra lá thư của chủ mẫu ta nhận được thư đến từ vạn cổ các trong thư đề cập đến lý trưởng quầy cùng với rất nhiều nội dung thú vị tử vĩ nghe thấy câu nói này thì liền vui vẻ cũng giảm bớt đề phòng thì ra là như vậy ta nói tại sao thái độ của cô đối với ta rất lạ thì ra là người của mình À mà lúc nãy cô nói bản tính người của diệt ma ô không xấu. Nhưng ta nghe trưởng thôn nói, người của diệt ma ô đến quấy rầy người dân của thôn Hoa Đào, luyện dược sư nghe xong thì cúi đầu thở dài. Chuyện này ta biết, không chỉ là người dân thôn Hoa Đào khổ không kể được, chuyện cướp luyện dược sư như hôm nay lúc trước đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Lúc đó diệt ma ô còn chưa có tên gọi này, là do sau này mới đổi tên. Hai năm trước, vị đại đương ra đó ra ngoài một chuyến sau khi về thì bệnh ngã xuống. Lúc đó họ khiêng vị đại đương ra đó đến thôn Hoa Đào, muốn cầu kiến luyện dược sư nhưng không ngờ vừa đến gần thôn hoa đào thì bệnh tình của đại đương gia họ đã cấp tốc ác hóa sau này họ lại thử mấy lần một khi đến gần thôn hoa đào và dược vương cốc thì bệnh tình của đại đương gia sẽ lập tức trở nặng cho nên họ đổi hướng muốn mời các luyện dược sư ra khỏi cốc chữa trị cho hắn nếu vậy thì người của dược vương cốc ra ngoài cứu một cái chẳng phải là được rồi hay sao lúc này ánh mắt của luyện dược sư dần trầm xuống bọn ta không ra ngoài được toàn bộ người của dược vương cốc trên dưới đều trúng kịch độc không thể chữa khỏi bọn ta chỉ có thể sống trong độc trướng này ngay cả thôn hoa đào cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến tử vĩ nghe thấy lời này thì vô cùng kinh hãi mà chừng mắt há mồm la lên sao lại như vậy chứ nhưng cô hứa với đại tỷ thổ phỉ lúc nãy luyện dược sư mỉm cười thản nhiên đáp lời đây chẳng phải là còn có cậu sao nói đến mức này rồi chúng ta đừng có đoán nữa được không luyện dược sư nhìn về phía của nam chính mỉm cười nhẹ là dược hương trên người của cậu có dược hương cô ta chỉ tay về phía tử vĩ khiến anh ta chừng mắt sừng sốt lúc gặp cậu ta đã ngửi ra không lầm được đâu cậu nhất định là đã uống đan dược mà vị đại nhân đó để lại rồi nam chính nghe xong thì ngước mắt nhìn sang chỗ khác để lốt một chút đã dược hương đan dược vị đại nhân đó sau một lúc ngẫm nghĩ thì anh ta với vẻ mặt hớt hải há to mồm la lên vị đại nhân mà cô nói không lẽ là đúng là vị đại nhân đó đấy trong đầu của luyện dược sư ngay lúc này liền hiện lên hình ảnh của long bá thiên vị đại nhân đó không thuộc về thế giới này quay lại lúc trước long bá thiên đưa tay lên chỉnh sửa lại mắt kính xoắn ốc của mình hello lại là ta long bá thiên đây như các bạn đã thấy tôi đang chịu nô dịch của hệ thống rèn luyện hôm nay chưa đạt tiêu chuẩn xin ký chủ cố gắng thêm nếu hôm nay ký chủ không đạt tiêu chuẩn sẽ chịu trừng phạt nghe thấy lời đó của hệ thống long bá thiên liền ngã gục xuống đất hắn ta khóc đến nước mắt chảy dài thành dòng sông rèn luyện cái con khỉ ấy ta chỉ muốn tìm một chỗ nằm mà thôi dứt lời hắn ta ngóc đầu nhìn lên với bộ mặt ngu ngơ ơ kìa sao hệ thống chó này không lên tiếng nữa rồi ngay lúc đó giữa không gian mơ hồ một cô gái xuất hiện cô gái này có một thân hình nhỏ nhắn và gương mặt giống hệt luyện dược sư ở thôn hoa đảo cái này ngươi có sao không long bá thiên vừa nhìn thấy cô gái thì hai mắt lại sáng được lên chìm đóng trong mơ hồ ta có phải là sắp chết rồi không lại được nhìn thấy tiên nữ như thế này quay lại với hiện thực tử vĩ một tay cầm bức họa một tay đưa lên quay sang hét lớn dừng 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 người trong bức tranh này là cô sao luyện dược sư điềm tĩnh đáp lời à không phải đâu đây là hình của tổ mẫu ta vị trí cốc chủ dược vương cốc truyền nam không truyền nữ cô ấy là cốc chủ đời đầu nghe thấy lời này nam chính liền quay mặt nhìn sang ánh mắt đặt thẳng vào bờ tường của luyện dược sư vậy cho nên thật ra cô là một đúng thế ta là con gái nghe vậy nam chính ngu cả mặt ra hai má đỏ hồng thầm nghĩ rút nước nghiêm trọng quá xém tưởng cô ta là nam nhân một lúc sau luyện dược sư đi tới một chiếc giỏ lớn lấy ra từ trong đó một ít thảo dược lúc đó vị đại nhân kia ngã ở trước cửa thôn bị tổ mẫu của ta nhặt về, nghe nói. Lúc đó trong miệng hắn còn không ngừng lẩm bẩm, hệ thống biến mất rồi, ta tự do rồi. Tử vĩ nghe xong thì sững sờ đứng hình mất 5 giây, hệ thống biến mất rồi sao, chỗ này. Chẳng lẽ có thể chặn hệ thống ư, luyện dược sư lấy thảo dược xong thì liền đóng nắp của cái giỏ lại rồi tiếp tục kể, nói đến cái này. Từ thế giới học được trong miệng của vị đại nhân đó, hắn nói ở thế giới của hắn, nơi này được xưng là thế ngoại đào viên. Cho nên chỗ này mới đổi tên là thôn hoa đào, Nghe kể tới đây thì Tử Vi cũng còn một chút hiếu kỳ, vậy sau đó thì sao? Nếu chỗ này có thể chặn hệ thống, tại sao Long Bá Thiên cuối cùng còn phải tự sát, trực tiếp trốn ở đây chẳng phải là được rồi sao? Luyện Dược Sư đưa bàn tay ra phía trước gặng hỏi. Trước khi trả lời, ngươi có thể cho ta một chút máu được không? Được thì được, nhưng động tác của ngươi phải nhanh, tốc độ tự lành của ta rất đáng sợ. Ok hiểu rồi, nói xong Luyện Dược Sư liền lấy ra một cây kim nhọn hoát đâm vào đầu ngón tay của Nam Chính. Giọt máu của anh ta rơi ngay vào chiếc lò luyện đan của luyện dược sư, ngay tức khắc một nguồn ánh sáng kim quang chói lóa liền lóe lên vô cùng chói mắt. Vậy ta nói tiếp đây, chuyện mà sau đó xảy ra có liên quan đến việc người của Dược Vương cốc không thể rời khỏi đây, vị đại nhân đó ở thôn Hoa Đào rất lâu. Lập y quán còn dạy bọn ta trồng thuốc bán cho ngoại giới, lấy đó mưu sinh. Nhưng người của thôn Hoa Đào từ xưa đến nay sống không quá 25 tuổi, tổ mẫu của ta cũng không ngoại lệ, cảnh tốt không được bao lâu, tổ mẫu liền bị bệnh Vị đại nhân đó không có cách nào với tình hình này để lại một câu sau đó rời khỏi chỗ này. Câu nói của hắn là, ta sẽ nghĩ cách, ngươi chờ ta trở về, theo như ghi lại. Lúc vị đại nhân đó lại một lần nữa xuất hiện, hắn mang về một món bảo bối, hắn đem nó chôn ở phía dưới dược vương cốc. Sinh ra độc trướng bảo vệ dược vương cốc, độc trướng này đối với người khác mà nói là cực độc, đối với bọn ta lại là liều thuốc tốt có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng một khi rời khỏi độc trướng, bọn ta sẽ bị suy kiệt nhanh chóng, đây chính là lý do tại sao bọn ta không thể rời khỏi đây. Nam chính nghe xong lời này thì sững sờ thẩm mỹ. Sau khi rời đi một thời gian đã mang về loại bảo vật này, thế thì không sai rồi, nhất định là Long Bá Thiên đổi trong hệ thống. Tích điểm của Long Bá Thiên gần như bị hệ thống quản lý, hắn đổi thứ này hệ thống không thể nào không biết, thôn hoa đào là khu cấm của hệ thống. Nhưng nó vẫn để Long Bá Thiên đổi đạo cụ, giữa họ đã đạt thành giao dịch gì sao, đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên ngay bên cạnh xảy ra một vụ bùng nổ khói bụi bốc lên nghi ngút khiến tử vĩ giật mình hoảng hốt nhảy dựng lên sau khi làn khói bụi mịt mù dần dần tan biến ra thì luyện dược sư xuất hiện với mặt mày nhem nhuốc cuối cùng cũng giải quyết xong rồi chỗ nào hoàn hảo thế cô đây chẳng phải là làm nổ lò luyện đan sao luyện dược sư một tay cầm lấy viên đan dược một tay đưa lên lau đi những vết đen trên mặt mình đừng quan tâm mấy chi tiết này có đan dược này thì ta có thể đến ngoại giới trong một thời gian ngắn tử vĩ với bộ mặt ngu người nhìn chăm chú vào viên đan dược trên tay luyện dược sư có thật là có tác dụng không thế để chứng minh luyện dược sư liền cho hẳn viên đan dược vào mồm nhai chóp chép khiến nam chính giật mình kinh hãi đương nhiên là có tác dụng chẳng lẽ ngươi không biết máu của ngươi đặc biệt cỡ nào sao ta thật sự không biết cô chẳng phải là đang nói chuyện tình yêu của ngoại tổ mẫu gì đó của cô sao máu của ta có thể có gì đặc biệt cơ chứ chẳng lẽ bao trị bách bệnh sao nói đến đây trong đầu của tử vĩ liền hiện lên hình ảnh của viên đan dược thập toàn đại bổ chờ đã cô ta nói trên người ta có hương dược chẳng lẽ là vì ta ăn thứ đó sao Tử vĩ ngay lúc này vẫn còn đang sững sờ không thể tin được vào tay mình, cho nên, sở dĩ năng lực tự chữa lành của ta đáng kinh ngạc là vì ta đã ăn viên đan dược đó sao? Thật hay giả vậy, không phải vì bẩm sinh thể chất của ta đặc biệt hơn người ư. Luyện dược sư nghe xong thì mỉm cười đáp lời, đương nhiên rồi, thứ mà vị đại nhân đó để lại ta không thể nào nhận nhầm. Năm đó, vị đại nhân kia từng để lại một cuốn bí kíp đan phương, trong đó có rất nhiều đan phương chưa từng xuất hiện trên đời, trong đó có một đan phương mùi hương của nó gần giống độc trướng trong cốc được xưng là có thể hồi sinh người chết tên là thập toàn đại bổ nhưng vật liệu cần thiết trên đan phương từng viết là rất hiếm bọn ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua e là giống như vị đại nhân đó vậy là thứ không thuộc về thế giới này nói đến đây luyện dược sư liền tươi cười như hoa ai ra ngươi có thể có được thứ như vậy đúng là khiến người ta ngưỡng mộ đúng rồi chắc ngươi cũng giống vị đại nhân đó cũng từ thế giới khác đến phải không thật ngưỡng mộ ta ngay cả dược vương cốc cũng chưa từng ra khỏi, nhưng hình như ta thấy ngươi không được vui cho lắm. Nghe vậy tử vĩ liền hoảng hồn nở ra một nụ cười gượng gạo với bộ mặt xanh như đít nhái, hơ hơ hơ, ta đâu có không vui đâu. Chỉ là bỗng nhiên không muốn sống nữa thôi, nói xong anh ta quay mặt sang chỗ khác mắt rơm rớm lệ thẩm nghĩ. Làm nửa ngày, thì ra tay chỉ là một nhân vật phụ không đáng nhắc đến thôi sao, lúc đầu ta chỉ nát nhà là trùng hợp. Cứu hồng tụ là trùng hợp, lấy được ma giáo lệnh cũng là trùng hợp sao thế giới này mẹ nó là một sự trùng hợp khổng lồ ư nghĩ tới đây anh ta với một bộ mặt bất lực há hốc mồm gào thét trong lòng rõ ràng chỉ là nhân vật phụ sao lệnh bài lại xuất hiện trên người của ta nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ thông được không được không được lý tử vĩ công pháp ta vác đến có thể dùng ta còn có thể nhìn thấy ma khí giờ ta sống rất tốt thậm chí còn uống đan dược ngầu cho dù trước đây chủ nhân cơ thể này là nhân vật phụ nhưng dưới thao tác của ta nay cơ thể này chắc chắn không thể là một nhân vật phụ nữa phàm là chuyện xảy ra nhất định có nhân quả của nó nói không chừng ta vì thay đổi mọi chuyện mà đến thì sao nếu ta có thể giết chết ma tôn chẳng phải là ta ngầu hơn cả đệ nhất giang hồ sao Kaka, ca ca ca, số ta do ta không do trời tâm thái quyết định mọi thứ luyện dược sư nhìn thấy nam chính cười điên cười dại thì khẽ cười thốt lên nghe nói ngày thường cảm xúc của vị đại nhân đó lên xuống rất lớn hai người giống nhau thật đấy thanh niên này thật sự có sức sống Lúc sau Nam Chính ngẩng đầu nhìn lên hai mắt mở to tròn với bộ mặt ngu ngu đần đần. Đúng rồi. Sau đó anh ta đi tới gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói, nếu ngươi biết lòng bá thiên, vậy thì chúng ta là người mình, ta cũng không giấu nữa. Ngươi xem cái này, ngươi có quen thứ này không? Luyện dược sư vừa nhìn thấy lò luyện đan của Nam Chính thì hai mắt trừng lên sửng sốt và nhận định đây chính là huyết lò. Nghe thấy lời này tử vĩ liền tươi cười rạng rỡ ngươi biết thứ này sao? Biết thì biết, nhưng sao ngươi lại có thứ này thế? làm thế nào có được thì ngươi đừng lo ngươi chỉ cần nói cho ta biết thứ này là gì trước đi huyết lò ý nghĩa của nó như tên là vũ khí lấy máu để luyện chế đan dược nghe nói là vật mà tiên nhân dùng để luyện hóa hồn phách nghe nói huyết lò này vốn là một cặp một cái ở trong dược vương cốc bọn ta không ngờ cái còn lại lại ở trong tay của ngươi nhưng điều kiện sử dụng huyết lò này rất khắt khe thuốc dẫn phải là máu tươi của người sống thì mới có thể luyện được nếu không phải ngươi dùng thập toàn đại bổ đan tùy tiện đánh thức huyết lò với lượng máu nó cần e là đủ cho ngươi chết hơn ngàn lần rồi tử vĩ nghe xong mấy lời đó thì như xét đánh ngang tai giật mình kinh hãi trời 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 ghê vậy sao luyện dược sư cúi đầu ánh mắt dần trầm xuống thở ra một hơi dài theo như ghi chép vị đại nhân đó để lại ngươi chính là một tên vũ phu lỗ mãng nhưng nếu ngươi đã đánh thức huyết lò vậy trong lò chắc chắn luyện chế ra đan dược nghe vậy tử vĩ liền tìm tòi trong huyết lò và lấy ra được một viên đan dược á à đù có thật này ngay sau đó nam chính liền quay sang với đôi mắt sáng rực gạng hỏi luyện dược sư thứ này có thể ăn không có tác dụng phụ không không có tác dụng phụ gì đâu có thể ăn được nói xong luyện dược sư liền đưa lên một ngón tay nhưng đây là đan dược do huyết lò luyện ra rất quý giá trong tình trạng thường trong lúc cô nàng đang nói thì tử vĩ bên này đã nhanh chóng nhâm nhi viên đan dược con mợ nó luôn rồi luyện dược sư nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng chỉ biết cười trừ ăn một cách dứt khoát quá đi trong tình trạng thường đều là vật gia truyền sau một lúc ăn đan dược thì tử vĩ thử sờ soạng khắp thân thể của mình hình như cũng không có gì biến hóa cả đó là vì đan dược này được luyện từ máu tươi tương đương với ngươi ăn lại tinh phách của mình cô ta vừa nói dứt lời thì bỗng chốc tử vĩ chừng to đôi mắt anh ta đưa cánh tay lên thì nhìn thấy một luồng ma khí vô cùng cường đại đang không ngừng phóng thích ra thì chừng mắt kinh hãi anh ta sững sốt nhìn chằm chằm vào luồng ma khí trên tay mình thầm nghĩ đây không phải là ma khí của ma giáo sao ngay lúc đó bỗng chốc xuất hiện một sự dao động giật tung bộ não của anh ta sau đó đột nhiên cả người của tử vi dường như bị khống chế bởi một nguồn sức mạnh vô hình nào đó này này ngươi sao vậy thế là nam chính ngã xuống ánh mắt từ từ khép lại hình ảnh của luyện dược sư trở nên lu mờ lần này ta đặc biệt hỏi không phải nói thứ này có thể ăn được sao còn không có tác dụng phụ nữ cơ mà chuyển cảnh đến khách điếm hòa bình dư hàng chấn tử vi ma tôn đứng trước khách điếm của nam chính mở ra bản hệ thống ký chủ xin hãy nhẫn nại một chút giờ chúng ta không còn cách nào khác cơ thể này quá yếu ớt muốn dung hòa hẳn thì còn cần một thời gian nhất định ngay lúc đó từ đằng xa vọng tới một tiếng gọi nhị nha tử vi ma tôn nghe thấy thì quay mặt nhìn sang hóa ra người đó là mộng thiên thu cô ta bước tới siết chặt hai bàn tay gặng hỏi sao có thể chẳng phải em đã chết rồi sao trước câu hỏi của thiên thu thì bán hệ thống liền hiển thị theo thông tin hiện giờ tìm được lý tưởng vĩ ở trong vạn cổ các thánh nữ vạn cổ các mộng thiên thu người này từng nhìn thấy nguyên thân chết đi xin ký chủ cố lên nhận được thông báo từ hệ thống tử vi ma tôn nổi trận lôi đình nghiến răng nghiến lợi thẩm nghĩ đúng là đồ khốn lại dám bảo bổn tôn làm ra loại chuyện mất hết thể diện này ngẫm nghĩ xong tử vi ma tôn giả danh nhị nha bước đến gọi chị thiên thu khiến cô nàng có chút kinh ngạc tử vi ma tôn bày ra một bộ mặt ấm ức sợ hãi nước mắt rơm rớm chảy dòng ròng xuống cả người run rẩy chị thiên thu hu 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 mộng thiên thu lúc này vẫn chưa tin vào mắt mình mà đứng hình dây sau cô ta lấy lại điềm tĩnh rồi ngồi khuỵu xuống đặt tay lên tử vi ma tôn nhị nha Sao em lại ở đây thế? Tử vi ma tôn nức nở nghẹn ngào nói. Nhị nha ngất đi rồi, mở mắt đã thấy mình ở đây. Chị gái tóc trắng nói bà chết rồi, còn có lý trưởng quầy đang ở đây. Em đến đây là tìm lý trưởng quầy. Mộng thiên thu nghe thấy lời này thì có chút hoảng loạn mà nghi ngờ là hồng tụ dẫn nó đến đây sao? Nhưng chờ đã. Hình như lúc đó hồng tụ đã cạch mặt với lý tử vĩ rồi mà. Ngẫm nghĩ xong cô ta xoa nhẹ đầu tử vi ma tôn rồi thốt lên. Nhị nha, giờ lý trưởng quầy không ở đây. Chị dẫn em đi tìm hắn có được không? nhưng hắn bệnh rồi chắc nhị nha phải chờ mấy hôm mới có thể gặp được hắn nghe thấy lời này tử vi ma tôn mừng thầm trong lòng mà nở ra một nụ cười nham hiểm bệnh rồi sao vậy thì quá tốt rồi ngẫm nghĩ xong hắn ta nhào thẳng vào lòng mộng thiên thu hét lớn được 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 chị thiên thu nhị nha sợ quá đi hu 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 mộng thiên thu ôm chặt lấy tử vi ma tôn trong hình hài của nhị nha nhưng vẫn không thoát khỏi nghi ngờ dẫn nhị nha về vạn cổ các trước đã vấn đề khác chờ lý tử vĩ về rồi mới nói chuyển cảnh đến một hang động tối tăm mù mịt đây là nơi ẩn trú của người bang phái diệt ma ô nam chính nằm bên trong hang động từ từ hé mở mắt tĩnh lại nhìn thấy mọi thứ tối tăm xung quanh anh ta nhắm mắt lại rồi nở ra một nụ cười kiểu không có gì mà phải bất ngờ ha 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 lại ngất đi rồi để ta đoán xem ta lại vào tù nữa rồi đúng không nhỉ ngay lúc đó thiên nữ xuất hiện bên cạnh nam chính lên tiếng gọi khiến anh ta giật mình ngồi bật dậy a à, vĩ huynh tỉnh lại rồi sao tốt quá rồi ủa ủa lần này không vào tù nữa à sau đó tử vĩ chớm người tới với bộ mặt ngơ ngác đại sinh đẹp. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Huynh bị ngất đi, cốc chủ lo người của Diệt Ma ô chờ lâu quá sẽ tức giận, nên tìm người vác huynh ra, bây giờ cốc chủ đang chữa bệnh cho đại đương gia của họ. Còn ta ngồi ở đây chờ huynh tỉnh lại, nghe xong Tử Vĩ liền nhìn chăm chú vào đôi tay của mình nghĩ bụng, trước khi mình ngất đi, hình như đã nhìn thấy ma khí, là ảo giác của mình sao? Ngay lúc đó đột nhiên phía sau trong hang động vọng ra một tiếng quát lớn, "Mẹ nó, ngươi nói gì cơ? Chỉ có thể làm giảm bớt thôi sao?" ở sâu trong hang động em gái giang hồ túm lấy cổ áo của nữ cốc chủ với vẻ mặt tức giận la hét om sòm mẹ nó sao không chữa được chứ dược vương cốc các người chẳng phải xưng là tay đến hết bệnh bách trị bách hiệu sao nữ cốc chủ mắt nhắm mắt mở ho lên vài tiếng rồi đáp lời ngươi cũng nói rồi dược vương cốc đối mặt với bệnh tật mới có thể làm đến tay đến bệnh trừ nhưng tình hình của đại đương gia các ngươi rõ ràng là bị phản phệ gì cơ giữa hai cái này có khác biệt gì sao nghe thấy tiếng cãi lộn âm ỉ tử vĩ liền bước vào nắm lấy tay của em gái giang hồ căng ra rồi nói lớn trời 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 sao các người lại đánh nhau rồi hả mau buông tay có gì từ từ nói em gái giang hồ tức tối đến mức dò đầu bứt tóc nghiến răng nghe cọp cọp mẹ nó đều trách tên ma giáo ngốc đó nếu không phải lũ khốn đó thì đại đương gia sẽ không hề gì rồi nghe vậy nam chính liền liếc mắt nhìn về phía đại đương gia thì thấy cơ thể của hắn ta đã bị nhiễm phải một luồng ma khí cực kỳ nồng đậm lại có liên quan đến ma giáo ngay lúc đó đột nhiên trong tâm trí của tử vĩ liền nghe thấy một tiếng nói ha 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 loại hàng này cũng xứng tu luyện ma công sao đờ cờ mờ đây là tiếng của ai thế nhỉ nhìn lại vào cơ thể của đại đương ra thì tiếng nói của ai đó vẫn cứ văng vẳng vang lên chật 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 nhìn bộ dạng thê thảm này thật đáng thương theo bộ dạng này e là không sống được quá hai ngày nữa lúc này tử vĩ liếc mắt nhìn ra nữ cốc chủ và thiên nữ thì chẳng thấy họ có động tĩnh gì họ thật sự không có phản ứng sau âm thanh này chỉ có một mình mình có thể nghe thấy đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên tiếng nói của người vô hình đó lại vang đến tai của tử vĩ khiến anh ta trợn trừng mắt sững sờ trong ngươi cũng rất bình thường nhưng có chút thú vị xem ra ngươi từng ăn thứ khá tốt nghe vậy nam chính liền quay đầu nhìn vào không khí ngươi rốt cuộc là thứ gì sao có thể nói chuyện trong đầu của ta không phải là ngươi đã đánh thức ta sao thân phận của ta ngươi còn không biết nữa à không phải chứ động tĩnh này không lẽ là nói tới đây anh ta mới sửng sốt sực nhớ ra câu nói của nữ cốc chủ huyết lò ý nghĩa như tên là huyết khí lấy máu của mùi luyện chế đan dược, truyền thuyết là vật tiên nhân dùng để luyện hóa hồn phách. Đúng vậy, ta là người đứng đầu thiên hạ, nổi tiếng khiến người ta nghe tên là hồn bay phách tán. Tử Vi Ma Tôn, nói đúng hơn là một phần hồn phách. Nam Chính nghe xong thì liếc mắt nhìn về một phía. Hồn phách sao? Đúng vậy, tên khốn đó nghe lời hệ thống dụ dỗ, tách ta ra phong ấn trong liếc lò đó. Ta còn tưởng lần nữa tỉnh lại sẽ nhìn thấy cảnh hắn thành thần chứ, nghe vậy Nam Chính liền đấm vào lòng bàn tay hệ thống quả nhiên là ở trên người của ma tôn á đù ngươi cũng quen thứ đó sao cùng lúc đó đột nhiên đại đương ra lại thổ huyết một cách dữ dội mặt mày đen kịch lại cả người dính đầy máu cô gái giang hồ thấy vậy thì hớt hải chạy đến đặt tay lên ngực hắn ta rồi quay sang hét lớn chẳng phải ngươi nói hòa hoãn cho hắn rồi sao cớ gì trông hắn còn nghiêm trọng hơn lúc nãy vậy còn gây ra đó làm gì mau nghĩ cách cứu hắn đi sau khi thổ huyết thì đại đương ra lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự thấy cảnh tượng đó nữ cốc chủ cũng bất lực mà ánh mắt trầm xuống ấp a ấp úng cái này, ngay lúc đó tiếng nói kia lại vang lên ngay bên cạnh của tử vĩ. Ta còn tưởng hắn còn có thể sống thêm hai ngày, xem ra hai canh giờ cũng không sống được nữa rồi, vậy có cách nào để cứu hắn không? Đương nhiên là có, thiên nữ đặt tay lên ngực ánh mắt lo lắng nhìn chầm chầm vào đại đương gia, ho ra máu nhiều quá. Phải làm sao đây, khăn tay ở đâu, mà đúng rồi, có thiên nữ ở đây, giải quyết tình hình này một cách nhẹ nhàng. Ngươi bảo cô ấy đặt tay lên chán tên đó thử đi, nam chính nghe thấy thì có chút do dự. Làm như thế có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của đại sinh đẹp hay không, ngươi có bị ngu không thế, ngươi thật sự xem thường thể chất của tiên nữ đúng không? Sau một lúc suy nghĩ thì nam chính quyết định đi tới trước mặt thiên nữ xòe bàn tay ra nhỏ nhẹ thốt lên, đại sinh đẹp, đưa tay cho ta. Nghe vậy thì thiên nữ cũng không một chút do so dự mà đưa tay của mình lên, a à vĩ, tay của ta bị làm sao hả? Nam chính dẫn thiên nữ đi tới chỗ của đại đương gia, rồi sau đó cầm tay cô nàng đưa về phía trán của hắn ta. Quả thật thần kỳ khi ma khí trên cơ thể của đại đương gia hoàn toàn bị thiên nữ hút đi, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải khiến cho tử vĩ trừng mắt ngạc nhiên, ma khí thật sự bị hút đi rồi. Một lúc sau nam chính nắm chặt lấy tay của thiên nữ với vẻ mặt lo lắng, đại xinh đẹp, cô có cảm giác gì không, ta không có. Sao vậy, trong một cái chớp mắt đại đương gia đã có một chút tiếng động khiến cho đám người của nam chính phải bất ngờ quay sang nhìn hắn ta. Đại đương gia từ từ hé mở mắt tỉnh dậy miệng lầm bầm, ta, còn sống sao, chuyển cảnh đến vô định tông lão ngô sở vĩ ngồi trong khuê phòng trên tay cầm một quyển công pháp một tên đệ tử đứng bên cạnh lão ta mặt mày toát mồ hôi thốt lên tông chủ tam trưởng lão hắn đã đập cửa nửa canh giờ rồi đấy ta biết để hắn đập tiếp đi ta ở đây chờ hắn nhưng tông chủ đã có nhiều đệ tử đến tố cáo nói động tĩnh của tam trưởng lão quá lớn làm ồn họ nhập định rồi nghe vậy lão ngô sở vĩ liền toát mồ hôi hạn hắn lời không biết nói gì hơn sau một lúc im lặng thì lão ta lấy hết can đảm đứng dậy thôi được rồi ta đi nói chuyện với tam trưởng lão, còn chưa kịp mở cửa thì lão túy hoa thiên tôn ở bên ngoài đã đấm vỡ kết giới xông vào với bộ mặt giận dữ mà la toáng lên. Mẹ nó, cửa này của ngươi cũng cứng thật đấy. Lão túy hoa thiên tôn tức giận đến toàn thân bốc lửa chừng mắt há to mồm quát lớn, ta bế môn tu luyện một thời gian thôi. Ngươi đã theo hai tên ngốc đó đi kiếm chuyện với lý tử vĩ sao, đầu óc của ngươi bị chó đá mất rồi sao, đi nhanh lên, mau đi tìm tiểu tử đó xin lỗi cho ta lão ngô sở vĩ mặc dù là tông chủ nhưng đứng trước lộ túy hoa thiên tôn thì cũng chỉ như một con chuột nhát mà bẽn lẽn nói tam trưởng lão ta cho rằng chuyện này có thể bàn bạc túy hoa thiên tôn mất hết kiên nhẫn liền lôi đầu lão ngô sở vĩ đi đừng có mà lề mà lề mề mau đi nhanh lên tiểu từ đó ở vạn cổ các phải không vạn cổ các cách chúng ta gần như vậy giờ chúng ta qua đó ngay và luôn tam trưởng lão buông tay buông tay nghe vậy thì túy hoa thiên tôn cũng thả tay ra khỏi người của lão ngô sở vĩ Giây sau lão ta quay người lại đưa lên một ngón tay mà nói, ta biết ngươi rất xem trọng vị lý trưởng quầy đó. Nhưng chuyện này không phải chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay vào, lúc trước chúng ta bị nghi ngờ âm thầm câu kết với ma giới. Lúc này ngươi vội vàng đi tìm người, ngươi chán sống rồi hay gì, túy hoa thiên tôn nghe xong thì đưa tay lên khoái khoái lỗ tai. À đàn bà vạn cổ các đó chẳng phải cũng đi đòi người sao, cớ gì chúng ta lại không được, cha ơi là cha. Như vậy có thể giống như nhau không hả, lão ngô sở vĩ tức giận xù lông lên phẩy tay lia lịa Vốn dĩ vạn cổ các đã là sự tồn tại mà ngay cả bệ hạ cũng e ngại, bây giờ bỗng nhiên người ta còn có thể luyện võ, ngươi không thấy đâu, cô ta một bạt tai đánh tông chủ Tam Nguyên Tông bay thẳng vào trong vách tường kia kìa. Tùy Hoa Thiên Tôn nghe xong thì máu chó dồn lên máu não há to mùm quát thẳng vào mặt lão Ngô Sở Vĩ, ngươi bị ngu đầy à? Ngươi có thể dùng cái đầu óc chó đó của ngươi nghĩ xem, tại sao vạn cổ các phải đi cướp hắn không? Người đàn bà đó có thể luyện võ. Chắc chắn là người ta dạy cô ta dứt lời túy hoa thiên tôn liền xách đầu lão ngô sở vĩ rời đi mau lên mau lên đi 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 giờ chúng ta đi xin lỗi người ta công pháp mới hắn nói muốn cho ta một phần ta không thể bỏ lỡ được dừng 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 buông ta ra mau lên vừa nói dứt lời thì một tiếng bùng vọng ra từ khuê phòng của lão ngô sở vĩ túy hoa thiên tôn ở bên trong bẻ khớp các đầu ngón tay nghiến chặt bộ hàm tách lưỡi một cái sau đó hắn ta liền vui vẻ hát hò lôi lão ngô sở vĩ ra khỏi khuê phòng với cái đầu u một cục trà bá lửa công pháp ơi Công pháp mới của ta ơi, chuyển cảnh đến vạn cổ Các, các cô nương đang chăm sóc cho những đứa trẻ bị bắt cóc. Ngay lúc đó một nữ đệ tử quay về phía cửa thì nhìn thấy Mộng Thiên Thu dẫn Tử Vi Ma tôn bước vào, Thánh nữ đại nhân, gặp qua thánh nữ đại nhân. Đứa bé sau lưng người là, Mộng Thiên Thu đi vào bên trong hai bàn tay nắm chặt thốt lên, lại phải làm phiền các ngươi rồi. Nó tên là Nhị Nha, cũng là một đứa trẻ tội nghiệp, chăm sóc nó giúp ta. Bây giờ ta phải đi nói hai câu với chủ mẫu. Nữ đệ tử nghe vậy thì liền vui vẻ đi ra chào đón rõ rồi thanh nữ đại nhân yên tâm đi à đúng rồi nghe nói tông chủ vô định tông qua đây rồi chủ mẫu chờ ở sảnh nghị sự được ta biết rồi vậy ta qua đó trước nói xong cô nàng cũng quay người rời đi tử vi ma tôn ngoảnh đầu nhìn về hướng của nàng ta sau đó hắn quay đầu lại thì mặt mày liền biến sắc đen như đít nồi đầy sát khí cùng lúc đó ở một gian phòng khác tiền võ kim trong hình dạng của nam chính đang ngủ say mồm chảy nước rãi lúc sau cánh cửa phòng của hắn ta từ từ hé mở ra tử vi ma tôn đi vào đứng cạnh giường của tiền võ kim rồi gọi hệ thống kiểm tra lai lịch hắn là tiền võ kim tiểu công tử tiền ra giàu vô địch xem ra lý tử vĩ này không đơn giản như chúng ta tưởng e là hắn đoán được chúng ta sẽ đến tìm hắn đặc biệt lấy người khác làm thế thân tử vi ma tôn nghe vậy thì tức giận xù lông chó cau mày nhăn nhó là bổn tôn xem thường hắn rồi nếu vậy vậy thì khoan hãy động hắn ngay lúc đó ở bên ngoài cửa tang biêu đã phát hiện ra tử vi ma tôn đang đi lọc cọc trong phòng hắn ta lo lắng lẫn chút sợ hãi toát mồ hôi thầm nghĩ nửa đêm nửa hôm nhóc con này vào phòng hoàng mao làm gì nhỉ ngay lúc đó đột nhiên tử vi ma tôn bất ngờ xuất hiện phía sau tang biêu với đôi mắt đỏ rực khiến hắn ta cảm thấy lạnh cả sống lưng còn chưa kịp phản ứng thì tử vi ma tôn đã tung đòn tấn công tang biêu từ phía sau khiến hắn ta trợn trắng hai mắt vì quá đau đớn sau một đòn đánh tang biêu đã hoàn toàn bị hạ gục tử vi ma tôn thu hồi lại ma khí rồi lườm mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của hắn ta ngay giây sau hệ thống liền xuất hiện cảnh báo ký chủ. Đột nhiên chết người sẽ bị nghi ngờ đó, biết rồi biết rồi. Đây chẳng phải là trường một hơi sao, dứt lời hắn ta quay lại xòe tay ra trước hệ thống, mau đưa bùa song sinh cho ta. Ký chủ muốn bùa song sinh để làm gì thế, tử vi ma tôn nghe thấy thì nhăn nhó khó chịu, chẳng lẽ ngươi muốn bổn tôn dùng cơ thể đứa bé đi khắp nơi hỏi thăm thông tin sao. Không biết lý tử vĩ đó còn có thủ đoạn gì để tránh đứt dây động rừng, không thể động vào tiền võ kim nó. Chỉ có thể lợi dụng người khác mà thôi, thì ra là vậy, bùa song sinh khoảng cách nhất định có thể khống chế hành vi và động tác của đối phương, khiến khí tức của đối phương và mình nhất trí. Ngay sau đó Tử Vi Ma Tôn liền lấy bùa song sinh dán lên người của Tang Biêu. Trong nháy mắt thì lá bùa đã hoàn toàn hòa nhập với cơ thể của hắn ta, một lúc sau Tang Biêu với cơ thể run rẩy mặt mày tím nhợt không còn chút máu toát mồ hôi. Sau đó hắn ta ngồi dậy vắt tay ra sau gáy gãi đầu với bộ mặt ngu ngơ, lạ thật, sao ta lại nằm ở đây cơ chứ? Nói xong hắn ta đứng dậy rời khỏi gian phòng. Bỏ đi, ta còn có việc muốn tìm tên hoàng mau chết tiệt đó. Đồng thời lúc đó thì tử vi ma tôn nắp sau một bức tường và theo dõi từng cử chỉ hành động của tang biêu. Một lúc lâu sau đó tiền võ kim đang ngủ thì mơ màng tỉnh dậy nhìn lên trần nhà. Với sự tác động của bùa song sinh tử vi ma tôn điều khiển tâm trí của tang biêu từ xa. Hắn ta với sắc thái tức giận đi vào trong phòng tán thẳng vào mặt tiền võ kim. Đừng ngủ nữa, tuổi này của ngươi sao có thể ngủ được thế hả? Tiền võ kim ngay lập tức ngồi bật dậy trợn trắng hai mắt đầu xì khói não quát lớn ngươi đánh ta làm cái chó gì? Ta đang mang cái mặt của sư phụ ta đấy, tang biêu khoanh tay với vẻ mặt cáo gắt, sư phụ ngươi dẫn hai cô nương đó đi. Quá nguy hiểm, ta thấy không được, ta muốn đi giúp họ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiền võ kim nghe thấy thì liếc nhìn tang biêu bằng nửa con mắt. Giúp gì chứ? Chỉ ngươi sao? Ánh mắt này của ngươi rất không tôn trọng ta đấy. Tiền võ kim ngay sau đó liền thản nhiên nằm xuống giường nhếch mép cười khinh bỉ, sư phụ họ đến dược vương cốc. Đó là nơi phải có thiệp mới có thể vào được, mà ngươi nghĩ nhiều rồi thiên nữ cô nương ta không rõ nhưng sư tỷ ta lợi hại lắm một bạt tai của cô ấy có thể giải quyết môn chủ thiết y môn tăng biêu nghe xong trong đầu liền hiện ra hình ảnh hai mặt của thiên nữ thì toát mồ hôi như suối một bạt tai giải quyết luôn sao cô nương đó trông yếu ớt thì ra mạnh như vậy ư ê cu ngươi nhận lầm rồi đấy là thiên nữ cô nương tiểu soái mới là sư tỷ lớn mạnh đó của ta hiểu chưa hả what the fuck thì ra là đứa bé đó sao nhưng chúng ta chỉ chờ ở đây thôi ư không thì sao chứ nếu ta chạy tam đại tam chẳng phải sẽ kiếm chuyện với chủ mẫu đó sao nhưng thôi câm họng lại đi đừng có nhưng với là nữa loại tôm tép như chúng ta ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của sư phụ là được rồi những lời nói đó của hai ông cháu tử vi ma tôn đứng từ xa cũng hoàn toàn nghe được bọn chúng đang ở dược vương cốc ký chủ dược vương cốc là một khu vực đặc biệt không nằm trong khu vực quản lý của ta tình hình bây giờ ta không có kiến nghị người nên qua đó Tử vi ma tôn mặt mày đen như đít nồi nhếch mép cười nham hiểm, bổn tôn không qua. Nhưng bổn tôn để người khác đi, hồng tụ, mau tới đây. Vừa nói dứt câu thì hồng tụ liền xuất hiện ngay bên cạnh của hắn ta, chủ nhân tìm ta có việc gì, ngươi đi thả thiên quyền ra. Bảo hắn đến dược vương cốc một chuyến, sau đó để hắn đi lấy đồ cho bổn tôn. Hồng tụ với một bộ mặt không cảm xúc nhanh chóng tuân lệnh, chuyển cảnh đến một nơi nào đó, trong nhà lao xuất hiện bóng dáng đen thui của một thanh niên. Hắn ta có một mái tóc màu trắng mặt mày đen kịch cơ thể đầy rẫy những vết sẹo và mặc trên thân bộ quần áo rách nát. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài cũng có hai tên thuộc hạ canh giữ quay sang bà Tám với nhau, kiểm tra qua hết rồi sao, đúng thế, tên này rất an phận. Đừng bị hắn lừa, hắn là sát nhân ma, đáng sợ hơn hồng tụ nữa đó. Yên tâm đi, giờ hắn là phạm nhân trong tù mà thôi, được rồi, chúng ta đi đổi ca nào. Hay ra, ta thật sự thích công việc nhẹ nhàng này quá, ngay lúc hai tên thuộc hạ vừa quay người rời đi thì hồng tụ xuất hiện phía sau lưng với bộ mặt đen như đít nồi đầy sát khí sau đó cô ta lướt nhanh qua người hai tên thuộc hạ để lại một vết cắt sâu trên cổ kết liễu bọn họ cứ như thế hồng tụ đứng trên thi thể của hai tên thuộc hạ tay cầm chặt thanh kiếm nhuốm máu đỏ sau đó cô ta khom người xuống lấy đi chìa khóa trên đai lưng của tên thuộc hạ hồng tụ mở cửa đại lao đi tới trước mặt thiên quyền gặng giọng nói chủ nhân có nhiệm vụ giao cho ngươi dứt câu cô ta lấy ra bức họa vẽ chân dung nam chính đi tới dược vương cốc tìm người này và dẫn hắn về, sau đó đi lấy một món đồ cho chủ nhân. Thiên quyền nghe xong thì nghe răng nở một nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý với đôi mắt đỏ rực. Chuyển cảnh đến thôn hoa đào, thiên nữ đặt tay lên đầu tiểu soái nhẹ nhàng nói, A Vĩ, hay là huynh hãy dẫn theo nhu nhi đi đi. Nam chính vác tay nải trên vai quay sang rõng giặc nói, mình cô ở lại đây ta càng không yên tâm, tiểu soái phải ở lại bảo vệ cô. Cô yên tâm giúp vị đại đương ra đó trị bệnh, qua một thời gian ta đến đón các người, chuyện tiếp theo ta làm quá nguy hiểm không thể để họ vì ta mà rơi vào hiểm cảnh ngay lúc đó thì cô gái giang hồ cũng bước ra vác tay lên vai thiên nữ mà ngang nhiên nói người anh em cứ yên tâm ngươi cứu phu quân ta bắt đầu từ hôm nay ngươi là ân nhân của diệt ma ô bọn ta sẽ bảo vệ tốt hai đứa người này ngươi có gì cần cứ đến tìm ta dược vương cốc bọn ta cũng vậy nếu ngươi có cần gì cứ tìm bọn ta là được nam chính đứng đối diện với nữ cốc chủ vui vẻ thốt lên ta cho ngươi nhiều máu như vậy giờ ngươi cũng có thể ra cốc bất cứ khi nào rồi chờ sau khi giải quyết xong việc ngươi có thể ra ngoài dạo chơi may mà lý trưởng quầy đại nghĩa mới để người của dược vương cốc bọn ta có thể tự do đi lại nhưng ta vẫn định ở lại đây hoàn thành sứ mệnh của ta chính là chờ vị đại nhân đó về lý trưởng quầy mong ngươi cũng có thể tìm được nơi thuộc về mình ở thế giới này nam chính nghe xong thì trừng mắt sững sờ sau đó anh ta nhìn nữ cốc chủ mỉm cười được thôi ta sẽ làm như vậy trong lúc Nam Chính đang khởi hành thì giọng nói bí ẩn đó vẫn văng vẳng bên tai anh ta, trong cơ thể của Thiên Quyền có một viên nội đan. Là lúc đó đổi từ trong hệ thống ra, có viên nội đan đó sức phá hoại của Thiên Quyền mạnh hơn Hồng Tụ rất nhiều, giờ ngươi quá yếu. Trừ chịu đòn ra thì không có bất kỳ ưu thế nào hết, nhưng nếu lấy được viên nội đan, đó thì ta có thể nghĩ cách giúp ngươi. Tử Vĩ nghe xong thì liếc mắt nhìn sang gặng hỏi, tại sao ngươi lại phải giúp ta? Tên đó nhốt ta trong lò nhiều năm như vậy, ta hận hắn chết đi được, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn ngươi chưa nghe nói qua câu này sao đã từng nghe qua nhưng mấy lời này ngươi học từ đâu thế một phần thần hồn nghe thấy thì vểnh mép cười nham nhở nói chung ngươi cần sức mạnh mà ta có thể nói ngươi biết làm sao có được sức mạnh dù sao thì mục tiêu đều là đối phó tên đó chúng ta có thể giúp đỡ nhau lấy thứ mình muốn nam chính nghe thấy lời này thì liếc mắt nhìn sang chỗ khác với bộ mặt chán ghét nhảm nhí thứ này chắc chắn cũng không phải là đồ tốt gì tên thiên quyền đó đánh ghê như vậy một mình ta có thể giải quyết hắn được không? Ngươi yên tâm, chẳng phải còn có ta ở đây sao? Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, khúc túy giác ngụy trang thành dân thường cưỡi ngựa chạy về hướng của thôn trang nào đó, chạy được một lúc thì cô nàng liền kéo dây thắng ngựa lại. Nàng ta cưỡi ngựa nhanh như gió mà mặt mày vẫn toát mồ hôi không ngừng, chạy mấy trăm dặm, mê chết ta rồi, trong thư thánh nữ nhắc đến. Lý trưởng quầy đi theo hướng này, không biết có gặp được hắn không nữa, người trong cung chắc còn chưa phát hiện ta chạy rồi. Đây cũng là dịch dung đan cuối cùng của ta rồi, mong là đừng bị nhận ra. Ngay lúc đó ở trong một quán trọ tên tiểu nhị nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy khúc túy giác hắn ta liền bước ra vui vẻ chào đón, xin chào. Vị nữ hiệp này, cô muốn ở lại tiệm của ta không? Được. Giao nó cho ngươi nhé. Vâng mời vào. Khúc túy giác đi vào bên trong quán trọ tới chỗ của trưởng quầy mà nói, cho ta một căn phòng đầu và thêm một thùng nước nóng. Được được. Nữ hiệp rộng lượng quá. Giờ ta sẽ đi chuẩn bị cho cô ngay một lúc sau khúc túy giác quấn lên thân một chiếc khăn trắng bước vào chỗ tắm phía sau tấm bình phong cô nàng ngồi trong thùng nước nóng hưởng thụ cơn thoải mái đang chạy khắp cơ thể mà đôi gò má đỏ bừng lên cuối cùng cũng được xỏa thân ra một tí rồi thật sự là dễ chịu quá đi nói xong cô nàng rút nửa cái đầu xuống nước rồi nghỉ bụng nói ra thì ta còn chưa đi qua khách điếm của lý trưởng quầy bao giờ chờ mọi chuyện êm xuôi nhất định phải đi ở một thời gian mới được nghĩ tới đây thì đột nhiên ánh mắt của khúc túy giác liền dần dần sụp xuống mệt quá hay là thiếp đi một lát trước, giây sau cô nàng liền đi vào giấc ngủ ngay bên trong hồ nước nóng. Một lúc lâu sau đó bỗng chốc bên ngoài quán trọ tiếng hét của tiểu nhị vang lên thất thanh, "Cứu với, chạy mau, người của Thiết Y môn đâu, cầu xin ngươi bỏ qua cho con của ta." Tiếng hét này quá lớn đã làm kinh động đến Khúc Túy Giác khiến nàng ta giật mình bừng tỉnh. Cô nàng ngay sau đó liền đứng bật dậy với vẻ mặt hốt hoảng, "Đây là động tĩnh gì thế này?" Khúc Túy Giác vừa mới mặc y phục lên thì tên tiểu nhị đã hớt hải chạy vào la hét dữ dội, "Giết, giết người rồi!" nghe thấy lời đó nàng ta giật mình kinh hãi sao vậy xảy ra chuyện gì rồi quang cảnh ở bên ngoài quán trọ vô cùng thảm khốc những thi thể nằm lăn lóc trên đường máu đỏ tươi nhuộm khắp con phố mà người làm ra chuyện này không ai khác chính là thiên quyền hắn ta còn nghe răng nở một nụ cười quái ác ngay lúc đó trong số người dân chết thảm thì có một cô nương toàn thân đầy thương tích đang gắng sức tháo chạy khỏi bàn tay của thiên quyền cô ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại với đôi mắt đầm đìa lệ thủy cứu cứu tôi với trong lúc không để ý đường xá thì cô nương đã ngã một cái đùng ra đất cô ta hoảng sợ chống tay xuống đất ngóc đầu nhìn lên thì thấy thiên quyền đang đi thẳng về phía của mình hình bóng của thiên quyền dường như nút chừng cô nương khiến cô ta đưa tay lên chống đỡ với nước mắt không ngừng rơi xuống đừng đừng mà đừng đến đây cô nương sợ hãi đến mức cả người run rẩy mặt mày tối sẫm lại liên tục lùi về phía sau miệng luôn cầu xin một cách thảm thiết bỏ qua cho ta đi mà trong lúc cô nương tuyệt vọng nhất thì một tiếng nói lớn của ai đó vang lên đi mau tìm chỗ trốn mau lên khúc túy giác đứng trước mặt cô nương kia trên tay cầm chặt thanh kiếm chỗ này cứ giao cho ta trốn đến chỗ an toàn đi nghe vậy cô nương liền lập tức bỏ dậy biết ta biết rồi Túy giác với một bộ mặt đầy sắc khí nhìn thiên quyền với ánh mắt sắc bén cô nàng đã nhanh chóng cảm nhận được một nguồn khí tức quỷ dị từ người của thiên quyền mà nghĩ bụng tên này không ổn lắm thiên quyền long khom đi tới với một đôi mắt phát ra tia sáng đỏ lõm nhe răng nở một nụ cười nham hiểm không ai bằng ta đang còn chơi rất vui dứt lời hắn ta vung bàn tay to lớn của mình lên lao thẳng về phía của khúc tùy giác mà nó cái tên lo chuyện bao đồng này phá hỏng chuyện tốt của ta chết đi cho ông ngay sau khi hắn ta vừa hạ nắm đấm của mình xuống thì tùy giác đã nhanh chóng nhảy vụt lên né tránh sau đó cô nàng liền phóng tới vung thanh kiếm của mình lên chặt thẳng vào đầu của thiên quyền thế nhưng điều gì đó khiến khúc tùy giác trợn tròn hai mắt sừng sốt sao lại như vậy chứ khi thanh kiếm va chạm với da thịt của thiên toàn thì lại không một chút hề hấn gì tại sao hoàn toàn không thể chém vào cổ của hắn được chứ mà ngay lúc đó thiên toàn đã nổi cơn thịnh nộ đôi mắt đỏ rực lên hắn ta nắm lấy thanh kiếm của khúc túy giác và bóp chặt nó trong lòng bàn tay của mình thanh kiếm của cô nàng trong nháy mắt liền vỡ nát thành nhiều mảnh khiến nàng ta trừng mắt kinh hãi thiên quyền đi tới vung bàn tay của mình lên nhe răng nở một nụ cười biến thái tiện nhân lực đạo này của ngươi cũng không đủ gãi ngứa cho ta nữa nghe vậy túy giác liền đưa tay vào đai lưng của mình như lấy ra một món pháp bảo gì đó cứng không được vậy thì mềm đi ngay sau cô nàng lấy ra một sợi dây thần kim quang phóng thẳng về phía của thiên quyền sợi dây thần nhanh chóng quấn chặt lấy thân của thiên quyền nhưng có vẻ như hắn ta lại không một chút e ngại mà còn cười một cách khoái chí xem ra sợi dây thần này có chút tác dụng với hắn lúc sau thiên quyền nghiến chặt hàm răng của mình vểnh mép cười nham hiểm ha 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 sau đó hắn ta gồng mình lên đạp mạnh chân xuống đất một cái sợi dây thừng trên cơ thể đã đứt thành nhiều khúc sau đó hắn ta nắm lấy một đoạn dây thần còn sót lại kéo khúc túy giác về phía của mình khiến nàng ta hoảng hốt mặt mày đen như đít nổi. Khi đã kéo cô nàng đến gần thì thiên quyền liền mạnh tay thúc cho nàng ta một đấm trào máu mùng ngay tại chỗ. Hưởng chọn một cú đánh chí mạng mặt mày của khúc túy giác tím tái không còn chút máu toát mồ hôi không ngừng và liên tục thổ huyết. Đánh xong hắn ta ném khúc túy giác xuống dưới chân của mình rồi nhe răng cười khoái chí còn cô nàng thì vô cùng đau đớn đến mức không đứng dậy nổi nữa. Dây sau tùy giác quay đầu nhìn vào những thi thể bên cạnh mình ngẫm nghĩ, chỗ này vắng như vậy, người của Thiết Y Môn đưa tin về chưa, có người đến chi viện không? Còn nữa, tên này rốt cuộc đến từ đâu, hắn giết bao nhiêu người như vậy, đi qua bao nhiêu chỗ rồi chứ, nếu để hắn chạy sẽ chết nhiều người hơn nữa. Ngẫm nghĩ xong cô nàng liền chống tay xuống đất gắng gượng ngồi dậy. Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, nam chính đi trong khu rừng mà cả người không ngừng lắc qua lắc lại mặt mày của tử vĩ ngay lúc này nhăn nhó như đít khỉ toát mồ hôi như mưa thở hồn hển như cờ hó mệt chết ta rồi thế nhưng khi anh ta nhìn thấy một thôn trấn trước mắt thì liền mừng rỡ mà hét lên ôi chao cuối cùng cuối cùng cũng thấy trấn rồi thế là cơn mệt mỏi liền tan biến anh ta liền ba chân bốn cẳng chạy về phía thôn trấn trước mắt giường mềm mại của ta nước nóng thoải mái của ta lão tử đến đây thế nhưng khi đặt chân vào trấn điều gì đó khiến anh ta mặt mày tối sẫm lại hóa ra sự giết chóc của thiên quyền đã kéo dài đến tận cổng của thôn trang mà cảnh tượng đó đã hoàn toàn đập vào mắt của lý tử vĩ chỗ này đã xảy ra chuyện gì thế lý tử vĩ với bộ mặt kinh hãi nhìn trước ngó sau toát mồ hôi hét lên trời ơi sơn phỉ cường đạo thảm khốc quá người của thiết y môn có đến quản không vậy trời nói đến đây anh ta hoảng hồn dường như đã nhận ra được điều gì đó chờ đã nếu người của thiết y môn đến chẳng phải ta sẽ bị phát hiện sau đó bắt về sao nghĩ đến đây thì trong đầu của anh ta liền hiện lên hai tâm trí thiện ác của mình không được chạy phải giúp đỡ họ lấy đại cục làm trọng mau chạy đi nghĩ tới thôi thì nam chính đã toát mồ hôi không ngừng mặt mày nhăn nhó như cục cớt chó ngay lúc đó một vụ nổ tung chấn động thiên địa xảy ra ngay trước mặt của lý tử vĩ sau vụ nổ khói bụi tan biến thì cảnh tượng khúc túy rác nằm trong đống đổ nát với cơ thể dính đầy máu và đầy dẫy vết thương xuất hiện trần dần trước mắt cô ta lật người lại cơ thể đau đớn đến cùng cực mà không ngừng thổ huyết ngay lúc đó Thiên Quyền thò tay tới bóp chặt lấy cổ của Khúc Túy Giác khiến nàng ta ói ra một lượng máu lớn. Hàn nhấc bổng cô ta lên lơ lửng giữa không trung rồi nhe răng cười nham nhở, chán thật đấy, thứ như ngươi cũng dám quấy rầy hứng chí của ta sao, khó khăn lắm mới được thả ra ngoài. Ta còn chưa chơi đủ đâu, Khúc Túy Giác nắm chặt lấy tay của Thiên Quyền nghiến răng thầm nghĩ, tên này, lý do hắn ngược sát chỉ vì cảm thấy thú vị thôi sao, không thể để hắn làm như thế được, nếu để hắn đi sẽ có nhiều người chết hơn nữa cho dù có chết cũng phải kéo hắn chết cùng ngẫm nghĩ xong cô nàng trợn tròn hai mắt nghiến răng nghiến lợi tự bạo cơ thể của mình khắp người tỏa ra một nguồn ánh sáng kim quang chói lóa ngay lúc đó bỗng chốc có một cục đá ném thẳng vào mặt thiên quyền kêu một cái bốp thấy thế khúc túy giác liền trừng mắt sừng sốt đồng thời thì thiên quyền cũng liếc đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn sang tử vĩ đứng ra chỉ tay vào mặt thiên quyền hùng hổ hăng hái nhưng hai chân đã run đến nhũn ra mặt mày vã mồ hôi nhễ nhại huynh đài yêu quý đáng chết thả cô gái đó ra có bản lĩnh thì nhằm vào ta nghe thấy tiếng nói khúc túy giác liếc nhìn sang gắng gượng gọi lý trưởng quầy thiên quyền nghe thấy lời này thì nhếch mép cười nham hiểm thì ra là lý trưởng quầy lý tử vĩ sao dứt lời hắn ta ném khúc túy giác xuống đất xong quay người về phía của nam chính xem ra phải chờ lát nữa mới có thể tiếp tục hưởng thụ cảm giác bóp chết kiến rồi dứt câu hắn ta nhảy vụt lên cao phóng thẳng về phía của nam chính hét lên mệnh lệnh của chủ nhân bắt sống lý tử vĩ nên chính nhìn thấy thì hai mắt trợn lòi cả ra ngoài ôi trời đất mẹ ơi thiên quyền thì đuổi theo phía sau còn nam chính thì cắm đầu cắm cổ chạy trốn gió thổi đến muốn toẹt cái mỏ ra khỉ gió thật mẹ nó hắn thật sự là nhằm vào ta à trong lúc tử vĩ đang vắt chân lên cổ mà tháo chạy thì phần thần hồn xuất hiện bên cạnh lên tiếng ngươi may mắn thật đấy lại có thể gặp hắn ở đây ngáo hay gì ba may mắn cái con khỉ ấy vậy là may mắn giữ chưa chạy được một lúc thì nam chính tán thẳng vào một bức tường anh ta ngước mắt nhìn lên thấy bức tường thì mặt mày tím tái không còn chút máu toát mồ hôi không ngừng khốn nạn đây đúng là con đường chết rồi, nghĩ xong anh ta quay người lại mở to tròn hai mắt nhìn về phía của thiên quyền. Tử vĩ nghiến chặt răng mặt mày tối sẫm lại, chưa thấy qua heo chạy còn chưa ăn qua thịt heo sao, chỉ là đạp tường bay thôi. Ta cũng được, ngẫm nghĩ xong anh ta liền ngồi xổm xuống dồn lực vào cái bờ mông của mình, tiếp đó là đạp vào một nửa cái tường để bay lên thế nhưng mà nó lạ lắm. Từ cánh tay của anh ta cách với cái thành tường thì cũng khoảng chừng 20cm nữa, thế thì bám kiểu chó nào được, tử vĩ bất lực hai mắt trợn trắng lên há to mồm gào thét trong vô vọng ngay lúc đó phần thần hồn đi tới bên cạnh cười nhạo anh ta lúc nãy ngươi nhún một phát đó giống một con hà mã gớm ngươi căm cái họng của mình lại đi tức chết lão tử rồi thiên quyền đi tới với cơ thể bão phát một luồng ma khí cực kỳ cường đại khà 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 bắt sống cũng có nghĩa là chỉ cần không làm chết là được phải không nhỉ tử vĩ nghe xong lời này thì vã mồ hôi như mưa sợ muốn đái cả ra quần đại ca bộ dạng này của ngươi không giống như muốn bắt sống tiêu rồi lần này thật sự chết chắc rồi